cũng đều tức thì hiểu ra. Chó sói, là chiến lang của người qua ba, nhạc dương thốt lên. Pháp sư tháp tây gật đầu, đúng thế, tôi không thể ngờ, vừa mới lên tầng bình đài thứ ba, đã gặp phải một bầy sói. Tôi không thể phán đoán bọn chúng có ác ý gì hay không, đành phải ra tay trước, chẳng thể nào ngờ. Tôi lại không phải đối thủ của bọn chúng, tôi vừa đánh vừa lùi, lùi mãi đến mép tầng bình đài thứ ba, vốn định lợi dụng dây móc tạm thời xuống tầng bên dưới, càng không ngờ được rằng sắc mặt Pháp Sư Tháp Tây chợt biến đổi, bọn sói đó, chân của chúng nhỏ hơn chúng ta, lợi dụng những móng vuốt sắc bén lại có thể chạy thẳng băng trên vách đá cực hẹp, vậy là thành ra tôi mua dây buộc mình, kết quả là ngã từ tầng thứ ba xuống, đừng nói chỉ gãy mất một đôi chân, không chết đã là một kỳ tích rồi đó. Sao, sao lại thế được, lẽ nào, Pháp Sư Tháp Tây mà cũng không đánh lại được một bầy sói? Trương Lập không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Pháp Sư Tháp Tây nói, cậu chưa gặp bọn sói ấy nên không biết. Tôi cũng chưa từng gặp bầy sói nào như thế cả, trận thế của chúng có tấn công lại có cả phòng thủ, nhanh như tia chấp, lặng lẽ như bóng ma, đừng nói là đánh, chỉ riêng chống trả những đợt tấn công liên tiếp từ khắp bốn phương tám hướng đã đủ khiến cậu không chịu nổi rồi. Cảm giác của tôi là, bầy sói này là một chỉnh thể thống nhất, giống như một đội quân vậy, chúng có sĩ quan chỉ huy, có chiến sĩ tấn công, có chiến sĩ bổ trợ, lại có cả các chiến sĩ phụ trách đánh lén và quấy nhiễu tầm nhìn của kẻ địch. Tôi nghĩ, đó chắc chắn là chiến lang của người thượng qua ba rồi. Quả thực vô cùng đáng sợ. Trên trán ba tang dịn ra một lớp mồ hôi lấm tấm, những lời tả của Pháp Sư Tháp Tây làm anh ta nhớ lại cảnh tượng năm đó nhóm người toàn các tinh anh trong quân đội của mình đã bị bầy sói đổ sát ra sao. Cả Pháp Sư Tháp Tây cũng không thể đối phó với chiến lang của người thượng qua ba hay sao. Vậy chúng ta sao? Nhạc Dương lẩm bẩm Pháp Sư Tháp Tây nói, không, không phải vậy đâu. Lúc đó tôi còn chưa rõ lắm, nhưng giờ đã hiểu ra rồi, đàn sói ấy cũng có phạm vi lãnh địa của riêng chúng, giữa các lãnh địa có những vùng đẹp, mà lãnh địa và tuyến đường di chuyển của chúng là cố định, chỉ cần không xâm nhập vào vùng lãnh địa của chúng thì sẽ không bị tấn công. Về chuyện này, tôi đã nhờ người tìm được một vài dũng sĩ năm xưa từng lên tầng bình đài thứ ba, chỉ cần có bọn họ chỉ đường thì không vấn đề gì cả. Vấn đề bây giờ không phải là làm cách nào lên được tầng bình đài thứ ba, mà là ở mọi người. Mọi người có biết, đám hộ về kia tại sao lại ngăn cản mọi người, còn tôi tại sao lại phải chạy thẳng vào rừng tìm mọi người như vậy không? Trác Mộc Cường ba lắc đầu, không biết. Pháp Sư Tháp Tây nói, kẻ hạ lệnh bao vây mọi người lúc nãy tên là Lý Ca, là một viên tướng nhỏ của vương quốc Gia này, đã bại trận mấy lần liền, nhưng nghe nói hắn rất giỏi thuật định bợ lấy lòng, nên rất được quốc vương Gia Ca sủng ái. Công việc cụ thể của hắn có lẽ là thu thập tin tức cho liên minh bộ lạc Gia Ngày hôm qua, hắn đột nhiên đến bẩm báo quốc vương, nói nhận được tin tức, lần trước Lang Bu phái người đến mời tôi không thành, lần này lại phái thêm một nhóm người khác, có ý đồ xấu xa với tôi. Quốc vương Yaka tin là thật, ngay hôm đó liền hạ lệnh nhổ trại đi ra quỳnh. Tôi không biết chuyện này, vậy nên cũng không nghĩ ra đó là mọi người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Ca đã lén lút dẫn theo một nhóm người rời khỏi doanh trại, toàn bộ đều là các hộ vệ tinh anh của quốc vương Yaka. Tôi lấy làm thắc mắc, bèn đi hỏi quốc vương mới biết được chuyện, thì ra, Lý Ca đã xin với quốc vương cho dẫn quân đi mai phục, tiêu diệt những kẻ muốn gây bất lợi cho tôi. Cần phải biết rằng, Yaka và Lang Bu vừa kết thúc một trận chiến kéo dài, mới nghỉ ngơi dưỡng sức được 3 năm, quốc vương Lang Bu dù có lo lắng cho bệnh tình của con gái đến mấy cũng không thể nào dám làm bừa như vậy được. Đại địch ô là chức vị tương đương với thừa tướng, lại là người nắm giữ thần quyền, ở phương diện nào đó, chức vị này còn cao hơn cả quốc vương nữa, quốc vương Lang Bu muốn đối phó với tôi, vậy chẳng khác nào tuyên chiến với Yaka cả vì vậy hành vi này của lý ca chỉ có thể giải thích rằng hắn muốn ngăn cản những người kia đến gặp tôi tuy không biết vì nguyên nhân gì nhưng tôi lập tức nghĩ ngay đến mọi người kỳ thực cho dù không phải mọi người tôi cũng nhất định phải đến xem thử coi sao bởi cái tên lý ca này tôi luôn có cảm giác hắn là gian tế của khước ba ca nhiệt tiềm phục lại giờ thì quả nhiên đã được chứng thực rồi trương lập nói gian tế chuyện này là như thế nào nữa vậy pháp sư tháp tây nói chuyện này kể ra dài lắm tôi nói vắn tắt thôi vậy. Trước tiên kể từ chuyện tôi làm trước đại địch ô này đã nhé, khi đó tôi bị thương rất nặng, được dân du mục cứu về và đưa đến một nơi gọi là vị huyết nhẫn dưỡng thương. Để cảm tạ những người đã cứu mình, tôi bèn chữa trị một số bệnh tật đơn giản cho người nhà họ, như viêm phổi, kiết lỵ không ngờ tin tức này nhanh chóng lan truyền đi khắp Nha Ca. Cả đại địch ô khước ba ca nhiệt cũng bị kinh động, y phái người đến ám sát tôi, nhưng đều bị tôi đuổi đi hết. Đương nhiên, chuyện này về sau tôi mới biết nhạc dương ngắt lời y tại sao y phải cho người đi ám sát ngài pháp sư tháp tây đáp bởi vì y thuật mà tôi thể hiện đã uy hiếp đến địa vị của y sự thực là sau khi y ám sát tôi thất bại không lâu quốc vương yaka đã phái hộ vệ tới đón tôi về trướng mấy phi tử bị mắc phải một số bệnh thường gặp của ông ta cũng được tôi chữa khỏi khước ba ca nhiệt lại nghĩ ra mấy độc chiêu nhưng đều thất bại cả lúc đó tôi mới bắt đầu đề phòng y sau đó y lại chính thức khiêu chiến với tôi người nào thất bại sẽ phải ra đi. Pháp sư đã chiến thắng y à? Nói thế nào nhỉ, coi như là thắng đi, dù sao thì giờ tôi cũng là đại địch ô của vương quốc Yaka rồi. Lẽ nào Pháp sư Tháp Tây nghiên cứu cổ độc còn sâu hơn cả đại địch ô Yaka sao? Việc này chỉ có thể nói là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Tuyệt đại đa số cổ độc cũng đi theo truyền thống của Trung Y, chỉ chú trọng kết quả chứ không cần làm rõ nguyên nhân, cũng có nghĩa là họ biết làm như vậy sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào, nhưng tại sao làm như vậy lại mang đến hậu quả đó thì họ chẳng hề biết. Tên khước ba ca nhiệt đó thấy tôi trị liệu những căn bệnh mà y phải bó tay ấy một cách dễ dàng, cứ ngỡ rằng thuật dùng cổ độc của tôi cao hơn y nhiều lắm, vì vậy đã khiêu chiến biện luận với tôi. Về lý luận y học thì tôi không thua hắn rồi, hơn nữa, đối với sự nảy sinh và tác dụng của cổ độc, cách lý giải của tôi cũng thấu triệt hơn y nhiều. Đối với y, cổ độc được tạo ra vì chiến tranh, nhưng sự thực là, cổ độc sinh ra là để trị bệnh về điểm này thì có rất nhiều kinh văn đã ghi chép lại các đoạn tranh biện của người xưa, y có lợi hại đến mấy cũng không thể hơn được sự tổng kết của các bậc tiên hiền trong suốt nghìn năm. Nếu y trực tiếp tỉ thí với tôi xem ai hạ độc lợi hại hơn, chắc chắn tôi không thể bằng được rồi, ngay mới đầu, nếu y không phái sát thủ đến đối phó tôi, mà trực tiếp dùng luôn cổ độc, trong lúc không phòng bị, rất có thể tôi cũng khó mà thoát nổi. Pháp sư tháp Tây ngưng lại một chút, rồi kể tiếp, thực ra trong tình hình lúc đó, dù tôi có thắng được y, cũng không thể nào làm được trước đại địch ô này. Điểm mấu chốt là khi tôi xem bệnh cho vương phi của quốc vương Yaka, đã phát hiện ra âm mưu của tên khước ba này, từ trước đến giờ, y vẫn âm thầm cho quốc vương uống một loại chất độc mãn tính. Hả? Đồng thời, y còn mang những loại thuốc khiến người ta không thể sinh con được, bảo đó là thuốc tăng cường khả năng sinh nở cho vương phi uống. Vì vậy, sau khi ba người con của quốc vương Yaka lần lượt tử trận trên chiến trường, đến nay ông ta vẫn chưa có con nối dõi. Một khi quốc vương Yaka qua đời, Khước Ba sẽ có thể một tay nắm giữ đại quyền của cả vương quốc. Vì vậy, Khước Ba sợ nhất chính là quốc vương Yaka tìm được người biết xem bệnh như tôi, sợ tôi vạch trần âm mưu của y. Sau khi bị tôi phơi bày âm mưu, y liền bị nhốt vào tử lao, không ngờ vẫn có thể thoát ra được. Vì vậy tôi cho rằng, trong vương quốc Yaka này nhất định còn rất nhiều chức vị cao do thân tín của y đảm nhận. Nhạc Dương nói, không thể nào chứ? cả chúng cháu còn không biết Pháp Sư Tháp Tây chính là đại địch ô mới của Vương quốc Yaka, bọn họ làm sao lại liên hệ chúng ta vào với nhau được chứ? Pháp Sư Tháp Tây nói, ừm, um, tôi cũng chưa từng bộc lộ thân phận và mục đích của mình, bằng không, họ cũng không coi tôi là qua ba đại địch ô từ trên tầng bình đài thứ ba xuống đây. Lẽ nào, lại là vì tầm riêng? Trương Lập Kinh ngạc thốt lên, hả, Pháp Sư Tháp Tây muốn tầm riêng thì ra là vì... Pháp Sư Tháp Tây gật đầu, đúng vậy, Tôi không ngờ mọi người lại gặp chuyện ở tước mẫu. Vì nghe nói tầm diên chỉ còn lại một bình cuối cùng, vì vậy mới định lấy về tay trước, giữ dùm cho cường ba thiếu gia. Bây giờ đại địch ô của Lang Bu đã đồng ý tự tay rửa máu cho cường ba thiếu gia, đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi. Dù sao tôi cũng chỉ đọc trong thư tịch biết cách thao tác thế nào thôi, đại địch ô thứ kiệt nhất định thành thạo hơn nhiều. Trác Mộc cường ba cảm kích nhìn pháp sư Tháp Tây, không ngờ tất cả mọi người đều hao tâm tổn sức vì mình như thế. Nhạc Dương nghĩ ngợi dây lát, đoạn nói, không ổn, quách nhật niệm thanh cũng có nói, tầm riêng là thứ rất quý giá, dù có bị lấy ra làm điều kiện cũng là chuyện bình thường, chắc không thể nào liên tưởng được chúng ta với nhau đâu. Pháp Sư Tháp Tây nói, nếu vậy thì, vấn đề nằm ở chỗ mọi người rồi. Trương Lập thắc mắc, sao lại nói vậy được ạ? Lý ca cũng không thể nào biết được rằng chúng ta đã quen biết nhau từ trước, ngăn cản tôi gặp mọi người đối với y chẳng có lợi gì cả, mà chúng ta gặp nhau cũng không gây tổn thất gì cho y hết chỉ có thể giải thích là đồng minh yêu cầu y làm như vậy mà đồng minh của y ắt hẳn phải đến từ lang bu nếu kết nối những điểm này với chuyện mọi người gặp phải ở lang bu toàn bộ sự việc này rất có khả năng đều do một tay người tên quách nhật niệm thanh kia sắp đặt pháp sư tháp tây điềm đạm nói lần này là lữ cánh nam lên tiếng thắc mắc mục đích là gì mục đích của y là gì pháp sư tháp tây nói nếu mọi người không thể trở về tước mẫu đúng thời gian tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì thì đó chính là mục đích y muốn đạt được, ít nhất là bây giờ y đang có ý đồ như thế. Trác Mộc Cường ba vội nói, ý Pháp Sư là, y, y muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn. Pháp Sư Tháp Tây nhướng mày, hoặc chỉ là một trong hai người, người còn lại chỉ dùng để che đậy mục đích thực sự phía sau mà thôi. Pháp Sư Tháp Tây nói, tôi ở Yaka cũng nghe nói nhiều về người tên Quách Nhật Niệm Thanh này, đó là một vị tướng quân rất giỏi dùng mưu lược, có rất nhiều tướng lĩnh của Yaka từng nếm mùi thua thiệt trong tay y, nhưng họ đều tỏ ra rất khinh thường mưu lược của người này, bảo rằng đó không phải quyết đấu quang minh chính đại, mà toàn chỉ dở trò sau lưng. Có điều, họ lại lấy làm hài lòng đối với hành vi ra sức thúc đẩy hòa đàm của Quách Nhật Niệm Thanh 3 năm trước, dù sao thì trận chiến ấy cũng kéo dài quá lâu rồi. Vẫn là vấn đề đó, chúng ta chẳng hề có xung đột lợi ích hay uy hiếp gì đến tên Quách Nhật Niệm Thanh đó cả, tại sao hắn nhất định phải đẩy chúng ta vào chỗ chết kia chứ? Pháp sư tháp Tây lắc đầu nói, cái đó thì chưa chắc, giống như ban đầu tôi bị khước ba sai người ám sát vậy, tôi cũng hoàn toàn không hề biết chút gì về chuyện của y cả. Có lẽ trong lúc vô ý, mọi người đã làm gì tổn hại đến lợi ích của quách nhật niệm thanh, vì vậy y mới nảy ra ý định giết người. Nhạc Dương nghĩ kỹ lại một lượt, rồi vẫn lắc đầu, không có gì. Nếu nói có chuyện gì đặc biệt, vậy việc chúng tôi chữa bệnh cho dân làng công nhật lạp cũng chỉ có thể xung đột với đại địch ô thứ kiệt thôi, đâu có liên can gì đến quách nhật niệm thanh. Ngoài ra, đâu còn chuyện gì xâm phạm tới lợi ích của Quách Nhật Niệm Thanh chứ? Trương Lập nói, liệu có phải vũ khí chúng ta mang theo khiến hắn cảm thấy sợ hãi không? Nhạc Dương lắc đầu, vũ khí của chúng ta đều bị thu lại cả rồi, hắn còn sợ gì nữa? Lẽ nào sợ chúng ta chế tạo ra được một loạt vũ khí khác? Trương Lập gật đầu, ừm, cũng có khả năng này chứ. Nhạc Dương nói, không thể nào, vậy thì hắn sẽ không để chúng ta đi như thế. Hơn nữa, trong mắt hắn những vũ khí ấy vẫn chưa bị kịp với vũ khí của người thượng qua ba kia mà. Và lại, kẻ đến tước mẫu trước chúng ta lại còn bắn bị thương đại địch ô thứ kiệt, chẳng phải cũng mang vũ khí hay sao? Nói tới đây, nhạc dương chợt ngẩn người, quay sang hỏi Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư, ngài nghe nói mình ước hòa bình ba năm trước là do quách nhật niệm thanh ra sức thúc đẩy hay sao? Pháp Sư Tháp Tây gật đầu, ừm, hai bên đã tiến hành hòa đàm hai lần, lần đầu tiên là quách nhật niệm thanh đích thân dẫn người đến Nha Ca, lần thứ hai thì do một tướng lĩnh cao cấp khác của Yaka đến Lang Vậy thì, người kết minh với quách nhật niệm thanh ở Yaka là quốc vương hay là khước ba vậy? Nhạc Dương lại hỏi tiếp. Pháp sư tháp Tây thoáng ngây người, nói, ý cậu là. Đúng thế, năm đó, người ký kết hòa đàm với quách nhật niệm thanh chính là khước ba ca nhiệt. Nhạc Dương ngẩng đầu nói, nếu như quách nhật niệm thanh là đồng minh của khước ba ở Lang mà mục đích của khước ba là mưu cầu quyền lực của quốc vương Yaka, vậy thì Quách Nhật Niệm Thanh cũng muốn. Trước giờ anh cứ chăn trở, nếu mắt công chúa Lang Bô bị mù, kẻ được lợi nhất sẽ là ai, bây giờ tình hình dường như đều đã sáng tỏ cả rồi. Trương Lập ngạc nhiên thốt lên, ý cậu muốn nói, người Quách Nhật Niệm Thanh thực sự muốn đối phó là quốc vương tước mẫu. Nhưng tôi thấy quan hệ của của họ cũng có tệ lắm đâu nhỉ. Nhạc Dương lạnh giọng nói, đây chính là chỗ đáng sợ của hắn. Nếu không phải chúng ta đứng ở góc độ người ngoài cuộc nhìn vào, nếu không phải Pháp Sư Tháp Tây vạch trần được cuộc nội loạn ở Yaka, sợ rằng chúng ta rất khó có thể nghĩ đến, cũng khó mà tin nổi rằng, Quách Nhật Niệm Thanh lại ngấm ngầm đối phó với quốc vương tước mẫu. Đây chính là chỗ cao minh của một kẻ dùng mưu, nhìn bề ngoài, quan hệ giữa hắn và quốc vương Lang Bu hết sức thân thiết, về mặt đối ngoại, hắn đóng vai trò sứ giả hòa bình của hai vương quốc, trong giới quân sự, hắn người người chỉ huy tối cao, lại lập được chiến công hiển hách, đương nhiên không ai lại liên tưởng hắn với một kẻ có thể xoán ngôi đoạt vị cả tôi cứ ngờ vực mãi hai nước đánh nhau nhiều năm vậy rồi thù hận có thể nói còn sâu hơn biển mà sao lang bu đang chiếm thế thượng phong lại đưa ra đề nghị hòa đàm làm sao hắn có thể đàm phán thành công nhưng nếu chuyện hắn và đại địch ô của yaka ba năm trước hòa đàm biến thành âm mưu thay chiều đổi đại của hai kẻ nắm giữ thực quyền của hai vương quốc vậy thì lợi ích của bọn hắn sẽ thống nhất với nhau vì vậy sau khi hòa đàm công chúa đã mù mắt đồng thời khước ba cũng bắt đầu ra tay với quốc vương yaka Pháp Sư Á là nghĩ ngợi một lát, rồi cũng gật đầu nói, có lý, Quách Nhật Niệm Thanh là đệ tử của đại địch Ô Thứ Kiệt, lại là tướng lĩnh nắm toàn bộ binh quyền của Lang Bu, nếu y muốn khống chế cả vương quốc, thay thế quân chủ cũng là chuyện rất dễ dàng. Nếu sau khi trở thành đại địch Ô, y lại làm luôn cả quốc vương Lang Bu, vậy thì sẽ trở thành một vị quân chủ trí cao nắm giữ cả vương quyền và thần quyền, không còn gì có thể ước thúc được nữa. Nhạc Dương lẩm bẩm, Quách Nhật Niệm Thanh, con người này thật quá sức đáng sợ, hắn rất giỏi ngụy trang mình thành dạng nhân vật nhỏ không đáng để mắt, lại tỏ ra cực kỳ thân thiết với người mình muốn đối phó, giấu mình thật sâu, chẳng trách chúng ta lại chịu thiệt thòi trong tay hắn như vậy. Giờ đây, điều duy nhất mà tôi không thể nào hiểu nổi là, rốt cuộc chúng ta đã phạm phải lợi ích gì của hắn. Còn nữa, tại sao hắn chỉ làm mù mắt công chúa, hơn nữa còn để lại cho nàng một hy vọng phục hồi lại ánh sáng, rốt cuộc hắn đang tính toán điều gì? Lữ cánh nam nói, có lẽ, hắn hy vọng có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngai vàng, giữ mình trong sạch. Sau khi quốc vương qua đời, Lang Bồ chắc cũng không thể nào để cho một nàng công chúa mù mắt thống trị chứ, phải vậy không? Nhạc Dương sực hiểu ra, à, lẽ nào? Vừa nghe ngữ khi ấy của Nhạc Dương, Trương Lập vội hỏi ngay, nghĩ ra điều gì rồi à? Nhạc Dương nói, vết thương của đại địch ô thứ kiệt. Chúng ta không hỏi đến, cũng chưa từng thắc mắc, tại sao đại địch ô thứ kiệt cứu tên người giáp mê kia, ngược lại còn bị hắn gây thương tích rồi bỏ trốn. Còn nhớ Quách Nhật Niệm Thanh đã từng nói với chúng ta, hắn cũng có chút hiểu biết đối với các loại súng ống hiện đại không? Hắn không thể nào lại không nhận ra vũ khí trong tay người kia, sao lại để cho một kẻ cầm súng lại gần đại địch ô thứ kiệt được chứ? Hơn nữa, cả vương quốc lang bô chắc cũng chỉ mình hắn biết nói tiếng Anh, vì vậy, cách giải thích duy nhất là, chính Quách Nhật Niệm Thanh đã xúi dục người giáp mế kia ra tay với đại địch ô thứ kiệt. Hắn muốn gạt phăng mọi âm mưu có liên quan đến mình, Mượn tay người giáp mễ ám sát đại địch ô thứ kiệt chính là phương pháp tốt nhất. Đại địch ô thứ kiệt là chướng ngại đầu tiên ngăn hắn đến gần ngai vàng, thứ kiệt đại nhân không còn nữa, hắn là đệ tử, đương nhiên sẽ kế thừa thân phận đại địch ô. Trong thế giới quân quyền thần quyền này, trở thành người duy nhất có thể giao lưu với thần linh cũng có nghĩa là đã sở hữu tấm giấy thông hành để bước thẳng đến ngai vàng của quốc vương rồi. Còn tên người giáp mễ kia, nói không chừng đã yêu cầu hắn đối phó chúng ta để đổi lại việc hắn làm giúp Quách Nhật Niệm Thanh. Đây có lẽ là một lời giải thích khá hợp lý rồi. Những người trong xe hít sâu một hơi khí lạnh, thật không ngờ, Nhạc Dương lại có thể kết nối toàn bộ các sự kiện lại với nhau như thế. Pháp sư Á La và pháp sư Tháp Tây đưa mắt nhìn nhau, sau đó đều chăm chú nhìn Nhạc Dương, thầm nhủ, chỉ dựa vào một chút tin tức nghe được mà đã đưa ra suy luận như vậy rồi sao? Nhạc Dương, cậu cũng đáng sợ thật đấy, cánh nam à, đệ tử đắc ý do cô đào tạo ra, về một mặt nào đó đã vượt qua cả thầy cậu ta rồi đấy. Nhạc Dương vẫn đang lẩm bẩm như tự nói với chính mình, nhưng đôi mắt của công chúa, sợ rằng không đơn giản chỉ vì danh chính ngôn thuận. Một bậc thầy âm mưu như y, mỗi bước sắp xếp hẳn đều có ý nghĩa riêng, dù sao những thông tin mà chúng ta biết được vẫn còn quá ít. Trác Mộc Cường ba lo lắng nói, Pháp Sư Tháp Tây, liệu có thể bảo đánh xe nhanh hơn chút nữa được không? Tôi rất lo cho đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn. Pháp Sư Tháp Tây gật đầu, bảo Tôn Ma, Tôn Ma, chạy hết tốc lực đi thời gian rất gấp, tôn ma đáp một tiếng, rồi cao giọng hét quát cho lũ ngựa tăng tốc. Trương Lập phẫn nộ nói, sau khi trở về tước mẫu, chúng ta nhất định phải vạch trần âm mưu của tên khốn kiếp quách nhật niệm thanh đó. Nhạc Dương cười khổ, vô dụng thôi, đúng như giáo quan vừa nói, quách nhật niệm thanh làm chuyện gì cũng giữ cho đôi tay mình sạch sẽ, mọi điều tôi vừa nói, toàn bộ đều chỉ là suy luận, chẳng có chút chứng cứ nào hết. Và lại, quách nhật niệm thanh đã có căn cơ nhiều năm ở Lang Bu, thâm căn cố đế, muốn lật đổ hắn đâu phải nói là làm được chứ. Giờ chỉ hy vọng chúng ta kịp trở về tước mẫu, hy vọng hắn tuân thủ ước định, không ra tay trước với đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn thôi. Yên tâm, Pháp Sư Tháp Tây nói, cậu đừng quên, nói gì thì tôi cũng được coi là một vị đại địch ô, người ở đây, đối với người có thể giao lưu với thần linh. Đột nhiên lũ ngựa hí vang, xe ngựa dừng gấp, mấy người trong xe đều bị dịch chuyển một đoạn dài theo quán tính, Nhạc Dương ngồi sát cửa xe còn suýt chút nữa thì bị hất văng ra bên ngoài, may mà ba tang kịp giữ lại. Chuyện gì vậy? Pháp sư tháp Tây lớn tiếng hỏi. Nhạc Dương cũng vén màn xe lên quan sát. Tôn Ma trả lời, có cây lớn đổ chặn ngang đường. Nhạc Dương đã nhảy xuống, lớn tiếng hỏi, ai làm vậy? Bọn Trác Mộc Cường ba cũng lần lượt xuống xe ngựa, chỉ thấy trên đường có mấy thân cây to ba người ôm nằm nghiêng ngả tán loạn, hoàn toàn chặn mất đường đi phía trước với sức họ căn bản không thể nào dịch chuyển đám cây này đi được, mà xung quanh đều là rừng rậm, xe bốn ngựa kéo cũng không thể đi trong đó. Ba tang nhìn chỗ gấy bị cháy đen trên mấy thân cây, lạnh lùng nói, cơn lốc đen. Anh ta đứng bật dậy, đảo mắt nhìn khắp bốn phía như chim ưng rình mồi, không có cảm giác nguy hiểm, kẻ địch dường như chỉ muốn ngăn cản họ lại đây. Trương Lập nói, sao thế được nhỉ? Hay là còn kẻ địch nào khác nữa? Pháp sư tháp tây vén màn che lên nói, không, đường xe chạy vòng vèo, ngựa chạy nhanh mấy cũng không bằng những người chạy thẳng một mạch băng rừng có lẽ là người lúc nãy y có vũ khí nóng mới xuất hiện quanh đây khoảng một hai tuần thôi cũng từng muốn ám sát tôi rồi chắc có lẽ chính là người giáp mễ chạy từ tước mẫu đến đây nhạc dương phẫn nộ nói khốn kiếp biết vậy thì ngay từ đầu đã truy sát hắn bằng được rồi lữ cánh nam nói đừng quên thời gian của chúng ta rất có hạn dường như hắn cũng nhận ra được điều này vậy nên mới nghĩ cách kéo dài thời gian hơn nữa hắn có vũ khí chúng ta thì không trương lập nhân mặt hỏi giờ tính sao đây nhạc dương nói pháp sư tháp tây hay là chúng cháu gỡ xe ngựa ra làm thành cái cáng khiêng ông đi cho nhanh lữ cánh nam lắc đầu không được như vậy pháp sư tháp tây sẽ trở thành bia cho đối phương ngắm đừng quên đó là một tên cao thủ bắn tỉa đấy trác mộc cường ba đưa cung tên cho lữ cánh nam nói tôi sẽ cõng pháp sư mọi người chú ý hiểm hộ Ba tang liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói, chúng ta thay nhau. Trác Mộc Cường Ba mỉm cười gật đầu, người đàn ông máu lạnh xưa nay chưa từng quan tâm người khác này, giờ đây đã bắt đầu thấy xuất hiện tình người rồi. Pháp Sư Tháp Tây dặn dò tôn ma mấy câu, bảo anh ta đánh xe trở về, sau đó nằm lên lưng Trác Mộc Cường Ba, cả bọn lại tiếp tục chạy về hướng biển sinh mệnh. Vòng qua chỗ đường bị chắn, chạy được chừng hơn 10 phút, bỗng thấy phía trước có một người đang trên đường, không nhúc nhích gì nhạc dương nói để tôi xem sao trác mộc cường ba dặn với theo cẩn thận đấy nhạc dương bước lên nói chết rồi hình như là binh sĩ của yaka mấy người bọn trác mộc cường ba cũng lại gần pháp sư tháp tây nói là lý ca sao y lại chết ở đây được nhỉ nhạc dương quan sát rồi đưa ra kết luận vừa mới chết thi thể xanh lét có lẽ bị loài trùng độc gì đó cắn thì phải trương lập đột nhiên kêu lên nhạc dương cậu đứng yên tuyệt đối không được nhấc chân lên nhạc dương cúi đầu nhìn thấy giữa chân mình và xác chết kia lờ mờ có thứ gì đó trông như sợi tóc một đầu đã bị đứt đang nằm dưới gót chân mình đầu kia kéo dài tới tận bên trong xác chết bàn chân này mà nhấc lên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra anh không khỏi có chút căng thẳng cái cái gì vậy trương lập cẩn thận quỳ xuống bên cạnh chân nhạc dương quan sát xác chết thật kỹ càng rồi đưa mũi hít mạch không biết nhưng mà thứ này không phải mìn hay tạc đạn cái bẫy chết tiệt anh lấy trong ba lô ra hai mũi tên cắm vào hai đầu sợi dây mảnh, rồi lấy đầu ngón tay khẽ chạm vào, cẩn trọng nói, mảnh quá, hơi dùng sức một chút là đứt ngay, mọi người lùi hết lại đi. Chỉ thấy Trương Lập lấy trong túi đồ tùy thân ra một vài nan tre, mảnh vải, bầy biện sắp xếp một lúc lâu, rồi đưa tay về phía nhạc dương, nhạc dương, nắm chặt tay tôi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau xong, Trương Lập lại nói, đợi tôi đếm, một, hai, ba. Chúng ta sẽ cùng ngã ra phía ngoài, sau đó lập tức lăn ra cậu đạp mạnh được chừng nào hay chừng ấy. Mấy thứ kia của tôi chắc chỉ kéo dài thời gian được khoảng từ 0.2 đến 0.5 giây. Nếu là lựu đạn hay mìn, từ lúc dẫn nổ đến khi nổ thực tế còn khoảng một giây gì đó, và giây đầu tiên xác chết sẽ hút hết sóng xung kích do vụ nổ gây ra. Như vậy tổng cộng chúng ta có từ 2 đến 3 giây, chuẩn bị xong chưa? Nhạc Dương mỉm cười, Trương Lập bắt đầu đếm, 1, 2, 3, hai người cùng lúc dồn lực bật mạnh, ngả người ra phía ngoài xác chết, kế đó lại nhanh chóng lăn thêm hai vòng nữa. Nhưng cái bẫy nổ kia không trực tiếp nổ tung tóe như Trương Lập tưởng tượng, mà kẻ địch dường như đã bố trí một tầng gì đó bên dưới xác chết, kết quả là khiến xung lực định hướng, bắn tung xác chết lên không như một quả hỏa tiễn, cách mặt đất 78 mét mới dừng lại. Trương Lập và Nhạc Dương vẫn đang lăn tròn, những người khác đều đứng đằng xa quan sát động tính. Trương Lập và Nhạc Dương dừng lại, cũng ngước nhìn xác chết bị bắn lên không. Trương Lập hỏi, làm trò gì vậy? Lời còn chưa dứt, bỗng thấy ổ bụng của cái xác như cái túi bị mở toang phép mơ a à, bên trong có vô số chấm đen nhỏ trào ra chỉ nghe pháp sư tháp tây thất thanh kêu lớn cổ độc mau chạy đi trương lập và nhạc dương vội bò dậy guồng chân chạy nhưng những chấm đen nhỏ kia không giải thẳng xuống như vãi đậu mà bắn tóe ra khắp bốn phương tám hướng cả bọn trác mộc cường ba pháp sư á là cũng đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng pháp sư tháp tây lại lớn tiếng gọi lùi lại tất cả lùi lại trương lập và nhạc dương cách xác chết gần nhất một số chấm đen đã vượt qua bọn họ. Trương Lập phát hiện, đó hóa ra là một số loài côn trùng vẫn còn đang sống, có tầm, có châu chấu, bọ ngựa, rán, bọ cánh cứng, đa phần đều biết bay, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, con thì bay, con thì nhảy, đâu đâu cũng có. Không biết chạy được bao xa, bọn chắc Mộc Cường Ba mới không thấy những chấm đen nhỏ cứ nhảy đi nhảy lại ấy. Pháp Sư Tháp Tây nói, là thi cổ, hy vọng Trương Lập và Nhạc Dương không sao. Dây lát sau, Trương Lập và Nhạc Dương cũng chạy tới. Pháp sư Tháp Tây nói, các cậu không bị lũ côn trùng đó chạm phải đấy chứ. Trương Lập nghĩ ngợi dây lát, chắc là không sao chứ ạ. À. Pháp sư Tháp Tây chụp lấy cổ tay Nhạc Dương, chỉ thấy trên mờ u bàn tay anh đã có thêm một đốm xanh lục, to bằng hạt đậu tương, trông như là nấm mốc vậy. Pháp sư Tháp Tây vội bảo chắc Mộc Cường ba quỳ xuống, rồi xé một mảnh áo trên người, thấm bùn đất vào, bẹt một tiếng, dính vào mờ u bàn tay Nhạc Dương, điềm đạm nói, cậu chúng cổ độc rồi. Hả, nhạc dương nói, vậy, vậy mà đã chúng cổ độc ư, cháu, cháu sẽ không sao chứ. Pháp sư tháp tây thở dài, khó nói lắm, thi cổ cũng có nhiều loại, còn phải xem đối phương đã hạ độc gì lên người lý ca nữa. Mọi người đều tự kiểm tra lại những chỗ hở trên cơ thể mình, kiểm tra chéo nhau nữa, tuyệt đối không được để sót chỗ nào, cổ độc mà phát tác thì không phải chuyện chơi đâu. Những người còn lại đều chia thành từng đôi một kiểm tra chéo cho nhau, nhạc dương lại hỏi pháp sư tháp tây tình hình của cháu cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng chứ pháp sư tháp tây lắc đầu không biết nữa phải tìm được kẻ đã hạ cổ độc hắn không thể chạy xa đâu loại cổ độc này cần phải chế ngay dùng ngay hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có khả năng cắn ngược lại chủ nhân nên trên người hắn nhất định có thuốc giải sau khi kiểm tra cho nhau những người khác đều không trúng độc chỉ là trong lòng chắc mộc cường ba lại có thêm một mối lo không sao dứt đi nổi đột nhiên trong rừng vang lên tiếng động, Pháp Sư Á La nói, là kẻ hạ độc. Trác Mộc Cường Ba nói, đuổi theo, lời vừa dứt liền cõng theo Pháp Sư Tháp Tây guồng chân chạy. Những người khác cũng lần lượt bắn dây móc ra, đu veo véo giữa các tán cây trong rừng, nhưng âm thanh kia lại cực kỳ quái dị, lúc ở phía đông, thoát cái đã ở phía tây, mà chẳng thấy bóng người nào cả. Đuổi được một lúc, âm thanh kia đột nhiên biến mất. Nhạc Dương nói, đừng đuổi nữa, chúng ta càng lúc càng rời xa khỏi biển sinh mệnh rồi. Lúc này, phía xa xa lại vang lên tiếng động, chắc Mộc Cường Ba nói, cậu đừng lo. Pháp Sư Tháp Tây nói, không sao, chúng ta có thể đi suốt đêm, chỉ cần trước khi trời sáng đến được bờ biển sinh mệnh là ổn thôi. Lại đuổi thêm một lúc nữa, cuối cùng họ cũng bao vây được kẻ hạ độc kia trong rừng, thoạt trông hắn có vẻ hơi thảm hại nhếch nhác, nằm vật ra đất, nhưng nét mặt chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi. Khước ba ca nhiệt, giao thuốc giải ra đây, chúng ta thả ngươi đi. Người ngươi muốn đối phó là ta, không liên quan gì đến họ, Pháp Sư Tháp Tây nói. Khước Ba Ca Nhiệt, vị tiền nhiệm đại địch ô của Vương quốc Yaka mà bọn Trác Mộc Cường Ba mới chỉ nghe tên chứ chưa từng thấy mặt bao giờ ấy, cười hằn học nói, hừ hừ, không sai, là cổ độc của ta đó, ngươi biết là loại gì không? Tam thi tuyệt hộ cổ, lợi hại không, thuốc giải ở đây này, chỉ có công hiệu trong 12 canh giờ thôi. Y lấy ra một bình sứ nhỏ, đắc ý lắc lắc. Nhạc Dương thấy sắc mặt Pháp Sư Tháp Tây hơi biến đổi, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Lữ cánh nam nói, người đã không còn đường thoát rồi, có gì mà cao hứng thế? Ta không còn đường thoát, khước ba ca nhiệt cười âm hiểm, thuốc giải ở đây, có giỏi thì qua mà lấy. Trương Lập đột nhiên chú ý đến mấy đống lá cây nhỏ nằm giải rác, thoáng trầm ngâm, rồi nhặt một cục đá to bằng quả bóng chuyển ném tới, quả đúng như anh đoán, một tiếng ẩm vang lên, cả khu rừng đều chấn động. Bãi mìn, sắc mặt Trương Lập trở nên hết sức khó coi. Audio điện tử võ tấn bền sau tiếng nổ lớn ấy, âm thanh vẫn chưa dừng hẳn, chỉ thấy trên cái cây lớn phía trước bên trái bỗng phát ra mấy tiếng tít 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 cảnh báo, phía bên phải liền soạt 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 bắn ra một loạt tên nhọn hoắt, mấy cây cọc gỗ to tướng thình lình nhô lên khỏi đám bùn đất xung quanh, đâm đâm hai ba cái rồi lại từ từ lặn xuống, phía sau bên phải họ, một tấm lưới đan bằng dây mây gắn đầy gai nhọn bất ngờ bắn tung lên không trung. Vậy vẫn chưa hết, một loạt tiếng điểm xà tạch 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 trong rừng vẳng ra, không rõ họng súng ở chỗ nào, nhưng loạt đạn đã quét thành một đường cong trên không trung lần này cả lữ cánh nam cũng tái mặt thấp giọng nói không chỉ là bãi mìn khắp nơi trong rừng đều đầy cạm bẫy chúng ta trúng kế rồi nhạc dương lầu bào chửi hắn lấy đâu ra lắm vũ khí thế không biết khước ba ca nhiệt nói thấy rõ chưa hả kẻ bị bao vây là các ngươi mới đúng y cười ha hả sau lưng bọn trác mộc cường ba lại vang lên mấy tiếng nổ lớn nữa vài cây đại thụ đổ vật ra hiển nhiên đường lui của họ cũng đã có thêm vô số cạm bẫy khước ba ca nhiệt cười đắc ý lại nói các ngươi không qua lấy thì ta đi trước vậy địch ô đại nhân chỗ này chính là đất chôn thây của ngươi câu nói cuối cùng ấy y nghiến răng rít lên lời vừa dứt người đã bỏ dậy lao thẳng vào sâu trong rừng trương lập chuẩn bị đuổi theo nhưng bị ba tang cản lại ba tang khẽ nói với trác mộc cường ba chúng ta bị tên bắn tỉa kia ngắm rồi trác mộc cường ba gật đầu tôi biết đằng xa như nhị oa nhìn qua ống nhòm điện tử thấy gương mặt nghiêm nghị của Trác Mộc Cường Ba, cười thầm trong bụng, Trác Mộc Cường Ba, cuối cùng cũng có ngày mày rơi vào tay tao rồi. Giờ thì mày còn chẳng dám nhúc nhích, phải đứng yên cho tao ngắm bắn, hư, tao phải cho mày nếm mùi đau khổ, phát súng đầu tiên này, nên bắn gãy tay trái hay bắn rụng tay bên phải của mày đây nhỉ. Nhiều lựa chọn quá cũng thật là phiền phức, thôi bỏ đi, cứ bắn bừa một chỗ vậy, hay là, cho mày làm thái giám luôn nhé, ha ha. Ừm, Nghiêu nhị Hoa ngắm vào đùi non trác mộc cường ba lẩy cò đúng vào khoảnh khắc y bóp cò súng đột nhiên thấy trong tầm nhìn xuất hiện một người khác vừa khéo chắn ngay trước mặt trác mộc cường ba chó chết thật như nhị oa chửi thầm một tiếng buộc phải đưa mắt ngắm lại pháp sư tháp tây vốn đang ở trên lưng trác mộc cường ba đột nhiên xoay người lại chắn trước mặt gã trác mộc cường ba cũng lấy làm bất ngờ nhưng liền ngay sau đó gã liền thấy trên đùi pháp sư tháp tây bắn ra một vòi máu ngay tức thời, gã đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhạc Dương lớn tiếng kêu lên, mục tiêu của kẻ địch là Cường Ba Thiếu Gia. Ngay sau đó, tất cả liền đứng chắn trước mặt Trác Mộc Cường Ba, vây thành một vòng cung. Như nhị hoa ngắm lại lần thứ hai, chỉ thấy Trác Mộc Cường Ba đang được những người còn lại vây quanh, tỷ lệ cơ thể lộ ra chưa đến 5%, không khỏi cười thầm, ha ha, lại còn cho quên mình vì bạn nữa hả, Trác Mộc Cường Ba, tao thấy kính phục đám thuộc hạ này của mày rồi đấy. Có điều, không ngờ mày lại nhu nhược đến thế, dựa vào người khác bảo vệ mình à, vậy thì, tao cứ bắn bừa vậy thôi. Giữa bãi mìn này, chúng mày chạy đi đâu được, cứ ở đấy mà làm bia tập bắn cho tao đi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, y đã không cười nổi nữa, chỉ thấy những người trong ống ngắm kia, hàng phía trước quỳ một chân xuống, hàng phía sau đứng nguyên, cùng lúc vung tay, chuyển ba lô ra phía trước, hai hàng ba lô chất lên nhau, xếp thành một tấm lá chắn hình cầu. Nghiêu nhị hoa lớn tiếng chửi, chó chết thật, quả nhiên chúng được huấn luyện rất kỹ lưỡng phía sau tấm lá chắn hình cầu ấy, Trác Mộc Cường ba thất thanh kêu lên, pháp sư Tháp Tây, pháp sư Tháp Tây không sao chứ ạ? À? mấy người bọn nhạc dương cũng nhao nhao hỏi, pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói, tuổi tác cao rồi, thân thể cũng không còn linh hoạt như xưa. Lữ Cánh Nam nói, pháp sư Tháp Tây, vết thương của ngài đang chảy máu, cần phải xử lý ngay. Lữ Cánh Nam mở phép mơ tuy a à ba lô, chuẩn bị lấy bông băng ra xử lý vết thương. Pháp sư tháp Tây lắc đầu nói, không cần, để tôi tự làm. Chỉ thấy 10 ngón tay ông cong lại, ấn vào hai bên bắp thịt trên đùi, khẽ dồn sức, bực một tiếng, viên đạn đã bị ép ra ngoài. Liền sau đó, những ngón tay Pháp sư tháp Tây nhanh chóng kết ấn xung quanh vết thương, liên tiếp ấn mấy cái liền, máu liền ngưng chảy. Những người xung quanh đều trợn tròn mắt, há hốc miệng ra, thủ pháp này ngay cả Pháp sư Á La cũng chưa từng thi triển lần nào. Ngước nhìn Pháp sư tháp Tây, thấy ông từ đầu chí cuối vẫn luôn mỉm cười, nét mặt không hề có vẻ gì là đau đớn, tựa hồ như cái chân đó vốn chẳng phải của ông vậy. Ba tang cuối cùng cũng hiểu được, ý chí sắt thép là như thế nào, so với người ta, thì ra sức mạnh ý chí trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới rèn đúc được của mình vốn chẳng thể nào gọi là kiên cường được. Pháp sư tháp Tây cầm máu vết thương xong, lại mỉm cười nói, thật không ngờ, kẻ địch lại dở ra trăm phương ngàn kế ám hại chúng ta như vậy, xem ra, không động thủ thì không xong rồi. Dây móc của mọi người vẫn còn chứ, cho tôi mượn giọng pháp sư tháp tây vẫn hết sức bình thản chỉ là lời vừa mới dứt ông đã vươn tay ra đặt lên cổ tay trác mộc cường ba lắc nhẹ thiết bị bắn dây móc vốn gắn rất chặt trên cổ tay gã không hiểu sao đã lọt vào bàn tay khẳng khiu của ông rồi nhạc dương lập tức nói pháp sư tháp tây ông đi lại không tiện lại còn bị thương nữa để chúng cháu đi cho lữ cánh nam cũng định lên tiếng khuyên giải nhưng pháp sư á la đã lặng lẽ ra hiệu cho cô yên lặng xem chừng bản thân ông cũng không có ý định xông pha qua trận địa đầy cạm bẫy kia. Pháp sư tháp Tây mỉm cười với nhạc dương, đoạn nói, được rồi, tôi mà không ổn thì cậu lên tiếp ứng ngay nhé. Dứt lời, cánh tay đã vung lên, lao vút ra khỏi tấm lá chắn xếp bằng ba lô. Như nhị hoa đã đổi mấy phương hướng khác nhau, nhưng vẫn không tìm được kẽ hở nào, Hàn học nghĩ, đằng nào chúng mày cũng bị vây khốn trong rừng không ra được, mấy hôm rồi thì cũng chết đói thôi. Không, không được, nếu bọn chúng có trang bị của chúng ta, e rằng trong thời gian ngắn cũng khó mà chết đói được, nhưng tại sao không thấy chúng sử dụng vũ khí nhỉ? Lẽ nào, ừm, để tao vòng ra phía sau lá chắn của chúng mày xem. Phải rồi, dùng thứ đó, tuy vẫn chưa ổn định lắm, nhưng mà... Hả, có thứ gì vậy? Y đột nhiên trông thấy có thứ gì đó từ phía sau lá chắn bay vút ra. như nhị hoa dơ súng lên bắn luôn, nhưng tốc độ di chuyển của vật thể ấy thực sự quá nhanh, lại đổi hướng đột ngột, nên không trúng một phát nào những người phía sau đống ba lô chăm chú quan sát pháp sư tháp tây qua kẽ hở chỉ thấy dây móc trong tay ông bắn vào cành cây cành cây đó trầm xuống rồi gãy lìa rơi xuống pháp sư tháp tây vẫn không hề hoảng loạn thu tay về hất cổ tay lên đu sang một hướng khác mấy mũi tên bắn vụt qua tay trái pháp sư tháp tây qua một cái giữa các ngón tay đã kẹp ba mũi tên miệng ngậm mang một mũi khác ngay phía chính diện có một xúc gỗ lớn ghim đầy gai nhọn đang lao thẳng về phía ông chỉ thấy pháp sư tháp tây vung tay ném tên đi mấy mũi tên đuôi gắn lông chim nhỏ không ngờ đã cắt đứt hai sợi dây mây treo xúc gỗ. Cả xúc gỗ lớn rơi xuống, phát ra tiếng ầm ầm, đồng thời làm nổ vô số nghìn gài xung quanh, tiếng súng máy tạch 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 lại vang lên một chặp. Lúc này, Pháp Sư Tháp Tây mới thể hiện bản lĩnh thực sự, chỉ thấy ông vừa vung vẩy ống tay áo, tránh khỏi những mảnh vụn và đất bùn bắn lên sau vụ nổ. Mặt khác vẫn không ngừng xuyên qua khoảng không chẳng chịt những tấm lưới gắn lưới dao và tên đạn bay vèo vèo, vươn tay ra bắt lấy các loại ám khí bay tới, Đồng thời lại ném ra phá hoại một cảm bẫy khác, vừa né tránh, ông lại vừa nhìn chuẩn vị trí các cành cây, để dây móc không bắn trượt, kịp thời tránh đi trước khi làn đạn của súng máy tự động quét tới. Đạn từ khẩu súng bắn tỉa của Nghiêu Nhị Hoa chốc chốc lại xước qua người Pháp Sư Tháp Tây, nhưng dường như ông chẳng hề để tâm đến y. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ, tiếng súng, tiếng ám khí bay vèo vèo hòa trộn vào nhau, Pháp Sư Tháp Tây tựa như cánh nhạn biển đang trao liệng giữa bầu trời bão tố, xài cánh tung bay vẽ nên những đường cong gấp khúc tuyệt mỹ trên không trung, tạo nên những quỹ đạo chuyển động gần như hoàn mỹ, không để một giọt nước nào dính lên người. Thật không ai dám tin, đây lại là một ông già đã bị thương nặng đến độ không thể đi lại được nữa. Nhạc Dương nhìn mà chỉ biết há hốc miệng ra, giờ mới biết vừa nãy mình nói thay Pháp Sư Tháp Tây sông lên chẳng qua chỉ là một trò đùa, giữa rừng cạm bẫy chẳng chịt dày đặc thế này, sợ rằng mình còn chưa đi được 10 bước thì đã hy sinh anh Dũng mất rồi. Pháp Sư Á La này, cho cháu hỏi, ông với Pháp Sư Tháp Tây thì ai lợi hại hơn? Trương Lập Thẫn thờ hỏi. Pháp Sư Á La điềm đạm trả lời, nếu đánh tay đôi, người Á La cũng không phải là đối thủ của một Tháp Tây. Nhưng như hôm nay, sợ rằng cả đời Pháp Sư Tháp Tây cũng chỉ thể hiện không đến hai lần đâu. Tại sao thế ạ? À? Nhạc Dương tò mò hỏi. Pháp Sư Á La nói, bởi những mật tu giả giống như Pháp Sư Tháp Tây, thể năng cũng tương đương với Phật tính, tu vi càng cao lại càng nhân từ hòa ái. Nếu gặp phải lũ hổ báo hay chim ưng đói khát, họ thà cắt thịt mình cho chúng ăn chứ cũng không chịu ra tay đại khai sát giới. Thực ra trong mắt những bậc đại sư ấy, những người như tôi chẳng có được chút Phật tính nào. Vì vậy chúng tôi được huấn luyện như những võ tăng, còn bọn họ thực ra là đang tìm con đường trở về. Ít nhất theo những gì tôi biết được, cả đời này pháp sư Tháp Tây chưa từng sát sinh một lần nào, chỉ bệnh cứu người mới là điều ông ấy thích làm nhất. Chẳng hạn như tên khước ba ca nhiệt lúc nãy, nếu pháp sư Tháp Tây muốn ra tay thật chắc y đã chết từ lâu rồi, đâu còn mạng mà hò hét trước mặt chúng ta chứ. Chắc một cường ba không nhịn được buồn miệng hỏi nói vậy thì chức vị của Pháp Sư Tháp Tây hẳn phải cao lắm. Không biết trong giới mật tu giả, ông ấy là. Pháp Sư Á La không đợi gã nói hết, đã tiếp lời, à không, khi tôi rời khỏi nơi đó, Pháp Sư Tháp Tây cũng là một cách quả, chỉ có điều là thượng vị cách quả, còn tôi là hạ vị cách quả mà thôi, giờ không biết ông ấy đã có đột phá gì mới chưa. Trác Mộc cường ba im bặt, ngầm kinh hãi tự nhủ, mật tu giả, đó rốt cuộc là loại người gì vậy chứ? Khước ba ca nhiệt không trực tiếp chạy thẳng về chỗ nghiêu nhị hoa, mà càng lúc càng đi xa hơn, bởi vì bãi mìn này được bố trí rất phức tạp, đường đi quanh co gấp khúc, nếu không có bản đồ cả bẫy do chính tay y tự vẽ ra, thì chính y cũng không chắc chắn có thể ra khỏi đây được. Phía sau tiếng nổ vang trời, khước ba nghe mà không khỏi thầm kinh sợ uy lực của các thứ hỏa khí hiện đại do nghiêu nhị hoa mang đến, nếu không theo kiến nghị của y bổ sung thêm hỏa khí vào trận địa bẫy, sợ rằng muốn đối phó với bọn người giáp mế kia e vẫn khá là khó khăn. Một lúc sau, tiếng nổ sau lưng y nhỏ dần, khước ba ngoảnh đầu lại bật cười âm hiểm, hừ, đây là trận địa cảm bẫy ta bố trí mất 10 năm trời, cộng thêm các thứ hỏa dược kia nữa, các người muốn liều mình xông qua thì chỉ có kết cục chết không toàn thây mà thôi. Nhưng mới chạy thêm được vài bước, khước ba chợt cảm thấy âm thanh có gì không ổn lắm, dường như hơi quá gần, ngoảnh đầu lại nhìn, tức thì hồn bay phách lạc, chỉ thấy Pháp Sư Tháp Tây đang bắn dây móc lao về phía mình với tốc độ kinh người. Chỉ nghe ông nghiêm giọng quát, khước ba ca nhiệt, người ba lần bốn bận ám sát ta, ta đều bỏ qua cả. Nhưng giờ đây, người lại dùng tà thuật hại người vô tội, thật không thể tha thứ, mau đưa thuốc giải ra đây. Bằng không, hôm nay ta sẽ tiến người đi gặp tổ sư đó. Nhìn Pháp Sư Tháp Tây lao vun vút qua một rừng đầy cơ quan cạm bẫy, khước ba ca nhiệt ngỡ như tổ sư của mình dáng phàm, đầu óc hỗn loạn, căn bản không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng quỳ gục xuống đất hai tay nâng bình xứ lên quá đầu run giọng lắp bắp tôi 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 sau mấy tiếng tôi liền y cảm giác như thần chết mỗi lúc một đến gần hơn trong khoảnh khắc sinh tử ấy cuối cùng y cũng không kìm nổi kêu lên tôi biết lỗi rồi xin ngài tha tội tôi không dám nữa đâu thuốc giải ở đây xin đừng giết tôi tôi không muốn chết tôi không muốn chết giây lát sau tiếng ầm ầm đã lắng xuống âm thanh của các cạm bẫy bị phá ở đằng xa vẫn vọng lại Cước ba ca nhiệt nghi hoặc mở mắt ra, kỳ lạ thật, có người nào đâu. Lẽ nào vừa nãy mình sợ lão già kia quá, nên bị ảo giác. Y loạn trọng đứng lên, vuốt vuốt mặt, thầm nhủ, ban ngày ban mặt còn sợ như vậy. Thế nào cũng có ngày ta dẫm nát người dưới gót chân. Hừ, ủa, y đột nhiên nhận ra bàn tay mình nhẹ bấng, bình xứ lúc nãy đâu rồi. Bị lấy mất rồi sao, y vội lục lọi khắp người, sắc mặt tức thì tái mét như tờ giấy, ngồi phịch xuống đất, quả tim đập thình thịch như điên cuồng trong lồng ngực. Một lúc lâu sau đó, khước ba ca nhiệt mới đứng lên được, ngước nhìn về phía âm thanh vang xa dần, thầm biết như nhị hoa lần này khó mà thoát nạn. Vùng căn cứ địa nhiều năm này sợ rằng cũng bị người ta chiếm mất rồi, lẽ nào, mình không còn nơi nào để đi nữa. Y nghĩ ngợi một lúc, rồi xoay người chạy về phía biển sinh mệnh, thầm nghĩ, xem ra, đành phải đến chỗ tên đồng minh cũ kia rồi. Nhưng vừa được mấy bước, Y lại dừng lại, tự nhủ, nhưng cái tên đó tâm địa sâu xa như vậy, bây giờ qua đó, liệu hắn có lấy ta ra làm vật thí mạng không? Không, có lẽ ta vẫn còn hữu dụng với hắn, phải rồi, cứ vậy đi. Chủ ý đã quyết, khước ba ca nhiệt liền tất tả chạy vù đi. Pháp sư tháp Tây cất thuốc giải vào người, không dừng lại dù chỉ một khoảnh khắc, trực tiếp lao bắn về nơi hiểm yếu nhất giữa trận địa cạm bấy, đó cũng là nơi như nhị hoa nấu mình bắn lén bọn họ. Mắt thấy bóng người mỗi lúc một đến gần, như nhị hoa cũng không khỏi cuống tay cuống chân, nhưng lần nào bóng dáng ấy cũng chỉ lướt qua ống ngắm trong một chớp mắt, y căn bản không thể nào bắt kịp được tốc độ di chuyển ấy. Chó chết thật, thấy Pháp Sư Tháp Tây chỉ còn cách mình chừng hai ba trăm mét, như nhị hoa tức tối tháo luôn ống ngắm ra, dương súng lên ngắm không. Tạch, 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 y như người đang bắn đĩa bay, những viên đạn liên tiếp lao về phía Pháp Sư Tháp Tây, viên sau nhanh hơn viên trước. Thế nhưng, rõ ràng đối phương còn đang tránh né các loại cạm bẫy, vậy mà y vẫn không sao bắn chúng được. Nghiêu nhị hoa thầm nhủ, đó là con người sao, quái vật mới đúng. Xoạt một tiếng, Pháp Sư Tháp Tây bắt được một mũi phi tiêu chẳng rõ từ đâu bắn tới, tuy vị trí chưa chuẩn lắm, nhưng ông cũng lờ mờ nắm được phạm vi náu mình của Nghiêu nhị hoa rồi. Mũi phi tiêu lao vút khỏi tay, kế đó lại thêm mấy mũi tên, vài mũi phi đao. Pháp Sư bắt được thứ gì liền ném cả về phía Nghiêu nhị hoa thứ ấy. Nhất thời, Nghiêu nhị hoa cũng bị dồn ép cho luống cuống chân tay. Tránh được mấy lần, cuối cùng y cũng bị một lưới câu móc ngược ghim vào vai trái, đau đến nghiến răng nghiến lợi, khẩu AM388 cũng rơi mất. Y bèn rút ngay khẩu M500 ra, định chống trả đến cùng. Bỗng nghe cạch một tiếng, khẩu súng đã bị dây móc xuyên qua ổ cò, chỉ thấy cổ tay Pháp sư tháp Tây hất nhẹ, khẩu M500 đã nhẹ nhàng rơi xuống tay. Pháp sư một tay bám vào thân cây, tay kia cầm súng. như nhị hoa đứng dưới đất, một tay ôm vết thương trên vai trái, ngước nhìn quái vật trên cây chỉ nghe Pháp Sư Tháp Tây nói, tại sao lại bắn lén chúng ta? Ngươi là người của chúng à? Merkin, như nhị hoa hàn học gần giọng, muốn giết thì giết đi, đừng phí lời nữa. Đời này ta không giết được chắc Mộc Cường Ba, chết đi làm ma cũng quyết không tha cho hắn. Pháp Sư Tháp Tây thoáng ngẩn người, nói, Cường Ba thiếu ra. Ngươi và cậu ấy có thù hận gì? như nhị hoa nhìn con người ăn mặc quái dị trước mắt, không rõ đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, nhưng trông bộ dạng thì có vẻ không muốn giết chết mình, bèn lạnh lùng hừ một tiếng. Pháp sư Tháp Tây lại nói, nếu đây là vấn đề của ngươi và cậu ấy, vậy thì cũng nên đối mặt giải quyết một lần, trận địa cạm bẫy này hẳn phải có chốt tổng chứ, ở đâu? Có phải trong lán trại kia không? Mấy phút sau, được Pháp sư Tháp Tây dẫn đường, bọn chắc một cường ba tránh khỏi bãi mìn, đến chỗ doanh trại nhỏ của Ngưu Nhị Hoa. Nhạc dương lớn tiếng thốt, thì ra tên này nhặt được một bộ hồng thiết bị, thảo nào có nhiều vũ khí thế ha ha, lần này may mắn thật, vừa dứt lời, anh đã chạy tới mở một hòm vũ khí đạn dược ra. Trác Mộc Cường ba hỏi, kẻ bắn tỉa đó đâu rồi? Pháp sư tháp Tây chỉ tay, hắn ở trong kia. Vào trong lều, như nhị hoa ngồi dưới đất, không biết Pháp sư tháp Tây đã làm gì mà mặt y trông lộ rõ vẻ uể oải ủ rũ. Trác Mộc Cường ba ngây người ra dây lát, nói, là may à? như nhị hoa nghiến răng kèn kẹt nói, đúng vậy, không ngờ phải không? trác mộc cường ba mày có biết hai năm nay tao trải qua như thế nào không tao hận không thể lóc xương xẻ thịt mày ra ăn tươi nuốt sống trả anh trai lại cho tao đây trác mộc cường ba trao mày trương lập đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng này tự mày bắn chết anh trai mày đấy chứ chúng mày đã cầm súng bắn chết bao nhiêu người rồi xử theo pháp luật thì cả hai em nhà mày đã chết mấy chục lần rồi ấy chứ bọn chúng muốn giết tao chúng tao không nổ súng chẳng lẽ chờ chết à tất cả chúng mày đều muốn đuổi giết bọn tao như nhị oa nhìn chằm chằm xuống đất sắc mặt vẫn hết sức hung hãn trương lập khịt mũi nói chúng mày không đi săn trộm ai thèm đuổi giết chứ trác mộc cường ba nói như nhị oa anh trai mày chết dưới họng súng của chính mày hơn nữa từ khi đặt chân lên con đường của kẻ săn trộm chúng mày cũng phải biết rằng mình không có kết cục tốt đẹp gì rồi bọn mày liều mạng đi săn trộm thế rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền sống như vậy cũng chưa thấy đủ à mày không cảm thấy mình rất yếu hèn hay sao? Lúc này, nhạc dương hưng phấn chạy vào, cầm theo một món vũ khí có hệ thống điện tử rất hoàn bị, cường ba thiếu ra, xem cái này này, đồ tốt đấy nhé. Trương lập ngây người ra, thốt lên, đây, đây là súng tiểu liên XM29 của OICW1 mà, nó. Không phải vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo sao? Trời ơi, bọn chúng lại. Ba tang cũng chạy vào, lạnh lùng cầm theo hai khẩu SCAR của lính đặc chủng Mỹ, đưa cho Trác Mộc Cường ba một khẩu. Nhạc Dương hân hoan giới thiệu với Trương Lập, "Nhìn đây này, cái này này, hệ thống đo khoảng cách bằng tia laser, tự động tìm mục tiêu, đạn nổ, khống chế tia lửa bằng hệ thống điện tử, hi hi." Lữ Cánh Nam cũng cầm vũ khí bước vào, cất tiếng hỏi, "Tên này xử lý sao đây?" Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Trương Lập, Trương Lập lại nhìn sang Nhạc Dương, tuy họ đều đã trải qua chiến đấu, nhưng giết một kẻ tay không tắc sắt thì không ai làm được. Nhạc Dương ngẹo đầu, bên cạnh anh là ba tang ba tang nói giao cho tôi được rồi pháp sư tháp tây thở dài lắc đầu trác mộc cường ba gật đầu lúc này như nhị oa nãy giờ vẫn im lặng nằm dưới đất đột nhiên nhảy chồm lên giật tung vạt áo ra không ngờ y lại quấn cả thuốc nổ cơn lốc đen trên ngực chỉ nghe y gầm lên nổ súng đi người trong căn lều này đều chết sạch trác mộc cường ba tao với mày cùng chết một lượt dứt lời tựa như muốn lao bổ tới trác mộc cường ba Nhạc Dương và Trương Lập vội chắn trước mặt gã, không ngờ Nghiêu Nhị Hoa lại lăn ngược về phía sau, luồn ra phía ngoài căn lều, rồi ném luôn miếng thuốc nổ cơn lốc đen nhỏ như cái đồng hồ đeo tay ấy trở lại. Nhạc Dương và Trương Lập vội hét lớn, chạy mau, tạc đạn đấy. Một viết tắt của Objective Bad Weapon, tên một chương trình phát triển vũ khí cá nhân công nghệ cao. Trong rừng, sáu thất ngựa đang lao đi như ánh chấp, chính là nhóm người bọn Trác Mộc Cường Ba. Bọn họ đụng độ một nhóm lính áo đen dùng cung tên, kết quả không cần phải nói cũng biết, nhóm lính kia không thể ngăn bước được họ dù chỉ một phút, ngược lại còn cung cấp thêm mấy con ngựa khỏe. Chỉ có điều, buổi sáng sớm ngồi thuyền đi đường vòng lên bờ cũng tốn mất một chút thời gian, giờ đây tình hình càng lúc càng gấp rút, bọn chắc một cường ba ai nấy đanh mặt lại, để mặc cơn gió như những ngọn roi vô hình táp lên. Tất cả đều đã được tính toán kỹ càng, từ kẻ địch chặn đường, đến tên mắc bỏ trốn, cạm bẫy. Duy chỉ một điều họ không nghĩ đến, đó chính là thời tiết ở Sandrila này. Trương Lập giật lùi về sau, đè lên cây cột chống lều, căn lều bạt đung đưa như muốn đổ. Bỗng thấy lữ cánh nam chậm chậm đi tới, nhặt miếng thuốc nổ cơn lốc đen dưới đất lên, nói với Nhạc Dương và Trương Lập, mặt phía sau có mảng cảm ứng áp lực, một khi đã dính vào thì không thể lấy ra, các cậu quên rồi à. Nhạc Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu hì hì cười chữa thẹn. Lữ cánh nam tiện tay ném luôn miếng cơn lốc đen đó cho Trương Lập, nói, thuốc nổ bị rút hết ra rồi, chỉ là đồ giả thôi. Nhạc Dương đột nhiên kêu lên, chết, đừng để hắn chạy mất. Vén cửa lều lên, bóng như nhị hoa đã biến mất tự bao giờ. Pháp Sư Tháp Tây nói, thôi bỏ đi, nhân quả luân hồi, chuyện gì cũng phải tùy duyên, y quá chấp vào cừu hận, sợ rằng sống cũng chẳng thoải mái gì đâu. Trương Lập nói, loại người này, lẽ ra phải chết từ lâu rồi mới đúng. Nhạc Dương nghe vậy liền châm chọc, sao vừa nãy anh không nổ súng đi. Trác Mộc Cường ba khuyên can, đừng nói nữa, sắp xếp lại vũ khí đi, thu dọn xong chúng ta lại tiếp tục lên đường cho sớm. Pháp sư Tháp Tây nói, giờ trời đã tối, không thể nhận ra được những chỗ đánh dấu có mìn vừa nãy nữa, đêm nay e rằng phải ở lại đây mất rồi. Có điều, chỗ này khá gần bờ biển sinh mệnh, sớm mai xuất phát cũng không lỡ mấy thời gian đâu. Trác Mộc Cường ba nhìn theo hướng như nhị hoa bỏ chạy, thở dài một tiếng, tôi vẫn không thể nào yên tâm được, chẳng may xảy ra chuyện gì. Trương Lập nói, yên tâm đi, Cường ba thiếu ra, chúng ta vẫn còn hai ngày cơ mà, lộ trình có một ngày rưỡi, dù thế nào thì cũng kịp thôi. Trác Mộc Cường Ba nói, đừng quên là còn quách nhật niệm thanh, y đã có thể thông báo cho người phía Yaka ngăn cản chúng ta, thì khi trở về, sợ rằng cũng không được bình yên như lúc khởi hành đâu. Nhạc Dương nói, không, Cường Ba thiếu ra, anh quên rằng hắn ta là một kẻ rất giỏi dùng âm mưu, hắn phải giữ cho đôi tay mình trong sạch, ra tay ở Lang Bu chẳng phải sẽ làm hắn lộ tẩy hay sao. Và lại, Giờ chúng ta không giống như lúc đến đây nữa rồi, chúng ta đã có vũ khí." Nói đoạn, anh giơ khẩu súng lên, Ba Tang cũng chợt thấy một cảm giác hưng phấn dâng trào, nhẹ nhẹ vuốt ve khẩu súng trên tay, lạnh lùng cất tiếng, chỉ sợ chúng không đến thôi. Lữ Cánh Nam cũng khuyên giải, quan tâm tác loạn, đừng quá lo lắng, mẫn mẫn và đội trưởng Hồ Dương biết phải tự bảo vệ mình mà. Cũng chỉ có thể vậy thôi, sớm mai xuất phát, Trác Mộc Cường ba thở dài một tiếng, tự nơi đáy lòng vẫn lờ mờ cảm thấy không ổn lắm đành tự nhủ có lẽ mình đã quá lo lắng mất rồi. Trương Lập vội nói, tôi đi kiểm tra các trang bị. Nhạc Dương thấy thế cũng chạy tót theo. Các loại trang bị đã chứng thực suy nghĩ của Trương Lập, quả nhiên, vũ khí bên trong mỗi tổ hợp hòm sắt được thả dù xuống đều khác nhau. Nếu như trong tổ hợp hòm sắt đầu tiên bọn họ nhặt được chủ yếu là vũ khí mang tính chế ngự và thiết bị y tế, thì vũ khí của nhóm người bọn Tây Mễ chủ yếu là để thăm dò và khống chế trong phạm vi rộng. Còn mấy cái hòm sắt của Ngưu Nhị Hoa lại chủ yếu dùng để sắp đặt cạm bẫy, camera giám sát và súng máy tự động có thể điều khiển từ xa, mấy quả mìn cũng đều có thể dẫn nổ từ xa, và lại tất cả đều là vũ khí kiểu mới, tuyệt đại đa số chưa từng xuất hiện trên thị trường. Thực không hiểu bằng cách nào mà Merkin lại kiếm được những thứ này. Có điều, sau khi Trương Lập kiểm tra, phát hiện hầu hết các vũ khí đều có ký hiệu sản phẩm thử nghiệm bằng tiếng Anh, quả nhiên là vẫn chưa được đưa vào sử dụng họ tìm thấy trong hòm vũ khí rất nhiều đạn ám lực có thể xuyên thấu cả áo chống đạn, may mà Nghiêu Nhị Hoa vẫn chưa kịp dùng đến chúng. Ở bờ biển sinh mệnh phía bên vương quốc Lang Bu, có hai người đang dìu nhau, lấy súng làm gậy chống, tấp ta tấp tỉnh đi trong rừng nước. Đó chẳng phải ai khác, mà chính là mắc và tây mễ. Sương gò má tây mễ gồ lên, hình dung tiểu tụy, trông lại càng thêm ác độc âm hiểm. Lúc ở di tích của dân tộc Ngục, y đã nhìn rõ dưới vách đá có chỗ hõm vào nên mới dám tung mình nhảy xuống, Vị y cho rằng mình không nhất thiết phải lấy một địch bốn làm gì, mà quan trọng hơn là y dự định để mắc lại đó, ở lại đó vĩnh viễn. Nhưng không ngờ tên mắc này lại cực kỳ may mắn, trong tình cảnh ấy mà vẫn sống sót chạy thoát ra được. Mấy ngày này, hai người lần theo tín hiệu đi một mạch về phía Tây, mắc vẫn hết mực lấy lòng Tây Mễ như trước. Nhưng Tây Mễ không phải kẻ mù, y thừa sức nhìn ra cái bóng phía sau bộ dạng xun xoe bỡ đỡ của mắc, có thể sống sót trong tình huống ấy mà không hề bị thương tích gì, tuyệt đối không thể nào chỉ dựa vào may mắn như hắn ta nói được. Đi đến một cái đầm, hai người dừng lại, trước mặt họ là một cái cây lớn bị nổ toát ra. Tây mễ ngước đầu lên nhìn xung quanh, nói, chỗ này hình như có rất nhiều cảm bẫy, nhưng bị phá hoại mất một phần rồi. Đại ca Tây mễ, anh nhìn kìa, mắc chỉ vào chỗ chạc ba của thân cây đổ gãy, có một cánh tay người, đã hơi thối giữa. Tây mễ giật cánh tay đã dựa ấy xuống, quan sát một hồi, đoạn nói, đạt kiệt, xem ra, hắn bị nổ chết ở chỗ này rồi. Mắc nói, nhất định là bọn trác mộc cường ba làm. Liệu chúng có ở quanh đây không nhỉ? Chỗ này nhiều cảm bẫy thế, chắc là có thôn làng rồi, nói không chừng bọn trác mộc cường ba đó đang ở trong làng. Chúng ta, chúng ta có nên vòng qua không? Đại ca, vừa nói, y vừa tỏ ra sợ hãi đến run lên lẩy bẩy. Tây mế cười gần, thôn làng mà phòng ngựa kiểu này thì hơi quá đáng đấy, hơn nữa chỗ này vốn chẳng thích hợp để trồng trọt gì hết không thể là làng mạc được, chắc là một dạng cứ điểm quân sự. Cái hồ đó dường như không thể bơi qua được, vậy thì ở đây chắc chắn phải có thuyền. Không cần sợ đám người kia thế, nếu phía trước đúng là làng mạc hay cứ điểm thì bọn chúng cũng ở ngoài sáng, còn tao với mày ở trong tối, chúng phải sợ chúng ta mới đúng. Lúc này, đằng xa chợt vang lên tiếng tù và, vẻ mặt tây mễ đanh lại, tức tối chửi, lũ ôn thần chó chết, lại đến rồi, chạy mau. Bên bờ biển sinh mệnh phía Yaka, mấy tên hộ vệ nằm giải rác dưới đất, trong xưởng đóng thuyền bè sắp ngay ngắn một loạt các loại thuyền khác nhau. Khước ba ca nhiệt đứng trên một con thuyền tam bản nhỏ sắp rời bến, sơ cao ngọn đuốc trong tay, nhìn những con thuyền nằm thành hàng dài, thầm nhủ, bạn cũ, ta giúp ngươi thêm lần nữa, có thể nói là đã hết lòng rồi, mong rằng ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Dứt lời, y vung mạnh tay một cái, ngọn đuốc liền bay vèo qua hàng thuyền gỗ. Sáng sớm hôm sau, chắc Mộc Cường Ba là người đầu tiên tỉnh giấc sự thực là gã gần như không hề ngủ, gã cảm giác được bọn họ đã bỏ qua mất điều gì đó, hơn nữa, còn nghe thấy cả tiếng mẫn mẫn đang hô hoán ở nơi phương xa. Đêm qua, Trương Lập và Nhạc Dương và những người khác đã thay đổi hết những thứ trong ba lô của mình, các loại vũ khí hiện đại đầy uy lực lại được nhét đầy bên trong, những bao đạn căng đầy khiến họ cảm thấy sức lực tràn trề chảy khắp cơ thể. Trước khi xuất phát, Trương Lập bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để bố trí điều chỉnh lại bãi mìn và các cạm bẫy, dù sao thì họ cũng không thể mang hết đồ đạc trong tổ hợp hòm sắt đi được hơn nữa sau này còn phải đi qua yaka để lên tầng bình đài thứ ba nếu có thời gian họ sẽ trở lại đây lấy sau nhưng khi họ chạy đến bờ biển sinh mệnh cuộn khói đen mù mịt cuồn cuộn bốc lên làm ai nấy đều lạnh người trác mộc cường ba nói chuyện tôi lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra rồi nhạc dương nói là khước ba ca nhiệt chỉ có hắn mới biết thuyền bè giấu ở đâu ba tăng cũng gần giọng nói pháp sư tháp Tây, không thể nhân từ với kẻ địch được nữa. Cả bọn vội đặt ba lô xuống, tranh thủ thời gian đi chặt cây. Khổ nỗi chất gỗ bên bờ biển rất đặc, không thể nào nổi trên mặt nước được, họ đành phải đi xa hơn tìm những cây gỗ nhẹ mà chắc chắn, lúc ghép xong được một cái bè gỗ có thể hạ thủy thì đã mất nửa ngày rồi. Họa vô đơn chí, lúc bè gỗ đang dập dềnh trên biển sinh mệnh, bỗng một trận cuồng phong mang theo cả mưa đá ấp xuống rào rào, cái bè gỗ nhỏ hoàn toàn không thể điều khiển nổi khi cả bọn ướt 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 như chuột đến được bờ bên phía lang Bu, trời đã sẩm tối. Nhạc Dương kêu lên, cường ba thiếu ra, đến rồi, chúng ta đến lang Bu rồi. Ba ta ngẩng đầu lên nhìn bầu không xám xịt ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ của Sandrila, nói, hôm nay sắc trời rất xấu, có thể sẽ sập tối sớm hơn thường ngày. Trác Mộc Cường ba nói, dù thế nào, hôm nay cũng không thể dừng lại ở Thác Nhật được, chúng ta lên bờ sẽ lập tức tiến về lang Bu, khi nào trời tối hẳn mới thôi trong không gian tối tăm như mực của sandrila dù là người giỏi nhận biết phương hướng đến mấy cũng không thể nào đi lại trong khu rừng xòe tay năm ngón trước mặt cũng không thấy gì ấy được huống hồ lại còn vô số loài động vật ăn thịt và các cạm bẫy nữa thế nhưng lúc họ đến gần bãi đá ngầm phía lang bu không hề phái thuyền ra đón vào trương lập tức tối ngoác miệng ra chửi bới ghét thật không cần tuyệt tình như vậy chứ nhạc dương lắc đầu không mọi người nhìn kia đó là thuyền ba lá thuyền phía trước cũng va phải đá ngầm rồi, hình như ở thác nhật đã xảy ra chuyện gì đó. Một cơn sóng quật tới, bè gỗ dập dành nâng lên hạ xuống. Khi cả bọn sức cùng lực kiệt bò lên được bờ, ai nấy cùng kinh ngạc nhìn xác chết nằm la liệt dưới đất. Vết thương do đạn bắn, nhạc dương nói. Trương lập trầm giọng hỏi, có phải tên nghiêu nhị hoa kia không? Nhạc dương lắc đầu, không, những người này chết từ hôm qua, lúc đó nghiêu nhị hoa vẫn đang ở Yaka, là người khác làm mắc anh và lữ cánh nam đồng thanh thốt lên trương lập quan sát vết thương rồi nhận định đạn m 16 tiêu chuẩn điểm xạ trên cơ thể mỗi binh sĩ nhiều nhất chỉ có hai vết đạn bắn vừa chuẩn vừa nhanh giết hết binh sĩ canh phòng ở thác nhật bọn chúng vẫn còn đầy đủ hỏa lực hai bàn tay chắc mộc cường ba nắm chặt lại kẻ địch của bọn họ phân tán khắp nơi giống như vô số con bọ chết nhân lúc không để ý lại thình lình sổ ra cắn một phát đến lúc phát hiện ra chúng lại bỏ chạy mất rồi nhưng đến giờ phút sinh tử này, tất cả bọn chúng lại lũ lượt kéo ra, kết tên này đến tên khác cản đường gã, như thể đã bàn bạc với nhau từ trước rồi vậy. Gã không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, cần phải rời khỏi nơi ngổn ngang xác chết này, nhanh chóng trở về tước mẫu mới là quan trọng nhất. Đúng lúc bọn Trác Mộc Cường Ba vừa mới đặt chân lên thác nhật, trong một dãy nhà đơn sơ phía đối diện, mắc khẽ kêu lên, vẫn còn người. Tây mế bật dậy khỏi giường, hai người đều cầm khẩu M4A1, quan sát qua kính ngắm. Mark nói, có bắn không? Tây Mễ nói, cái thằng lợn, nhìn cho rõ đi, bọn người kia không phải binh sĩ ở đây, mà là bọn đối đầu với chúng ta. Mạo hiểm nổ súng chỉ làm chúng chú ý thôi, bọn chúng đông hơn chúng ta, súng xịn hơn, lại có đội hình chỉnh tề ngay ngắn, đứa nào phản ứng nhanh nhẹn linh hoạt nhất ở phía bên ngoài, người già và kẻ bị thương ở giữa, và lại khoảng cách xa như vậy, đạn của chúng ta chưa chắc xuyên qua được áo chống đạn của chúng nữa. Nếu chúng ta dùng súng bắn tỉa, thì chúng chết chắc rồi. AM338, MX20, ống ngắm điện tử, khó đối phó lắm đấy. Mark nói, tên đó là Trác Mộc Cường Ba, bọn chúng quả nhiên đã đi trước chúng ta một bước, lạ thật, sao chúng quay trở lại nhỉ? Ủa, trên tay chúng là, là loạt vũ khí thử nghiệm đó hả? Lẽ nào, bọn chúng vượt biển chỉ để lấy số vũ khí đó thôi chắc? Hừ, tay mễ sờ lên vết sẹo trên mặt, không phải mày nói, tên tù binh chúng ta bắt được kia bảo bạc ba la thần miếu ở tầng thứ ba sao? phải vượt biển mới lên được, chỉ có một con đường đó thôi mà. Tai mày có vấn đề hay là dịch sai vậy? Không, 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 không phải vậy. Tôi đã tốn rất nhiều công sức học ngôn ngữ của bọn người ở đây, tin chắc là không sai được đâu. Trước ánh mắt nghi hoặc của Tây Mễ, mắc cuống quyết nói, bộ dạng như thể đã sợ đến đầm điều mồ hôi ra rồi vậy. Tây Mễ lấy làm hài lòng với biểu hiệu này của mắc, tuy rằng cũng biết có phần giả tạo trong đó, nhưng trông thấy bộ dạng đó của đối phương, đích thực cũng khiến y có cảm giác mình đang ở ngôi cao vời vợi. Tây Mễ chậm chậm nói, mày xem, bọn chúng có kẻ bị thương, những tên khác trông cũng nhếch nhác thảm hại, chắc là gặp phải chuyện gì ở bên kia, nên quay lại cầu viện rồi. Có lẽ chúng ngẫu nhiên tìm thấy số vũ khí đó thôi. Hừ, là hắn à, y nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong ống ngắm. Chắc Mộc Cường Ba đang chuẩn bị bảo mọi người mặc kệ những xác chết đó, tiếp tục lên đường, nhưng câu nói của Nhạc Dương đã khiến gã không thể không thay đổi sách lược. Cường ba thiếu ra, những binh sĩ này không phải từ phía thác nhật chạy ra bờ biển, mà toàn bộ đều từ bờ biển chạy ngược về phòng thủ ở đây, chắc rằng chính họ là những người đã phóng hỏa đốt hết thuyền ở bên phía thác nhật này rồi. Trương lập tiếp lời, thế tức là kẻ địch của chúng ta vẫn chưa rời khỏi nơi đây. Bọn chúng không có thuyền. Những người đứng trên khoảng đất chống lập tức trở nên cảnh giác, tình cảnh như nhị hoa phục khích họ vẫn còn sờ sờ trước mắt. Chắc một cường ba hiểu, giờ đây cái bè gỗ nhỏ của họ là công cụ duy nhất có thể vượt biển lúc này kẻ địch vẫn chưa rời khỏi lang bu vùng thác nhật đã bị thanh tẩy này đương nhiên chính là nơi thích hợp nhất cho chúng nghỉ ngơi dưỡng sức bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu tháp canh không nếu ở trên tháp canh chúng đã sớm phát hiện ra bọn gã và nổ súng rồi chắc chúng ở trong một gian nhà nào đó hay là đang ở trong khu rừng bên ngoài kiếm gỗ để làm bè không trong rừng toàn cây đước không có loại gỗ có thể nổi được trên mặt nước nhưng dù đối phương ở nơi nào nhất định chúng cũng rất để ý đến lối ra vào duy nhất này, bọn họ định băng qua đây, át hẳn sẽ bị chúng lén lút tập kích. Hơn nữa, trong tình trạng không rõ số lượng kẻ địch mà đứng ở bãi đất trống như vậy thực sự quá nguy hiểm. Mọi suy nghĩ ấy đều chỉ lóe lên trong óc gã trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gần như cùng lúc Trương Lập vừa dứt lời, Trác Mộc Cường ba lập tức ra lệnh, nằm xuống. Cả bọn liền nằm dạp xuống, trà trộn vào giữa đám thi thể. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Trong dãy nhà đối diện, họng súng của Tây Mễ và Mắc vẫn không rời khỏi ô cửa sổ. Mắc nói, bọn này phản ứng nhanh quá, lẩn vào giữa đám xác chết, chẳng thấy đâu nữa rồi. Lạ thật, sao chúng có thể khẳng định chúng ta không ở trên tháp canh nhỉ? Tây Mễ nói, mấy tên còn sống sót này đều là những kẻ mạnh nhất trong bọn chúng, không chỉ quen thuộc với đường lối tác chiến của chúng ta, mà còn rất giỏi lợi dụng hoàn cảnh xung quanh nữa. Mắc lại hỏi, giờ tính sao? Tây Mễ bình thản đáp, đợi, đợi chúng xuất hiện sơ hở, cả một đám người di chuyển trên bãi đất trống, chắc chắn sẽ có sơ suất. Nhớ kỹ, lúc nào tao nổ súng thì mày cũng bắn luôn, mày phụ trách phía sau, tao phía trước, bắn hết một băng đạn thì lập tức triệt thoái. Khu rừng nước phía bên tay trái rất tối tăm ẩm thấp, bên dưới lại là khu đá ngầm, rất thích hợp để ẩn nấp. Từ chỗ đó ra bờ biển, chúng ta có thể lợi dụng đá ngầm và cây rừng yểm hộ, chắc chúng không dám mạo hiểm truy kích đâu. Chỉ cần tìm được con thuyền chúng dùng để tới đây, tao với mày có thể sang được bờ bên kia rồi. Trương Lập thì thào, liệu chúng có nấp trên tháp canh không? Hình như tôi thấy có tia sáng lóe lên. Nhạc Dương khẽ gắt gỏng, bé mồm thôi, bị phát hiện bây giờ. Chúng ta phải tìm chỗ nào che chắn mới được. Trương Lập lào bầu, chỗ này là bãi đất rộng, lấy đâu ra chỗ nào che chắn. Lữ cánh nam nói, chúng không ở trên tháp canh đâu, đó là mục tiêu rất dễ khiến người khác chú ý, tuy đạt được hiệu quả giám sát rất tốt, nhưng đồng thời cũng dễ bị kẻ địch tấn công. Ánh sáng lóe lên đó có lẽ là một tấm gương, chắc chúng muốn dụ chúng ta lên đó. Nói không chừng, lên được nửa đường chúng ta đã bị tập kích rồi. Lúc này, ba tang chợt lên tiếng, chúng ở một trong các gian nhà kia, một nơi có thể vừa ngắm lên tháp canh, vừa giám sát được bãi đất trống này. Nhạc Dương thắc mắc, anh ba tang sao anh biết hay vậy? Ba tang lạnh lùng đáp, cách làm của nhện xanh, nhưng chỗ kẻ địch dễ nghĩ đến nhất cho chúng, những binh sĩ này cũng chúng phải kế này nên mới mất mạng dùng xác chết kẻ thù để thu hút sự chú ý của kẻ thù khác, đây vốn là một điển hình trong giáo trình tác chiến của bộ đội đặc trùng. Càng lúc anh ta càng có thể khẳng định, bạn cũ của mình chắc chắn đang ở quanh đây. Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh, đồng thời nhớ lại cảnh tượng lúc họ nhìn thác nhật từ phía bên ngoài. Dịch chuyển sang bên phải, giữ nguyên đội hình, từ cửa sổ tiến vào dãy nhà bên phải kia. Qua chỗ đấy là rừng cây rồi, ngoài nữa là bãi đá ngầm. Giờ trời sắp tối rồi, hoàn cảnh phía bên ấy có lợi cho chúng ta hơn. Phán đoán của gã gần giống với Tây Mế, đồng thời lại hỏi, Pháp Sư Tháp Tây, ngài không sao chứ? Pháp Sư Tháp Tây đáp, tôi không sao, lúc di chuyển nhớ phải cẩn thận. Tuyệt đối không được nhô cao qua khỏi những xác chết này đâu đấy. Có động tĩnh, Mark nói, bọn y trông thấy những chiếc ba lô từ từ nhô lên thụp xuống, tựa như sống lưng của một con thú khổng lồ, không thấy bọn chúng. Tây Mễ nhíu chặt hai hàng lông mày lại nói, bọn chúng cũng dịch chuyển về phía trái. Kỳ lạ thật, kiểu này thì rõ là không định chiến đấu với chúng ta rồi, chúng không sợ bọn ta mai phục trong dãy nhà bên trái đó sao nhỉ? Y đảo mắt nhìn xung quanh, tưởng tượng vị trí của bọn trác mộc cường ba, lập tức nói, bọn chúng phán đoán dựa trên hướng xác chết ngã xuống và ánh sáng, phía trái đó tối quá, bất lợi cho việc giám sát. Thằng mắc ngu xuẩn, hôm qua mày kéo mấy cái xác đó đi thì giờ đã không gặp phải chuyện này rồi. Mắc cuống quyết nói, chúng càng lúc càng đến gần dãy nhà bên trái đó rồi, tính sao bây giờ? Tây Mễ nói, chỗ đó rất có lợi nếu muốn tiến vào bãi đá ngầm và rừng cây. Nhưng muốn tiêu diệt chúng ta thì lại rất khó khăn, hơn nữa làm như vậy chẳng khác nào tự bỏ trống đằng sau, xem chừng chúng đang nôn nóng rời khỏi đây thì phải. Tốt lắm, vậy thì chúng ta để chúng đi qua, đằng nào trong rừng. Hừ hừ, biết đâu chúng lại nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt cũng nên. Tây Mễ bật cười nhanh ác, nói với Mắc, chúng ta rút về phía phải. Mắc thắc mắc, sao không tiến lên chặn phía trước chúng luôn? Tây mễ liền sẵn giọng mắng, đồ ngu, lúc tao với mày áp sát được phía bên đó thì chúng cũng nhìn thấy chúng ta rồi. Mày nghĩ hai chúng ta có thể giết hết ngần ấy người chắc? Đã đến gần cửa sổ, nhạc dương lấy làm lạ nói, cường ba thiếu ra, anh xem trong nhà hình như có bóng người. Là cửa sổ không đóng, bóng cây đung đưa, chắc một cường ba cũng đã thấy, gã hiểu rõ, giờ phút này chỉ cần phán đoán sai một chút, sẽ lập tức có người bị thương, Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nữa. Gã vẫn nhớ lúc mới tới Thác Nhật, tất cả cửa sổ đều đóng chặt vì ở đây thường có gió rất lớn. Nhưng giờ đây, cửa sổ của cả dãy nhà đều đã mở ra hết, tại sao kẻ địch lại mở cửa sổ? Để tiện quan sát, tấn công hay bỏ chạy? Không đúng, mục đích của chúng là kéo dài thời gian và khiến đối phương ngộ nhận, cũng giống như kế không thành của gia cát lượng vậy, đây là một dạng chiến thuật tâm lý. Có lẽ kẻ địch đang dịch chuyển về phía trái, nếu tốc độ của chúng đủ nhanh, sợ rằng sẽ đến phía sau lưng mình, như vậy thì cả bọn sẽ vẫn bị giam chân ở đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, mạo hiểm xông vào trong nhà cũng rất nguy hiểm, rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu tên. Không may chúng để lại một tên nấp bên trong những tấm mảnh đang đung đưa bất định kia thì sao nhỉ? Nhạc Dương vừa mới dứt lời, chắc Mộc Cường Ba cũng đã có phán đoán của riêng mình Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La là người duy nhất trong bọn họ có thể tiến vào trong nhà thám thính tình hình. Hai chân Pháp Sư Tháp Tây đã đứt, đi lại không tiện, Hoàn toàn không có ưu thế ở chốn đất bằng này. Pháp sư Á La hiểu dụng ý của Trác Mộc Cường Ba, ông vốn đang ở phía trước đội hình dịch chuyển. Chỉ thấy hai tay hai chân pháp sư cùng lúc phát lực, vẫn giữ nguyên tư thế khom khom người đó nhảy vụt qua cửa sổ vào bên trong. Nhìn tư thế nhảy ấy của pháp sư Á La, Trác Mộc Cường Ba bất giác nhớ lại lúc Lữ Cánh Nam huấn luyện họ thực hiện động tác này từng giải thích, phương thức nhảy dùng cả tay lẫn chân này, dễ nghe thì gọi là nhảy kiểu linh dương, khó nghe hơn một chút thì kêu là nhảy ếch có điều trong một số hoàn cảnh đặc biệt, lại rất hữu dụng. Lúc này, Pháp Sư Á La trong nhà đã phát ra tín hiệu an toàn. Trác Mộc Cường Ba nói, mau, tất cả vào nhà. Lần lượt từng người từng người, đều dùng kiểu nhảy ếch đó bật vào qua cửa sổ. Trác Mộc Cường Ba bất giác lại trầm ngâm suy nghĩ, kẻ địch không để người canh phòng trong này, cũng có nghĩa là, nhân thủ của chúng không nhiều, thậm chí còn ít hơn chúng ta nữa, chúng đang dịch chuyển về phía trái, như vậy vừa có thể kiềm chế chúng ta, lại có cơ hội rút lui ra bãi đá ngầm bên ngoài chúng ta phải đối phó thế nào đây nếu họ rời khỏi những gian nhà này thẳng tiến vào rừng cây coi như chỉ chạm mặt rồi lướt qua những kẻ đã đổ sát hết binh sĩ ở thác nhật thì mấu chốt nhất là những kẻ ấy sẽ trở thành một mối uy hiếp tiềm tàng của họ cũng giống như tên nghiêu nhị qua kia vậy nói không chừng chúng lại trốn ở đâu đó bắn trộm họ cũng nên nhưng nếu ở lại đây tiêu diệt kẻ địch vậy thì họ buộc phải bỏ lỡ chút ánh sáng cuối cùng của ngày không thể không qua đêm ở thác nhật dù nói là ngày mai vẫn còn một ngày để đi tới tước mẫu, nhưng không ai dám đảm bảo dọc đường không xảy ra chuyện gì bất ngờ ngoài ý muốn. Như giờ đây họ đang bị mắc kẹt ở thác nhật này, vậy thì tính mạng của đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ cực kỳ nguy cấp. Còn một vấn đề nữa, những kẻ này sau khi tiêu diệt toàn bộ binh sĩ ở thác nhật, tại sao còn ở lại đây? Bọn chúng đang đợi gì? Rõ ràng chuyện này rất có vấn đề. Mặc kệ nó, đối với những vấn đề không thể phỏng đoán, chắc một cường ba lựa chọn tạm thời gác sang một bên, đưa ra quyết định, giải quyết nguy cơ của đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương trước. Những kẻ địch này, cứ để chúng chạy đến Nha Ca cũng được, chắc gì đã gặp lại lần nữa. Thế nhưng, đột nhiên trong rừng vẳng lại một tiếng hú dài ù, giống như còi tàu sắp rời bến, hay tiếng tù và báo hiệu cuộc chiến sắp bùng nổ. Tiếng rít vang lên trong ánh hoàng hôn ấy khiến Trác Mộc Cường ba lại rơi vào tình trạng tiếng thoái lưỡng nan. Lúc này tiến vào rừng nước, đợi chờ bọn họ không chỉ là một trận địa cảm bẫy dày đặc, mà đáng sợ hơn nữa là lũ động vật hung dữ kia. Gã sực hiểu ra, chẳng trách mấy tên kia lại không rời khỏi thác nhật, một là không có thuyền, hai là trong rừng lại có vô số sát thủ đang tiềm phục, kẻ địch của bọn gã cũng bị vây khốn ở nơi này. Lúc này, rõ ràng đối phương muốn cướp đoạt cái bẻ gỗ, có bẻ gỗ, muốn đi Yaka hay vòng qua thác nhật đều được cả. Ngay cả bọn gã, muốn rời khỏi nơi đây, nói không chừng cũng phải dùng đến cái bẻ gỗ ấy. Nghĩ thông được điểm này, chắc một cường ba tức thì quyết đoán hạ lệch, chuẩn bị chiến đấu, không cho chúng xông lên. Trương Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi, nhưng mà, không phải chúng ta đang vội về tước mẫu sao? Lữ cánh nam lắc đầu, không vội được, các cậu không nghe ra âm thanh vừa nãy là gì à? Đó là tiếng kêu của người lỗ mặc, kẻ địch của chúng ta cũng bị bọn sát thủ ấy vây khốn ở tháp nhật, vì vậy nên chúng mới không rời khỏi đây. Giờ chúng đang muốn cướp thuyền của chúng ta, mà lúc này, e rằng chúng ta cũng rất cần đến cái bẻ gỗ đó. Pháp sư Á La nói, tôi có thể cõng Pháp Sư Á La Sông về tước mẫu trước. Trác Mộc Cường Ba phản đối, không được, làm vậy quá nguy hiểm, chúng ta không biết trong rừng rốt cuộc có bao nhiêu con thần lằn nguy hiểm ấy. Bọn chúng không phải là cạm bẫy chỉ biết ở yên một chỗ, mà đều là vật sống, lại hoạt động tập thể như một bầy sói, tôi không thể yên tâm với vết thương của Pháp Sư Tháp Tây được. Đội trưởng Hồ Dương từng cảnh cáo gã, không thể vì cứu một người mà bù vào bằng tính mạng của hai người khác, như vậy dẫu có cứu được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, pháp sư á là nghĩ ngợi dây lát rồi cũng gật đầu cho là phải vậy giờ chúng ta tính sao đây trác mộc cường ba đưa mắt liếc sang phía lữ cánh nam nói sắp xếp phương án tác chiến một chút trước tiên phải giành chiếm địa hình có lợi cả khu này chỉ lớn chừng đó dãy nhà này đối diện với chúng ta như hình chữ u bên dưới là vách đá dựng ngược và bãi đá ngầm chỉ có chỗ chúng ta lên bờ và hai rìa bên trái phải của dãy nhà là xuống được bên dưới thôi bây giờ kẻ địch đang muốn xuống dưới bãi đá ngầm cái dốc bên trái này chính là đường duy nhất của chúng chúng ta đứng ở cuối dãy nhà chắc hẳn có thể trông thấy chúng rồi ba tang anh sắp đặt một điểm bắn tỉa ở chỗ này ngoài tháp canh mặt ngang của hình chữ u này mới là cao điểm khống chế cục diện nhạc dương trương lập và tôi ba chúng ta sẽ qua đó nóc nhà rõ ràng là có tầm nhìn rộng hơn mấy ô cửa sổ này nếu trên tháp canh không có ai quan sát thì nóc nhà còn ẩn nấp dễ hơn nhiều pháp sư á la và cánh nam hai người lên trên đó chú ý giữ an toàn Trác Mộc Cường Ba vừa nói, vừa vạch bản đồ địa hình trên mặt đất, trong vòng 30 giây đồng hồ đã bố trí nhân thủ xong xuôi. Tây Mễ và Mắc cũng nghe thấy tiếng gào rú như của loài ác ma trốn địa ngục vẳng về ấy, cả hai cùng nhớ lại cuộc sống khốn khổ khốn nạn mấy ngày nay, Tây Mễ đột nhiên ngừng chạy, tựa hồ bị âm thanh kia làm cho khiếp sợ đến thần người ra. Mắc cũng vội vàng dừng lại theo, y đương nhiên không có dũng khí một mình chạy lên phía trước. Hỏi người chuyên nghiệp những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của họ, đây là sở trường của ông chủ y, riêng bản lĩnh này thì mắc học cũng rất tới nơi tới chốn. Chuyện gì vậy đại ca Tây Mễ? Có gì không ổn à? Mắc cung kính đưa ra một loạt câu hỏi. Tây Mễ nói, mày có nghe thấy những âm thanh đó không? Dĩ nhiên rồi, giờ cứ hễ nghe thấy âm thanh đó là tôi lại thấy dùng hết cả mình. Vậy mày nói xem, đối thủ của chúng ta có nghe thấy không? Chuyện này thì đương nhiên rồi, âm thanh đó vang rất xa mà. Vì vậy không thể tiến lên trước nữa, lúc này mà xông ra, thì chỉ có ăn đạn thôi. Tây mễ vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh chỗ mình đang đứng, vừa nói, nếu là tao, ít nhất sẽ để lại hai tên bắn tỉa chờ đợi, nóc nhà là cao điểm khống chế, tao cũng phái người đi chiếm lấy, hơn nữa còn phái thêm một nhóm khác đi vòng qua dãy nhà để bọc vây. Nếu chắc một cường ba nghe được suy nghĩ hoàn toàn tương đồng của Tây mễ, thực không biết gã sẽ có cảm tưởng như thế nào nữa. Mắc nói, vậy, chúng ta vào trong rừng chứ, Tây Mễ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rừng cây đước tăm tối tựa như vô số con quái thú đang nhe nanh múa vuốt, y lắc đầu nói, không, trong ấy là bàn ăn của thần chết, nhưng nếu có thể dẫn dụ bọn Trác Mộc Cường ba vào trong rừng thì cũng không tệ đâu. Có điều, kẻ địch của chúng ta rất tinh minh, khó mà khiến chúng mắc bẫy được. Giờ cách tốt nhất chính là ở lại chỗ này, chuẩn bị cho chúng một đòn phủ đầu. Phải rồi, chúng ta còn bao nhiêu miếng cơn lốc đen. Mắc lục tìm trong túi, nói, ba miếng. Tây Mễ gật đầu, tao còn hai miếng, đặt một miếng ở đây, hẹn giờ một tiếng, để cái gì đấy lên trên che nó đi, đừng để ánh sáng của đồng hồ hẹn giờ lộ ra ngoài. Một tiếng, mắc không hiểu. Tây Mễ nói, đúng thế, một tiếng đồng hồ sau, dù chúng ta chạy rồi hay chết mẹ nó rồi, bọn chúng cũng đều lơ là cảnh giác, mà chỗ này cũng sẽ hoàn toàn tối đen như mực. Đến lúc ấy, tặng chúng một món quà bất ngờ, không phải sẽ rất vui sao. Mắc được thể liền xun xoe lấy lòng, chiêu này quả nhiên thật cao minh. Nếu là tôi, không, sợ rằng dù là ông chủ, cũng chưa chắc đã nghĩ ra được cũng không chừng. Trác Mộc Cường ba cảm thấy như có thứ gì đó nho nhói lên trong lòng, sự cảm bất an ấy khiến gã càng cẩn trọng hơn, gã dùng thiết bị liên lạc hỏi Ba Tang, có thấy chúng không? Không, giọng Ba Tang vẫn băng lạnh như thế. Pháp sư Á La, không có ai xuất hiện. Trác Mộc Cường ba giơ tay lên, Trương Lập và Nhạc Dương cũng dừng lại, nấp vào chỗ khuất ánh sáng. Trác Mộc Cường Ba nói, chúng không xuất hiện phía sau dãy nhà, vậy có nghĩa là chúng đã nghĩ đến khả năng sắp xếp này của chúng ta rồi, nói không chừng đang ở phía trước chờ tấn công chúng ta cũng nên. Giảm tốc độ xuống, Trương Lập, có phải lấy được thiết bị khuếch âm từ chỗ nghiêu nhị hoa không? Phóng đại âm thanh trong dãy nhà đó lên, chúng ta thở thật nhẹ thôi, chậm chậm tiến lên, phải tìm bằng được bọn chúng. Trương Lập đổi nút tai nghe, trong chớp mắt, tất cả âm thanh trong dãy nhà đều được phóng lớn lên, tiếng thở, tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng gió thổi. Trương Lập cẩn thận phân biệt từng âm thanh một, ba người bước từng bước nhỏ, chậm chậm dịch chuyển về phía trước. Giây lát sau, Tây Mễ chợt nói với Mark trong bóng tối, mày nghĩ từ đầu kia dãy nhà này đi qua đây mất bao lâu? Mark đáp, à, chừng nửa phút. Tây Mễ lập tức nói, vậy thì đúng rồi, chúng ngần ngừ không tiến lên, nhất định là đã biết chúng ta đang phục kích giữa đường, khốn thật. Chúng có thiết bị liên lạc, tất nhiên biết chúng ta chưa ra khỏi gian nhà này. Mark thắc mắc, sao chúng biết chúng ta không luồn ra ngoài chạy vào rừng chứ? Tây mễ tức tối quát, thằng ngu, mày tưởng bọn thần lằn khốn kiếp kia biết phân biệt ai là địch ai là bạn chắc. Mà mày có phải thao thú sư gì đó đâu, lại còn trận địa cảm bẫy kia nữa, chắc hẳn chúng cũng nếm qua rồi. Đi, đi ra ngoài trước, dứt lời tây mễ liền nhau qua cửa sổ, dẫm mạnh xuống đất bùn vài cái, dùng một loại bộ pháp hết sức kỳ quái, khom lưng chạy một mạch dọc theo bờ tường. Trương Lập nghe thấy một loạt tiếng động lạo xạo, nhưng anh chưa được huấn luyện chuyên nghiệp như Nghiêu Nhị Hoa, nên thậm chí không thể phân biệt được những âm thanh ấy là tiếng chân dẫm lên cỏ hay gió thổi lá cây. Thấy đã gần đến cuối dãy nhà, Trương Lập bỏ tai nghe xuống lắc lắc đầu, tỏ ý không thể tìm thấy kẻ địch ở đâu. Tây Mễ và mắc náu mình phía sau một thân cây gần gian nhà đó nhất, Tây Mễ trầm ngâm nói, nhất định phải nghĩ cách đánh lạc hướng chú ý của tên bắn tỉa. Nhưng nóc nhà và cửa sổ giống như mâu và thuẫn có thể đổi tay bất cứ lúc nào, phòng ngự và tấn công đều bổ trợ cho nhau được, muốn tấn công được chúng, nhất thiết phải chiếm được chỗ nào cao hơn. Nhưng cao điểm đều bị chúng chiếm lĩnh cả rồi, chúng ta chỉ có thể. Y ngẩng đầu lên nhìn về phía tháp canh. Mắc vội nói, nhưng mà, không phải anh nói, đó là nơi cực kỳ nguy hiểm à. Đó là chỗ có khả năng trở thành mục tiêu tấn công nhất mà. Tây mế cười gần lạnh lẽo, đúng thế, nhưng cũng có lúc, nơi nguy hiểm nhất lại cũng chính là nơi an toàn nhất, chuyến này phải mạo hiểm đánh cuộc một phen vậy. Bọn chúng cho rằng, sắc trời mỗi lúc một tối hơn, nơi nhô cao lên như tháp canh kia giống như một tiêu điểm, rất dễ thu hút mọi ánh mắt, ngược lại sẽ bỏ qua mất. Hừ, nếu chiếm được tháp canh, giải quyết xong kẻ địch trên nóc nhà, muốn lập tức rút lui cũng không phải là điều không thể. Chỉ có điều, chúng ta không thể hành động cùng lúc thôi. Bộ dạng mắc có vẻ hết sức căng thẳng, đại ca Tây Mễ, anh, anh nói là, chúng ta tách nhau ra à? Tây Mễ nhìn chằm chằm vào mắt, mày sợ à? Loại như mày cũng coi như đã theo mức kin vào sinh ra từ nhiều năm nay rồi, tao thật không hiểu, sao một thằng như mày lại sống được đến ngày hôm nay nữa. Nhớ kỹ đây, nếu không làm theo lời tao, rất có thể, chỗ này sẽ là đất chôn thây của tao với mày đấy, chỉ còn cách đánh liều một phen, mới có hy vọng giành được chiến thắng cuối cùng thôi. Mắt nhìn sắc trời, gật gật đầu, trong mắt vẫn lộ ra vẻ khiếp hãi. Tây mế hài lòng nhìn y, rồi bóp chặt lên hai vai gã đàn ông cao lớn ấy chuyển cho y chút dũng khí, nhấn giọng cổ vũ, yên tâm, mày sẽ làm được. Bây giờ, tao cần mày vòng ra phía sau bọn chúng, sau đó. Trong bóng tối, một quả bóng chấp chấp lên những tia sáng màu đỏ lập lè lục cục lăn ra, đây là quả đạn hấp dẫn mà tối qua Trương Lập đã tận dụng các thiết bị còn thừa cải tiến ra, ánh đỏ chấp chấp ấy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến các loại vũ khí như bom hoặc lựu đạn nóa Nhưng sự thực là, quả bóng nhỏ ấy chỉ biết lập lè ánh đỏ, chẳng hề có gì nguy hiểm hết. Có điều, nếu kẻ địch thật sự ở trong nhà, chắc chắn chúng sẽ nhanh chóng có phản ứng cho dù là nổ súng hay nhảy qua cửa sổ bỏ chạy cũng sẽ đều bại lộ tung tích không có bất cứ động tính gì trong gian nhà ấy không có người trác mộc cường ba không khỏi lấy làm ngạc nhiên chẳng lẽ bọn chúng mọc cánh bay đi mất rồi hay là vốn chẳng có kẻ địch gì hết tất cả đều chỉ là phán đoán sai lầm trương lập thở phào một hơi chúc nòng súng xuống phù xem ra chúng ta đa nghi quá rồi không có kẻ địch chúng xông ra rồi bên ngoài cửa sổ. Trác Mộc Cường ba nhìn cánh cửa sổ đung đưa trong gió, khẳng định một cách chắc chắn. Trương Lập vội dương súng lên, nói, sao lại thế, bọn chúng điên rồi chắc. Bên ngoài là địa bàn của người lỗ mặc mà, hay là, chúng sợ đến nỗi chẳng kịp nghĩ trước nghĩ sau gì nữa. Nhạc Dương gật đầu nhận định, Cường ba thiếu ra nói không có sai, chúng từng mai phục ở chỗ này, ngay trước khi chúng ta đến một chút thôi, vừa mới đi khỏi. Anh chỉ vào một góc nhà, phía ấy có dấu vết rất rõ rệt. Trác Mộc Cường Ba nói, trong rừng nước có một trận địa cảm bẫy, giữa bọn người lỗ mặc và thác nhật vẫn còn một khoảng đệm, chắc là chúng lợi dụng vùng đệm này để thực hiện chiến thuật vô hồi. Vấn đề lúc này là, bước tiếp theo bọn chúng muốn làm gì? Suy nghĩ của gã xoay chuyển cực nhanh trong óc, tại sao kẻ địch lại rời khỏi chỗ này? Như vậy tức là, bọn chúng biết mấy người bọn gã đã cảnh giác, phải rồi, bên mình vẫn chưa thấy bọn chúng, nhưng kẻ địch đã quan sát từ khi bọn gã đặt chân lên bờ. Bọn chúng biết nhân số và vũ khí của bọn gã như thế nào, bọn chúng rời đi, chứng tỏ rằng vũ khí và nhân số của chúng không bằng mình. Nhưng đi vòng qua vùng đệm ấy, thực sự chẳng khác nào nhảy múa trên làn danh sinh tử, mục đích của chúng có lẽ là cướp cái bẻ gỗ nhỏ của chúng ta, nhưng giờ phía mình đã chiếm hết các cao điểm rồi, bọn chúng làm sao ra được khu bãi đá ngầm chứ. Lúc này, lời nói của giáo sư Phương Tân bỗng văng vẳng bên tai gã, khi cậu do dự, hãy đừng ngại hỏi ý kiến của mọi người, đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia. Mà lúc này, vẫn còn hai chuyên gia tác chiến của bộ đội đặc chủng vẫn chưa phát biểu gì. Các vị có kiến nghị gì không? Trác Mộc Cường ba hỏi, thông qua thiết bị liên lạc, thông tin bọn họ nhận được đều giống nhau. Lữ Cánh Nam lập tức trả lời, mục đích của chúng là cướp cái bè gỗ của chúng ta, chúng lẩn tránh như vậy, ít nhất cũng chứng tỏ một điều rằng chúng tự cho mình ở thế yếu hơn. Nếu một nhóm yếu hơn muốn giành phần thắng khi bị chúng ta bao vây, chúng nhất thiết phải đánh lạc hướng chú ý của bọn ta trước, mà không bao lâu nữa, bóng tối sẽ trở thành tấm lá chắn lớn cho chúng rồi, đến lúc ấy thì ưu thế về vũ khí cũng như nhân số đều sẽ mất đi. Còn Nhạc Dương sau mấy lần thăm dò, đã phán đoán được kẻ địch không nấp trong rừng cây bên ngoài ngắm vào trong cửa sổ, anh nhảy qua cửa sổ quan sát, trương lập bên trong yểm hộ. Nhạc Dương cúi dạp mình xuống đất xăm soi một hồi, vết chân rất loạn, không thể phán đoán được có bao nhiêu tên, đợi chút. Tuy độ sâu của dấu chân hơi khác nhau, nhưng vết giày thì giống hệt, chỉ có hai cỡ. Đúng rồi, chỉ có hai cỡ thôi. Dấu chân rối loạn như thế nào? Ba tang bỗng cất tiếng hỏi. Ừm, rõ ràng là kẻ địch vừa tiến vừa lùi, làm hai hàng vết chân biến thành mấy hàng, hơn nữa còn cố ý dẫm mạnh rồi lại thả bước nhẹ, nếu không dừng lại quan sát kỹ lưỡng thì rất khó mà nhận ra được. Nhạc dương cuối cùng bổ sung thêm, chắc không có gì đặc biệt, người bình thường được huấn luyện một chút cũng có thể dễ dàng thực hiện. Nhưng ba tang vẫn hỏi lại, cậu nhìn kỹ lại xem có phải đa số vết chân đều trước mạnh sau nhẹ không nhạc dương gật đầu hình có vẻ như nửa bàn chân phía trước nhấn xuống nhiều hơn có điều vết dày lớn hơn kia lại rất bình thường những vết chân ngụy trang đó kéo dài đến đâu ừm không biết tôi toàn nhìn thấy những vết chân kiểu ấy kỳ lạ thật thời gian rất ngắn sao có thể để lại một vệt dấu chân ngụy trang dài như thế nhỉ hay là tôi lầm trên cửa sổ có cái đinh hay thứ gì khác giống vậy không Ba Tang lại hỏi, dường như anh ta đã nắm bắt được điều gì đó, rất hiếm khi bọn Trác Mộc Cường ba thấy anh ta hỏi đi hỏi lại một chuyện thế này. Không có, Nhạc Dương đáp, nhưng có một cái lỗ đinh, có tác dụng gì không? Ba Tang không trả lời, có điều trong cánh mũi dường như phát ra một tiếng hử nhẹ lạnh lùng. Lữ cánh nam nhận xét, kẻ địch chỉ có hai tên, bọn chúng muốn tránh khỏi sự phong tỏa của chúng ta. Đánh lạc hướng chú ý của chúng ta thì khó hơn nhiều, chúng hành động tập thể, không dám mạo hiểm tách nhau ra, chắc hẳn là không có thiết bị liên lạc, sợ tách ra thì không thể chi viện cho nhau được. Hơn nữa, bọn chúng từ đầu đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta, tuy chúng ta không thấy được chúng, nhưng chúng cũng không thể biết được bên ta sắp xếp cụ thể thế nào. Tôi nghĩ, bọn chúng cũng chỉ dựa vào suy luận để phán đoán tình hình phía chúng ta, nếu có thể sắp xếp lại ở những điểm chúng không thể ngờ tới, biết đâu lại có thu hoạch gì đó cũng nên. Không, ba ta ngắt lời, bọn chúng nhìn thấy chúng ta đấy. Gì hả? Những cánh cửa sổ mở toang kia không đơn giản chỉ để làm mê hoặc kẻ địch thôi đâu, đó được gọi là điệu múa gương của đội nhện xanh. Trên đồng phục của biệt đội nhện xanh, dù là những thứ tầm thường nhất, chẳng hạn như cúc áo, hay những thứ trang trí quân huy, huân chương, cũng đều có tác dụng riêng. Chúng giống như kính chiếu hậu của xe ô tô vậy, có thể cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin trong những hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh cửa sổ mở toang đó, chỉ cần một cái đinh mũ nhỏ là có thể khiến chúng ta hoàn toàn lộ mình ra trước mặt kẻ địch rồi. Những thành viên tinh thông kỹ thuật này trong biệt đội nhện xanh thậm chí không cần đo đạc điều chỉnh gì, trong lúc bỏ chạy vẫn có thể bố trí chuẩn xác mấy chục món đồ phản quang kiểu như đinh ngũ, thông qua sự phản xạ của ánh sáng, tất cả thông tin cần thiết đều có thể lọt vào tầm mắt y cả. Anh Ba Tang, ý anh là, bên phía kẻ địch có một tên từng thuộc biệt đội nhện xanh ngày trước của anh à. Nhạc Dương lấy làm thắc mắc, có chắc chắn không? Ba Tang đáp, đúng vậy, phán đoán của cậu về vết chân bên ngoài cửa sổ rất chính xác, đích thực chỉ có hai người có một trong hai tên đó sử dụng bộ pháp đặc thù của biệt đội nhện xanh chúng tôi, chuyên dùng để mê hoặc kẻ địch trong khi vẫn chạy với tốc độ cao. Hắn không hề bước giật lùi, bộ pháp này gọi là bước nhảy clackit, dùng mũi chân liên tiếp di động với tốc độ cao, khoảng cách người thường chỉ cần bước một bước, chúng tôi có thể biến thành như có mấy người cùng dẫm đạp lên đó vậy. ưu thế lớn nhất của phương pháp này chính là, nó không ảnh hưởng đến tốc độ. Tuy bước chân nhỏ hơn, hơn nữa lại làm tăng độ lệch của tuyến đường di chuyển, nhưng tần suất nhấc chân lên hạ chân xuống thì tăng lên rất nhiều. Có điều, phương pháp bước nhảy clarkit này cũng chỉ thích hợp với một số hoàn cảnh đặc thù, tỉ dụ như nền đất bùn và rừng cây nước rất dễ ẩn mình ở đây chẳng hạn. Trương Lập đột nhiên nói, anh Ba Tăng, anh từng nói, ngoài anh ra, chỉ còn một tên. Ừm, Tây Mế, biệt hiệu là nhện tơ vàng, Ba Tăng khẳng định một cách chắc nịch. Trong giọng nói của Ba Tăng toát lên một vẻ hưng phấn khó tả. Trác Mộc Cường Ba thậm chí còn cảm nhận được, đó là tín hiệu phân khích của một kẻ săn mồi khát máu gặp phải đồng loại của mình vậy. Gã hỏi, vậy thì, giờ chúng ta phải thay đổi thế nào? Nếu là biệt đội nhện xanh, bọn họ sẽ xử lý tình huống này ra sao? Ba tang bật cười lạnh lẽo, mê hoặc kẻ địch. Trong rừng cây, Tây Mễ đang xoay xoay một cái cúc áo bằng kim loại, đột nhiên, y bóng dừng động tác trên tay lại, trên nóc nhà phía xa xa có người đang lom khom dịch chuyển, ánh sáng phản xạ qua một vật phản quang khác được y sắp đặt từ trước truyền thông tin ấy đến tuy ở trong cái cúc áo muốn nhận ra có người di động hay không còn khó hơn là nhận ra một sợi tơ nhện treo lơ lửng trên không nhưng đôi mắt tây mễ cơ hồ không còn là mắt người thường nữa y vẫn có thể nắm bắt được những thông tin cực kỳ nhỏ nhặt này tây mễ cười thầm lạnh lẽo cuối cùng cũng phát hiện được góc chết trong tầm nhìn của điểm bắn tỉa phía bên phải kia rồi hả người bạn cô kia chắc cũng phát hiện được thông tin đặc biệt ta để lại rồi chứ nhỉ hắn muốn giết ta như vậy cơ mà chắc hẳn hắn sẽ nghĩ muốn làm gì đó ngoài tầm dữ liệu của ta thì duy chỉ có cách khiến tầm nhìn của ta bị mê hoặc, muốn như vậy thì phải điều chỉnh lại vị trí. Thằng mắc không kịp đến chỗ đã định trước kia rồi, thằng ngu ấy hẳn sẽ bị phát hiện giữa đường, nhưng với thực lực của hắn chắc cũng vẫn cầm cự được một lúc, đó chính là cơ hội của ta. Tây mễ rất hài lòng, mọi sự đều nằm trong tính toán của y cả. Mắc nhắm được một cơ hội, lao ra khỏi khu rừng, dán mình sát vách tường. Y không dám ở lại quá lâu trong rừng, một là vì nơi đó ở cách xa dãy nhà, càng áp sát phía bên phải dãy nhà, khả năng bị phát hiện khi đang di chuyển trong rừng càng lớn, hay là những âm thanh trong rừng vang lên mỗi lúc một gần hơn, khiến y nghe mà không khỏi dùng mình vì sợ hãi, sợ hãi thực sự chứ không hề có chút ngụy tạo nào cả. Vị trí hiện giờ tạm coi như an toàn, mắc thầm suy tính, chỉ cần thận trọng là sẽ đến được vị trí Tây Mế đã nói kia. Chỉ là, đến lúc đó, liệu Tây Mế có leo lên tháp canh, tiêu diệt mấy tên bắn tỉa như kế hoạch đã định hay không? Mắc lại nghiền ngẫm một lượt nữa trong đầu toàn bộ kế hoạch của Tây Mế, không tìm được sơ hở nào, có vẻ như rất hợp lý. Y hơi do dự, nên bỏ Tây Mế lại hay tiếp tục hợp tác đây. Dẫu sao, trong cả chặng đường sau này, có một tên chắn phía trước mình vẫn an toàn hơn, sau khi cân đi nhắc lại, Mắc tiếp tục men theo mép tường nhích dần, bộ dạng lén la lén lút như một con chuột cống. Mới được hai ba bước, bỗng nhiên có một ít bụi rơi xuống chóp mũi Mắc. Y vội thẳng người như cây xào, áp chặt vào bờ tường, trên nóc nhà có người. Tuy đối phương không phát ra âm thanh gì, nhưng sự ma sát rất nhẹ đó đã thay đổi vị trí của bụi bám trên nóc, khiến một ít bụi ở mép rơi xuống. Mắc kinh hãi đến độ không dám thở mạnh, đồng thời các ý nghĩ cũng nhanh chóng chuyển động trong đầu như điện chớp. Tại sao trên nóc nhà lại có người? Trong kế hoạch của Y và Tây Mễ, đâu có dự tính đến chuyện đối phương cũng dịch chuyển khắp nơi, vậy chẳng phải sẽ làm lộ mình ra trước họng súng của bọn Y rồi hay sao? trừ phi kẻ địch biết được nhân số và vũ khí trang bị của bọn y, đồng thời cũng biết bọn y đang dịch chuyển, hơn nữa còn đã tách nhau ra. Không kịp nghĩ ngợi gì nữa, mắc đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, y chầm chậm qua một chân, gác lên cửa sổ, kế đó giang tay ra, trọng tâm cơ thể dịch chuyển sang cánh tay và cái chân kia, lộn vào bên trong nhà. Trong bộ dạng y lúc này thực chẳng khác nào một con rùa vụng về, tuy chậm chạp nhưng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Mắc vừa lộn vào trong, Nhạc Dương cũng men theo mép tường dễ ngoặt qua, anh vừa cảnh giác quan sát rừng cây, vừa lần tìm dấu vết dưới chân tường. Mắc ở trong nhà còn chưa kịp thở phào, Trương Lập đã từ một phía khác phòng qua. Lúc này Mắc đột nhiên không còn là tên nhát gan gặp chuyện gì cũng run lên kia nữa, tựa hồ đã biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Mắc nín chặt hơi thở, lỗ chân lông thu nhỏ lại, thân thể bắt đầu lạnh băng như mặt tường. Chỗ y nấp nằm hoàn toàn trong bóng tối đen kịt, gần như đã hòa làm một thể với màn đen dày đặc, tư thế giống như cái táp lùi đầu giường, dù Trương Lập có đeo kính hồng ngoại sợ rằng cũng khó mà nhận ra được, càng huống hồ bọn họ không hề có thiết bị nhìn trong đêm. Để đề phòng vạn nhất, một tay mắc đã cầm chắc con dao săn, ánh mắt y tựa như rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi, nhưng trong đôi mắt ấy lại không hề lóe lên dù chỉ một điểm sáng. Nhìn y lúc này, còn đáng sợ hơn lúc khống chế đường mẫn bội phần. Trương Lập cầm súng, dò tìm những mục tiêu khả nghi trong gian nhà, có điều, theo kế hoạch của Trác Mộc Cường Ba, làm vậy cũng chỉ để cho đối phương xem mà thôi, huống hồ bây giờ sắc trời đã tối mịt, trong nhà toàn những góc chết mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Nhạc Dương đi qua bên ngoài cửa sổ, vẫy tay chào Trương Lập, Trương Lập cũng cười cười bước qua phía đó. Trong bóng tối, mắt nhìn con mồi đến mỗi lúc một gần, bàn tay cầm cán dao từ từ bóp chặt lại. Một bước, hai bước, ba bước, đồng tử mắc co lại, gắng hết sức để quả tim đang đập nhanh như ngựa kia bình tĩnh trở lại. Cuối cùng, Trương Lập cũng dừng lại cách y chừng 5cm, mũi chân anh suýt chút nữa thì chạm vào mặt mắt, thậm chí y còn ngửi được cả mùi hôi từ trong chiếc giày kia tỏa ra. Này, cậu nói xem làm vậy có hiệu quả không nhỉ? Trương Lập nói. Nhạc Dương không dừng bước, cười cười trả lời, anh muốn nghe cách nghĩ của tôi hả? Theo tôi ấy à, có lẽ chỉ có nhện xanh mới biết phải đối phó với nhện xanh như thế nào thôi. Tiếp tục chấp hành đi, anh đứng đây rất dễ bị hắn nhìn ra sơ hở đó. Nói đoạn, Nhạc Dương cũng đi khuất khỏi ô cửa sổ. Trương Lập thò đầu ra ngoài nhìn ngó, trong rừng cây vẫn không có biểu hiện gì khác thường. Mắc vẫn đang co do bên dưới chân Trương Lập, sự nhẫn nại của y đã đạt đến cực điểm, cơ hồ không thể nín nhịn được nữa rồi. Đồng thời, các lỗ chân lông đóng kín kia cũng không sao khống chế nổi nữa, những giọt mồ hôi đang rảnh giật không gian hỏng chui ra ngoài. Nhưng y vẫn gắng gượng chịu đựng, không thể giết chết người này được, bọn đối phương có thiết bị liên lạc, chỉ cần có một chút động tính, ắt sẽ làm kinh động đến những tên còn lại, lúc đó tự nhiên y sẽ trở thành bia lĩnh đạn, còn Tây Mễ thì có thể thừa cơ muốn làm gì thì làm rồi. Tại sao đối phương lại đột nhiên điều chỉnh như vậy chứ? Lẽ nào, tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán của tên Tây Mễ kia? Hắn sớm đã đoán được mình sẽ bị lộ rồi ư, hư, hắn không hề có ý định xông lên tháp canh, mà chỉ cần mình tranh thủ thời gian cho hắn cướp thuyền bỏ trốn. Được lắm, tao vốn đợi lợi dụng mày làm bia đỡ đạn, không ngờ mày lại lợi dụng ngược lại tao. Tây mế, giỏi lắm, mày giỏi lắm, nhìn mắc lúc này đâu còn vẻ ngu xuẩn cung cúc thường ngày nữa, đôi mắt tựa loài rắn độc kia thật không khác ông chủ mất kinh của y một chút nào. Trương Lập tiếp tục bước đi, anh không hề cảm nhận được sự tồn tại của mắc, cả nhạc dương và ba tang trên nóc nhà cũng vậy. Nếu họ biết, tên mắc này nấp vào một góc nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn trong vòng tuần tra của mình, không hiểu sẽ nghĩ thế nào nữa. Tây mế lặng lẽ chờ đợi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, đã quá thời gian y dự tính rồi mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn trác mộc cường ba vẫn nhịp nhàng điều chỉnh vị trí, nếu mắc hành động đúng theo kế hoạch thì không thể nào không đụng đầu với đối phương được. Lẽ nào, mắc đã âm thầm giết chết được một tên trong bọn chúng rồi? Không, đám người này đều được huấn luyện đặc biệt một cách bài bản, thiết bị liên lạc đều bật liên tục, dù chỉ là con muỗi bay đến gần một người trong bọn, những tên khác cũng sẽ cảm ứng được. Vậy thì chỉ còn lại một khả năng Mắc đã tránh được bọn chúng. Tây mễ không khỏi cười gần, thằng mắc này, không ngờ còn giỏi hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Có điều, vậy cũng không sao, ta vẫn còn một kế hoạch khác, thằng mắc kia có thể nói là rất ngu xuẩn, nếu hắn tránh được bọn trác mộc cường ba, đến được điểm mai phục, lẽ ra hai bên sẽ cùng lúc làm náo động, nhưng nếu ta không hành động gì, vậy thì mắc cũng sẽ thu hút hết sự chú ý của cả bọn kia. Đến lúc ấy, hắn không lấy một trọi năm sáu, thì cũng phải trốn vào rừng sâu mày từ cầu nguyện đi nhé, mắc. Lữ cánh Nam và pháp sư Á là vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, tập trung tinh thần chăm chú quan sát dãy nhà bên phải, đó là phòng tuyến cuối cùng mà kẻ địch muốn chọc thùng. Đột nhiên, sau lưng có âm thanh rất nhẹ vang lên, pháp sư Á là thấp giọng nói, để ta đi xem sao. Lữ cánh Nam gật đầu, cẩn thận. Pháp sư Á là liền tụt khỏi mái nhà như một bóng u linh, lần này thì cả Tây Mế cũng không thể dựa vào cái cúc áo kim loại để phát hiện ra sự thay đổi ấy. Không lâu sau, tiếng Pháp sư Á la vang lên trong thiết bị liên lạc, tôi phát hiện một cái bẫy chưa hoàn chỉnh do một tên trong bọn để lại, rõ ràng chúng muốn khiến cả khu rừng cùng lúc phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng tên này đã thất bại, hắn không dám khẳng định âm thanh phát ra có làm kinh động chúng ta được hay không, vì vậy đã chạy vào rừng mất rồi. Không phải con nhện đó, ba Tan khẳng định, biệt đội nhện xanh tuyệt đối không bao giờ bỏ chạy kiểu đó, nếu nghi ngờ mình bị bại lộ, hắn sẽ ẩn nấp tại chỗ, chờ thời cơ tấn công. Vậy thì, kẻ bỏ chạy kia chắc là một tên nhát gan rồi. Nhạc Dương nói, rừng cây này sẽ trở thành nơi yên nghỉ cho hắn. Trương lập thở phào nói, giờ bọn họ chỉ cần phải đối mặt với một tên địch, hơn nữa đối phương còn đang ngu ngốc chờ đồng bọn hoàn thành kế hoạch, đâu biết rằng tên kia đã chạy biến đi mất rồi. Lữ cánh nam nhắc nhở, không được lơ là, tên còn lại rất có thể là cựu thành viên của biệt đội nhện xanh, cuối cùng bọn chúng vẫn lựa chọn tách nhau ra, xem chừng có vẻ định liều chết đánh cuộc một phen rồi. Nếu cùng lúc làm cây rừng rung động, cộng với sắc trời lúc này, đích thực là có thể khiến chúng ta phân tán chú ý. Vấn đề là, sau khi đánh lạc hướng chú ý của chúng ta, bước tiếp theo bọn chúng sẽ có hành động gì? Trác Mộc Cường ba nói, chúng có thể lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó xông về phía bãi đá ngầm, nhưng vậy quá nguy hiểm, chắc chúng cũng biết, dù chúng ta bị ảnh hưởng cũng không thể nào lơ là bỏ qua chỗ mép vách đá ấy được. Còn một khả năng nữa, là nhân lúc chúng ta bị phân tán sự chú ý, chiếm điểm cao có lợi điều này thì có lẽ chúng ta dễ bỏ qua hơn. Tháp canh, lữ cánh nam thốt lên, đó vốn chính là một trong ba nơi bọn họ cho rằng kẻ địch có thể xuất hiện. Vậy chúng ta có thể sắp xếp trước, nhưng mà, phải làm sao mới khiến con nhện ấy hiện thân đây? Trương Lập hỏi, chúng ta chỉ cần khiến rừng cây rào rạc một phen là biết ngay thôi. Ba tang nói, nhạc dương gật đầu, hay đấy, tương kế tự kế, quả là chiêu độc. Tây Mễ tiếp tục xoay xoay cái cúc áo, thầm tính toán, thời gian cũng sắp xỉ rồi. Y hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, giống như vận động viên chạy trăm mét chuẩn bị xuất phát vậy. Tiếp sau đó, cần phải để tinh thần và cơ thể đều đạt đến trạng thái tốt nhất, bất cứ sơ hở hay sai sót nhỏ nào cũng đều có thể dẫn đến nguy cơ chí mạng. Y ngước nhìn về phía tháp canh, đó là một mũi giáo chọc thẳng lên nền trời hôn ám, đồng từ tây mế giãn to, nhìn rõ từng khe hở giữa các viên gạch trên tháp và cả những ngọn cỏ mọc trên mái nữa, trạng thái lúc này đã đạt đến mức độ tốt nhất rồi. Có cơ hội lên đó xem một lần cũng không phải một ý kiến tồi, chỉ tiếc rằng không phải lần này. Loạt soạt loạt soạt, tựa hồ như có cơn sóng ập qua, khoảng rừng phía đối diện y vang lên vô số âm thanh xào xạc. Mark đã thành công rồi, tây mễ bắt đầu tăng tốc, lao về phía mép vách đá với tốc độ như vận động viên chạy trăm mét, khu nhà hình chữ U đã ngăn cản thị lực của bọn chắc một cường ba, cơ hội này sẽ giúp y phóng qua được điểm mù trong tầm nhìn của tay bắn tỉa chạy thẳng đến bên dưới tháp canh kế đó cảm bẫy y sắp đặt từ trước sẽ tạo thêm một cơ hội nữa đồng thời mắc đã bị lộ mặt cũng phân tán phần nào sự chú ý của kẻ địch vậy thì y sẽ có thể đến được chỗ vách đá một cách thuận lợi đáng tiếc thay tây mế vừa hiện thân đã lập tức bị tay súng bắn tỉa bên phía trác mộc cường ba theo dấu nhạc dương nói thấy hắn rồi đang chạy đến chỗ tháp canh trác mộc cường ba nói thu hẹp vòng vây, bất kể thế nào cũng không cho hắn thoát. Hiểu rồi. Tây mễ dựa vào phía sau tháp canh, há miệng thở hồn hền, quãng chạy gấp gáp không làm y thấy mệt mỏi. Mà bởi sự việc vừa xảy ra đã xém chút nữa khiến y mất mạng. Thật không ngờ, sau khi điều động lại nhân thủ, tay bắn tỉa kia vẫn rình dập vị trí này, căn bản không hề bị tiếng động kia làm sao lãng. Giờ y chỉ còn biết hy vọng kẻ địch không trông thấy mình trong ống ngắm, có điều giờ muốn xông ra chỗ vách đá chắc rằng không thể nữa rồi con bà nó chứ, liều mạng thôi." Tây Mễ nghiến răng, bắt đầu leo lên tháp canh. Trong tính toán của Tây Mễ, nếu bọn trác mộc cường ba vẫn chưa phát hiện ra y, vậy thì lên đó có thể quan sát được động thái của đối phương, chỉ cần mắc bị phát hiện, y vẫn còn cơ hội, nếu tay bắn tiệc kia đã trông thấy y rồi, vậy thì ra tay bắn hạ đối phương trước, sau đó thử xem có tìm được mắc không, nếu giúp hắn xử lý một hai cái đuôi đang bám theo, thằng nhãi ấy sẽ mang nợ y, mà đối với kẻ đang ở vị trí cao điểm này thì đó chẳng qua chỉ là chuyện vặt vãnh sau đó thì sẽ là một cuộc chiến công phòng, lấy cứng trọi cứng rồi, phải xem súng ai nhanh hơn, lòng giả ai độc hơn, tay ai vững hơn. Mắt thấy sắp leo lên đến nơi, đột nhiên phía trên có một người thò ra, đầu chọc. Chính là kẻ lợi hại nhất trong đám người kia, hơn nữa lão ta còn cầm vũ khí nữa. Tây mễ gần như không kịp nghĩ ngợi, lập tức bỏ ngay ý định leo lên, trực tiếp nhảy từ độ cao mười mấy mét xuống vừa chạm đất liền nương theo đá lăn thêm mấy vòng để hóa giải bớt trọng lực. Phương pháp nhảy này, bất cứ lính dù nào cũng đều phải biết cả. Thế nhưng, khi Tây Mễ đứng dậy, bên cạnh đã có thêm ba họng súng chĩa vào, một trong số đó, chính là chiến hữu cũ năm xưa trong biệt đội nhện xanh của Y, Ba Tang. Tây Mễ cười thảm, Y hiểu rõ, lần này mình đã thua, thua một cách hoàn toàn triệt để. Có điều, rốt cuộc sơ sót ở đâu, Y không nghĩ ra được. Tây Mễ vứt súng xuống đất, Trương Lập nhanh nhẹn bước tới nhặt lên, kế đó đưa mắt quan sát đối phương, ánh mắt đảo tròn ấy tựa như đang hồi tưởng lại điều gì. Tây Mễ sực hiểu ra, là mắc, thằng mắc đó không thực hiện đúng kế hoạch, nhất định hắn đã dở trò gì đó, làm đám người này chú ý đến ý đồ của ta, đồng thời tương kế tự kế sắp sẵn vòng vây chờ mình lọt lưới. Nhưng, còn bản thân hắn thì sao? Nơi duy nhất hắn có thể đi, chỉ có khu rừng đầy giấy bọn thằn lằn ăn thịt người ấy, lẽ nào hắn không sợ? Lẽ nào, lẽ nào, thằng khốn ấy ngay từ đầu đã giả bộ, nhát gan, ngu xuẩn, thiếu kinh nghiệm giã ngoại, không có năng lực tư duy, không dựa vào kẻ mạnh hơn thì không thể tồn tại, lẽ nào tất cả những biểu hiện ấy đều chỉ là ngụy trang thôi. Mẹ kiếp, hắn đã đi theo Merkin bao nhiêu năm như vậy, mà Merkin là hạng người như thế nào chứ, ta lại quên mất không lưu ý đến điểm này. Không, chỉ vì thắng khốn ấy ngụy trang quá giống mà thôi. Cả thao thú sư mà hắn cũng biết, nói không chừng hắn còn biết cách tránh khỏi bọn thần lần ấy. Từ đầu chí cuối, hắn luôn đi theo ta, cùng ta chạy trốn một cách thảm hại, tất cả chỉ vì muốn người khác chú ý đến ta, mà bỏ qua hắn. Thằng khốn này thật đáng sợ, hắn không phải là người nữa. Hắn và tên Mướkin kia đều không phải con người nữa rồi. Ba Tang lạnh lùng nói, mày thua rồi. Tây Mễ nhắm mắt lại, cục yết hầu nhô lên hạ xuống, thấp giọng nói, mày đến chậm rồi. Ba Tang nói, đúng vậy, tao chậm mất 18 năm. Mày đáng lẽ nên chết từ 18 năm trước rồi, tại sao mày còn giữ lại dấu ấn sỉ nhục ấy, sống những ngày tháng không liêm sỉ làm gì chứ? mày có còn là nhện tơ vàng nữa không? Hai mắt tây mễ đột nhiên mở bừng ra, gần giọng nói, bởi vì tao còn chưa muốn chết. Có con mẹ thằng nào muốn chết trong miệng bọn dã thu ấy chứ? Liền ngay sau đó, ngữ điệu y lộ ra vẻ ngạc nhiên, mã long kỳ, mày nhớ lại hết rồi à? Ba Tam nói, tuy không phải toàn bộ, nhưng những điều mày đã làm, tao đều nhớ lại cả rồi. 18 năm trước, là mày đã lén bắt sói con ăn thịt, mới khiến cả bầy sói điên cuồng tấn công chúng ta, sau đó, chính mày đã bán đứng đồng đội, nên mới nhục nhã sống sót được đến bây giờ. Chính mày đã dẫn bọn tao vào vòng vây của lũ sói, chính mày đã để lại dấu vết dẫn đường cho chúng nó, tất cả đều tại mày. Tây Mễ gầm lên một tiếng, nói nhảm, kế đó giọng nói bỗng trở nên uể oải, lẩm bẩm như đang tự giải thích, không phải như mày nghĩ. Bọn sói đó tuyệt đối không tấn công chúng ta vì tao ăn thịt lũ sói non. 18 năm nay tao vẫn không ngừng tìm kiếm, nhất định là còn có nguyên nhân khác, bằng không tao không thể nào sống sót được, cả mày cũng không thể. Ba tang nói như chém đinh chặt sắt, tao mặc xác, từ khi sống sót ở núi tuyết trở về, tao đã quên rất nhiều, chỉ có một việc duy nhất là vẫn khắc ghi trong tâm khảm, chính là phải giết chết mày. Con mắt tam giác của Tây Mễ khẽ giật giật, cuối cùng thở hắt ra nói, được rồi. Cũng phải kết thúc thôi, mày tưởng những năm qua tao sống tử tế lắm hả? Bỏ cạp, báo đốm, sói bắc cực, dáng vẻ trước khi chết của chúng nó, đến giờ tao vẫn không thể nào quên được, ngày nào cũng sống trong ác mộng. Có thể chết trong tay mày, cũng coi như ăn nói được với lũ nhện kia rồi. Ba tang đột nhiên gầm lên, cường ba thiếu ra, hãy giao hắn cho tôi. Hắn là của anh đấy. Trác Mộc cường ba có thể nhìn thấy ngọn lửa phẫn hận đang bốc lên ngùn ngụt trong mắt ba tang, sau đó gã hướng ánh mắt lên bầu không phía sau lưng tây mễ. Bầu trời thánh vực như đôi mắt đang nheo tít lại, một sắc lam thấm kịt, đêm nay không thể nào đi được rồi. Ba tang giật lấy thanh đao trương lập vừa đoạt được của Tây Mễ, một thanh loan đao hình giọt nước của Nepal, ném xuống chân y, tao cho mày một cơ hội, cơ hội sống thêm lần nữa. Tây Mễ nhặt thanh đao lên, cười diễu cợt, giống như trước đây hả? Tao cho phép này chết như một thành viên của nhện xanh. Ba tang gật đầu, không sợ tao chạy mất à. Nếu mày thật sự chạy được, thì cả đời này cứ làm một tên lính đảo ngũ đi, mày không còn là người của nhện xanh nữa. Chiến trường của chúng ta ở đâu đây? vết theo trên mặt tây mễ khẽ co giật mấy lời vừa rồi của ba tang dường như khiến hắn bị sỉ nhục nặng nề ánh mắt ba tang ném về phía dãy nhà trong bóng đêm mịt mùng trông tựa một món đồ tế lễ bằng đồng xanh thời cổ đại cổ pháp mà thần bí ba tang và tây mễ bắt đầu kiểm tra lại từng món đồ trên người mình đồng thời quan sát các thứ của đối phương cả một cái cúc áo một sợi tơ mảnh cũng không bỏ qua lúc này những người khác cũng đều đã tập trung lại lư cánh nam hỏi ba tang anh định làm gì Ba tang đáp, đây là phương thức quyết chiến sinh tử của nhện xanh, dùng đao chiến đấu, răng trả răng, máu trả máu. Lấy cánh cửa kia làm giới hạn, tôi và hắn mỗi người đi một phía vào dãy nhà hình chữ U kia, ngoài thanh đao trong tay, tất cả mọi thứ bên trong ấy đều có thể sử dụng làm vũ khí, bất kể là mai phục hay đánh lén, chỉ một người có thể sống sót trở ra khỏi đó. Chắc một cường ba và lữ cánh nam đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến kiểu quyết đấu như vậy, đây có lẽ là một phương thức đặc thù chỉ riêng biệt đội nhện xanh mới có. Lúc này, Trương Lập bỗng đứng ra, nói với Ba Tang, tôi cũng muốn tham gia trận chiến này. Ba Tang ngẩng đầu ngước nhìn Trương Lập, giọng anh nghe tựa như vẳng về từ thế giới băng tuyết, tôi cũng có lý do cần phải giết chết kẻ này. Tây Mễ cười khẩy ngạo nghễ, tao không chơi với bọn trẻ con. Ba Tang nói, lý do, anh ta chưa từng thấy Trương Lập vừa tức giận, cũng lại vừa bình tĩnh lạnh lùng như vậy, đây là dấu hiệu của một sát thủ đã trưởng thành. Trương Lập nhìn chằm chằm vào Tây Mễ, gần giọng nói từng chữ một, mày còn nhớ, 18 năm trước, dưới chân núi tuyết, có một người tên Trương Hoài Thành không? Trương Hoài Thành, cái tên trong đội khảo sát khoa học đã cứu tao, sau đó bị tao giết chết đó hả? Tây Mễ nở một nụ cười khinh miệt, giống thật, vậy mà tao không nhận ra. Có điều nhãi con à, mày có tư cách gì nói chuyện quyết đấu với tao chứ? Bộ đội đặc trùng Trung Quốc, trương lập chậm rãi đáp nụ cười của tây mễ liền biến mất y hiểu rõ sáu chữ này nghĩa là thế nào nhưng chỉ trong thoáng chốc vẻ cợt nhạo kia lại hiện lên trên gương mặt sẹo ấy lại nghe y nói có điều đừng tưởng có mã long kỳ giúp mà thắng được tao trong bóng tối mít mùng như thế chủ yếu là đánh lén và ám sát đông người không phải là ưu thế ngược lại tây mễ đến đây sớm hơn trương lập và ba tang một ngày thời gian một ngày ấy đủ cho y quen thuộc với từng món đồ trong nhà hơn nữa y còn có một số sắp xếp bên trong đó từ trước rồi. Trương Lập không hề động dung, nén lửa giận xuống, lạnh lùng đáp, giết mày, chỉ cần một thanh đao thôi cũng đủ rồi. Ba Tang đã kiểm tra xong xuôi, đứng lên nói, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Tao muốn, bên phải, cặp mắt Tây Mễ nhìn chằm chằm xuống đất. Khi sắc trời chìm vào màu đen tối tăm hơn, ba người lần lượt bước vào trong dãy nhà, bốn phía xung quanh lập tức trở nên trầm lặng song phương đều không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Nhạc Dương lẩm bẩm, thật sự không sợ tên Tây mẹ ấy thừa cơ bỏ trốn chứ. Trác Mộc Cường ba lắc đầu nói, không, tôi nhận ra được, đây là cuộc quyết đấu giữa nhện xanh và nhện xanh, bọn họ đánh cược bằng danh dự của mình, đối với họ, thứ đó thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa. Nhạc Dương vẫn ngờ vực, có thật là vì danh dự mà bất chấp tất cả không? Lữ cánh nam điềm đạm cất tiếng, đây, chính là quân nhân chuyên nghiệp. Nhạc Dương lắc lắc đầu, Điểm này thì những người kia hoàn toàn khác với những tay trinh sát nằm vùng như anh, anh được huấn luyện để có thể biến báo linh hoạt, bảo đảm an toàn cho mình trong các tình huống phức tạp nhất, như vậy mới có thể đả kích kẻ địch một cách hiệu quả nhất. Cuộc chiến vừa bắt đầu, toàn bộ Sanrila cũng chìm hẳn vào bóng đêm tăm tối. Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, thi thoảng lại nghe thấy tiếng huỳnh huỳnh lẻ tẻ trong bóng tối, có lúc cũng vang lên tiếng đồ đạc vỡ, nhưng chủ yếu là một bầu không khí tuyệt đối yên tĩnh, hệt như màn đêm của vùng đất Sangrila này vậy, an tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy bất an. Cuối cùng, trong nhà phát ra một tiếng nổ vang trời, ánh lửa bốc lên ngùn ngụt, lưỡi lửa liếm trọn cả dãy nhà. Đúng lúc nhạc dương kinh hãi đứng bật dậy, liền thấy Trương Lập và Ba Tang dìu nhau chạy ra. Bọn chắc Mộc Cường ba đều bước lên đón, lưỡi Cánh Nam hỏi, kết thúc rồi à? Trương Lập gật đầu, kết thúc rồi, cái tên Tây Mễ sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách kẻ địch của chúng ta nữa. Nhạc Dương nói, xem anh kia, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Khắp người Trương Lập đều đầy máu tươi, ánh mắt toát lên niềm sung sướng của kẻ báo được thâm thù, cười cười nói, tôi không sao, chính tay tôi giết hắn đấy. Ba Tăng cũng nói, đều là máu của Tây Mễ, chúng tôi đều không bị thương. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai là hồi phục thôi. Nói đoạn, anh ta liền liếc sang phía Trương Lập với ánh mắt kỳ lạ, tựa hồ như còn có chút khen ngợi. Nhạc Dương chưa từng thấy ba Tăng khen ngợi ai. Trác Mộc Cường ba chợt hỏi, vụ nổ cuối cùng đó là như thế nào vậy? Ba Tăng đáp, chắc là một miếng cơn lốc đen được gài từ trước khi chúng tôi vào trong đó, có lẽ Tây Mễ định sau khi đào tẩu, nhân lúc chúng ta lơ là cho nổ một vụ bất ngờ, nên hẹn giờ tương đối dài. Đây cũng là một chiến thuật giãn giờ của nhện xanh, chúng tôi thường gọi là khúc cầu hồn sau chiến trận. Thực ra, trước khi bom nổ, hắn đã nói cho chúng tôi biết rồi. Nhưng dù hắn không nói, tôi cũng đoán ra được. Nhạc Dương không khỏi dùng mình thốt lên, kế hoạch ác độc quá, cũng may là hắn chết rồi đấy. Trương Lập lại nói, phải rồi, trước khi chết Tây Mế có nói với chúng tôi một chuyện, không biết là thật hay chỉ là dọa chúng ta thôi. Hắn bảo, phải cẩn thận với kẻ đi cùng hắn. Ba tang bổ sung, mắc. Nhạc Dương tưởng rằng Tây Mế bị bom nổ chết, giờ nghe kể lại mới biết hình như không phải thế, trước khi chết hắn còn cảnh cáo bọn Trương Lập và ba tang gì đó, anh bèn không nén nổi tò mò hỏi, Tây Mế chết như thế nào vậy? Ba tang lại nhìn Trương Lập với ánh mắt tán thưởng, nói, bị ám sát, bị một con dao găm từ trong bóng tối đâm chết. Nhạc Dương kinh ngạc nhìn Trương Lập, cái gã này không ngờ nói được làm được, bằng cách nào vậy? Dùng dao găm ám sát một thành viên của biệt đội nhện xanh, chẳng trách ánh mắt của ba tang cũng biến đổi như thế. Trương Lập khẽ thở hắt ra nói, mệt quá, giờ tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Phi, đêm nay chúng ta đành phải ngủ ngoài trời vậy, nhà cửa cháy hết rồi phía xa xa trong rừng đước, mắc nằm trên một tán cây, đột nhiên thấy phía xa bùng lên một ánh chớp đỏ, liền lắc lắc đầu, thầm nhủ, tây mễ tiêu đời rồi, giờ đây trong đám nhảy dù đợt đầu tiên, sợ rằng chỉ còn lại mình ta thôi. Chết tiệt thật, lúc đó không nên tham công đòi đi trước làm gì, nếu cùng đi với ông chủ, chắc chắn an toàn hơn nhiều. Trên bãi đất trống ở Thác Nhật, ánh lửa dập trời, chắc một cường ba nhìn ngọn lửa, lòng cũng nóng như thiêu như đốt, ngày mai, ngày mai nhất định không thể để xảy ra chuyện gì nữa. Cùng lúc đó, trong một gian phòng đá ở tước mẫu, ánh nến bập bùng, đường mẫn đang cẩn thận thay băng cho đội trưởng Hồ Dương. Vết thương đã khép miệng, tình trạng rất ổn định, chỉ cần một hai tuần nữa là khỏi hẳn, tuy sẽ để lại sẹo, nhưng nhất định đội trưởng Hồ Dương sẽ coi nó như huân chương chiến công, ngược lại còn lấy làm tự hào. Hồ Dương nhìn cô bé đang băng bó cho mình, trong lòng dâng trào lên một cảm giác giống như giáo sư Phương Tân thuở đó, trước đây mình thô lỗ với cô bé này quá, có lẽ đúng là nhìn mặt mà bắt hình rong mất rồi để tôi tự làm cô đi nghỉ sớm đi giọng đội trưởng hồ dương thân thiết vang lên đường mẫn lắc lắc đầu vẫn nhẹ nhàng chăm chú tiếp tục băng bó cho anh đột nhiên cô nhẹ giọng hỏi đội trưởng hồ dương anh nói xem cường ba anh ấy liệu ngày mai anh ấy có trở về không đội trưởng hồ dương nói yên tâm đi ngày mai họ nhất định sẽ trở về mà đường mẫn lại nói nhưng mà không phải đã nói cùng lắm cũng chỉ mất ba ngày thời gian thôi sao Cha, tại cô nhớ Cường Ba quá đấy thôi, có lẽ họ gặp phải mưa bão, hoặc ở Yaka thêm một ngày cũng nên, ngày mai nhất định họ sẽ về kịp. Hẳn cô phải biết, trong lòng Cường Ba, cô còn quan trọng hơn tính mạng của cậu ấy chứ. Đường Mẫn ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, hai má ửng lên một dáng mây hồng. Thế nhưng, hai người họ đợi đến trưa ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng bọn Trác Mộc Cường Ba trở về. Đường Mẫn bắt đầu bối rối, cô lại đến phòng đội trưởng Hồ Dương, nôn nao lo lắng, họ vẫn chưa trở về đội trưởng hồ dương đang nghĩ không biết nên an ủi cô bé này như thế nào ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người chỉ thấy quách nhật niệm thanh đang nheo nheo mắt lại mỉm cười nói thời gian hạn định của chúng ta sắp đến rồi đó hai vị chuẩn bị đi ta đến mời các vị lên đàn tế đây cặp mắt y đã nhăn tít lại mảnh như sợi chỉ đàn đàn tế gì đường mẫn hoảng hốt kêu lên ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc mà đúng thế quách nhật niệm thanh nói đúng là ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc có điều theo ước định giữa chúng ta, khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc các vị tắt thở, ta sẽ chấp hành ước định ấy một cách nghiêm khắc. Hơn nữa, đàn tế cũng là nơi cao nhất ở tước mẫu này, ở đó cũng có thể nhìn thấy cường ba của các vị đã trở về hay chưa. Đội trưởng Hồ Dương cho mày, xem ra, tình hình không được lạc quan như trong tưởng tượng của anh, chỉ nghe quách nhật niệm thanh lại nói tiếp, ta nghĩ, chắc bọn chắc mộc cường ba đã bỏ rơi các vị rồi. Để đề phòng các vị bỏ trốn, chúng ta buộc phải có một số biện pháp phòng ngừa cần thiết mong các vị lượng thứ. Đường mẫn lắc mạnh đầu, không đâu, cường ba nhất định sẽ trở lại. Các người canh giữ nơi này nghiêm mật như vậy, chúng tôi làm sao chạy thoát được. Liệu có thể chạy đi đâu đây? Quách nhật niệm thanh không giải thích gì thêm, vẫy tay một cái, đám quân lính liền bắt lấy đường mẫn và đội trưởng Hồ Dương đưa lên đàn tế. Nhưng bản thân y vẫn chưa rời khỏi gian phòng, đợi bọn lính đưa hai người kia đi xa hẳn, trong bóng tối mới có người cất tiếng nói, binh sĩ chắc đã đến nơi rồi. Quách Nhật Niệm Thanh nói với người trong góc khuất kia, người chắc chắn bọn chúng đã đưa qua ba đại địch ô đến chứ. Ngữ khí người kia nghe chắc chắn mười mươi, đúng vậy, không biết chúng dùng cách gì mà thuyết phục được lão, hơn nữa lão còn giúp bọn chúng phá hoại rất nhiều cảm bẫy ta tốn nhiều năm tâm huyết mới bố trí ra được. Còn tên Nghiêu Nhị Hoa kia thì sao? Chuyện này bị hỏng chính là do hắn, hắn có thù với tên Trác Mộc Cường Ba, lần này nếu không phải tại hắn một lòng muốn trả thù, chúng ta đã có thể thuận lợi kéo dài thời gian ngăn không cho chúng gặp qua ba đại địch ô rồi, cũng không đến nỗi bị lão giả ấy hủy mất bao nhiêu cảm bẫy của ta. Được rồi, cuối cùng tên người giáp mế đó thế nào hả? Không biết, quá nửa là đã chết rồi. Ừm, vậy thì rất tốt, kế hoạch của ta vẫn không bị ảnh hưởng gì. Người trong bóng tối kia mắng thầm, kế hoạch của ngươi đương nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng ta thì tiêu rồi. Có điều, ngoài miệng y vẫn tỏ ra quan tâm hỏi, đám binh sĩ ấy có ngăn cản được chúng không? Quách Nhật Niệm thanh cười khẩy, yên tâm đi, đó là đội quân ám dạ do đích thân ta huấn luyện, dù chúng có vượt được biển sinh mệnh, hôm nay cũng không thể kịp trở về tước mẫu. Ừm, cũng đến giờ chuẩn bị hành hình rồi, bất cứ kẻ nào muốn đối đầu với ta, cũng đều không thể tha thứ được. Gương mặt tươi cười của y bóng trở nên nhanh ác tàn độc lạ thường, biến đổi quá nhanh, khiến người trong bóng tối kia cũng không khỏi dùng mình kinh hãi. Audio điện tử võ tấn bền trên đàn tế bằng đá xếp thành hình tròn ấy, Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương bị người ta dùng dây thừng trói chặt vào cột đá. Từ nơi này đúng là có thể dõi mắt nhìn thấy khu rừng và biển hồ minh mông bên dưới thành Tước Mẫu. Quách Nhật Niệm thanh chậm rãi bước tới trước mặt hai người, liếc xuống bên dưới một cái, rồi cười cười bảo, cảnh sắc cũng không tệ nhỉ. "Hừ," Đường Mẫn nói, "Họ sẽ trở về, họ sẽ trở về nhanh thôi." "Ừm, ta tin cô nói thật, có điều, trước lúc đó" ta muốn tặng các vị một món lễ vật nhỏ. Quách nhật niệm thanh đánh mắt ra hiệu cho tên binh sĩ bưng tới một cái mâm nhỏ, chỉ thấy trên mâm xếp một hàng những ống kim loại giống ruột, từ nhỏ đến lớn xếp thành một hàng, ống to nhất cũng bằng ngón tay cái. Đây là gì vậy? Đường mẫn thất thanh kêu lên, còn đội trưởng Hồ Dương thì chỉ cần liếc nhìn đã nhận ra ngay, đây là ống rút máu. Thời xưa, các đồ tể thường dùng để rút máu những loài động vật cỡ lớn như lợn, bò. Đầu nhọn cắm vào huyết quản, máu sẽ theo đường ống chảy ra ngoài cơ thể, cho đến khi chết. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đội trưởng Hồ Dương cũng nghi hoặc hỏi. À, cái này, quách nhật niệm thanh đưa tay chọn lựa trong mâm, mỉm cười nói, minh ước thần thánh, được ký kết bằng máu tươi, kẻ nào vi phạm, cũng phải dùng máu để đền bồi. Theo thông tin ta nhận được, bọn trác mộc cường ba đến giờ vẫn chưa đến thác nhật. Hôm nay sợ rằng họ không kịp trở lại rồi, vì vậy, ta chuẩn bị trước một chút thôi. Ông nói bậy, ông gạt tôi, chắc chắn họ đã đến thác nhật rồi giờ đang ở trên đường chỉ một chốc nữa là sẽ về tới đây thôi đường mẫn lớn tiếng hét lên quách nhật niệm thanh chọn một cái ống cỡ vừa đung đưa trước mắt cô sắc mặt đường mẫn tức thì trở nên tái mét ừm muốn làm gì thì cứ làm với ta đây này bắt nạt đàn bà vậy mà cũng coi là bậc đại tướng à đội trưởng hồ dương không thể nhịn nổi nữa quách nhật niệm thanh cười khi khi nói đừng nôn nóng ai cũng có phần máu của các người sẽ chỉ từ từ chảy ra thôi ta nhất định sẽ tuân thủ minh ước thần thánh, trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, các người nhất định không tắt thở được đâu. Đội trưởng Hồ Dương nghe mà tức đến xanh mặt, tên khốn này, không ngờ lại chơi trò chữ nghĩa đó, làm vậy có khác nào dày vào người ta đến chết. Lão quốc vương kia sao không thấy đâu, sao lại để cho hắn dùng trò bị ổi vô sỉ này hại người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào ông ta để mặc cho quách nhật niệm thanh làm bừa hay sao? Thấy quách nhật niệm thanh lại bước về phía đường mẫn, khóe mắt cô đã ẩn ẩn nước, đội trưởng Hồ Dương không nhịn nổi quát lên, đủ rồi, đừng làm hại cô ấy, có giỏi thì đâm hết cả vào ta đây này. Chật chật, quách nhật niệm thanh làm ra vẻ kinh ngạc lắm, tấm tắc nói, đây là yêu cầu của ngươi đây nhé, ta chỉ lo, nếu trước khi trời tối bọn chắc một cường ba trở về, mà, mà, ngươi lại không cầm cự được, vậy thì cũng không thể xem là chúng ta vi phạm minh ước thần thánh đâu đấy nhé. Đội trưởng Hồ Dương trợn trừng mắt lên quát, im mẹ cái mồm mày đi tên nhãi con nhà ngươi chắc không chỉ biết dọa khiếp người ta thôi đấy chứ. Quách nhật niệm thanh mím môi cười, đổi sang một ống khác lớn hơn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười xun xoe thường ngày, bước về phía đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương không cam lòng, gào lên, ta vẫn còn một chuyện muốn hỏi. Tại sao, tại sao ngươi nhất định phải nhầm vào chúng ta như thế? Quách nhật niệm thanh áp mặt vào, kiếng chân lên khẽ thì thầm vào tai đội trưởng Hồ Dương, bởi vì ngươi đã cướp đi thứ quý giá nhất của ta không có kẻ nào có thể cướp đoạt thứ gì của ta được. Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh đầu lại, lấy làm nghi hoặc nhìn tên lùn quách nhật niệm thanh trước mắt, đột nhiên thấy trước ngực nhói lên, lúc cúi đầu xuống, thì cái ống rút máu dài chừng năm lóng tay kia đã đâm một nửa vào ngực mình rồi, từng giọt máu to tướng chảy ra phía đầu bên kia, nhuộm đỏ cả bàn đá. Quách nhật niệm thanh đã bước lùi lại, đường mẫn thất thanh khóc nấc lên, đội trưởng Hồ Dương. Đừng mà, đừng mà. Đội trưởng Hồ Dương dịu giọng an ủi, Tôi không sao, nhất thời cũng không chết được đâu mà lo. Anh nhìn chằm chằm vào mặt Quách Nhật Niệm Thanh, nói, "Ta không hiểu, rốt cuộc ngươi đã mất cái gì vậy? Tại sao ta lại cướp của ngươi? Ngươi nói ra xem, nếu đúng là ở chỗ ta, ta sẽ lập tức trả lại ngươi ngay bây giờ." "Trả lại cho ta?" Ha ha, tiếng cười của Quách Nhật Niệm Thanh nghe thật thê thảm, "Không, ngươi không bao giờ trả lại được. Không bao giờ có thể trả lại được." Y quay người rời khỏi đàn tế, trước khi đi còn dặn dò thuộc hạ, canh chừng bọn chúng có chuyện gì phải báo ngay với ta tên hộ vệ trưởng đứng cạnh đó lo âu hỏi quách nhật niệm thanh đại nhân đại vương bảo tôi đến hỏi ngài làm như vậy liệu có có ổn không quách nhật niệm thanh cười gần nói người nói với đại vương chắc chắn bọn chúng không thể trở về kịp hơn nữa ta dám đảm bảo chỉ cần trời chưa tối hẳn kẻ đó tuyệt đối không thể tắt thở được chúng ta không hề vi phạm minh ước thần thánh gã đội trưởng liền cung kính lui xuống trong rừng sáu thất ngựa đang lao đi như ánh chấp, chính là nhóm người bọn Trác Mộc Cường Ba. Bọn họ đụng độ một nhóm lính áo đen dùng cung tên, kết quả không cần phải nói cũng biết, nhóm lính kia không thể ngăn bước được họ dù chỉ một phút, ngược lại còn cung cấp thêm mấy con ngựa khỏe. Chỉ có điều, buổi sáng sớm ngồi thuyền đi đường vòng lên bờ cũng tốn mất một chút thời gian, giờ đây tình hình càng lúc càng gấp rút, bọn Trác Mộc Cường Ba ai nấy đều đanh mặt lại, để mà cơn gió như những ngọn roi vô hình tháp lên. Tất cả đều đã được tính toán kỹ càng, từ kẻ địch chặn đường, Đến tên mắc bỏ trốn, cạm bẫy. Duy chỉ một điều họ không nghĩ đến, đó chính là thời tiết ở Sandrilla này. Thời tiết hôm nay rất tệ, mới chưa mà bầu trời hình con rắn khổng lồ của Sandrilla đã xám xịt. Ba tang ước tính, hôm nay có thể sẽ sập tối sớm hơn ngày thường từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Chính 2 3 tiếng này, rất có thể sẽ lấy mạng của đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn. Trên đàn tế, sắc mặt đội trưởng Hồ Dương đã bắt đầu nhợt nhạt, từng giọt máu lớn vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Đường Mẫn từ đầu vẫn luôn nói chuyện, tìm cách phân tán sự chú ý của anh. Lúc này, cô cũng quan sát thấy đội trưởng Hồ Dương bắt đầu có biểu hiện dị thường, vội nói, "Đội trưởng Hồ Dương, anh anh không được ngủ đâu đấy." Đội trưởng Hồ Dương ngượng cười gật đầu, "Tôi biết, tôi có ngủ đâu." "Đội trưởng Hồ Dương, có phải anh bắt đầu thấy lạnh không?" Đường Mẫn lại hỏi. "Làm gì có." Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười lắc đầu. Nhưng Đường Mẫn thấy rất rõ ràng toàn thân đội trưởng Hồ Dương đang khe khẽ run lên, hơn nữa giọng anh cũng càng lúc càng nhỏ hơn. Đường Mẫn tiếp tục gọi, đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương. Lần này không có tiếng trả lời. Hồi lâu sau, đội trưởng Hồ Dương mới từ từ ngẩng gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh lên, khẽ nói, con đường này, mọi người phải đi tiếp thôi vậy. Tôi già rồi, không thích hợp với công việc này nữa rồi. Đội trưởng Hồ Dương, anh nói gì vậy? Đường Mẫn cuống lên, chẳng lẽ, chẳng lẽ đội trưởng hồ dương đã sắp không nghe thấy cô nói gì rồi hay sao đội trưởng hồ dương vẫn lẩm bẩm tự nói một mình lần này đến được đây thật đúng là đúng là nơi nguy hiểm nhất trong những nơi tôi từng đặt chân đấy phải rồi thay tôi nói hộ với cường ba một tiếng bảo cậu ấy giọng đội trưởng hồ dương càng lúc càng nhỏ dần dần không thể nghe thấy nữa đường mẫn khóc lớn đội trưởng hồ dương đội trưởng hồ dương anh không có chuyện gì đâu đội trưởng hồ dương cường ba sẽ trở về ngay thôi mà đội trưởng Hồ Dương, người đâu, mau đến đây, cầu xin mấy người đấy. Giây lát sau, Quách Nhật Niệm Thanh đã đến bên cạnh đàn tế, quan sát trạng thái của đội trưởng Hồ Dương. Đường mẫn bị trói bên cạnh vừa khóc lóc vừa kêu gào, anh ấy không xong rồi, mau cứu anh ấy đi. Cầu xin mấy người mau cứu anh ấy đi. Quách Nhật Niệm Thanh làm bộ nghĩ ngợi, hỏi, tại sao lại không xong chứ? Y ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, rồi như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, à, thì ra trời sắp tối rồi nói đoạn y liền quay sang bảo đường mẫn đừng lo rồi sẽ đến lượt cô thôi ta sẽ cho cô một cái chết nhanh gọn chứ không phải chịu khổ như vị dũng sĩ này đâu đây là ưu đãi dành riêng cho cô đấy đường mẫn bấy giờ mới phát hiện bầu trời đã mù mịt mây đen quả nhiên màn đêm đã gần như phủ kín khắp nơi cô lẩm bẩm nói sao lại thế sao lại thế này chứ quách nhật niệm thanh sai binh sĩ đốt đuốc lên rồi lẩm bẩm không ngừng đến lúc lên đường rồi đến lúc lên đường rồi tựa như một gã phù thủy đang niệm chú ngữ nguyền rủa ai đó lúc này đội trưởng hồ dương lại tỉnh táo được một chút cúi đầu nói với quách nhật niệm thanh này thằng lùn ta hỏi cái sau khi chết ta có được thiên táng không vậy hả thiên táng quách nhật niệm thanh chẳng hề để tâm đội trưởng hồ dương gọi y là thằng lùn cười khẩy đáp lời đó là nghi thức dành cho bậc quân vương ngươi à chết rồi chỉ có da bọc xương xác thịt ngươi sẽ làm thức ăn cho lũ sâu bọ dưới lòng đất trở về rồi họ trở về rồi, đột nhiên, đường mẫn hét lớn, mau, mau thả anh ấy ra, cường ba trở về rồi kìa. Quách nhật niệm thanh đứng trên đàn tế dõi mắt nhìn ra phía xa xa, quả nhiên, trong bóng tối có mấy cái bóng đang di động, nhưng không thể phân biệt được đó là gì. Y không dám khẳng định, cúi đầu suy nghĩ dây lát, quyết định thả giết lầm còn hơn bỏ sót, bèn ngẩng cao đầu lớn tiếng nói, đó không phải chắc một cường ba, là người lỗ mặt. Hơn nữa, trời đã tối đen, theo minh ước thần thánh, ta sẽ cắt lấy linh hồn của các người. Không, đường mẫn kêu lên thảm thiết, trời vẫn chưa tối hẳn, các người mau nhìn đi. Trời vẫn chưa tối hẳn mà. Trong tầng mây đen dày đặc, vẫn còn một kẽ hở, một tia sáng yếu ớt ló ra từ nơi đó. Mấy tên binh sĩ đều ngước nhìn bầu trời, rồi lại đưa mắt sang phía quách nhật niệm thanh. Làm trái minh ước thần thánh, chính là báng bổ thần minh, bọn họ bắt đầu do dự. Quách nhật niệm thanh tức giận quát lớn, sao vậy hả? các ngươi dám trái lệnh ta. Một tên binh sĩ nói, nhưng đại vương. Quách nhật niệm thanh thức tối hét lên, ta sẽ nói với đại vương, bây giờ, cứ theo lệnh ta mà làm, hành. Lời còn chưa dứt, lại có một tên binh sĩ khác chạy lên báo cáo, bẩm đại tướng quân. Là bọn trác mộc cường ba, bọn họ trở về rồi. Quách nhật niệm thanh nhìn lại, những bóng đen kia đã lại gần hơn, đó là sáu thất ngựa, nhưng vẫn không thể nhận ra người ngồi trên đó là ai. Có điều, mấy tên binh sĩ đứng trước đã nhìn rõ rồi. Y dịu giọng nói, à, trở về rồi, trở về rồi thì tốt. Đúng lúc đường mẫn tưởng rằng Y định tuyên bố thả người, quách nhật niệm thanh lại bước đến sát cạnh đội trưởng Hồ Dương. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Quách nhật niệm thanh ghé miệng sát bên tai đội trưởng Hồ Dương, khẽ nói, không kẻ nào có thể tranh đoạt bất cứ thứ gì của ta, không một kẻ nào hết. Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên, kế đó, cổ họng ngọt lịm, phun ra một ngụm máu tươi, đường mẫn thấy rõ rành rành ống kim loại đã cắm một nửa vào ngực đội trưởng hồ dương kia đã bị quách nhật nhiệm thanh ấn thêm vào một phần tư nữa đừng mà cô gào lên một tiếng hai mắt nhòa đi trước lúc hôn mê còn lờ mờ nghe thấy đám binh sĩ hộ vệ quát lớn ai làm gì vậy sau đó đường mẫn không biết gì nữa trên đàn tế mấy người bọn trác mộc cường ba cẩn thận đặt đội trưởng hồ dương xuống máu nhuộm đỏ cả người anh nhìn mà không khỏi kinh hãi ai nấy đều thấy trào dâng lên cảm giác bi phẫn tột cùng đừng động vào pháp sư tháp tây ngăn tay trác mộc cường ba lại nhổ nó ra cậu ấy sẽ chết ngay lập tức lữ cánh nam nói anh ấy mất máu quá nhiều sức sống bắt đầu suy kiệt chúng ta có máu dự phòng phải không đâu rồi trác mộc cường ba ngẩng đầu lên bảo trương lập đi lấy về đây trương lập nói ở đâu cơ trác mộc cường ba tức giật gắt lên hỏi đi mau lấy về đây Trương lập sực nhớ ra, vội chụp lấy một tên binh sĩ, lớn tiếng quát, mấy cái bao của chúng ta ở đâu. Mau dẫn ta đến đó, ngay lập tức. Lúc này, một tên binh sĩ khác đang run rẩy trước mặt ba tang. Vị sát thần lạnh lùng đến độ cơ hồ không còn cảm xúc ấy, hai mắt hờ hững nhìn ra phía xa, chầm chậm hỏi, kẻ nào làm. Giọng nói tựa hồ như từ chốn âm ti địa ngục phẳng về, băng lạnh thấu xương. Tôi, 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 tôi không biết, là, quách nhật niệm thanh, Quách Nhật Niệm Thanh Đại Nhân bảo chúng tôi canh giữ ở đây. Hắn đâu rồi? Vừa nãy, vừa nãy còn ở đây, sau đó, sau đó đã biến mất rồi. Khốn kiếp, ba tang đột nhiên ngẩng mặt hú lên một tiếng bi thương, hai tay vươn ra, một tay chụp vào hông, một tay nắm xương ức, nâng tên binh sĩ dơ cao quá đầu, rồi ném mạnh xuống đất, dẫm chân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng kèn kẹt nói bằng một thứ tiếng mà hắn không hiểu, các ngươi cứ trơ mắt ra nhìn anh ấy bị giết. Các ngươi trơ mắt ra nhìn hả? Tên binh sĩ kia cực kỳ hoảng sợ, hai mắt trợn ngược, không ngờ đã ngất luôn tại chỗ. Trác Mộc Cường ba thấy Lữ Cánh Nam lại chạy đến chỗ đường mẫn, vội hỏi, cô ấy sao rồi? Lữ Cánh Nam đáp, chỉ bị hôn mê thôi. Đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương, nhạc dương chợt reo lên, đội trưởng Hồ Dương tỉnh rồi. Đội trưởng Hồ Dương, Trác Mộc Cường ba quỳ một chân bên cạnh, đội trưởng Hồ Dương gắng hết sức ngoẹo đầu qua, nhìn gã, mỉm cười nói, nói với Lão Phương một tiếng, Nợ của ông ấy, tôi trả hết rồi nhé. Đội trưởng Hồ Dương, anh không nợ gì hết, cố gắng lên, anh sẽ khỏe lại ngay thôi mà. Mạng anh cứng lắm, anh quên rồi à? Kha kha, cứng mấy thì cũng, tôi biết mà, hạng, hạng người như tôi, thế nào cũng không thể chết yên lành ở nhà được, cậu đấy. Đừng học tôi nhé. Đội trưởng Hồ Dương, anh phải gắng lên, anh được mà. Trác Mộc Cường ba lo lắng nhìn mọi người, hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Gã kéo pháp sư Á la lại gần như van vỉ, có cách gì cầm máu không? Không thể cứ để chảy mãi thế này được. Pháp sư Á La lắc đầu, loại ống rút máu này đã cắm vào mạch máu thì không thể cầm được. Huống hồ tình hình đội trưởng Hồ Dương lúc này đã giống như ngọn đèn sắp tắt bùng lên một lần cuối cùng, cầm máu cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Trác Mộc Cường ba càng lúc càng nóng nảy, gã lớn tiếng gầm lên, Trương Lập đâu rồi? Sao chậm thế? Đội trưởng Hồ Dương khẽ nói, được rồi, cậu nóng nảy như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác đấy đợi lát nữa tước mẫu vương đến, nhớ giúp tôi hỏi một tiếng, loại người như tôi, sau khi chết có tư cách. Có tư cách được thiên táng không? Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Tây Tạng tôi đã nghe nói, trong lòng người Tạng, ai được thiên táng, linh hồn sẽ lên tới thiên đường, chỉ tiếc là ở Tây Tạng bao nhiêu năm như thế, chưa bao giờ tôi gặp được cả. Anh đừng nói bậy, anh sẽ không sao đâu, tôi đã hứa với thầy giáo, nhất định sẽ đưa mọi người trở về mà. Đội trưởng Hồ Dương, chúng tôi còn cần có anh dẫn đường mà không, tôi biết chứ, cậu để tôi nói hết đi, có. Có mấy câu thôi, nhớ kỹ nhé, đừng bao giờ hỏa táng, đến lúc ấy lại còn cho cốt lằng nhằng, mang đi không tiện. Mà bây giờ, giá đất ở Nghĩa Trang còn đắt hơn giá nhà ấy, đội trưởng Hồ Dương của các cậu. Nghèo lắm, ha ha ha. Trác Mộc Cường ba đột nhiên không sao kìm nén nổi sự bi phẫn trong lòng, nước mắt trào tuôn ảo ạt. Cuối cùng, chỉ nghe đội trưởng Hồ Dương nói, lắm mùa thu rụng xuống, là để trồi non mùa xuân mọc lên, con đường sau này, mọi người hãy tự đi nhé. Nhớ kỹ, người thành công sở dĩ thành công, là vì ngày ngày họ đều không ngừng nỗ lực. Đừng buông lơi, đừng bỏ cuộc, đừng. Giọng đội trưởng Hồ Dương dần chìm xuống, màn mây đen trên trời cũng tan đi, ánh sáng rực rỡ bảy màu từ khe nước chiếu xuống, dịu dàng bọc lấy thân thể anh. Trên gương mặt trắng nhợt ấy, nở ra một nụ cười an lạc. Khi đại địch ô thứ kiệt mở gói công cụ ấy ra, hai mắt pháp sư tháp tây sáng bừng lên. Ông cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ lên từng món một, hạ giọng thì thầm, hơn một nghìn năm rồi, vậy mà vẫn còn giữ được hoàn hảo thế này. Đây là một bộ đại diễn man khí, tổng cộng có 313 món, giờ đây trên thế gian chỉ sợ không còn bộ dụng cụ nào hoàn chỉnh được như vậy nữa đâu. Tốt quá, bệnh của công chúa có thể chữa khỏi rồi. Tẩy huyết, đội trưởng Hồ Dương, choang một tiếng. Bình bảo quản máu dự trữ trên tay Trương Lập rơi xuống đất. Đội trưởng Hồ Dương, vừa khóc, anh vừa bổ nhào đến. Trương Lập không dám tin, người đàn ông dâu rậm thô lỗ mà hào sảng ấy, con người cứng rắn tưởng như được rèn từ sắt thép, con người đã bao lần kéo họ về từ lần danh của cái chết ấy, con người mà đến cả núi tuyết cũng không đè nổi, giờ đây lại lặng lẽ ra đi như thế. Lúc này, tước mẫu vương mới hớt hơ hớt hải chạy đến, vừa ngó nghiêng đánh giá bọn trác mộc cường ba, vừa cất tiếng hỏi, nghe nói đã mời được qua ba đại địch ô đến rồi. Vị nào là qua ba đại địch ô vậy? Ánh mắt ông ta đảo một vòng, lập tức khóa chặt trên người pháp sư tháp tây trong bộ y phục đen tuyền trác mộc cường ba vươn tay nhấc tước mẫu vương lên trước ngực mình chỉ vào di thể của đội trưởng hồ dương gần giọng quát đây là minh ước thần thánh của các người đó hả chuyện này là như thế nào rốt cuộc là như thế nào đây hả tước mẫu vương bấy giờ mới phát hiện trên mặt đất có một người đã nằm xuống ông ta há hốc miệng hồi lâu không thốt lên được tiếng nào đám hộ vệ xung quanh thấy đại vương bị bắt giữ liền nhao nhao rút khí giới ra nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của ba tang, đồng thời lại thấy bọn nữ cánh nam, nhạc dương đều cầm vũ khí trên tay, bọn chúng cũng không dám vọng động, chỉ đứng tại chỗ quát tháo ẩm ý. Mau thả đại vương ra, to gan, vô lễ, mau thả người. Chắc một cường ba cố gắng ghim ngọn lửa giận đang hừng hực bốc cao trong lòng, nhưng bắp thịt trên hai cánh tay lại không chịu sự khống chế của gã, cứ run lên bần bật. Tước mẫu vương bị gã nhấc bổng khỏi mặt đất, thân thể cũng bắt đầu run rẩy theo đôi cánh tay ấy, tới khi được trác mộc cường ba thả xuống đất hai chân vẫn còn hơi run run chỉ nghe tước mẫu vương lập cập nói yên tĩnh tất cả yên tĩnh cho ta bản vương không sao ông ta nhìn thi thể của đội trưởng hồ dương cũng không biết phải nói sao cho phải một hồi lâu sau mới cất tiếng ta không biết chuyện này là do quách nhật niệm thanh làm tất cả đều do quách nhật niệm thanh làm cả kế đó tước mẫu vương lại quát lớn quách nhật niệm thanh đâu rồi mau gọi hắn đến gặp ta khởi bẩm đại vương Quách Nhật Niệm Thanh Đại Nhân vừa rời khỏi tước mẫu, không biết đã đi đâu. Một tên hộ vệ lập tức hồi báo. Quách Nhật Niệm Thanh, tại sao, tại sao hắn ta phải làm vậy? Hai tay chắc một cường ba nắm chặt đến nỗi kêu lên răng rắc, tựa hồ muốn bóp nát xương cốt của tên Quách Nhật Niệm Thanh kia thành bột phấn vậy. Nhưng câu trả lời gã nhận được, chỉ là cái lắc đầu ngây ngốc của tước mẫu vương mà thôi. Không ai biết tại sao Quách Nhật Niệm Thanh lại làm như vậy, đến cả nhạc dương cũng lấy làm nghi hoặc khó hiểu. Nếu nói mục tiêu của y là tước mẫu vương, vậy thì hà tất phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh làm gì? Gần như là đã bất chấp tất cả để giết cho bằng được đội trưởng Hồ Dương vậy, hơn nữa, còn phải đích thân y hạ sát nữa, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tước mẫu vương biết rõ, phá hoại minh ước thần thánh không phải chuyện nhỏ, điều này can hệ đến cả hoàng quyền và uy tín, liền lập tức hạ lệnh, tìm. Dù có lật tung cả lang bu này lên cũng phải tìm được hắn về đây. Đám binh sĩ vội vàng vâng lệnh chạy đi. Trước mặt qua ba đại địch ô, tước mẫu vương bỗng trở nên cực kỳ cung kính và khách khí, thái độ có thể nói là đã thay đổi 180 độ, bọn chắc một cường ba gần như muốn gì được nấy, kể cả việc thực hiện nghi thức thiên táng cho đội trưởng Hồ Dương cũng được đáp ứng ngay và luôn. Xem ra, chỉ cần chữa khỏi đôi mắt cho công chúa, cho dù có bảo lập tức thoái vị nhường ngôi, ông ta cũng không hề tiếc nuối. Trong vương cung tước mẫu, mẫn mẫn mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, biết được tin buồn của đội trưởng Hồ Dương, cô gục đầu vào lòng Trác Mộc Cường ba khóc một hồi lâu. Cô kể với cả bọn, đội trưởng Hồ Dương từng nói với cô một lý do hết sức kỳ quái. Quách Nhật Niệm Thanh cứ một mực cho rằng, đội trưởng Hồ Dương đã cướp đi thứ quý giá nhất của y. Nhưng rốt cuộc thứ ấy là gì, thì mọi người đều không hề có chút đầu mối nào cả. Theo tập tục thiên táng của Lang Bu, thi thể đội trưởng Hồ Dương được quấn chặt bằng nhiều lớp vải lụa trắng tinh khiết, tựa như con tầm nhà tơ làm kén. Thân thể anh được cố định ở tư thế giống như thai nhi nằm trong bụng mẹ, hai tay ôm ngực, cầm chạm đến gối. Sau đó, người ta đưa anh vào một gian phòng đá trống không, chẳng có ban thờ, cũng không thắp hương thắp nến hay đốt giấy tiền vàng mã gì cả. Cái vỏ kén trắng tinh khiết ấy cứ nằm trơ trọi ở đó đến tận hết trung ấm kỳ y, những người chuyên trách nghi thức mới chọn ngày lành giờ tốt để tiến hành thiên táng. Về gian phòng rỗng không này, Nhạc Dương thắc mắc, nghi thức tang lễ chỉ quốc vương mới được hưởng mà lại đơn giản có vậy thôi sao? Tước mẫu vương đáp rằng, đó mới là sự hồi quy luân chuyển, Pháp sư Á La cũng bảo, thiên táng tương ứng với không táng trong bốn phương thức mai táng cơ bản của loài người, bao gồm thổ táng, hỏa táng, thủy táng và không táng. Ý nghĩa căn bản của nghi thức này là trở về với hư vô, tất cả tuân theo cảnh giới vô ngã vô vật, mọi món đồ trang sức của tục thế đều sẽ trở thành chướng ngại đối với sự trở về của linh hồn. Sau khi Quách Nhật Niệm Thanh bỏ trốn, Tước Mẫu Vương dường như không còn chủ kiến, chuyện gì cũng do dự bất quyết, thái độ đối với bọn Trác Mộc Cường ba lại càng thay đổi 180 độ trở nên hết sức cung kính, nếu người ngoài không biết, thậm chí có khi còn tưởng rằng ông ta chỉ là một tên hầu cận bưng trà rót nước cũng nên. Thái độ khiêm cung lễ phép này lẽ dĩ nhiên là dành cho qua ba đại địch ô trước nhất. Mà sự thực, nhân khoảng thời gian di thể của đội trưởng Hồ Dương được quản trong phòng chống, tước mẫu vương cũng đã nhiều lần nhắc đến cô con gái đáng thương của mình. Câu trả lời của Pháp Sư Tháp Tây lần nào cũng là, phải xem rồi mới biết được. Kỳ thực, trên đường ông đã hỏi Han Lữ Cánh Nam rất kỹ về bệnh tình của công chúa Lạp Mẫu, đồng thời sứ giả lang bu cũng từng mang đến những thông tin tường tận hơn rất nhiều đối với căn bệnh này của công chúa ông cũng có niềm tin chữa khỏi được tuy nhiên có trị liệu cho công chúa hay không nên chữa bệnh cho công chúa lạp mẫu trước hay là bảo tước mẫu vương lấy tẩm diên ra giải độc cho trác mộc cường ba trước pháp sư tháp tây vẫn đợi xem thái độ của trác mộc cường ba bởi xét cho cùng một thành viên trong nhóm của họ cũng vừa mới mất mạng bởi cái minh ước thần thánh lập với vị tước mẫu vương này tước mẫu vương không phải kẻ mù ông ta nhanh chóng nhìn ra được đầu mối vị qua ba đại địch ô này rõ ràng không chỉ quen biết với bọn trác mộc cường ba mà dường như còn rất thân thuộc nữa cần vị nào ở đây lên tiếng để cứu chữa cho con gái mình trong lòng ông ta cũng đã có tính toán thế nhưng điều làm ông ta lo lắng là người phát ngôn có quyền quyết định kia vẫn đang trong cơn giận dữ vì cái chết của một người khác trong nhóm của anh ta tước mẫu vương vẫn còn chưa quên cảm giác lúc người này nhấc mình lên khỏi mặt đất khi ấy sự sống chết của bản thân có lẽ thật sự chỉ cách nhau một đường tơ mỏng mảnh. Mỗi lần nghĩ đến đây, tước mẫu vương lại càng không có chủ kiến, cũng bởi bao nhiêu năm nay, ông ta quá ỷ lại và coi trọng ý kiến cũng như cách nhìn của quách nhật niệm thanh rồi. Nhìn bộ dạng nơm nấp âu lo, lại suốt ngày ngó trước nhìn sau ấy của tước mẫu vương, nhạc dương rất muốn bảo với lão quốc vương già hồ đồ này, quách nhật niệm thanh đã nhìn ngó cái ngai vàng của ông ta từ lâu rồi, một loạt những âm mưu này không phải là không có can hệ gì đến ông ta đâu. Đặc biệt khi thấy vị quốc vương già chỉ chăm chăm lo lắng cho con gái mình, còn những chuyện khác đều nhất loạt không để trong lòng, cuối cùng Nhạc Dương cũng không nhịn được mà lên tiếng, "Mắt của con gái ông, mắt của con gái ông, ông lúc nào cũng chỉ biết có vậy à? Ông có biết Quách Nhật Niệm Thanh muốn tạo phản hay không? Hắn ta muốn cướp vương vị của ông đấy. Đối phó với chúng tôi, chẳng qua chỉ là một mắt xích trong âm mưu liên hoàn của hắn mà thôi, đến lúc vương vị cũng mất luôn rồi, thử hỏi ông còn lại được cái gì nữa chứ?" không ngờ câu trả lời của tước mẫu vương lại khiến tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc bản vương sớm đã biết rồi ông vua già ấy vẫn giữ vẻ mặt hờ hững như không bình thản nói chưa nghĩ rằng bản vương già mà hồ đồ thật kỳ thực cách đây rất lâu đại địch ô thứ kiệt đã nói với ta quách nhật niệm thanh đang lén lút làm gì đó y đã nắm trong tay toàn bộ quân đội của lang bu vậy mà vẫn thấy chưa đủ lại còn ngấm ngầm huấn luyện một đội thân vệ trung thành tuyệt đối chỉ phục tùng mệnh lệnh của một mình y mà thôi kể từ lúc đó chúng ta đã biết dường như y không đợi được nữa rồi hả nhạc dương lấy làm ngạc nhiên xưa nay anh chưa từng nghe nói có vị quân vương nào sau khi biết ngôi báu của mình sắp bị người khác bày mưu đoạt mất mà vẫn giữ được thái độ bình tĩnh như thế cả tựa hồ đó là chuyện đương nhiên phải thế vậy thực sự không sao hiểu nổi anh bất giác bột miệng lớn tiếng hỏi có nhầm lẫn không vậy hắn ta muốn đoạt ngôi báu của ông đấy nhé sao ông có thể để âm mưu của hắn tiến hành từng bước từng bước như thế được chứ Tước mẫu vương điềm đạm nói, mùi báu này vốn là của y mà. Thấy bọn Trác Mộc Cường ba có vẻ không hiểu, tước mẫu vương bèn giải thích, quách nhật niệm thanh là đứa cháu duy nhất của ta, lang bu này cũng không thể có nữ vương, vì vậy, sau khi ta chết, mùi báu này nhất định sẽ thuộc về y. Bây giờ, các vị đã hiểu tại sao ta lại coi trọng y như vậy rồi chứ? Xưa nay ta vẫn luôn coi y như con trai, cho dù y muốn đoạt lấy ngôi báu này cũng vậy thôi. Huống hồ, uy tín của y trong quân đội vốn đã rất cao, Thêm vào đó, 3 năm trước y còn lập công dẹp yên được trận chiến tranh kéo dài nhiều năm giữa Lang Bu và Eka, đã trở thành thống lĩnh tối cao của quân đội rồi. Bởi thế, ở Lang Bu này, y chỉ kiêng rẻ có mình ta và đại địch ô thứ kiệt mà thôi. Nếu không phải trong tay các vị có hỏa khí lợi hại, y vốn cũng không cần phải bỏ chạy như thế. Kỳ thực, điểm duy nhất làm ta nghi hoặc là tại sao y phải nôn nóng đến vậy. Trước đây y cũng không phải là kẻ tham lam quyền lực gì, nhưng từ sau lần hòa đàm 3 năm trước, y cứ như thể đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy. Vậy thì, kể cả khi hắn dùng cổ độc làm mù mắt công chúa lạp mẫu, ông cũng dùng thứ được à? Giác quan nhạy bén của nhạc dương nhận ra, có lẽ tước mẫu vương biết được chuyện gì đó, nhưng nhất định ông ta không thể có được một cái nhìn toàn diện. Cậu nói cái gì? Quả nhiên, tước mẫu vương kinh hãi đứng bật dậy, luôn miệng nói, không thể nào. Không thể nào như vậy được, tại sao y lại hạ thủ với con gái ta? Nhạc dương thở dài nói, phải rồi tại sao chứ tại sao phải đối phó với công chúa tại sao phải mạo hiểm phá hoại minh ước thần thánh để ra tay với đội trưởng hồ dương tên quách nhật niệm thanh rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu vậy tất cả mọi người đều chìm vào suy tư gượng đã nhạc dương đột nhiên sực nghĩ ra điều gì đó vội hỏi tước mẫu vương ông bảo quách nhật niệm thanh là cháu ông vậy thì hắn ta cũng có thể coi như là vương tử của lang bu rồi đúng không tước mẫu vương gật đầu đúng thế là vương tử duy nhất của lang bu nếu muốn thuận lợi kế thừa vương vị liệu hắn ta có phải có quan hệ gì với công chúa lạp mẫu không à có có đấy y phải lấy con gái ta thì mới có quyền kế thừa vương vị tước mẫu vương dường như đã hiểu ra điều gì đó lẩm bẩm nói cậu ý cậu là nó hạ thủ với con gái bản vương lẽ nào vì nhạc dương đột nhiên chỉ tay vào trương lập đứng dậy nói tôi hiểu rồi tất cả đều rõ ràng rồi Ba năm trước, tất cả đều bắt nguồn từ ba năm trước. Tại sao Quách Nhật Niệm Thanh phải làm mù mắt công chúa? Tại sao lại muốn giết chết đội trưởng Hồ Dương? Tôi đã tìm được nguyên nhân rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cậu phát hiện được gì thế, Nhạc Dương? Bọn Trác Ngọc Cường ba đều nôn nóng gặng hỏi. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương quả thực đã mang đến cho họ quá nhiều nghi vấn. Nhạc Dương chừng như đứng không vững lắm. Anh nhìn Trương Lập nói, có lẽ, đội trưởng Hồ Dương đã chết oan, người quách nhật niệm thanh thực sự muốn giết sợ rằng chính là anh đấy cậu cậu nói cái gì trương lập cũng đứng lên đối mặt với nhạc dương ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn ngờ vực nhạc dương khi ấy liền chậm rãi giải, giải thích còn nhớ câu chuyện cổ tích tôi từng kể với anh không vương tử bị thương gặp nàng thiếu nữ xinh đẹp lương thiện trái tim chàng không thể kháng cự đã trở thành tù binh của nàng thiếu nữ thuần khiết kia địch ô an cát mẫu có nói mã cát cũng từng có trải nghiệm tương tự như vậy lần quách nhật niệm thanh bị bắn ngủ mắt đó, chính mã cát đã cứu hắn ta. Trời đất ơi, là mã cát, mã cát am mế, người quách nhật niệm thanh yêu chính là mã cát am mế. Ba năm trước, khi hắn bị thương nặng, chính mã cát đã cứu mạng hắn. Để giành được trái tim của mã cát am mế, hắn mới bất chấp tất cả, hắn chấm dứt chiến tranh, hòa đàm với Yaka, hắn không muốn lấy công chúa, vì vậy mới bảy kế khiến nàng mù mắt, hắn muốn giành lấy ngôi báu, bất chấp mọi giá, những thứ này, đều là vì mã cát. Chỉ là không hiểu tại sao, hắn ta đã nhầm đội trưởng Hồ Dương là anh, người mà hắn muốn bất chấp mọi giá để giết cho bằng được, là anh đấy. Anh đã cướp đi thứ quý giá nhất của hắn ta, đó chính là trái tim của Mã Cát. Thứ ấy thì vĩnh viễn cũng không bao giờ trả lại được. Lời này của Nhạc Dương tựa như một tiếng sấm vang lên trong lòng tất cả những người có mặt tại đó. Tước Mẫu Vương, Trương Lập đều đứng ngẩn người ra tại chỗ. Tất cả đều đã được móc nối với nhau, không ngờ lại là như vậy thậm chí cả bản thân Nhạc Dương cũng không dám tin đây lại là sự thực. Sở dĩ trước nay anh không bao giờ nghĩ đến khả năng này, là bởi thực tình anh không tài nào có thể liên tưởng hình tượng của Quách Nhật Niệm Thanh với vị vương tử trong câu chuyện cổ tích ấy. Trương Lập bần thần ra một lúc lâu, rồi đột nhiên hét lên, đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương, vừa hét, anh vừa lao về phía gian phòng quản đội trưởng Hồ Dương. Trương Lập, Nhạc Dương cuống quyết gọi, nhưng chắc Mộc Cường Ba đã ngăn lại, đừng đuổi theo, để cậu ấy yên tĩnh một lúc. Nhạc Dương nói với Trác Mộc Cường Ba, Cường Ba thiếu ra, việc quách nhật niệm thanh giết chết đội trưởng Hồ Dương, sợ rằng còn có một tầng ý nghĩa nữa. Hắn ta muốn kích cho chúng ta nổi giận, nếu chúng ta vì phẫn nộ mà không chữa mắt cho công chúa lập mẫu, thì vừa khéo đúng với ý đồ của hắn. Hắn ta muốn đẩy quan hệ giữa chúng ta và tước mẫu vương nằm mấp mé bên bờ sụp đổ, hư. Đây mới thực sự là sách lược của một nhà âm mưu, giống như đánh cờ vậy, mỗi bước đều đã tính toán hết sức tỉ mỉ kỹ lưỡng rồi. Trác Mộc Cường ba ngẩn người ra nhìn Nhạc Dương, nếu không có anh chàng này, e là không ai có thể nghĩ xa đến vậy. Lúc này, tước mẫu vương vội vàng lên tiếng, đại địch ô, vậy ngài xem, bao giờ thì đi xem. Trác Mộc Cường ba thầm thở dài một tiếng, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu gã là, không thể để âm mưu của quách nhật niệm thanh thành công được, gã bèn nói với Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư. Pháp Sư Tháp Tây gật đầu, đi thôi, đưa tôi đến gặp công chúa. Trong căn phòng đá đèn đuốc sáng trưng, Công chúa Lạp Mẫu ngồi bên mép giường, Pháp Sư Tháp Tây đang kiểm tra cho nàng, đại địch ô thứ kiệt cũng ở bên cạnh. Bệnh mù sông, trên đường quay về tước mẫu, Pháp Sư Tháp Tây đã nghe Lữ Cánh Nam kể về bệnh tình của công chúa, giờ chẳng qua là khẳng định thêm một lần nữa mà thôi. Ông cũng sử dụng máy siêu âm ba chiều. Đại địch ô thứ kiệt nói, có cách gì không? Pháp Sư Tháp Tây hỏi, nghe nói chỗ các vị còn giữ được các công cụ của bộ tộc qua ba để lại. Đại địch ô thứ kiệt gật đầu, đúng thế. Pháp Sư Tháp Tây liền nói, đưa tôi đi xem. Khi đại địch ô thứ kiệt mở gói công cụ ấy ra, hai mắt Pháp Sư Tháp Tây sáng bừng lên. Ông cẩn thận đưa tay vuốt nhẹ lên từng món một, hạ giọng thì thầm, hơn một nghìn năm rồi, vậy mà vẫn còn giữ được hoàn hảo thế này. Đây là một bộ đại diễn man khí, tổng cộng có 313 món, giờ đây trên thế gian chỉ sợ không còn bộ dụng cụ nào hoàn chỉnh được như vậy nữa đâu. Tốt quá, bệnh của công chúa có thể chữa khỏi rồi. Pháp sư, ngài nói đây là dụng cụ phẫu thuật ạ? À? Dùng những thứ này để làm phẫu thuật cho công chúa Lạp Mẫu sao ạ? À? Đường Mẫn vẫn không dám tin những thứ đáng sợ trước mắt này lại là dụng cụ để phẫu thuật. Pháp sư Tháp Tây mỉm cười nói, đúng vậy, đây là bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh nhất mà tôi biết, đừng nhìn hình dạng cổ quái kỳ dị của chúng, kỳ thực mỗi loại tạo hình đều có công dụng riêng. Có thể nói, chúng còn đầy đủ hơn các bộ dụng cụ phẫu thuật thường thấy trong y học hiện đại nhiều. Người nào thực sự biết cách sử dụng cầm những thứ này, sẽ thấy tiện lợi hơn hẳn các loại dụng cụ phẫu thuật hiện đại. Các loại dụng cụ hiện đại bây giờ đại để chia thành từng nhóm như dao, kéo, kim, nhíp, kẹp, móc, kim, cưa và loại hỗn tạp, còn dụng cụ của nền y học Tây Tạng cổ xưa lại phân loại dựa trên ba nguyên tố lớn của cơ thể người. Nói theo lý luận của y học ngày nay thì đại để chia làm các loại, chọc, mổ và thăm dò. Thứ kiệt đại nhân, ngài còn nhớ danh xưng của chúng chứ? Đại địch ô thứ kiệt gật đầu, nói, tuy không biết cách dùng, nhưng tên gọi thì vẫn nhớ được Pháp Sư Tháp Tây nói Tốt quá rồi, tôi đang cần một trợ thủ như ngày đây Cánh Nam và Mẫn Mẫn Hai người có thể đứng một bên quan sát Lữ Cánh Nam hỏi Làm phẫu thuật ngay bây giờ ạ à? Pháp Sư Tháp Tây gật đầu Ừm, um, hình ảnh siêu âm ba chiều lúc nãy cho thấy Khối U không chỉ đè lên thần kinh thị giác Mà còn có nguy cơ bị vỡ ra Chậm một phút Cũng có khả năng khiến công chúa mãi mãi mất đi ánh sáng Bại liệt hoặc thậm chí là tử vong đợi chút đã lúc này nhạc dương chợt lên tiếng tầm diên ở đâu đại địch ô thứ kiệt đưa mắt nhìn tước mẫu vương tước mẫu vương vội nói ở trong kho của bản vương nhạc dương hỏi việc bảo quản tầm diên có cần điều kiện đặc thù gì không đại địch ô thứ kiệt lắc đầu đáp không chúng đã được đóng trong vải kín không cần điều kiện đặc thù gì vậy thì tốt lấy tầm diên ra đây đã tôi mong rằng sau khi phẫu thuật cho công chúa xong cường ba thiếu gia cũng có thể được trị liệu ngay lập tức nhạc dương nói tước mẫu vương lại rốt xít gật đầu phải phải nên như thế nên như thế để ta lập tức bảo người đi lấy tôi cũng đi nhạc dương lại nói thấy trác mộc cường ba nhìn mình với ánh mắt kỳ quái nhạc dương liền nhún vai nói chúng ta phải đi trước đối phương một bước đề phòng bất chắc trác mộc cường ba bấy giờ mới hiểu liền gật đầu pháp sư tháp tây nói mọi người lập tức chuẩn bị phòng ốc mấy loại thuốc này cũng phải mau mau phối chế Đại địch ô thứ kiệt vừa nghe liền hiểu ra ngay, tôi biết rồi, người hầu sẽ xử lý. Pháp sư tháp tây lại nói, nhớ rõ, bảo với người hầu, phòng ốc phải hun đốt trước. Nói đoạn, ông quay sang tước mẫu vương, ngài bảo công chúa chuẩn bị một chút, mấy thứ thuốc này phải sắc ngay để công chúa sử dụng. Dứt lời, Pháp sư lại dặn lữ cánh nam và đường mẫn, ba lô của chúng ta cũng phải chuyển vào trong phòng, hai người đi với họ một chút. Kế đó, ông bảo bọn trác mộc cường ba, giúp họ một tay, lấy dụng cụ ra nhạc dương đi theo mấy tên hộ vệ xuống kho ngầm liền gặp ba bốn binh sĩ đang vác một cái vại lớn bước lên nhạc dương liền hỏi cái gì thế tên hộ vệ bước lên hỏi mấy gã binh sĩ một gã trả lời vừa nhận được lệnh của đội trưởng quốc vương cần dùng tầm riêng bảo chúng tôi đến lấy tên hộ vệ ấy còn định nói gì đó nữa nhưng nhạc dương đã ngăn lại khỏi phải tranh chấp cứ bảo với họ quốc vương sai chúng ta đến lấy bọn họ có thể trở về vị trí của mình được rồi mấy tên hộ vệ gánh lấy cái vại Nhạc Dương lại hỏi, bên trong là Tầm Diên à? Các ngươi chắc chắn chứ? Cả mấy người đều tỏ vẻ khẳng định, Nhạc Dương kiểm tra niêm phong trên miệng vại, thấy hết sức chắc chắn, thời gian cũng đã lâu, mà đám hộ vệ có vẻ cũng phải rất gắng sức mới gánh được, bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói, "Khiêng đi tìm đại địch Ô Thứ Kiệt." Nói đoạn, trong lòng thầm nhủ, nguy hiểm quá, xém chút nữa thì bị đối phương giành trước rồi. Dao cắt mạch, rùi xương, kim mỏ vịt, kim mỏ âu, tước vĩ đao từng cái tên xưa nay chưa từng được nghe nói đến bao giờ thốt ra khỏi miệng Pháp Sư Tháp Tây, đại địch ô thứ kiệt lập tức đưa ra một món công cụ hình dáng kỳ quái. Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam chưa bao giờ thấy thủ thuật như vậy, mỗi món công cụ đều thật kỳ dị, nhưng trong tay Pháp Sư Tháp Tây, chúng lại trở nên linh hoạt vô cùng. Hai người kinh ngạc phát hiện, thì ra những hình dáng kỳ quái ấy lại có công dụng đặc biệt như thế, mở hộp sọ, thăm dò tổ chức não, chia nhỏ, lấy khối u ra, Bàn tay Pháp Sư Tháp Tây tựa như đầu bếp mổ châu y có thêm những món công cụ này lại càng chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Ban đầu, Thảo Dược dùng để ngâm dụng cụ, sau đó dùng lửa đốt, gian phòng được sông hơi cũng đạt đến một mức độ diệt khuẩn nhất định, còn công chúa uống thuốc vào xong, liền rơi vào trạng thái ngủ sâu. Pháp Sư Tháp Tây dùng kim châm định huyệt, kế đó bắt đầu tiến hành phẫu thuật. Dưới sự trợ giúp định vị của máy siêu âm ba chiều, gần như không tốn mấy thời gian, Pháp Sư Tháp Tây đã lấy ra được mấy khối u hạch trong hộp sọ công chúa, rồi khâu lại và băng bó, còn các khối u ở những phần khác trên cơ thể, ông có thể dùng thuốc để làm tiêu đi. Khi Pháp Sư Tháp Tây báo với tước mẫu vương, con gái ông ta sau mấy ngày nữa sẽ có thể dần dần hồi phục thị lực, vị quốc vương giả ấy mừng đến nỗi suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Tiếp sau đây, sẽ đến lượt trác mộc cường ba giải độc đại thanh liên cổ. Để khỏi đêm dài lắm mộng, bọn nhạc dương đều khăng khăng đòi lập tức tiến hành trị liệu ngay cho gã. Lữ cánh Nam lo lắng nói, có cần nghỉ ngơi một lát không? Đại địch ô thứ kiệt có vẻ hơi mệt rồi. Cô biết, trong một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ thế này, tinh thần của cả người thực hiện phẫu thuật và trợ thủ đều căng thẳng cực độ, cường độ hoạt động của họ tuyệt đối không kém gì tiến hành một cuộc đấu đối kháng tay đôi trong cùng một khoảng thời gian như thế cả. Đại địch ô thứ kiệt nói, "Ừm, um, không sao, thực ra giải độc đại thanh liên cổ không hề phức tạp, quan trọng nhất là phải dùng tầm diên để tẩy huyết, không có tầm diên thì không thể làm gì được." ông gọi một người hầu đến dặn dò mấy câu đám người hầu lại chạy đi chuẩn bị trong lúc đó đại địch ô thứ kiệt nói với trác mộc cường ba mời đi theo ta cường ba thiếu ra cả bọn đi theo đại địch ô thứ kiệt đến một gian phòng bằng đá khác chỉ thấy mấy người hầu đã ở trong đó bận rộn sửa soạn các thứ họ mang những thùng gỗ chứa đầy thảo dược đi đun nóng để sông hơi chuẩn bị tiêu độc diệt khuẩn nhưng bọn trác mộc cường ba thì lập tức chú ý đến vật thể hình chữ nhật khổng lồ màu trắng đặt chính giữa gian phòng huyết trì Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên. Trước mắt, đích thực là một cái huyết trì, nhưng lại hơi khác với những huyết trì trước đây bọn Trác Mộc Cường ba từng trông thấy. Chính giữa cái huyết trì đó, là một rãnh lõm hình chữ đại y y, vừa khéo đủ cho một người nằm, bên cạnh có mấy nhánh rẽ, trông như rãnh dẫn lưu. Những rãnh dẫn lưu này đều tụ lại ở một cái hốc hình vuông tương đối lớn, đầu bên kia lại có một máng chảy ra ngoài. Khoảng giữa những máng những rãnh này khá giống với các huyết trì khác, có nơi khoét lỗ, lại có chỗ cầu bắc ngang, khiến người ta không khỏi nghĩ đến những khu nhà vườn đẹp đẽ tinh xảo ở vùng Giang Nam, song lại cũng toát lên một thứ cảm quan thần bí. Đúng thế, giải độc vốn là một trong ba công năng chủ yếu của huyết trì." Pháp sư Tháp Tây nói. "Ba công năng chủ yếu của huyết trì?" Nhạc Dương lấy làm thắc mắc. "Pháp sư Tháp Tây nói, sau khi hệ thống huyết trì dần dần hoàn thiện, đã hình thành nên ba loại công năng lớn, lần lượt là phối chế chất độc, giải độc và mở khóa." Dựa trên những công năng khác nhau, tạo hình của huyết trì cũng khác nhau, loại có rãnh hình chữ đại ở giữa này, chính là mẫu huyết trì giải độc biển hình. Những huyết trì mà trước đây mọi người gặp phải, có lẽ đều thuộc hai loại mở khóa và phối chế độc được. Đại địch ô thứ kiệt kiểm tra cái vại to ấy, rồi nói, ừm, um, đây là số tầm riêng cuối cùng còn lại trong kho, dấu niêm phong trên này là do đích thân sư phụ của ta dán vào, thật không ngờ, sau 60 năm, ta lại đích thân mở nó ra. Nói đoạn, ông lại kiểm tra hết một lượt các thứ, rồi cất tiếng, được rồi, cường ba thiếu ra, mời nằm lên trên. Hả, Trác mộc cường ba kinh hãi nói, cứ, cứ vậy mà nằm lên sao? Đại địch ô thứ kiệt nói, ừm, um, dĩ nhiên, nếu cậu muốn tắm rửa thay quần áo trước cũng được, chẳng qua sẽ phải tốn thêm chút thời gian thôi. Trác mộc cường ba lại đưa mắt nhìn huyết trì, mỗi lần trông thấy thứ này, họ đều không khỏi liên hệ nó với những gì tanh máu, tàn nhẫn và khủng bố, giờ đây lại bảo mình phải nằm lên trên đó, trong lòng cũng hơi có chút thấp thỏm không yên. Có điều, một chút lo lắng ấy cũng không đáng gì, gã chỉ thoáng do dự rồi để nguyên cả quần áo nằm lên trên đó. Cái dãnh hình chữ đại ấy cơ hồ như được thiết kế dựa trên tỷ lệ cơ thể người, chỗ hõm ở phần lưng hoàn toàn khớp với xương sống người, nằm lên không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Nhưng liền sau đó, đại địch ô thứ kiệt lại mang ra một món vũ khí hạng nặng, bề ngoài thoạt trông như một khẩu đại liên hoặc súng phun nước cỡ lớn. Ở một đầu thứ ấy, rõ ràng chính là thứ đao rút máu đã từng ghim vào cơ thể đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi nhảy bật lên khỏi huyết trì, hỏi: "Ngài, ngài định làm gì?" Đại địch Ô Thứ Kiệt dường như đã biết trước Trác Mộc Cường Ba sẽ có phản ứng như vậy, chỉ bình tĩnh nói: "Ta phải rút máu cho cậu. Máu không rút ra thì làm sao rửa được đây?" Như để Trác Mộc Cường Ba yên tâm hơn, ông lại giải thích tỉ mỉ: "Yên tâm, biết được hôm nay các vị sẽ trở lại, ta sớm đã có chuẩn bị rồi. Thứ này đã được đun trong nước thuốc Ba La sôi già suốt 12 canh giờ." sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào đến cơ thể cậu đâu. Nhạc Dương lẩm bẩm nói, cái trò rửa máu với chẳng giặt máu này rốt cuộc là như thế nào vậy? Không ai trả lời, thoáng sau đó, anh lại khẽ nói, chẳng lẽ giống như giặt quần áo vậy à? Lữ cánh nam thấp giọng hỏi Pháp Sư Tháp Tây, Pháp Sư Tháp Tây, ngài không tự tay rửa máu cho cường ba thiếu ra sao? Không, ta cũng chỉ mới đọc trong thư tịch cách xử lý đại thanh liên cổ, dù sao cũng không thể bằng đại địch ô thứ kiệt đích thân thao tác. Có điều, ta nhìn ra được, đại địch ô thứ kiệt cầm chắc có thể thay máu cho cường ba thiếu gia. Nhìn bộ lưới đao liên hoàn mà ông ấy đang cầm kia kìa, công nghệ ngày nay sợ rằng cũng khó mà phục chế nổi đấy. Đường Mẫn lo lắng hỏi Han, rốt cuộc là rửa máu như thế nào vậy? Pháp sư Tháp Tây nói, theo như sách vở ghi chép lại, một đầu đao chích máu kia nối liền với ống mềm bằng kim loại, đến khi tiến hành thủ thuật thì sẽ đâm mũi đao vào tĩnh mạch hoặc động mạch của cường ba thiếu gia ít nhất thì trong sách tôi đọc không phân biệt tính mạch hay động mạch, sau đó máu sẽ theo ống mềm bằng kim loại kia chảy vào cái hốc nhỏ này, rồi dùng đến loại sinh vật đặc biệt là tầm riêng để rửa máu, ở phía bên kia cái hốc ấy cũng có một ống mềm bằng kim loại khác, cũng nối với đao rút máu. Đầu lưỡi đao ấy sẽ cắm vào một mạch máu khác của cường ba thiếu gia. Cả quá trình này khá giống với quá trình thẩm tách trong hóa học, nhưng xét về nguyên lý và thủ pháp lợi dụng sinh vật của nó thì sợ rằng phức tạp gấp bội phần. Thấy chắc một cường ba đưa mắt nhìn về phía mình, Pháp Sư Tháp Tây gật đầu nói, quá trình là như vậy đấy. Trác Mộc Cường ba nghe Pháp Sư Tháp Tây giải thích cũng thấy yên tâm hơn nhiều, liền lại nằm xuống, phối hợp với đại địch ô thứ kiệt đặt chân tay vào cái rãnh hình chữ đại giữa huyết trì, lộ ra cả cánh tay trái, cảm thấy bên trái hơi cao, bên phải thấp hơn một chút. Chỉ nghe đại địch ô thứ kiệt nói, ta sẽ đâm đao chích máu vào mạch máu của cậu, hơi đau một chút, hãy cố chịu đựng. Trác Mộc Cường ba gật gật đầu, liền ngay sau đó, gã cảm thấy chỗ khuỷu tay mình có thứ gì đấy đâm vào, có thứ gì đó bị đâm toạc ra, rồi thứ ấy vẫn tiếp tục luồn sâu, men theo cánh tay vươn đến tận vai mới dừng lại. Đại địch ô thứ kiệt khẽ nói, thư giãn đi, coi như ngủ một giấc là xong. Trác Mộc Cường ba thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Mấy ngày nay gã thực sự rất mệt mỏi, nên chỉ thoáng chốc sau đã ngủ thiếp đi. Nhưng những người xung quanh đều không ngủ, trợn tròn hết cả mắt lên mà quan sát, chỉ thấy đầu lưỡi đao trích máu tựa như đầu kim từ tĩnh mạch cùi trỏ tay Trác Mộc Cường ba vươn dài lên đến tận vai trên cánh tay chắc mộc cường ba như thể có thêm một con run lớn bò thẳng tắc đại địch ô thứ kiệt chầm chậm rút đầu kia của lưỡi đao trích máu ra khỏi vật thể to đùng bằng kim loại ấy quả nhiên đúng như pháp sư tháp tây nói đầu bên kia của lưỡi đao trích máu nối liền với một ống mềm bằng kim loại màu vàng nhỏ như đầu đũa ống mềm này do vô số sợi tơ mảnh đan sen móc vào nhau tạo nên có vô số mắt lưới nhỏ li ti máu của trác mộc cường ba tựa như một con côn trùng nhuyễn thể màu đỏ sậm bò men theo từng ô lưới ra ngoài Đại địch ô thứ kiệt vừa cẩn thận kéo ống lưới kim loại ấy ra, vừa nhẹ nhàng ấn nó vào trong một cái rãnh đá nhỏ. Nhạc Dương nói: "Thế này không sợ bị nhiễm bẩn sao?" Dĩ nhiên là không, pháp sư Tháp Tây đáp, máu sẽ không thấm ra khỏi ống kim loại ấy, điều này quyết định bởi độ kết dính và sức căng bề mặt chất lỏng. Thoạt nhìn những mắt lưới ấy có vẻ lớn, nhưng thực tế trong những mắt lưới đó lại có những sợi tơ kim loại mảnh hơn, mắt thường không thể phân biệt. Chúng giống như cái sàng, sàng lọc từng tế bào hồng cầu một. Những tế bào hỏng hay đã chết đều sẽ bị phân giải một cách triệt để. Lúc này, ống kim loại đã được kéo đến gần cái hốc nhỏ bên trên huyết trì, đại địch Ô Thứ Kiệt tiếp tục kéo thêm ống ra, chỉ có điều, đột nhiên ống kim loại trở nên to hơn, không còn là ống nữa mà là một tấm lưới kim loại. Đại địch Ô trải phẳng tấm lưới ấy ra phủ khắp cả cái hốc nhỏ, kế đó lại kéo thêm dây, tấm lưới lại biến thành ống mềm nhỏ dần, vòng vèo sang đến cánh tay bên kia của Trác Mộc Cường Ba. Đại địch ô thứ kiệt không vội cắm một lưỡi đao trích huyết khác vào tay chắc mộc cường ba, mà ra lệnh cho đám binh sĩ cạnh đó nhấc vải lên. Cái vải to tướng được khiêng lên, đại địch ô thứ kiệt đập vỡ niêm phong, các binh sĩ nghiêng vải xuống, vô số hạt nhỏ màu đen đổ vào trong cái hốc ấy, đè lên lưới kim loại. Sau khi đổ hết một vài hạt đen đó, mấy người bọn Nhạc Dương mới phát hiện, những hạt đen này cỡ bằng hạt gạo, có từng vòng từng vòng vân ngang, phỏng chừng đây chính là nhộng của tầm riêng rồi. Đại địch ô thứ kiệt lấy ra một cái nắp lớn, có vẻ như định đậy lên phía trên cái hốc. Ông quay sang hỏi đám người bọn nhạc dương, có muốn xem không? Mấy người đều lắc đầu, thứ nhộng ấy, nhìn thế nào cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến nhộng trứng của loài ruồi nhạc, chỉ là nhỏ hơn một chút mà thôi, có trời mới biết sắp sửa sẽ xảy ra chuyện ghê rợn gì nữa. Đại địch ô thứ kiệt gật đầu, ừm, đậy nắp lên cũng tốt cho người được giải độc. Nói đoạn, ông đặt cái nắp lên trên, máu của Trác Mộc Cường ba chậm, chậm chậm chảy bên dưới cái nắp ấy. Khi máu thấm đến gần mép hốc đá, chỉ nghe bên dưới nắp vang lên những tiếng tách 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 không ngừng, tựa hồ có thứ gì đang nứt toác ra, liền ngay sau đó, tốc độ chảy của dòng máu cũng tăng lên. Em mờ thanh tách tách ấy cũng mỗi lúc một mau hơn, chẳng mấy chốc, máu của Trác Mộc Cường ba đã chạy theo ống mềm kim loại chảy ra từ phía bên kia của hốc đá. Điều khiến người ta kinh ngạc là, máu tĩnh mạch vốn màu đen sập, sau khi chảy qua cái hốc ấy, liền trở nên đỏ tươi như máu trong động mạch vậy. Không lâu sau, tiếng tách tách bên dưới cái nắp nhỏ dần, thay vào đó là âm thanh như thể có vô số con cá nhỏ đang quấy trong làn nước, hoặc giả nói, giống âm thanh phát ra khi có vô số con cá chạch bỏ vào một cái thùng nhỏ thì đúng hơn. Tuy đã đậy nắp lên, nhưng qua chỗ khe hở trên mép vẫn có thể nhìn thấy vỏ nhộng màu đen bên dưới không còn nữa, tất cả đã biến thành những con sâu nhỏ trắng như ngọc bọn chúng vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài, tựa như cảm nhận được sức hấp dẫn từ máu của Trác Mộc Cường Ba, tranh nhau chui xuống bên dưới hốc đá, không con nào chịu nhường con nào. Thiên táng, đường mẫn nhìn thấy cảnh tượng đó, không nhịn được cắn chặt môi dưới. Nhạc Dương thấp giọng hỏi, làm thế này, liệu Cường Ba thiếu ra có chết không nhỉ? Xuyệt, Pháp Sư Tháp Tây nói, sắp thay máu rồi. Chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi đã chạy qua ống kim loại mềm, Đại địch ô thứ kiệt cầm lưỡi đao chích huyết còn lại đâm vào cánh tay bên kia của Trác Mộc Cường Ba, máu tươi lập tức chảy theo đường ống, dòng máu đỏ sậm và dòng máu đỏ tươi cùng đổ về một chỗ. Khi ấy, dòng máu đỏ tươi kia tựa hồ biến thành một sinh vật có linh tính, liền thuận theo dòng máu đỏ sậm kia bò lên, từ từ chảy vào huyết quản của Trác Mộc Cường Ba. Hả, mấy người bọn nhạc dương đều thốt lên một tiếng kinh ngạc. Pháp sư Tháp Tây cũng nói, sự ảo diệu bên trong như thế nào thì tôi cũng không biết rõ đại để là một loại hoạt tính sinh vật, có lẽ các tế bào hồng cầu sau khi rửa máu mang một loại điện tích khác với điện tích của tế bào hồng cầu trong tĩnh mạch chảy ra. Đại địch ô thứ kiệt nhìn dòng máu đỏ tươi chảy vào cơ thể chắc một cường ba, thở phào một hơi nói, được rồi, thanh tẩy khoảng một canh giờ là được. Đại thanh liên cổ sẽ bị giải trừ hoàn toàn. Trên thực tế, quá trình thanh tẩy ấy kéo dài gần hai canh giờ, người nào cũng hết sức mệt mỏi, nhưng ai nấy đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào huyết trì. Ngược lại, kẻ đang phải rửa máu là Trác Mộc Cường Ba thì cứ ngủ say thiêm thiếp. Cho đến lúc máu từ cánh tay bên phải của Trác Mộc Cường Ba chảy ra cũng biến thành màu đỏ tươi, đại địch ô thứ kiệt mới nói, được rồi, mọi người quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai cậu ấy tỉnh lại, sẽ hoàn toàn như người bình thường. Sự thực là, cũng chưa hề xảy ra bất cứ thay đổi gì, đúng vậy không? Ông rút hai lưỡi đao trích huyết ra, bôi chút thảo dược lên vết thương, máu liền nhanh chóng ngừng chảy. Trác Mộc Cường Ba vẫn nằm yên lặng, không có phản ứng gì những người còn lại đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc, tới khi Pháp Sư Tháp Tây cất tiếng, mọi người về nghỉ ngơi đi, để tôi trông trừng cường ba thiếu gia tất cả mới tản ra đi theo các hộ vệ về phòng nghỉ ngơi. Đường Mẫn thì vẫn ở lại, bạn đang đọc tại chấm cơm. Nhìn chắc một cường ba đang say ngủ, trong lòng đường Mẫn chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường Có lúc, gã giống như là cha cô vậy, thân thể khôi vĩ cao lớn ấy cho cô cảm giác an toàn để dựa dẫm, đồng thời, gã cũng là một người chồng và một người tình tốt, sự ngọt ngào và ấm áp đó, chỉ có hai người yêu nhau mới cảm nhận được, còn bây giờ, gã lại giống như con trai cô vậy, đang say ngủ, cần cô chuyên tâm săn sóc và bảo vệ. Cảm giác ấy, thật là kỳ diệu xiết bao. Anh ấy sẽ khỏe lên, đúng không ạ? Ừm, pháp sư Tháp Tây đáp, đương nhiên, đương nhiên cậu ấy sẽ khỏe lại. Ông coi câu hỏi này chỉ như sự quan tâm của Đường Mẫn dành cho Trác Mộc Cường Ba, song không hề lưu ý đến sự chua chát ẩn giấu đằng sau nụ cười của cô. Nụ cười ấy là nụ cười thê lương thường nở trên môi những người sắp phải ly biệt. Nhưng mà, đội trưởng Hồ Dương lại không thể quay về nữa rồi. Vừa nghĩ đến đội trưởng Hồ Dương, vành mắt đường mẫn lại đỏ lượng lên. Pháp sư Tháp Tây nói, đừng nên quá thương tâm, thân thể con người chẳng qua chỉ là cái vỏ da thịt, vô vi vô tướng, linh hồn cậu ấy sẽ đến được miền cực lạc tỉnh thổ. Cậu ấy hẳn đã nhìn thấu được sân, si, vọng của đời người, nên mới có thể ra đi không hề đau đớn như thế. Đêm hôm ấy trôi qua một cách bình lặng, không ai nhận ra, trong một góc nhỏ không hề nổi bật ở bình đài tước mẫu, có một thiết bị phát xạ laser không lớn hơn cái đinh mũ bao nhiêu, đang lóe lên những tia sáng đỏ, chớp chớp, tắt tắt. Trong rừng, mắc bị một chàng âm thanh tiết tiết làm giật mình thức giấc, y cúi nhìn chiếc nhẫn đặc biệt trên ngón tay mình, mừng rỡ thầm nhủ, tốt quá, thiết bị phát xạ tia laser thứ hai đã được khởi động. Mấy người bọn ông chủ sẽ xuống đây ngay thôi, hư, chắc một cường ba, các người cứ chờ đấy xem trạm biên phòng nước N. Merkin đột nhiên kêu lớn, SOS, có tín hiệu rồi. Gì hả, SOS ở trong phòng lao ra, thấy trên màn hình xuất hiện một điểm sáng, liền kích động cầm tay Merkin nói, cuối cùng cũng đợi được rồi. Merkin cũng không giấu nổi niềm vui trong lòng, mừng rỡ ra mặt, mau đi chuẩn bị, chúng ta chỉ có 24 tiếng đồng hồ thôi. Chắc một cường ba tỉnh dậy, phát hiện ra đường mẫn đã ngủ thiếp đi trên ngực mình. Gã vừa tỉnh giấc, đường mẫn cũng lập tức giật mình tỉnh theo, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn gượng nở một nụ cười. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc thật lâu, khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, trời đất cũng không còn tồn tại, phảng phất như cả thế gian này chỉ còn có nhau. Ánh mắt ấy, đã chất chứa tất thảy mọi tình cảm họ dành cho nhau, cả hai đều sẵn lòng cứ nhìn nhau mãi thế này, cho đến vĩnh hằng vĩnh viễn. Anh ngủ bao lâu rồi? Trác Mộc Cường ba vuốt tay qua làn tóc mềm mại của đường mẫn. Một đêm rồi, đường mẫn cúi người xuống, lắng nghe nhịp tim của Trác Mộc Cường Ba, núng nịu hỏi, cảm giác bây giờ có khác gì không? Ừm, cảm giác à. Trác Mộc Cường Ba vừa luồn tay qua tóc đường mẫn, vừa ngước nhìn lên trần nhà, cảm giác rất lạ, anh cảm thấy mọi thứ quanh mình đều thay đổi nhưng lại không thể nói ra rốt cuộc là có gì khác biệt so với trước đây. Đáng ghét, đường mẫn khẽ đập tay lên lồng ngực Trác Mộc Cường Ba. Nghe đường mẫn nhắc nhở, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên phát hiện ra, đúng vậy, đúng là có gì đó khác biệt, cảm giác đó như thế nào nhỉ? trong không khí có gió đang cuộn chảy, hơi thở phả ra từ mũi mẫn mẫn làm dòng chảy ấy rối loạn, thậm chí gã còn cảm giác được dòng không khí đó đang chảy qua trên bề mặt da mình nữa. Vết tích, bàn tay cô đang đung đưa trên ngực gã, gã thậm chí còn nắm được một cách rõ ràng quỹ tích của bàn tay nhỏ nhắn ấy mỗi lần nhấc lên hạ xuống. Nhịp tim của gã chậm chậm, mà có quy luật, dường như ngầm theo một tiết tấu nào đó, mỗi lần đều hết sức quy chuẩn, nhịp đập tự nhiên mà mạnh mẽ. Mẫn mẫn khẽ áp má vào ngực gã, làm lồng ngực ấy sao mà ấm áp, nhưng trong sự ấm áp ấy lại có một tia lành lạnh, gì vậy nhỉ? Hình như là nước. Em lại khóc à, Trác Mộc Cường ba hơi ngẩng đầu lên, vạt áo trước ngực quả nhiên đã bị nước mắt thấm đầy một mảng lớn, cảm giác này thật hết sức kỳ quái, trước đây gã tuyệt đối không thể nào nắm bắt được mọi thứ rõ ràng như vậy được. Chẳng phải tại anh hết à, đường mẫn lấy móng tay vạch vạch trên ngực Trác Mộc Cường ba qua lần áo, hai mắt đột nhiên lại đỏ lượng lên, thì thao khẽ hỏi, nếu như, em chỉ nói nếu như thôi nhé, có một ngày, chúng ta không thể ở bên nhau. Ngốc ạ, à, sao lại thế được? Trác Mộc Cường ba ngắt lời cô, đột nhiên, gã có cảm giác nét mặt đường mẫn không được ổn lắm, một dự cảm không lành bất giác hiện ra trong tâm trí. Bốp bốp, dường như cảm nhận được Trác Mộc Cường ba đã phát giác ra gì đó, đường mẫn đập mạnh hai cái lên ngực gã, giận dỗi nói, mau dậy đi, để mọi người còn biết anh không sao rồi. Cô ngập ngừng dây lát, rồi lại nói, hôm nay, cử hành nghi thức thiên táng cho đội trưởng Hồ Dương. Trác Mộc Cường ba ngồi dậy, nghiêm nghị gật đầu, anh biết rồi. Vậy chúng ta đi thôi, cậu có đi được không? Pháp Sư Tháp Tây chợt lên tiếng. Pháp Sư Tháp Tây, sao ngài lại ở đây? Trác Mộc Cường ba kinh ngạc thốt lên. Pháp Sư Tháp Tây mỉm cười, từ nãy giờ tôi vẫn ở đây mà. Trương Lập từ lúc biết chuyện đến giờ luôn ở trong gian phòng nhỏ quản di thể của đội trưởng Hồ Dương. Xác đội trưởng Hồ Dương được nắn thành tư thế thai nhi trong bụng mẹ, hai tay ôm trước ngực, cầm chạm đầu gối, bên ngoài bọc một lớp lụa trắng, tựa như một cái kén hình người. Cả gian phòng chống huếch chống hoác, không có cả một gợn gió nhỏ, không thắp hương thắp nến, không đốt giấy tiền vàng mã, một sự trống rộng u không bao trùm. Nơi này dường như đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, bầu không khí âm ẩm khiến người ta có cảm giác rằng đây là ranh giới giữa vùng đất của người sống và cõi chết. Trương Lập cứ thế ngồi bên cạnh sát đội trưởng Hồ Dương, từng cảnh tượng, từng câu chuyện nhỏ khi người đàn ông dâu rậm này ở bên mọi người, tiếng cười hào sảng thoải mái ấy giọng nói thô lỗ mạnh mẽ ấy giờ đây nhớ lại sao mà thân thiết đến vậy bất giác bầu trời sáng bạch ánh sáng qua bốn tấm kính tròn trên đỉnh đầu khúc xạ xuống tụ lại trên lớp vải trắng tựa như bọc thân xác đội trưởng hồ dương trong một quầng sáng trắng mỏng mảnh phải chăng đúng như tất cả những người ở tước mẫu này nói linh hồn đội trưởng hồ dương vẫn còn nằm lại bên trong lớp vải trắng ấy gió lặng lẽ phất qua mặt đất mênh mang bầu không màu xám xịt thấp thoáng hiện ra vài vạt khói mờ mưa nhỏ tí tách tí tách từng giọt một, Sandrila dường như cũng đang đổ lệ. Một đoàn người khiêng di thể đội trưởng Hồ Dương, bước trên con đường giải đá răm nện chặt, không có tiếng nhạc ồn ý, cũng không có tiếng chim rừng hót vang, thời không lặng lẽ tựa một tấm gương, ngưng động, phản xạ ra những cảnh vật khác nhau. Một kiến trúc nhân tạo khổng lồ lấp ló hiện ra phía đằng xa, càng đến gần, càng thấy nó kỳ vĩ, khiến người ta không khỏi có cảm giác bị đè nén. Nhạc Dương trầm mặc một thoáng, rồi không nén nổi, Cất tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, thấp giọng thì thào, Đài Cô Lâu. Xuất hiện trước mắt họ là một đống xương trắng, chính xác hơn là một vật thể hình dạng như kim tự tháp của người Maya, được xếp bằng xương đầu lâu người, xung quanh dùng đất xét kết dính lại, vuông vắn quy chuẩn, mỗi bậc thang đều do vô số đầu lâu xếp thành hàng thành lối mà nên. Những bộ răng hết sức hoàn chỉnh còn nguyên trên xương hàm trên hàm dưới, hốc mắt trống rỗng im lìm chăm chú nhìn về nơi xa xăm. Mỗi chiếc đầu lâu đều có hình thái khác nhau. Có chiếc như đang thì thầm rủ gì, có chiếc lại như thể trầm mặc suy tư, nhiều hơn là những chiếc tựa hồ đang quan sát và dò xét bọn họ, đám người xa lạ. Đến rồi, Tước Mẫu Vương khẽ hạ lệch, liền có mấy hộ vệ cường tráng chuẩn bị đón lấy di thể của đội trưởng Hồ Dương, nhưng Trương Lập nói gì cũng nhất quyết đòi đưa tiến đội trưởng Hồ Dương đến tận phút cuối cùng. Tước Mẫu Vương quay sang nhìn pháp sư Á La với ánh mắt khó xử, pháp sư bèn nói với Trương Lập, theo quy củ từ thời xưa, khi cử hành nghi thức thiên táng, người ngoài không được phép đứng bên quan sát. Trương Lập không chịu, một mực nhất quyết đòi đích thân đưa di thể đội trưởng Hồ Dương lên đài. Tước mẫu vương do dự một hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý, nhưng cũng không chịu để những người khác lên theo. Pháp sư Á La là phải làm công tác tư tưởng với những người còn lại, ông bảo, đây tuyệt đối không phải tước mẫu vương có ý làm khó, mà ngược lại, điều này thể hiện cho sự tôn kính với người chết và các vị thần linh trên trời. Và lại, toàn bộ quá trình thiên táng, không chỉ đơn giản là khiến tâm trạng người ta cảm thấy nặng nề đau đớn, người bình thường thậm chí còn không thể nào chịu đựng nổi việc đứng bên quan sát quá trình ấy. Mấy tên hộ vệ khỏe mạnh thay thế cho đám người chắc mộc cường ba, đi theo hai người đàn ông cao lớn tay cầm những dụng cụ quái dị, một người mặc áo đen cũng bước đi theo sau. Pháp sư Á La nói, đó là người giải phẫu và triệu hoán sư, rồi giải thích thêm, triệu hoán sư là một chức nghiệp tách ra từ thao thú sư, chỉ có điều, năng lực thấp hơn thao thú sư nhiều lắm, sau khi bóng hình bọn họ biến mất trên đỉnh đài cô lâu, mọi người bèn lặng lẽ chờ đợi bên dưới. Tước mẫu vương cũng ở đó đợi cùng. Thời gian chậm chậm trôi đi, không biết bao lâu sau, mới nghe trên bầu không vang lên một tiếng hú, cao vang réo rắt, tiếng kêu ấy nhanh chóng vẳng đi xa tít tắp. Ngẩng đầu nhìn lên, trong đám mây mù trên bầu không ngoằn ngoèo hình rắn, một đàn chim không rõ tên ảo ảo bay đến. Chúng phát ra những tiếng kêu như thể tiếng đàn không hầu ít, trên đầu có lông ngũ sắc, toàn thân trắng như tuyết, thể hình lớn hơn quả nhưng nhỏ hơn chim ưng. Bọn chúng đảo lượn bên trên bình đài, thoạt trông tựa như một áng mây phiêu dạt. Trong giây lát, chúng đã tụ lại thành hình một cây cột, con chim đầu đàn dẫn cả đàn bay thành hình xoắn ốc, chậm chậm hạ xuống đỉnh kim tự tháp xây toàn bằng đầu lâu ấy, cuối cùng thì đã chiếm lĩnh trọn cả phần đỉnh đài. Bốn bề lại trở nên tĩnh lặng, tựa hồ như một không gian bí kín, không có gió, không có nước chảy, mọi âm thanh đều im bặt, thậm chí cả không khí dường như cũng đông đặc lại. Thời gian chậm chậm trôi từng giây từng phút, cuối cùng, không biết là người triệu hoán xưa kia hay con chim đầu đàn lại phát ra một tiếng kêu trong vắt. Cả đàn chim liền từ từ bốc lên cao như một áng mây. Đường bay của chúng, phảng phất như hình thành một đóa sen đang từ từ nở rộ, càng bay càng cao, cuối cùng hòa làm một với áng mây mù mịt trên cao, không còn thấy đâu nữa. Tước mẫu vương thở dài một tiếng, nói với mọi người, nghi thức đã hoàn thành, đỉnh đài cô lâu kia đã không còn là cấm địa. Chẳng kịp đợi tước mẫu vương nói dứt lời, Nhạc Dương đã xông lên trước tiên. Lúc lên đến nơi, chỉ thấy trên đỉnh đài cô lâu trống trơn, mấy người phẫu thuật thi thể và triệu hoán sư đã rút cả xuống dưới, chỉ còn mình Trương Lập đứng lẻ loi chơi trọi ở đó. Đội trưởng Hồ Dương đã hoàn toàn biến mất, cả tấm lụa trắng bọc thi thể anh cũng không còn nữa. Bề mặt trên đỉnh đài cô lâu này không hiểu lát bằng loại đá gì, màu sắc trắng như sữa bò, sạch sẽ như thể một pho tượng ngọc mỡ dê được kỳ cọ cẩn thận mỗi ngày, không có một giọt máu, không có một chút xương, tất cả như một màn ảo thuật vậy. Nhạc Dương bước đến bên cạnh Trương Lập sắc mặt đang tái nhợt, khẽ lắc lắc vai anh hỏi, đội trưởng Hồ Dương, đi rồi à? Không ngờ chỉ chạm khẽ một cái, Trương Lập đã gục vào vai Nhạc Dương như một con rối đứt dây, hướng về phía mép đài cô lâu, há hốc miệng nôn thốc nôn tháo, cùng với bãi nôn là nước mắt tuôn ra ảo ảo như suối. Nhạc Dương chỉ còn biết đỡ lấy thân hình Trương Lập, không để anh ngã xuống, trong lòng cũng dấy lên cảm giác đau đớn và chua xót khôn cùng. Một hồi lâu sau, Trương Lập mới ngừng nôn, đưa tay quệt đi vết bẩn dính trên khóe miệng, nghẹn ngào nói, đội trưởng Hồ Dương, anh ấy đã hóa thành một đám mây, tôi. Tôi tận mắt trông thấy rồi. Nhạc Dương không ngừng gật gật đầu, anh thà tin rằng như vậy còn hơn. Lúc này, bọn Trác Mộc Cường ba cũng đã lên đỉnh đài cô lâu, trong mắt chỉ thấy một nơi thuần khiết, thiêng liêng, nghiêm trang, tựa như là nơi gần với trời cao nhất vậy. Sau cơn mưa, trời nắng lên, một giải cầu vồng bắc từ chỗ đài cô lâu này ra phương xa tít tắp, hai ba đóa mây trắng tha thướt ung dung nhẹ lướt dưới chân cầu. Mọi người đều nghiêm trang đứng nhìn nơi cầu vồng bắc tới kia, trong lòng tha thiết nhớ về người đàn ông dâu rậm nói năng có phần hơi thô lỗ ấy. Trong mắt nhạc dương mở to, ở nơi cuối cầu vồng, dường như anh nhìn thấy hai con chim nhỏ, thấp thoáng ẩn hiện rồi nhanh chóng biến mất trong mây. Mark đang trốn chui trốn nhủi trong rừng như một con chuột chuỗi, cũng thò đầu ra khỏi tán cây, kinh ngạc thốt lên, hả? Cầu vồng, nhưng rồi chỉ thoáng sau đó, sự chú ý của hắn đã dồn vào hai chấm đỏ nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình thiết bị thông tin cá nhân. Hắn không sao đè nén nổi cảm giác mừng rỡ trong lòng, cẩn thận lần theo tín hiệu ấy, mỗi bước đi lại nhìn ngó xung quanh mấy lượt. Trong mây mù, hai người nhảy dù vũ trang đến tận răng từ từ hạ xuống, họ không sử dụng dù dạng nấm, mà là loại dù động lực trông như một tấm ván lướt sóng khổng lồ, toàn thân kín mít, trên đầu đội mũ sắt tròn, thoạt nhìn trông như thể mặc đồ phi hành vũ trụ loại mỏng. Sau một loạt tiếng rẹt rẹt giọng Morkin vang lên trong thiết bị liên lạc, khôi phục liên lạc được rồi, khá thật, tầng ngăn che tín hiệu điện tử này ít nhất cũng phải dày trên nghìn mét. Sos nói, phạm vi đám mây mù chết tiệt này che phủ còn lớn hơn, giữa ban ngày ban mặt, vậy mà chẳng nhìn thấy gì cả. Morkin nói, đừng nôn nóng, anh bạn già, cho đến lúc này, chẳng phải chúng ta vẫn khỏe mạnh bình yên đó sao? Chúng ta đã tới Sandrilla rồi, vùng đất thần bí này đã mở rộng cánh cửa đón chúng ta tiến vào trong nó. Ồ, xem kìa, đã bắt được tín hiệu với thiết bị phát sóng gắn trong người thằng mắc rồi đây này. Sauce nói, hả, hình như từ chỗ nó đến điểm rơi chúng ta định trước còn cách một quãng khá xa. Merkin nói, chật chật, xem ra người bạn mới này chọn cho chúng ta một nơi nguy hiểm rồi, đi, đến chỗ thằng Mark. Dứt lời, y liền giật dây thường một cái, chiếc dù động lực liền thay đổi phương hướng. Sauce bất mãn nói, anh cũng to gan thật, không ngờ lại dùng cách này để khảo nghiệm xem kẻ mới gia nhập với chúng ta kia có thể làm được đến đâu, anh không sợ hắn sẽ bán đứng toàn bộ chúng ta hay sao? Merkin cười cười nói, yên tâm đi, đây chỉ là một cuộc trắc nghiệm nhỏ rất đơn giản thôi mà, huống hồ hắn ta cũng hiểu, cho dù hắn không làm vậy, chúng ta cũng có cách khác đến được nơi này, tôi có chuẩn bị rồi. Sos khẽ hừ một tiếng, đột nhiên dây dù căng ra, chuyện gì vậy? Merkin nói, dòng khí lưu hỗn loạn, chết tiệt, tôi ghét nhất là cái thời tiết này. Mark kinh ngạc nhìn hai chấm nhỏ di động trên màn hình, khoảng cách của chúng và hắn mỗi lúc một xa hơn, trong lòng lấy làm lạ thầm nhủ ông chủ làm sao vậy nhỉ. nghĩ đến tính cách đa nghi của markin, mark không khỏi giật thoát mình, vội vàng đuổi theo phương hướng của hai chấm đỏ ấy. liên minh trong rừng, sauce vào chiếc dù động lực thành một đám, bật nút khởi động thiết bị tự hủy, chiếc dù liền bốc lên một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt, nhạt, rồi nhanh chóng hóa thành đống cho tàn mắt thường khó có thể nhận ra một làn khói đen mỏng mảnh bốc lên. Kế đó, y ngẩng đầu lên nói, có thấy gì không, Ben? Dù của Merkin mắc vào cây gỗ lớn, y hạ chiếc ống nhòm xuống, nói, xem ra chúng ta cách điểm đáp dự định không xa lắm, tôi thấy một khu vực có dấu hiệu con người hoạt động, có vẻ như là di tích. Có người nào không? Không thấy. Tôi cảm thấy có gì đó đang tiếp cận chúng ta, xuống đây trước đã. Merkin giật dây dù, cả người rơi xuống từ độ cao 50 mét, trước khi chạm đất lộn nhào mấy vòng, rồi an nhiên đứng dậy. Y phủi phủi bụi đất bám trên người, đọc mấy số liệu hiện trên ngũ trùm đầu, rồi gỡ cái mũ ấy xuống, hít sâu một hơi, xem ra, không khí ở đây tốt hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Sauce nhếch mép một cái, coi như là cười. Lúc này, chiếc dù động lực trên tán cây cũng tự động bốc lửa, cho bụi màu trắng rơi xuống là tả. Hai người cởi bỏ bộ quần áo ngoài nặng nề, lộ ra quân phục ngụy trang rằn di và ba lô, nhanh chóng rời khỏi vị trí vừa đáp xuống. Mới đi được chưa đến 500 mét, Sauce đột nhiên dừng phát lại, nói với Merkin, hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Merkin mỉm cười, cũng không thấy y có động tác gì, trong chớp mắt đã rút từ hai bên ba lô ra hai khẩu Glock 18 có gắn ống giảm thanh, nói, hy vọng bọn chúng hữu hảo một chút. Dứt lời, cổ tay lắc nhẹ, hai khẩu súng lục đã biến mất bên trong tay áo. Đi được mười bước, Sauce lại nói, các bạn đến rồi. Chỉ thấy trên cây, trong bụi Đằng sau mấy tảng đá đều lộ ra bóng dáng các binh sĩ tước mẫu. Họ để trần thân trên, tay cầm vũ khí, vây Merkin và Sauce vào giữa. Một người trong bọn lớn tiếng quát lên, người giáp mế, các người từ đâu đến. Merkin nheo mắt nhìn một lượt, không nén nổi bột miệng kêu lên, lao ném, cung tên, rìu. Lẽ nào đây là vũ khí của bọn chúng sao? Không đến nỗi lạc hậu như vậy chứ? Hoàn toàn không tương xứng chút nào với quy mô của di tích lúc nãy tôi vừa trông thấy lẽ nào là đám dã nhân trong rừng thôi. Sos nói, nghe xem hắn nói cái gì vậy. Người vừa quát lên ấy lại hỏi tiếp, các người có phải cùng một bọn với Trác Mộc Cường ba không? Merkin trao mày hỏi, ờ, hắn nói. Nói là, y đột nhiên quát lại gã binh sĩ tước mẫu vừa lên tiếng ấy, mày có biết tiếng Anh không? Ngươi nói gì, có phải nói tiếng lạc ba, v không vậy? Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hán có biết không? Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? lẽ nào cả tiếng mộc nhĩ mễ vì các ngươi cũng không biết nói à? Chẳng lẽ chúng mày không có phiên dịch à? Trên lưng các ngươi đeo cái gì đó, mau bỏ xuống. Lũ dã nhân chết tiệt, cút về, tao không nói chuyện với người không biết tiếng Anh. Chưa bao giờ ta gặp người giáp mễ nào lỗ mãng như ngươi, đến cả tiếng phổ nhĩ là thứ tiếng cơ bản nhất ngươi cũng không biết. Ê, các ngươi có nghe thấy ta nói gì không vậy? Cái bọc, cái bọc, bỏ xuống hai người cứ đứng đó dùng các loại ngôn ngữ giao lưu theo kiểu dâu ông nọ cắm cầm bà kia như thế một lúc. Cuối cùng, gã binh sĩ tước mẫu cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, đứng yên ở đó, ta đến đây. Merkin nói bằng tiếng phổ thông, tốt nhất mày nên giữ khoảng cách với tao thì hơn. Thấy gã binh sĩ ấy nghe mà làm lơ, y liền quay sang nhoẻn miệng cười với Sos, giao lưu thất bại rồi. Sos bực tức nói, tôi tưởng anh biết tiếng tạng cổ cơ mà. Merkin gượng cười, nhưng bọn chúng không nói thứ tiếng mà tôi biết, cũng may, còn một loại ngôn ngữ có thể dùng chung cho toàn thế giới. Sos chừng mắt lên nhìn y một cái, nụ cười trên gương mặt mất biến mất, giọng nói trở nên lạnh lùng, ngôn ngữ cơ thể. Dứt lời, hai tay đã vung mạnh một cái, hai khẩu súng lục lập tức xuất hiện như có ma thuật, kế đó, hai tay y dơ ngang, giao nhau trước ngực, tia lửa của những viên đạn vẽ trên không chung một đường cong cánh quạt hoàn mỹ đám binh sĩ tước mẫu đầu ngờ đối phương lại đột nhiên ra tay như thế vũ khí trong tay vẫn còn chưa kịp phát huy công dụng thì đã lần lượt trúng đạn chỉ thấy tia lửa lướt qua đến đâu là có người ngã xuống tới đó hoặc bị đạn bắn xuyên bả vai hoặc đùi non vấy máu hai tay mất một trước một sau thoát trái thoát phải phạm vi di động cực lớn phối hợp cùng với bước chân nhẹ nhàng khinh khoái lúc thì như tô tần đeo kiếm thoát cái lại như đại bàng xải cánh lúc lại đứng một chân xoay tròn như diễn viên ba lê chớp mắt một cái khẩu súng trên tay trái đã biến mất, cái đó lại thò ra dưới nách bên phải, dở ra một chiêu ngoảnh đầu ngắm trăng, tức thì có người ngã xuống theo tiếng súng. Cặp mắt y dường như không để ý đến xung quanh, vậy mà đạn từ hai họng súng lại như có mắt bay đến các binh sĩ tước mẫu, cho dù nấp trên tán cây, trong lùm trong bụi hoặc đằng sau những tảng đá, nhất loạt đều ngã xuống. Nếu bọn ba tang mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ phải kinh ngạc trước thân thủ của Mơ không chỉ là cách di động kỳ dị ấy, mà càng khó tin hơn nữa là, động tác của y thực sự rất giống với động tác của Trác Mộc Cường ba thể hiện ở di tích trên vách đá. Tốc độ nổ súng nhanh đến khó bề tưởng tượng, góc độ nòng súng kỳ dị mà xảo diệu, chỉ khác một điều, Trác Mộc Cường ba vẫn còn hơi chúc chắc, còn động tác của Mước thì tự nhiên lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có kẽ hở nào. Sau khi tiếng súng ngừng hẳn, trong rừng chỉ còn lại một đám binh sĩ tước mẫu rên rỉ đau đớn. Mước thổi thổi lên ống giảm thanh của hai khẩu súng, bàn tay xòe ra gập vào, súng đã biến đâu mất. Khi nhìn đám binh sĩ đang lăn lộn xung quanh mình, dường như lấy làm vừa ý. Sos lại bất mãn nói, sao không giết bọn chúng đi cho rồi. Merkin nói, như vậy sẽ giữ được vận may của tôi. Sos giở rộng châm biếm, đã thấy anh may mắn bao giờ đâu. Merkin trao mày nói, vẫn còn sót à, tay phải liền vung lên, một hỏng súng đã chĩa ra. Đừng, đừng nổ súng, Merkin lấy làm kinh ngạc, kẻ ở trong lùm cây kia không ngờ lại nói tiếng Anh, tuy không được lưu loát cho lắm nhưng tròn vành rõ chữ, phát âm đúng tiêu chuẩn. Merkin và Sauce còn đang ngạc nhiên trước khả năng phát âm của đối phương, chỉ thấy bên dưới lùm cây, một người thấp lùn đầu tròn ung ủng nhảy ra. Da cát, mới thoạt nhìn, Merkin cũng hơi giật mình, nhưng y nhanh chóng phát hiện ra mình nhận lầm người. Kẻ này dường như cường tráng hơn đa cát một chút, nụ cười dồn lên gương mặt khiến y lại nghĩ ngay đến mắt. Người chọc đầu thấp lùn có tướng mạo hao hao giống Da cát này không lập tức lại gần Merkin, mà bước đến gần một binh sĩ tước mẫu nằm dưới đất, không nói một lời, nhanh chóng vùng đao cắt đứt cổ họng, rồi cọ cọ lưỡi đao lên thi thể y cho sạch, đút trở lại vào vỏ, bấy giờ mới nở một nụ cười thoải mái đứng lên, gật gật đầu với những binh sĩ ở xung quanh. Merkin và Sos nhìn hành vi của gã lùn này với ánh mắt kỳ quái, chỉ thấy y bước đến, trên mặt nở một nụ cười hơi có chút xun xoe, khiến người ta cảm thấy có thể thả lỏng mình ra được, không sai không lệch, vừa khéo dừng lại đúng bên ngoài phạm vi mà Merkin nắm chắc có thể hạ sát y bằng một phát súng. Gã lùn này vẫn dùng kiểu cách phát âm chậm rãi, có nhịp điệu, nhưng hết sức rõ ràng ấy nói, các vị khách tôn kính, ta, quách nhật niệm thanh, ở đây xin được dâng lên các vị một tấm lòng thành vô hạn. Nói đoạn, y ôm vai cúi người xuống, không ngờ lại rất hợp với chuẩn mực của nghi lễ cung đình châu U. liền sau đó, lại nghe thấy y nói tiếp, những kẻ nằm dưới đất này, đều là binh sĩ của ta, hoặc có thể nói, đều từng là binh sĩ của ta. Chúng là đội quân tinh nhuệ nhất của vương quốc Langbu này, xin ngài hãy thứ tội mạo phạm của chúng, xin ngài hãy tha cho tính mạng nhỏ bé của bọn chúng. Lần này, y lại dùng ánh mắt khiến người ta phải tan nát cõi lòng sở trường của mình nhìn chằm chằm vào Merkin. Cho dù lão luyện như Merkin, cũng cảm thấy không chịu nổi tên quách nhật niệm thanh đổi nét mặt còn nhanh hơn tắc kẻ đổi màu này, chỉ hờ hững đáp một câu, ta vốn không có ý giết chúng chỉ là chúng muốn uy hiếp ta ta chỉ xóa bỏ sự uy hiếp ấy đi mà thôi còn ngươi tại sao phải giết tên đồng bọn ấy không phải là quân lính của ngươi sao à không quách nhật niệm thanh tỏ ra hết sức hoảng hốt nói tên đó là do lão quốc vương ác độc ấy phái đến giám thị bọn họ hiển nhiên bậc anh minh như ngày đây đã sớm nhìn ra được những binh sĩ ấy vốn không muốn dùng vũ khí đối phó với các ngài họ bị ép buộc phải làm thế không thể tự chủ được mơ Kinh nói rốt cuộc là chuyện gì đây là nơi nào ngươi nói rõ cho ta xem sẵn lòng được ra sức vì ngài quách nhật niệm thanh cúi người thật sâu sauce đột nhiên lên tiếng làm cái trò gì vậy đột nhiên y thò tay vào ba lô lấy ra một nắm không rõ là thứ gì quách nhật niệm thanh tuy không hiểu ngôn ngữ của đối phương nhưng từ động tác và nét mặt của sauce y cũng đã nhìn ra được chút manh mối liền vội nói xin chớ chớ có hiểu lầm đó chỉ là một loại hương liệu làm hưng phấn tinh thần đồng thời có tác dụng xua tan mùi máu tanh trong rừng này có rất nhiều loài dã thú hung mãnh, chỉ trong chốc lát là bọn chúng nó sẽ bị mùi máu thu hút đến đây, chúng ta chỉ muốn che giấu mùi vị này đi, chứ không hề có ác ý gì hết. Ta xin được xin lỗi các ngài vì sự sơ suất này. Ra đi, khước ba. Khước ba ca nhiệt mặc bộ đồ đen thùng thình bước ra sau một lùm cây. Hai mắt so sáng bừng lên, nhìn chăm chăm vào kẻ vừa mới xuất hiện này, trên người đối phương, ít nhất y cũng cảm nhận được có ba loại chất thông tin của sinh vật. Khước ba cũng nhìn Sos với ánh mắt kinh ngạc, rõ ràng lão ta cũng phát hiện ra được điều gì đó. Quách nhật niệm thanh và Merkin đều chú ý thấy điểm này. Quách nhật niệm thanh vội giải thích, xin các ngài để vu sư khước ba của ta trị thương cho những binh sĩ này, ông ta cũng biết một vài trò vặt vãnh đấy. Sos thấp giọng nói với Merkin, để tôi xem thử. Merkin nói, cẩn thận đấy. Sau đó, Y liền bảo quách nhật niệm thanh, qua đây, chúng ta nói chuyện. Y vừa vẫy tay với quách nhật niệm thanh như thể gọi một đứa trẻ vừa quan sát phản ứng của đối phương. Gương mặt quách nhật niệm thanh từ đầu chí cuối vẫn nở một nụ cười vô cùng thành khẩn. Mặt nạ, khóe mắt mắc kinh giật giật, y hiểu rõ, phàm là kẻ nào có bộ mặt đeo mặt nạ kiểu này, đều là hạng không dễ dây dưa một chút nào. Theo yêu cầu của mắc kinh, quách nhật niệm thanh giảng giải một cách tường tận tỉ mỉ về lịch sử, phân bố dân cư, phong tục và cả các mặt như nông nghiệp, khoa học kỹ thuật của hai vương quốc Lang Bu và Eka cho y nghe. Trong lúc nói chuyện, thì thoảng y lại xen vào những lời tâm bốc, ca ngợi Merkin thân thủ bất phàm. Đối với những lời tán tụng khách sáo ấy, Merkin nhất loạt đều coi như không nghe, kế đó, y lại hỏi về tình hình đám người bọn trác mộc cường ba. Trước ánh mắt su di bất định của Merkin, quách nhật niệm thanh kể hết những gì mình biết, chỉ có điều, câu chuyện qua miệng của y đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác. Tước mẫu vương là kẻ tà ác xấu xa tàn bạo chỉ biết bóc lột nhân dân. Quách nhật niệm thanh tuy là cháu ruột duy nhất của quốc vương, đã nhiều lần cất lời can gián xong đều bị trách phạt. Y không hề ham hố phú quý quyền thế gì, chỉ mong nhân dân lang bu được sống tốt hơn một chút. Đồng thời, Y đã yêu một cô gái bình dân, đương nhiên, cô gái ấy đẹp như tiên trên trời, tâm địa lương thiện như Bồ Tát, hai người mới gặp đã yêu, rơi vào biển ái, và đã ước định chung thân. Thế nhưng... Tước mẫu vương xấu xa kia không chịu buông tha cho quách nhật niệm thanh, vì theo quy chế của tổ tiên, lão quốc vương không có con trai ruột ấy sẽ phải truyền ngôi báu lại cho quách nhật niệm thanh, và quách nhật niệm thanh phải kết hôn với con gái duy nhất của lão. Để giữ lấy quyền lực cho họ nhà mình, lão quốc vương xấu xa ấy không ngờ đã hạ cổ độc lên người con gái ruột của mình. Sau khi chúng độc, hai mắt công chúa sẽ không nhìn thấy gì, nhưng trong đêm tân hôn, thứ cổ độc này sẽ từ người nữ chuyển dịch sang người nam. Như thế, sau khi quách nhật niệm thanh mù mắt, quyền lực sẽ lại rơi vào tay công chúa. Tất cả những điều này, quách nhật niệm thanh lương thiện đều lặng lẽ ẩn nhẫn chịu đựng, thậm chí y còn bày tỏ muốn từ bỏ môi báu, chỉ mong được cùng người trong lòng sống những ngày vui vẻ bên nhau là được. Thế nhưng, đúng vào lúc ấy, đám hung đồ chắc mộc cường ba kia đột nhiên xông vào mảnh đất hòa bình này. Trong đó, tên xấu sa tàn bạo ghê gớm hung ác nhất chính là tên mặt người giả thú, bệnh hoạn điên cuồng trương lập. Kẻ ấy đã tàn nhẫn cưỡng hiếp cô gái mà quách nhật niệm thanh yêu tha thiết, lại còn xàm môn vu khống với tước mẫu vương, muốn đuổi tận giết tuyệt, dồn quách nhật niệm thanh đến bước đường cùng. Những điều quách nhật niệm thanh đang làm, chính là để bắt lũ ác đồ không có lương tâm ấy phải nợ máu trả máu, giành lại những thứ đáng lẽ là của y. Vì quách nhật niệm thanh là hóa thân của cái thiện và chính nghĩa, nên nhân dân và binh sĩ ủng hộ cũng như bảo vệ y nhiều vô số kể, chẳng qua bị tước mẫu vương ép buộc, họ mới không dám công khai ủng hộ mà thôi. Chỉ cần trừ đi mấy tên tâm phúc do tước mẫu vương phái xuống thống lĩnh binh lính, thì quân đội sẽ lại trở về dưới tay y. Chính vì vậy, y rất mong muốn có được sự giúp sức của Mơ sau một chàng những lời xun xoe nịnh bợ thao thao bất tuyệt không ngừng, Quách Nhật Niệm Thanh bày tỏ, chỉ cần mất chịu giúp mình, y sẽ có được rất nhiều lợi ích lớn, bao gồm cả việc tấn công vào nhóm kẻ thù chung là bọn Trác Mộc Cường Ba. Quách Nhật Niệm Thanh có thể điều động bất cứ nguồn lực nào của Vương quốc Lang Bu, thậm chí là có thể chia đôi đất đai và tài sản của cả Vương quốc này với Mất cũng được. Mất cười mà như thể không cười, có điều y rất ngạc nhiên khi Quách Nhật Niệm Thanh nhắc đến bọn Trác Mộc Cường Ba như là kẻ thù chung của y và đối phương y lấy làm tò mò hỏi, sao người biết ta và chắc Mộc Cường Ba là kẻ thù chứ không phải bạn bè. Quách Nhật Niệm Thanh nói, khi ta nhắc đến sự tàn ác xấu xa của chúng, ngài đã lộ ra nét mặt của tri âm. Merkin cười lên ha hả, nói, đúng thế, đúng thế, loại xấu xa tàn ác như vậy, sức mạnh đại diện cho chính nghĩa như chúng ta cần phải diệt trừ chúng đi. Ta có thể giúp ngươi đối phó với Trác Mộc Cường Ba mà không cần bất cứ báo đáp gì, nhưng việc của cái vương quốc Lang Bu khỉ gió gì đấy, tự ngươi phải nghĩ cách giải quyết đi lúc này y liền để ý thấy, lão phu sư áo đen kia không biết đã dùng cách gì mà tiếng kêu của đám binh sĩ bị trúng đạn đã nhỏ đi nhiều, thậm chí một số người còn có thể đứng dậy nữa. Sos từ đầu chí cuối vẫn không nói một lời, nhìn chầm chầm vào khước ba ca nhiệt. Khước ba cũng làm mặt lạnh, không nói một lời, lẳng lặng thi triển thủ thuật với đám binh sĩ, sử dụng cổ trùng giảm đau, thi thoảng ánh mắt hai người lại gặp nhau, nhưng tựa như kẻ thù truyền kiếp, chất chứa đầy sự cảnh giác, dọa dẫm, uy hiếp. Quách nhật niệm thanh nhanh chóng ngẫm nghĩ về ý tứ của Merkin, rồi nhuền miệng cười thật tươi nói, đúng vậy đúng vậy, theo lý nên là thế, có điều, chúng ta vẫn là đồng minh phải không? Ta nhớ người ở bên ngoài các vị có một câu tục ngữ, kẻ địch của kẻ địch của ta, chính là bạn ta. Merkin mỉm cười, thầm nhủ, thăng lùn, đừng có tưởng bở, đa phần, kẻ địch của kẻ địch của ta, cũng là kẻ địch của ta. Hả, tục ngữ ở bên ngoài, nghĩ tới đây, Merkin liền hỏi, người biết gì về thế giới bên ngoài kia? Quách nhật niệm thanh lộ ra một nụ cười bí hiểm, nơi này thường hay có vinh dự được đón tiếp người từ bên ngoài vào như các vị, những năm gần đây có vẻ mỗi lúc một nhiều hơn, ngôn ngữ này của ta chính là học được của bọn họ, vì vậy ta cũng nắm được đôi phần về thế giới bên ngoài. Chỉ có điều, những người đến đây, xưa nay đều chưa bao giờ sống sót rời khỏi nơi này cả. Nói cụ thể hơn xem nào, những người đó đã đi đâu rồi. Cuối cùng, Merkin cũng thu nụ cười tự tin thường trực trên khóe miệng lại, thấy nét mặt mất thay đổi, quách nhật niệm thanh lại cười cười nói, vị khách tôn quý của ta, ngài xem đấy, chúng ta còn rất nhiều không gian hợp tác. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, quách nhật niệm thanh dẫn theo đám binh sĩ bị thương biến mất trong khu rừng, không gian xung quanh lại trở nên hoang tịch cô liêu. Thấy Sos nhìn theo hướng đi của những binh sĩ ấy một hồi lâu, mất hỏi, sao vậy, can? Hiếm khi nào lại thấy anh chú ý đến một người như vậy đấy. Sos trầm ngâm, nếu anh là thao thú sư, anh cũng sẽ cảm thấy hứng thú với con người đó thôi. Merkin thu nụ cười trên môi lại, cảnh giác nói, hắn cũng là thao thú sư à? Không, so lắc đầu, năng lực thao thú của hắn không mạnh lắm. Có thể nhận ra được, hắn cũng thiếu một hệ thống lý thuyết hoàn chỉnh, nhưng khả năng thao tác trên thực tiễn của hắn lại rõ ràng đã vượt qua thao thú sư, cũng có một số năng lực nhất định của thao trùng sư vì thậm chí có một vài phương diện còn đạt đến tiêu chuẩn của cổ sư vi rồi. Ồ, oh. Merkin cũng không khỏi biến sắc mặt, không có năng lực của thao thú sư, nhưng lại trực tiếp vượt qua thao trùng sư, đạt đến năng lực điều khiển của cổ sư, thế há chẳng phải là cao hơn anh hai bậc ư. Nói như vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận với cái tên mặc đồ đen ấy mới được. Thế thì chưa chắc, Sos tự tin nói, tuy hắn có một phần năng lực điều khiển thao túng của thao trùng sư và cổ sư, nhưng năng lực điều khiển thú vật lại quá kém cỏi, gần như là không có. Và lại, tôi quan sát thủ pháp của hắn, Hình như cũng chỉ biết sử dụng cổ trùng với con người, chứ không biết áp dụng với động vật. Cũng có nghĩa là tiêu chuẩn đánh giá của chúng ta hoàn toàn không thích hợp để đánh giá hắn. Nếu phải động thủ thật, hư cũng không cần phải sợ. Chỉ có điều, có một số thủ pháp của hắn tôi vẫn chưa nhìn thấu được. Hưng, cần phải nghĩ cho kỹ càng đã. Mertzin bấy giờ mới chuyển từ kinh ngạc sang mừng rỡ, nói: Tôi đã bảo rồi mà, anh bạn già, nơi này dù sao cũng là đất tổ của đám thao thú sư các anh chắc chắn anh sẽ có thu hoạch mà lại. Thực lực của Merkin. Sos thản nhiên nói, đừng nói chuyện của tôi nữa, anh và tên lùn đó sao rồi. Merkin nói bằng giọng tự diễu, à, ước định cuối cùng của chúng tôi là, ai làm việc nấy. Sos nhe răng cười khùng khục, thế chẳng phải là không nói được chuyện gì hay sao. Merkin nhướng mày lên, đúng thế, kết quả đàm phán tốt nhất giữa hai người đàm phán lợi hại nhất, xưa nay vẫn luôn luôn là coi như không nói gì hết cả. Trong lúc Sauce vẫn đang nghiền ngẫm câu nói đầy triết lý ấy, Makin đã lại bổ sung thêm, "Có điều, chúng tôi đều trực tiếp hoặc gián tiếp có được rất nhiều thông tin hữu ích từ phía đối phương. Ít nhất thì tôi cũng biết được, cái thần miếu chó chết kia ở tầng trên cùng, chỗ này được gọi là thánh vực. Sandrila trong truyền thuyết cũng ở phía trên cùng, nếu nhận được tín hiệu muộn hơn chút nữa, chúng ta sẽ bớt đi cả một quãng đường dài đấy." Tên lùn đó, biết cũng khá là nhiều. Sauce lại nói, trông hắn thật giống với cái tên tên là cái gì đa cắt ấy nhỉ? Nụ cười vừa hé nở trên môi mất lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo, y cảnh cáo Sos, tôi không thể không nhắc nhở anh, can, anh nghĩ như vậy là hết sức nguy hiểm. Tên lùn đó và đa cắt là hai kẻ hoàn toàn khác nhau, so với tên pháp sư áo đen kia, thì hắn còn đáng sợ hơn gấp bội phần đấy. Ừm, um, Sos ngờ vực nói, có lợi hại vậy không? Tôi vẫn thường nghe bảo anh giỏi nhất chính là lợi dụng tất cả mọi tình thế có thể lợi dụng được, lần này có cơ hội tốt vậy, không ngờ lại bỏ qua mất. Merkin đanh mặt lại nói, trước khi nghĩ cách lợi dụng người khác, trước tiên phải đảm bảo chắc chắn mình không bị người khác lợi dụng đã. Giờ hợp tác với tên lùn đó, với nhân thủ và thông tin chúng ta đang nắm được, rất khó nói xem là ai đang lợi dụng ai. Vậy thì lợi dụng lẫn nhau đi, giọng nói khàn khàn của Sos qua cuống họng. Merkin lạnh lùng lắc đầu, lời cảnh cáo của người ông nội vẫn còn văng vẳng bên tai y, Ben, cháu phải nhớ kỹ, hai bên hợp tác, điều này có thể, ta tin là vậy, nhưng cháu phải nhớ kỹ. Trên đời này Vĩnh Viễn không thể nào có chuyện lợi dụng lẫn nhau, bao giờ cũng chỉ có người thông minh lợi dụng kẻ ngu xuẩn, cho dù lợi dụng hay phản lợi dụng, đến cuối cùng chỉ có một kẻ có thể cười mà thôi. Vì vậy, cháu Vĩnh Viễn đừng bao giờ dễ dàng tin vào những lời hứa ngọt ngào. Thứ không đáng tin cậy nhất trên thế gian này chính là những lời hứa. Hãy dùng đôi mắt và đôi tai của cháu để thăm dò chân tướng của sự việc, hãy dùng thực lực của bản thân cháu để nắm lấy toàn cục. Trên đời này không thể có chuyện lợi dụng lẫn nhau đâu, can hạ. Mấy năm nay anh quá đắm chìm vào nghiên cứu học thuật mất rồi, thành thử không hề phát hiện ra, tên lùn quách nhật niệm thanh ấy rốt cuộc là người như thế nào. Merkin gần giọng nhấn vào từng chữ một, em mờ hiểm, đa nghi, giỏi đoán biết tâm tư người khác, có khả năng nhẫn nại và năng lực tính toán cực kỳ đáng sợ, chỉ dựa vào những chi tiết rất nhỏ trong hành vi. Hắn có thể phán đoán được tính cách và đặc điểm tâm lý của anh, đồng thời cũng biết ngụy trang một vẻ bề ngoài tuyệt đối vô hại. Lời nói của hắn mỗi câu mỗi chữ đều có tính kích động xúi dục, có tác dụng ám thị tâm lý rất mạnh. Ngoài ra, kẻ này còn cực kỳ giỏi bịa tạc, mỗi lời hắn nói ra đều khó mà phân biệt được đâu là thật giả đúng sai. Từ những vết sẹo trên người và một vài động tác lộ ra trong lúc vô ý, tôi tin rằng, thân thủ của hắn tuyệt đối không như những gì hắn thể hiện ra đâu. Hắn có thể giả soát toàn cục một cách nhạy bén, cũng có thể tỉ mỉ tính toán từng chi tiết nhỏ của âm mưu, lợi dụng tất cả mọi thứ có thể lợi dụng bên cạnh mình, hoàn toàn không có sơ hở đây chính là những gì tôi phát hiện được sau khi tiếp xúc với tên lùn đó đấy. Hả, Sos ngạc nhiên, vậy chẳng phải hắn là đồng loại của anh sao? Merkin gật đầu, đó chính là điều tôi muốn nói, tên lùn đó có rất nhiều điểm tương đồng với tôi, không, thậm chí hắn còn giống với kẻ đó. Yết hầu Merkin khẽ nhấp nhô lên xuống, đoạn nói, anh cũng không muốn bị một kẻ như vậy lợi dụng, phải không? Kẻ đó, Sos thoáng ngẩn người, đột nhiên hai mắt đờ ra, toàn thân cứng ngắc y biết kẻ mà Merkin muốn nói đến kia là ai rồi. Là kẻ có thể tính toán mọi khả năng có thể xảy ra của tất cả các biến cố từ trước khi sự việc diễn ra, là kẻ không cần nói nhiều, chỉ cần dùng ánh mắt và động tác tay cũng có thể khống chế toàn cục, gã đàn ông phương đông thần bí đó, là kẻ vĩnh viễn không bao giờ người ta có thể nhìn thấu được ý nghĩ gì trong đầu, vĩnh viễn không thể đoán được bước tiếp theo y sẽ làm gì, kẻ đó, chính là gã đội trưởng có đôi mắt u uất của bọn y, biệt hiệu dùng trong tổ chức là trồn, nhưng vì các thành viên trong đội đều sợ y, cũng vì năng lực tính toán không chút sơ hở của y đồng bọn đã đặt cho y một biệt hiệu khác ở sau lưng kẻ quyết sách gần đến nơi rồi sắp tới rồi cuối cùng mục tiêu ở ngay trước mặt mắc vẫn cảnh giác ló ra nửa cái đầu chỉ để lộ một con mắt đợi nhìn rõ đúng là Merkin và sauce hắn mới khóc lóc dòng dòng chạy ra đồng thời lớn tiếng giống lên ông chủ tôi nhớ ông đến chết đi được Merkin và sauce đang ngồi dưới một gốc cây lớn nói chuyện gì đó bộ dạng ấy căn bản không hề giống hai người thám hiểm đang ở giữa trốn rừng nguyên sinh bốn bề nguy cơ trùng trùng, ngược lại, còn giống hai ẩn sĩ ở nơi đào nguyên thế ngoại hơn, chỉ còn thiếu có chiếc bàn bát tiên với hai chén trà xanh nữa thôi. Thấy mắc từ trong rừng lao ra, hai người đều không hề ngạc nhiên. Mơ nói với giọng hơi giận dữ, sao nhận được tín hiệu lâu như vậy rồi mày mới đến. Mắc tỏ vẻ cực kỳ thương tâm, khóc lóc như thể sắp đứt hơi đến nơi. Chỉ nghe hắn giống lên, ông chủ, hu hu hu, cuối cùng các ngài cũng đến rồi. Hu hu, tôi, hu hu. Sos nhìn mắt, nét mặt như cười mà không phải cười. Merkin bực bội gắt lên, đủ rồi, cho mày 3 giây, cấm không được khóc, trông mày cứ như lợn nái động được ấy. Tiếng khóc của mắt như thể bị kéo cắt, lập tức im bặt. Hiệu quả đặc biệt gần như một màn biểu diễn ấy làm khóe miệng như bị sâu cắn dở của Sos khẽ nhếch lên thêm một chút. Kế đó, Merkin lại nói, cho mày 15 giây, báo cáo lại tình hình đi mắc quẹt nước mắt nước mũi tèm nhèm trên mặt, sau đó nói, 13 người đáp xuống thành công, giờ chỉ còn lại một mình tôi, lần đụng độ cuối cùng với đối phương, bọn chúng còn 6 người, ở tầng bình đài này chúng tôi phát hiện ra 5 khu tập trung dân cư, trình độ sản xuất của người ở đây tương đương với châu U cuối thế kỷ 18, đích đến của bọn chúng là tầng bình đài trên cùng, trong rừng có rất nhiều cạm bẫy và giã thú, đáng sợ nhất là một loại động vật cao tầm ngang người bình thường, thoạt nhìn. Giống như, giống như khủng long vậy, báo cáo hết động vật giống như khủng long à. Sauce hơi nhổ người lên, gặng hỏi thêm, mày bảo chúng cao tầm ngang một người bình thường à. Nói cụ thể hơn xem nào, hình dáng ra sao. Mắc lắp ba lắp bắp pha trộn giữa ngoại hình của người lỗ mặc và tưởng tượng của bản thân hắn, miêu tả lại một lượt. Sauce phát ra tiếng cười khùng khục, còn mắc thì bực bội ngất lời, nói bậy, làm gì có thứ gì như thế. Mắc cúi gằm mặt xuống, không dám ho he tiếng nào. Bỗng nhiên, Sauce lại lên tiếng nói thay, có thể hắn nói thật đấy. Hả, Ben, anh có chú ý thấy môi trường ở đây hoàn toàn khác hẳn với thế giới bên ngoài không? Sauce ngẩng đầu lên nhìn cây cối xung quanh, đoạn nói tiếp, chắc hẳn anh cũng cảm nhận được rồi, hít thở không khí ở đây, thân thể nhẹ nhàng thoải mái hơn, động tác cũng trở nên nhanh nhẹn hẳn lên. Không phải nghi ngờ gì nữa, hàm lượng oxy trong không khí ở đây cao hơn bên ngoài kia rất nhiều. Theo quan điểm của sinh vật học, hàm lượng oxy trong không khí trực tiếp quyết định đến mô thức tuần hoàn máu của sinh vật. Đồng thời cũng gián tiếp quyết định thể hình và tướng mạo bên ngoài của chúng Cho dù ở đây có khủng long thật Thì tôi cũng không hề ngạc nhiên Và lại Tuy không phải thực ngữ giả X Nhưng tôi cũng nhìn ra được những loài thực vật này cực kỳ nguyên thủy Dường như đều là những loài từ đại cổ sinh thì phải Nói đến thực ngữ giả Sauce đột nhiên hỏi Phải rồi Mark Trong 6 người còn lại đó Có tên nào tóc màu bạch kim không? Không ạ à, Mark biết rõ người Sauce muốn hỏi là ai Hắn cũng rất để ý đến người này Sauce và Merkin đưa mắt nhìn nhau, Merkin nói, lẽ nào đã bị loại trừ rồi. Sauce lắc đầu, không, trong đám người ấy không ai có đủ năng lực làm việc đó. Quá nửa là bị phát hiện, sau khi tính toán tỷ lệ thắng thua và được mất, hắn đã lựa chọn tránh xung đột chính diện, một mình đơn độc hành động. Sauce ngẫm nghĩ giây lát, rồi khẳng định thêm, nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm vậy. Merkin nhổ người đứng lên, nói, đi thôi, hy vọng hắn cũng không lựa chọn cách đối đầu với chúng ta mắc kinh ngạc hỏi ông chủ đi đi đâu ạ à? Mắc kinh nói đi đến nơi chúng muốn đi chứ còn đâu nữa mắc lắp bắp không thốt ra lời chỉ chỉ ba chúng ta thôi ạ à, thế phía tướng quân kha phu Mắc kinh sầm mặt xuống sao hả mày cảm thấy ba người chúng ta vẫn chưa đủ để đối phó với bọn trác mộc cường ba sao người của tướng quân kha phu sẽ đến sau So ở bên cạnh chỉ còn biết cười khổ lần này thuần túy là vì điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt khiến 45 kẻ trong đội tiên phong cùng bọn họ lên đỉnh núi đều gặp nạn, chỉ còn lại Y và Merkin sống sót. Nhưng trên người Merkin chắc chắn còn thiết bị phát xả tín hiệu laser, hai bên chắc chắn cũng đã bàn trước phương án hậu bị. Nghĩ tới đây, Sos chợt lên tiếng thắc mắc, sao anh lại tín nhiệm cái tên Kha Phu đó vậy? Thành tước mẫu, bọn chắc Mộc Cường Ba vừa trở về liền nhận được tin xấu, binh sĩ canh phòng phát hiện có vật thể kỳ quái từ trên trời rơi xuống, Tô Thâm đã phái một nhóm binh sĩ mang theo vũ khí đi kiểm tra, cuối cùng chỉ có một viên phó quan tên là Trạch Ca dẫn theo mười mấy binh sĩ bị thương trở lại, đội trưởng Nha Châu của họ đã bị sát hại, những người khác cũng đều đã thiệt mạng. Thâm Tô trực tiếp báo cáo chuyện này lên với tước mẫu vương. Không có quách nhật niệm thanh ở bên cạnh, vị quốc vương già hoàn toàn không biết nên xử lý thế nào, vì vậy lại gọi mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba đến bàn bạc. Nghe Thâm Tô kể xong, Trác Mộc Cường Ba liền bảo anh ta dẫn họ đi xem các binh sĩ bị thương. Còn tước mẫu vương thì chẳng hề quan tâm đến những kẻ xâm lược đến từ thế giới bên ngoài và cả đám thương binh của mình, chỉ lo lắng cho con gái. Thấy ông ta cứ nằn nỉ mãi, Pháp Sư Tháp Tây đành cùng với Mẫn Mẫn đi xem bệnh tình công chúa lập mẫu thế nào, còn những người khác thì cùng thâm tô đến chỗ các binh sĩ dưỡng thương. Đạn 9 ly, được bắn ra từ cùng một loại vũ khí. Trường lập trước tiên kiểm tra những viên đạn được gắp ra trong người mấy tên lính bị thương. Trác Mộc Cường ba hỏi trạch ca, bọn chúng có bao nhiêu người? phát hiện vào lúc nào, ở nơi nào. Trạch ca nói với họ, khi bọn Trác Mộc Cường ba đi đài thiên táng, lính tuần phòng phát hiện ra có người từ trên trời đáp xuống. Cái nấm của bọn họ không giống những lần trước vừa nói, anh ta vừa vẽ ra một hình trông như quả chuối, sau đó, thâm tô liền phái một nhóm khoảng 30 người đi kiểm tra. Bọn họ đuổi theo vật thể trên trời ấy, rồi tìm được đối phương ở một nơi cách tước mẫu khoảng một canh giờ đi đường về phía bắc. Trạch ca khẳng định, đối phương chỉ có hai người, mà chỉ có một người duy nhất nổ súng tấn công bọn họ, người còn lại không hề nhúc nhích. Thể hình người đó rất cao lớn, như một vị kim cương hạ phàm, tóc trên đầu vàng óng, mặc y phục đồng màu với rừng xanh, nói thứ tiếng gì mà họ nghe không hiểu. Thậm chí họ còn không nhìn rõ y ra tay như thế nào thì đã bị thương cả rồi. Trước khi ngã xuống chỉ kịp nhìn thấy một tia đỏ như lửa, không biết từ đâu bay vèo tới. Merkin đã đến rồi, từ trước khi Trạch Ca nói ra đặc điểm của người kia, bọn Trác Mộc Cường Ba đã nghĩ đến rồi. Toàn bộ đội tiền tiêu của Merkin đã bị bọn họ tiêu diệt, bản thân y không thể không đến được, mà trong chớp mắt bắn bị thương hơn ba chục binh sĩ thước mẫu, cũng không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Chỉ có điều, bọn chắc Mộc Cường ba cũng không ngờ Merkin lại chỉ dẫn theo một người đến đây. Lẽ nào y không còn thủ hạ nữa? Đương nhiên, như vậy là tốt nhất, chỉ là, dù thế nào họ cũng không dám tin đó lại là sự thật. Còn nữa, người đi cùng với Merkin kia là ai? Có phải là người tên Sos kia không? hay là Kha Phu. Nhưng hỏi trai Ca và những binh sĩ còn lại, bọn họ đều không mô tả được đặc điểm của người còn lại. Lúc bấy giờ, sự chú ý của họ đều dồn cả lên thân hình mất kinh và thứ tiếng cổ quái của Y. Trác Mộc Cường ba đảo mắt một vòng quan sát đám lính, chọn ra hai người bị thương nhẹ nhất, bảo họ dẫn đến nơi phát hiện ra hai người kia. Thâm Tô cũng phái thêm một nhóm binh sĩ đi theo. Trước khi xuất phát, Pháp Sư Tháp Tây cũng đến nơi, một binh sĩ cường tráng cong ông trên lưng sau đó ông và mẫn mẫn cũng quyết định đi theo nhạc dương và trương lập tỷ mỉ quan sát khắp xung quanh lữ cánh nam hỏi một tên lính dẫn đường không phải nói là nơi mấy người còn lại trong đội các người thiệt mạng sao thi thể đâu rồi binh sĩ đó cũng hết sức hoảng hốt lắc đầu nói lúc ấy mọi người đều bị thương chỉ muốn chạy trốn bọn họ không theo kịp chắc là không chạy thoát rồi thi thể thi thể tôi không biết nữa ba tang đảo mắt nhìn quanh cất giọng khàn khàn nói nơi này không giống như vừa xảy ra chiến đấu nhạc dương quay lại nói không nơi này đã xảy ra chiến đấu nhưng được dọn dẹp sạch sẽ rồi ba tang lạnh lùng nhìn tên lính dẫn đường nói tại sao không thấy dấu hiệu phản kháng cũng không có dấu vết đạn bắn để lại tên lính đó bị ba tang nhìn đến lạnh gai cả người chỉ biết dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn mấy người bọn đường mẫn trác mộc cường ba pháp sư á la liền dịch lại lời của ba tang cho y nghe bấy giờ y mới vội vàng nói chúng tôi không kịp phản kháng, toàn bộ đều đã trúng thương rồi. Ba tang kinh hãi biến sắc, một người, trọi 30 người, không hề phản kháng. Lữ cánh nam cũng không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc, xem ra phải đánh giá tên mất kinh này cao hơn một nước rồi, dẫu sao thì, ngoại trừ Pháp Sư Á La, bọn họ cũng chưa bao giờ chính diện đối mặt giao thủ với mất kinh cả. Trương Lập nheo nheo mắt, nhìn chăm chăm vào vết thương trên người tên binh sĩ dẫn đường, trầm giọng nói, dường như chỉ có một tình huống để giải thích tại sao không có vết đạn lưu lại ở hiện trường. Ba tang ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên nhìn Trương Lập nói, ý cậu là, trong chớp mắt hắn ta rút súng bắn chúng 30 người, mà không trượt một phát nào ư. Chắc Mộc Cường ba giờ mới hiểu ra, chỉ có khả năng là mỗi viên đạn đều bắn chúng người thì trên cây cối và đất đá xung quanh mới không để lại vết đạn nào. Chỉ nghe Lữ Cánh Nam lại cất tiếng hỏi tên binh sĩ ấy, lúc đó vị trí của các ngươi như thế nào? tên binh sĩ đó liền chỉ ra một phạm vi đại khái, không ngờ lúc ấy bọn họ đã hình thành được vòng vây xung quanh đối phương. Như vậy, há chẳng phải càng khiến người ta kinh ngạc hay sao? Thế có nghĩa là, chỉ trong nháy mắt, Merkin đã bắn xoay vòng 360 độ, đồng thời không trượt một phát nào. Đây là thủ pháp gì chứ? Tuy rằng, theo như tên binh sĩ kia nói, lúc đó bọn họ đều đã đứng lộ ra ngoài, nhưng nếu muốn bắn gục toàn bộ từng ấy người trước khi tất cả kịp phản ứng, Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư Á là đều đưa mắt nhìn sang phía Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam ảm đạm lắc đầu, tỏ ý mình cũng không thể làm được. Hai vị Pháp sư này đều không phải cao thủ dùng súng, Lữ Cánh Nam không làm được, bọn họ tự nhiên lại càng không thể. Trương Lập suy đoán, cần phải hai tay hai súng, đồng thời nhanh nhẹn di chuyển và nổ súng một cách cực kỳ chuẩn xác và tinh tế mới thực hiện được. Ngoài ra còn phải luyện được khả năng hai mắt cùng lúc ngắm những mục tiêu khác nhau nữa. Tôi nhớ hồi trước giáo quan từng đề cập đến môn này hình như gọi là kỹ thuật phân tâm của bộ đội đặc trùng thì phải. Lữ cánh nam gật đầu nói, đó là một thứ kỹ thuật ứng dụng trong hoàn cảnh chiến trường phức tạp, nhất tâm đa dụng, yêu cầu người lính phải in rõ vị trí và tư thế của kẻ địch vào trong đầu, sau khi xác định rồi thì không cần dùng mắt nhìn kẻ địch ấy nữa, mà dựa vào hình ảnh trong óc để nhả đạn về vị trí đã định trước ấy, còn mắt thì lại dùng để ghi nhớ vị trí của kẻ địch tiếp theo. Đấy mới thực sự gọi là kỹ thuật sát nhân trên chiến trường. Nghe nói, muốn thực sự đạt tiêu chuẩn, người thực hiện phải hai tay hai súng trong vòng một giây bắn gục năm kẻ địch trở lên sau một thoáng trầm mặc mẫn mẫn chợt hỏi những binh sĩ bị thương kia đã đi đâu mất rồi nhạc dương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó thốt lên bọn chúng không biết đường ở đây trương lập nói ý cậu là mơ kin bắt những người ấy dẫn đường cho mình nhưng hai bên có hiểu nhau nói gì đâu mẫn mẫn cũng nói dẫn đường đâu cần nhiều người như vậy chứ lữ cánh nam nói không, Nhạc Dương nói có lý, ngôn ngữ không thông thì có thể dùng tay ra hiệu, trong tình huống không biết những kẻ bị thương ấy kẻ nào có thể cầm cự được lâu hơn, xua tất cả đám tù binh ấy dẫn đường cho mình cũng không phải một lựa chọn tồi, dọc đường hắn có thể bỏ lại những ai không thể hành động được nữa. Nhạc Dương gật đầu, giáo quan nói không sai, có rất nhiều vết máu hướng về phía Yaka. Lữ Cánh Nam nói, vấn đề bây giờ là, tại sao Mekin biết phải đi hướng đó? Tại sao hắn lại đáp xuống chỗ này? Mẫn mẫn nhanh miệng nói ngay, a à, có người tiếp ứng bọn hắn. Nhóm người nhảy dù đầu tiên vẫn chưa bị tiêu diệt hết, kẻ chúng ta phải đối mặt không chỉ là một hai tên mà là nhiều hơn số đó. Nhạc Dương và Trương Lập cũng đều lần lượt tỏ ý tán đồng. Trác Mộc Cường ba trao mày, thầm nhủ không, mẫn mẫn, kẻ địch của chúng ta biết nơi này rất gần tước mẫu, bây giờ nhóm người nhảy dù đầu tiên kia không thể không cảnh giác với chúng ta. Bọn chúng sẽ không đặt thiết bị phát tín hiệu laser ở gần tước mẫu thế này đâu huống hồ tên mất kin kia lại càng không muốn bị chúng ta phát hiện hắn đã đến đây có lẽ có lẽ một người nào đó trong đội ngũ của chúng ta đã gắn thiết bị phát tín hiệu ấy ánh mắt gã lướt qua các thành viên trong nhóm không người nào lộ ra dù chỉ một chút vẻ kinh hoàng cuối cùng gã chạm phải ánh mắt của lữ cánh nam dường như cô cũng đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu gã khóe miệng khẽ nở một nụ cười như khích lệ rồi khẽ gật nhẹ đầu ý bảo anh có thể nghĩ như vậy là đúng rồi đấy trác mộc cường ba hỏi bằng ánh mắt rốt cuộc là ai rốt cuộc cô nghi ngờ ai lữ cánh nam hướng ánh mắt sang phía mẫn mẫn rồi lập tức nhìn ra xa trác mộc cường ba ngây người ngoảnh đầu lại thấy mẫn mẫn đang mím môi rõ ràng là vừa nhìn thấy cảnh hai người họ trao đổi bằng ánh mắt trác mộc cường ba cũng không giải thích mà quay sang nói với mọi người đi thôi nếu suy đoán của chúng ta là chuẩn xác nói không chừng chặng đường phía trước sẽ phát hiện ra gì đó có lẽ chúng ta vẫn còn ở phía trước chúng một bước Pháp sư Tháp Tây nói: "Không sai, bọn chúng vừa mới đặt chân đến đây, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, nhân lúc chúng còn chưa đứng vững chân hãy tiêu diệt chúng luôn, bằng không, sau này bọn chúng không biết còn bao nhiêu người đến đây nữa." Trác Mộc Cường Ba từ chối yêu cầu tiếp tục đi theo họ của đám binh sĩ tước mẫu, bảo với họ rằng, cuộc chiến này đã nằm ngoài phạm vi lý giải của họ rồi. Họ có thể bại lộ hành tung mà chẳng hề hay biết, đi theo chỉ tổ Thiệt Mạng Oan. Cuối cùng, theo lệnh của Trác Mộc Cường Ba, đám binh sĩ ấy đành phải mang theo người bị thương trở về tước mẫu, còn mấy người bọn gã thì tiếp tục truy đuổi theo hướng vết máu. Chỉ là họ không thể ngờ, sau khi họ đi, đám binh sĩ ấy đều nhìn nhau mỉm cười khó hiểu. Lần đầu thân mật, ba tang, trương lập đi phía trước, nhạc dương và pháp sư Á là đi sát theo sau, mẫn mẫn và lữ cánh nam chia hai bên cảnh giới, còn chắc một cường ba cõng pháp sư tháp tây đi đoạn hậu. Khoảng nửa giờ sau, họ phát hiện ra thi thể Nha Châu ở một chỗ khuất bên đường, rất hiển nhiên, sau khi không thể đi lại được nữa, anh ta đã bị kẻ địch bồi thêm một đao, nhát đao ấy rất sâu, vừa chuẩn lại vừa tàn độc. Mấy người Trương Lập, Nhạc Dương nghiến răng kèn kẹt, sau khi phán đoán được phương hướng của kẻ địch, cả bọn liền tăng tốc đuổi theo. Từ khi đặt chân đến Sanrila này, đây là lần đầu tiên bọn họ hoán đổi vị trí với kẻ địch. Trước đây, đều là họ bị truy đuổi, bị phục kích, bị hãm hại. Còn giờ đây, mọi sự đổi khác họ lại ở phía sau đuổi giết không tha những tên địch hung ác cùng cực kia. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương, gian kế của quách nhật niệm thanh đều như một bức tường đá đè nặng lên lồng ngực họ. Lửa giận đang bốc lên bừng bừng mà không tìm đâu ra nơi phát tiết. Giờ đây, trong nhóm đã có thêm hai vị Pháp Sư Tháp Tây và Á La, họ cảm thấy mình mạnh hơn bao giờ hết, nhất quyết không thể nhân nhượng buông tha cho hai ba tên địch đã bạo lộ hành tung kia được, mặc xác bọn chúng là ai đi chăng nữa. Truy đuổi khoảng hai tiếng đồng hồ, Ba tang đột nhiên thả bước chậm lại, đám nhạc dương, trương lập không hiểu tại sao, cũng đành giảm tốc độ theo. Họ đều tin tưởng, với trực giác nhạy bén như loài giã thú của mình, chắc chắn ba tang đã cảm thấy có nguy cơ trong sự bình yên tĩnh lặng đang bao trùm không gian xung quanh. Pháp sư tháp tây cất tiếng, chúng ta đã vào sâu trong rừng rồi, nơi này rõ ràng là khu vực giã thú hay xuất hiện, tại sao bọn chúng lại đến đây? Nhạc dương trầm ngâm, lẽ nào chúng ta nhầm đường rồi? những dấu vết rõ ràng này là chúng cố ý để lại nhằm dẫn dụ chúng ta. Nhưng đã đi xa như vậy mà vẫn còn dấu vết, lẽ nào chúng chia làm hai nhóm? Không thể nào, Trác Mộc Cường Ba nói như chém đinh chặt sắt, trong môi trường hoàn toàn xa lạ này, chỉ có mấy người mà còn muốn chia làm hai đường thật chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Đột nhiên, bốn phía trong rừng vang lên tiếng rít như tiếng còi hơi. Bọn Trác Mộc Cường Ba biến sắc, Pháp Sư Tháp Tây nói, không cần hoảng hốt, Xem ra gần đây có xảo huyệt của bọn người lũ mặc, nhưng chắc chúng không chạy về hướng này đâu. Lời ông vừa dứt, liền thấy bóng cây phía trước đung đưa, gương mặt sớm đã quen thuộc mà chưa một lần mặt đối mặt đó, bất thình lình xuất hiện ngay phía trước bọn họ. Có thể nói, đây là lần đầu tiên bọn họ chính diện mặt đối mặt với Y trong ánh sáng. Kẻ mà ngay từ đầu, họ đã biết là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của mình. Y đứng ở đó, tựa như một món vũ khí lạnh, cứng rắn, sắc bén. Mái tóc vàng kim giờ không biết đã nhuộm bằng thứ gì, biến thành một màu xanh xanh vàng vàng, bộ đồ ngụy trang rằn di bao lấy những cơ bắp rắn như đá tảng, một chiếc ba lô hành quân to tướng khiến y trông càng giống một khối đá, trong những đường nét gương mặt sắc cạnh như thể được gọt bằng dao ấy, toát lên một thứ khí phái anh hào khá giống với chắc một cường ba, nhưng thêm một nụ cười giả dối mà thiếu đi ánh mắt chân thành. Thiết bị liên lạc gắn trên kính che đi đôi mắt màu xanh lam thăm thẳm, khiến người ta nhìn y mà có cảm giác như đang nhìn một cỗ máy giết người. Y nhích động rồi, rõ ràng Y đang bước ra khỏi vạt rừng rậm, vậy mà lại khiến người ta thấy như thể cả khu rừng đang lùi về phía sau. Bước chân Y cứng nhắc, tiêu chuẩn, mỗi điểm đặt chân xuống đều như đã được tính toán tinh vi bằng máy móc. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Lập liền nghĩ ngay đến một con báo trước khi vồ mồi. Nụ cười không mang theo ý tốt của Mơ thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người, duy chỉ có nhạc dương là ngoại lệ. Anh không bỏ qua bất cứ động tính nào xung quanh khu vực họ đang đứng, đặc biệt là hai người đứng bên cạnh Mertzin, người hơi thấp hơn kia không hiểu tại sao lại che kín mặt mũi, chỉ lộ ra đôi mắt phần lên sắc đỏ, cơ hồ không giống mắt người, mà như mắt của loài dã thú đã cực kỳ đói khát. Còn ở phía bên kia là tên Mark đang ném nép nấp sau lưng Mertzin, rõ ràng hắn chỉ thấp hơn Mertzin có một chút, vậy mà lại khom lưng uốn gối khúm núm đứng bên cạnh, thoạt trông như là thấp hơn Mertzin cả cái đầu vậy. Ngoài ba người trước mắt họ ra, không còn ai khác, không còn ai khác, nhạc dương thầm kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Tuy bên mình đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chắc Mộc Cường Ba vẫn cảm thấy hơi căng thẳng, nguyên nhân không gì khác mà chính là bởi đôi mắt của McKin. Đôi mắt ấy cứ không ngừng du di bất định, lướt qua lướt lại những chỗ trí mạng trên cơ thể mỗi người. Người nào bị y chiếu tướng, cảm giác thật không khác gì đang bị một con rắn độc nhìn chăm chằm. Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á La thì gần như cùng lúc bị ánh mắt của Sauce trùm khăn che mà thu hút nếu nói cặp mắt của Merkin như mắt rắn, mang đến cho người ta cảm giác băng lạnh, vậy thì ánh mắt của tên Sauce này dường như thuộc về một loài dã thú cực kỳ đói khát nào đó, khát máu, tàn bạo, và đang bình tĩnh đè nén khát vọng được giày xéo sinh mạng kẻ khác. Trong mắt hai vị Pháp sư, mức độ nguy hiểm của con người này tuyệt đối không hề kém Merkin một chút nào. Nổ súng, quát hỏi, chất vấn. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy đôi mắt ấy đang làm nhiễu loạn đầu óc tư duy của mình, khiến gã không thể nào đưa ra phán đoán chính xác song phương không ngờ lại rơi vào thế rằng co, chằm chằm nhìn nhau, giữ im lặng, suy nghĩ, phân tích tình hình trước mắt. Ông chủ trác, thật bất ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây. Tôi đã nói rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Rốt cuộc, Merkin là người phá vỡ cục diện bế tắc, cách phát âm tiếng Anh của y hơi giống với son, rất có phong cách của một nhà quý tộc, nhưng kiểu cách nhấn nhá thì cao quý hơn, thảo nào tôi cứ thắc mắc, sao lại có người theo dõi mình, thì ra là tên lùn ấy dở trò, mưu kế của tên này cũng bị ổi thật. Ba trọi tám, vậy mà Merkin và Sos dường như không hề sợ hãi, ngược lại có vẻ như đã nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ có mắc là rú người né sang một bên, tựa như đang sợ đến toàn thân run lẩy bẩy. Ngươi nói cái gì, câu cuối cùng Merkin nói rất nhẹ, bọn chắc một cường ba đều không nghe rõ. Gã liền hỏi lại một lần nữa. Giờ nói gì cũng đều muộn rồi, phải không? Thanh điệu của Merkin hết sức bình thản, phả ra một thứ ám thị tâm lý thôi thúc người ta chìm vào giấc ngủ. Chỉ nghe y trầm chậm tiếp lời, cho dù bây giờ tôi lại đưa ra đề nghị hợp tác, sợ rằng ông chủ Trác cũng vẫn không nhận lời đúng không? Chắc Mộc Cường ba gần giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? McKin vẫn vững như núi Thái, mỉm cười nói, đây chính là vấn đề của anh đấy, ông chủ Trác, thậm chí cả tôi muốn làm gì anh cũng không rõ, vậy mà cứ một mực cản trở tôi, không cho tôi tham gia vào trò chơi này, đây đâu phải tác phong của một doanh nhân chứ? Trác Mộc Cường ba nhất thời cứng họng, không biết phải đối đáp ra sao, nhưng Nhạc Dương đã nghe ra được manh mối trong lời nói của đối phương. Mặc kinh câu nào câu nấy đều nhắc đến ba chữ ông chủ Trác, tựa hồ đang nhắc nhở Trác Mộc Cường ba rằng gã là một doanh nhân, đồng thời ngầm ám chỉ, mọi thứ đều có thể dùng tiền để định giá. Trường Lập cũng lên tiếng nhắc nhở, Cường ba thiếu ra, cẩn thận hắn dở trò, đừng phí lời nữa. Kế đó, anh lại lớn tiếng chất vấn Mặc kinh, người dẫn những binh sĩ tước mẫu kia đi đâu rồi. Merkin chỉ lừa mắt nhìn trương lập một cái, căn bản không buồn trả lời câu hỏi của anh. Lúc này trong đầu Trác Mộc Cường ba đang diễn ra một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Ánh mắt lúc quyết biệt của Đa Cát, dáng điệu quỳ bái thành kính của Kaka, vụ nổ hủy diệt trong đảo Huyền Không Tự, tiếng khóc thất thanh đau đớn đến xé lòng của Mẫn Mẫn khi anh trai cô mất tích. Từng cảnh tượng lần lượt hiện lên trước mắt gã, nhưng gã vẫn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Cảm giác mơ hồ ấy khiến gã ý thức rằng có một số chuyện cần phải làm cho rõ đã. Trác Mộc Cường Ba vẫn còn đang do dự, Ba Tang đã không kiềm chế nổi nữa, bàn tay dơ lên chuẩn bị rút súng ra. Nhưng Makin còn nhanh hơn bọn họ, bởi y không cần rút súng, mà chỉ trực tiếp dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình dạng như khẩu súng, chĩa vào bọn Trác Mộc Cường Ba, cất lời uy hiếp, bảo ban thuộc hạ của anh cho tốt vào, đừng để chúng làm loạn. Trác Mộc Cường Ba thầm kinh hãi, Makin chỉ lấy tay giả bộ như khẩu súng thôi, mà đã khiến gã cảm thấy như thể có một khẩu súng thật đang chĩa về phía mình một thứ cảm giác lạnh lẽo đến độ băng giá, tựa như gã còn trông thấy cả hỏng súng đen ngòm. Cảm giác kỳ quái này, từ đâu mà có chứ? Thấy ba tang không hề dao động, mước lại đưa cánh tay còn lại lên, làm thành hình dạng như khẩu súng chĩa thẳng vào ba tang, nhếch mép lên cười cười nói, nếu muốn động thủ, hậu quả sợ rằng các vị không gánh nổi đâu. Ba tang cũng cảm thấy mối nguy hiểm như thể bị nòng súng chĩa vào, nhưng tay đối phương rõ ràng không hề cầm súng. Sau đó, ngón tay mước kinh chậm chậm di động, người nào bị ngón tay ấy trỏ vào đều nảy sinh cảm ứng tương tự. Lúc y chĩa tay về phía lữ cánh nam, trong đầu cô lóe lên một tia chớp, sực nghĩ ra gì đó, liền chú ý quan sát chỗ ống tay áo màu dần di. Quả nhiên, ống tay áo của mức không cài cúc, bên dưới gồ lên thứ gì đó không giống như cơ bắp trên tay. Chỉ nghe cô khẽ thốt lên một tiếng, sát thủ tiệp khắc. Hành động này của mức đã chọc giận chắc một cường ba, giống hệt như trong căn phòng tối của nhiều năm về trước, y vẫn ngạo mạn như thế, vẫn không hề coi người khác ra gì như thế, chỉ để lại trong ấn tượng của người khác một cái bóng sừng sững từ trên cao nhìn xuống, như thế tất cả mọi người trên cõi đời này đều không đủ địa vị, không xứng để đối thoại bình đẳng với y vậy. Trong suốt cả quá trình tìm kiếm bạc ba la thần miếu, y và thủ hạ của y luôn bám theo bọn gã như âm hồn bất tán, bao nhiêu nỗi đau cùng bao nhiêu cái chết, đều trở nên hết sức rõ nét trong đầu trác mộc cường ba. Còn nữa, nếu muốn truy hỏi xem đường thọ đang ở đâu, cũng phải chế phục được tên Merkin này trước đã. Nhìn bộ dạng huynh hoang ấy của đối phương, chắc Mộc cường ba trầm giọng hạ lệnh, ra tay. Còn lữ cánh nam, cô đang chuẩn bị nhắc nhở chắc Mộc cường ba thì lời đã thốt ra khỏi miệng gã rồi. Lữ cánh nam chỉ kịp đẩy gã ra khỏi phạm vi ngón tay mất chỉ tới. Quả nhiên, hai chữ ra tay vừa cất lên, hai ngón tay trỏ của mất đột nhiên rụt trở lại, sau đấy họ liền nhìn thấy tia lửa lóe lên, rồi mới nghe tiếng súng nổ. Tới tận lúc đó, tất cả mới phát hiện ra, trên tay mất có súng. Trác Mộc Cường ba bị lữ cánh nam đẩy một cái, mà Mơ dường như cũng không có ý nhắm vào chỗ yếu hại của gã, nên phát súng đó bắn vào khoảng không, khẩu súng thứ hai chĩa về phía ba tang, nhưng trước khi súng nổ thì trực giác nhạy bén của anh đã cảm nhận được, thân thể thình lình co rút lại rồi lắc người né tránh, hơn nữa còn đáp lại một phát súng nữa. Nhưng họng súng của Mơ vốn không chỉ nhằm bắn một hai người, ngón tay móc vào cò súng không hề lơi ra, đạn liên tiếp bắn ra khỏi nòng súng với tốc độ 1.300 m trên giây, đồng thời cổ tay y khẽ rung lên nhẹ nhẹ để thay đổi phương hướng đạn ra khỏi nòng. Kỹ thuật bắn súng mỗi giây hạ sát năm tên địch đã được mức kim thể hiện đến mức tinh diệu tuyệt luân, chỉ trong một giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, y đã bắn ra 8 viên đạn về 8 hướng khác nhau. Đạn bay ra có trước có sau, người phản ứng có nhanh có chậm, ngoài chắc mộc cường ba và ba tang, những người khác đều có cơ hội phản ứng để tránh đạn. Nhưng khốn nỗi, Nhạc Dương và Trương Lập lại không tránh được, hai viên đạn lần lượt xuất qua đùi non và cánh tay của họ, cũng không thể không nói là hai anh chàng này quá đen đùi. Nhưng phát đạn của Ba Tang cũng làm mất giật mình kinh ngạc, rõ ràng, y không thể ngờ trong tình huống ấy Ba Tang vẫn còn phản kích được. Y biết rất rõ, trước họng súng nhanh như điện chấp của mình, cần phải có dũng khí từ bỏ mạng sống thì mới có cơ hội phản kích. Khả năng ngắm bắn của Ba Tang cũng không phải tầm thường, mất không thể không né tránh. Y vừa lách người dịch chuyển, Trương Lập và Nhạc Dương cũng tranh thủ thời cơ rút súng bắn trả. Chỉ thấy thân hình mất thoát ẩn thoát hiện, bộ đồ dằn di bó sát người biến mất trong rừng cây trong chớp mắt đã hóa thành một cái bóng mờ mờ cùng lúc đó bọn trác mộc cường ba cũng chia nhau tìm được nơi ẩn nấp chỉ trong chớp mắt khu rừng đã biến thành chiến trường của một trận ám chiến rốt cuộc là chuyện gì vậy trác mộc cường ba pháp sư tháp tây và lữ cánh nam cùng nấp dưới một gốc cây lữ cánh nam chỉ vào cổ tay mình giải thích có một cái chốt ở đây nguyên lý cũng giống như dây móc của chúng ta vậy chỉ cần gảy ngón tay một cái là súng hiện ra trên tay ngay lập tức khả năng nắm bắt tốc độ của mắt người có hạn nó sẽ lưu giữ lại hình ảnh của khoảnh khắc ngay trước đó trong não vì vậy khi hắn kéo lấy chúng ta vẫn không nhìn thấy trên tay hắn có súng đây giống như một trò ảo thuật vậy thiết bị này do một tên lính trong đơn vị đặc biệt đã giải ngũ của tiệp khắc phát minh ra sau thế chiến thứ hai sau khi rời khỏi quân đội y trở thành sát ngủ chuyên nghiệp vì vậy chúng tôi gọi bộ thiết bị này là sát thủ tiệp khắc mơ kin phục trong một lùm cỏ điều chỉnh lại tần số trên thiết bị liên lạc thoáng sau đó, từng người trong bọn trác mộc cường ba đều hiện lên trên tấm kính trước mắt y dưới dạng những chấm đỏ. Còn trên mắt kính của bọn trác mộc cường ba, lại không hề thấy vị trí của mấy người bên phía bọn y. Nhưng họ đều đã khóa chặt phương vị của Mức Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư Á La cũng không hề lơi là với Sos. Chỉ có mắc vì thực lực của hắn quá tệ lậu, xung đột còn chưa bắt đầu đã không biết hắn trốn đi đâu mất. Không ngờ, lại chẳng có ai để ý đến hắn. Merkin nhìn khoảng cách và vị trí của đám người bọn Trác Mộc Cường ba, vòng tay ra ba lô phía sau, dường như chuẩn bị đổi một loại vũ khí khác. Sauce thình lình không hiểu từ đâu chui ra, đưa tay ngăn y lại, để tôi. Giọng y lúc hạ thấp xuống, nghe như thể tiếng cất ra từ một bóng ma. Merkin ngạc nhiên nhìn Sauce, tự hồ cảm thấy cực kỳ khó hiểu trước biểu hiện tích cực của người bạn cũ này. Chỉ nghe Sauce cười khùng khục nói, tôi muốn thử xem, phương pháp mới kia có hữu dụng không. Merkin hơi lo lắng, có chắc ăn không? Sos nhe răng cười, thử là biết ngay. Trong lùm cỏ đột nhiên vươn ra một cánh tay gầy gò khẳng khiu, không giống như đầu hàng, cũng không giống thị uy, bàn tay ấy chỉ nắm chặt lại. Hai vị Pháp sư ngay từ đầu đã chú ý đến Sos, chỉ thấy năm ngón tay y xòe ra, vẫy vẫy về phía chỗ bọn Trác Mộc Cường ba ẩn nấp. Trác Mộc Cường ba nhìn theo ánh mắt Pháp sư tháp Tây, trông thấy cánh tay lộ ra giữa lùm cỏ, lấy làm nghi hoặc hỏi, vậy là ý gì? trước khi ba tang kịp phát hiện và ngắm bắn, cánh tay ấy lại rụt về. Ba tang cẩn trọng bắn thử một phát, xong không thấy phản ứng, liền ngay sau đó, không hiểu có thứ gì di động trong lùm cỏ và tản ra khắp bốn phía. Phút chốc, cả bãi cỏ đung đưa rào rạt, cản trở hết tầm nhìn của họ. Mười giây sau, tiếng giết như còi tàu khiến người ta dởn hết cả tóc gáy lại vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, Pháp Sư Tháp Tây nhận ra, âm thanh đó đang tiến về phía bọn họ. Nhớ lại hành động cổ quái của Sos vừa rồi, Pháp Sư Tháp Tây đột nhiên kêu lên, không ổn. Mau núp xuống. Nhưng rồi ông lại ngay tức thì ý thức được, bây giờ mà nằm dạp xuống ẩn trốn thì e, e đã quá muộn mất rồi. Sau khi áp tai xuống đất nghe ngóng, ông lập tức nói, rời khỏi chỗ này, mau lên. Đồng thời vỗ mạnh lên lưng chắc một cường ba, lùi lại, mau lùi lại. Chưa bao giờ thấy Pháp Sư Tháp Tây kinh hoàng đến thế, điều này rõ ràng là vì tiếng giết từ xa đang tiến lại gần ấy. Mẫn mẫn nấp sau một lùm cây khác đánh dấu tay ra hiệu hỏi ý, Pháp sư Tháp Tây không còn ngại bị lộ vị trí nữa, hét lên: "Thao thú sư, người đó là một thao thú sư." Pháp sư Á là đột nhiên nhớ lại câu cảnh báo mà các vị tiền bối mật tu đã phải dùng vô số máu tươi và sinh mạng để đổi lấy, không bao giờ được đối đầu với một thao thú sư trong rừng nguyên sinh đầy dẫy dã thú. Ba tang kinh ngạc phát hiện, sau khi pháp sư Tháp Tây kêu lớn lên như thế, đối phương lại chẳng hề có phản ứng gì cả, bèn quét một loạt đạn ra cả bốn phía xung quanh, rồi mới nhảy từ trên tán cây xuống. Lầm bầm chửi, bọn chúng chạy từ đời nào rồi. Trương Lập và Nhạc Dương cũng ló mình ra sau một gốc cây, lên tiếng hỏi, có đuổi hay không? Pháp Sư Á La lắc đầu, nhanh, nhanh chóng trở về tước mẫu. Pháp Sư Tháp Tây ấn tay lên cành cây, giọng nói trầm trầm toát ra vẻ bất lực, hình như chúng ta bị bao vây rồi. Mẫn mẫn bối rối hỏi, chuyện gì vậy ạ? À? Đã xảy ra chuyện gì thế? Lữ Cánh Nam nói, khu rừng này lớn quá, phải phân biệt được phương hướng trước đã. Cùng lúc ấy, tiếng giết trong rừng mỗi lúc một nhiều hơn, tốc độ cực nhanh. Trác Mộc Cường ba đột nhiên gầm lên một tiếng, đừng ồn nữa. Đi theo tôi, rứt lời gã cõng Pháp Sư tháp tay, xoay người huồng chân chạy, đồng thời nói, Pháp Sư, ngài chỉ hướng cho tôi. Pháp Sư tháp tay ừm một tiếng, rồi nói, chạy về phía kia. Cả đoàn người liền bám sát theo sau. Đi được chừng năm chục bước, con lỗ mặc đầu tiên đã từ trong rừng chui ra. Tựa như ăn phải thuốc kích thích, nó kêu lên một tiếng hưng phấn, rồi bổ thẳng vào giữa đội hình của bọn Trác Mộc Cường ba. Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương, Lư Cánh Nam cùng lúc nổ súng, từng đóa hoa máu đỏ tươi nở rộ trên sắc da màu xanh xám, nhưng cái sinh mệnh nguyên thủy ngoan cường ấy dường như không hề bị ảnh hưởng một chút nào, vẫn cứ vung vẩy chi trước như cánh tay bọ ngựa lao vù vù thẳng đến. Cuối cùng, bọn Ba Tang buộc phải lách người né tránh. Con người lỗ mặc chúng mấy viên đạn, cuối cùng đâm sầm vào một thân cây, móng vuốt găm cả vào đó, vẫn không ngừng vùng vẫy quấy đạp, không chịu ngã xuống. Pháp sư tháp Tây lại chỉ hướng, bên này, Trác Mộc Cường ba vội vàng lao theo, bọn họ đã được nếm mùi lợi hại của lũ thợ săn khủng khiếp, cả nhóm của Tây Mễ đã có quá nửa đều bị lũ sát thủ này tiêu diệt, giờ đây vòng đời xoay chuyển, không ngờ tai vạ lại rơi đúng xuống đầu bọn họ. Sos ngồi trên một tán cây, dùng ống nhòm quan sát bọn Trác Mộc Cường ba luống cuống bỏ chạy, thấy bọn gã đâm đầu vào giữa vòng vây của đám người lũ mặc, liền vui vẻ ghi lại mấy số liệu gì đó, đoạn nói với Merkin, có hiệu quả, xem ra từ thời viễn cổ, những loài sinh vật này đã tiến hóa ra một hệ thống tiếp nhận chất thông tin hoàn chỉnh rồi. Bọn thằn lằn to đùng ấy không khác gì các sinh vật thời hiện đại ở thế giới bên ngoài, cũng có hệ thống trao đổi thông tin bằng các kích thích tố sinh vật khá hoàn chỉnh. Tôi còn phải thử mấy loại nữa như xua đuổi, báo hiệu ăn, còn cả hệ thống trao đổi bằng âm thanh của chúng nữa, cũng phải tiếp tục lần mò tìm hiểu. Merkin chẳng hứng thú gì với những sinh vật xấu xí ấy, trong lòng thầm nhủ, cả một khu rừng lớn thế này, giờ bị Sos làm cho đâu đâu cũng toàn là bọn thằn lằn giữ tợn đó, mình làm sao đi ra được đây? Đột nhiên, y sực nghĩ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi Sos, sao bọn chúng không leo lên cây? Sos nói, bất cứ là ai, khi đối mặt với biến cố bất ngờ đều sẽ kinh hoàng, bọn chúng chỉ lo chạy tháo mạng, mà ngược lại quên mất phương pháp đơn giản dễ làm nhất. Lúc này, Mark ở bên cạnh bỗng lắp bắp nói, ông, ông chủ, bọn chúng, bọn chúng biết leo cây. Merkin trừng mắt lên nhìn hắn, giận dữ quát lên, sao mày không nói sớm. Đột nhiên bên dưới gốc cây bọn y đang ẩn nấp vang lên những tiếng chắt chắt chắt, ba con người lỗ mặc đã vây quanh bên dưới, rõ ràng đã phát hiện có người ở bên trên. Chỉ thấy một con tung mình nhảy lên, dán người vào cành cây, sau đó bắt đầu bò lên với tốc độ cực nhanh. Merkin đưa mắt nhìn Sos hỏi, chất kích thích xua đuổi chúng đâu. Sos nhún vai đầy bất lực, tôi vẫn chưa trích rút ra được, dùng vũ khí đi bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không biết có bao nhiêu người lỗ mặc truy theo. Đầu óc chắc một cường ba vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho cùng, bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xá kích kinh hồn của Mớt lại còn cả kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa, phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật nhìn không thấy, sở không được đó hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ. Thao thú sư, đó vốn là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ được mỗi người một ngả. Trác Mộc Cường ba cõng pháp sư Á la chạy cuốn cuồng trong rừng, toàn bộ sự việc xảy ra quá nhanh, gã thậm chí còn không kịp phản ứng. Ban đầu, bọn gã nghe được tin tức về Merkin, rồi truy kích Merkin, phát hiện Merkin, bao vây y, vốn đã chiếm trọn ưu thế, đột nhiên tất cả lại xoay chuyển 180 độ, thậm chí họ còn chưa thực sự chính diện giao thủ với kẻ địch thì đã rơi vào thế binh bại như núi lở. Giờ đây, bọn họ đang chạy trốn, đằng sau không biết có bao nhiêu người lỗ mặc truy theo. Đầu óc Trác Mộc Cường ba vẫn không ngừng quay cuồng suy nghĩ về nguyên nhân thất bại, xét cho cùng, bọn họ vẫn hiểu về kẻ địch quá ít. Kỹ xảo rút súng kỳ dị đến khó bề tưởng tượng, cùng tốc độ xá kích kinh hồn của Mekin, lại còn cả kẻ bịt mặt bên cạnh y nữa, phương thức chiến đấu bằng các loại kích thích tố sinh vật nhìn không thấy, sợ không được đó, hoàn toàn vượt quá phạm vi lý giải của họ. Thao thú sư, đó vốn là một chức nghiệp bọn họ không thể nào hiểu rõ được. Cả bọn cắm đầu cắm cổ chạy, Trương Lập và Nhạc Dương thậm chí đến giờ vẫn còn chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cứ luôn miệng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, tại sao bọn người lỗ mặc ấy lại đuổi theo chúng ta? Pháp Sư Á La giải thích, kẻ bịt mặt ấy là một thao thú sư, rõ ràng chúng ta đã trúng phải thứ gì đó của hắn, vậy nên mới bị bọn người lỗ mặc truy đuổi. Nhạc Dương nói, chúng ta có nên kiếm con sông nào đó rửa cho sạch không? Biết đâu lại khiến bọn chúng không đuổi theo nữa. Pháp Sư Tháp Tây nói, Chúng ta vẫn chưa thể xác định là nước có rửa sạch được kích thích tố đó hay không, và lại dọc đường đến đây không thấy có con sông nào, tóm lại là phải mau chóng trở về tước mẫu, ở đó chúng ta mới an toàn. Pháp Sư Á là cũng giống như Pháp Sư Tháp Tây, dọc đường chạy thi thoảng lại áp vào một thân cây để phán đoán phương hướng di động của cả đàn người lỗ mặc đông đảo. Khi Pháp Sư Tháp Tây lại chỉ một hướng chạy khác, Pháp Sư Á là bỗng lên tiếng, không đúng. Pháp Sư Tháp Tây hỏi, sao vậy? Pháp Sư Á là đáp ngài không cảm thấy tuyến đường di chuyển của chúng quá rõ ràng sao? Mà phía trước chúng ta dường như lại hơi quá yên tĩnh. Pháp sư Tháp Tây nói, ý ngài là. Pháp sư Á La gật đầu, chúng ta đều từng thấy lũ này rảo hoạt như thế nào, bọn chúng nhất định đã mai phục ở phía trước rồi, chúng đang dồn chúng ta chạy vào cảm bẫy. Trác Mộc Cường ba dừng xứng lại, lo lắng hỏi, giờ tính sao đây? Pháp sư Tháp Tây khẽ nhíu mày, rồi lập tức nói, thay đổi phương hướng, bên này. Sách Lược đột nhiên thay đổi phương hướng dùng để thử xem có bị mai phục hay không rất hiệu quả. Pháp sư Tháp Tây và pháp sư Á là mỗi lần áp lên thân cây, thần sắc đều nặng nề hơn. Cuối cùng, hai vị pháp sư đưa mắt nhìn nhau, nói với cả bọn, xem ra, chúng ta đã bị bao vây trùng trùng rồi. Lời vừa dứt, đã có ba con người lỗ mặt sông tới. Pháp sư Tháp Tây lập tức bảo Trác Mộc Cường ba nằm xuống. Kế đó, ấn lên vai gã một cái, cả người bắn vọt lên không trung. Pháp sư tháp Tây lộn một vòng 360 độ trên không, khi con lỗ mặc đầu tiên xông đến trước mặt ông, Pháp sư đang ở tư thế đầu cắm xuống đất, chân chĩa lên trời. Đúng vào khoảnh khắc đó, hai tay Pháp sư đan nhau đâm chéo ra, chụp lấy cầm và gáy con thần lằn ấy vặn mạnh, tức thì đã vặn gãy xương cổ của nó. Cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba cũng ngả người trượt qua giữa hai chân con vật. Trác Mộc Cường Ba vừa đứng lên, Pháp sư tháp Tây cũng vừa khéo hoàn thành động tác lộn nhào trên không trung, nhẹ nhàng hạ xuống vai gã. Con người lỗ mặc đó còn sông lên phía trước mười mấy mét, đầu mới ngẹo qua một bên, nằm vật ra đất. Hai tay pháp sư tháp tây chảy máu đầm đìa, thì ra ông cũng bị gai nhọn trên gáy con lỗ mặc ấy đâm toát cả thịt ra. Pháp sư Á là có kinh nghiệm hơn trong việc đối phó với bọn này, chỉ thấy cổ tay ông khẽ lật, một quả lựu đạn đã xuất hiện trên tay, rút chốt đánh tách, cánh tay hơi cong, mắt nheo nheo ngắm rồi ném vèo ra như ném bóng rổ. Con lỗ mặc kia không biết là vật gì, há miệng đớp lấy, nuốt ực xuống bụng, ngoắc ngoắc cái miệng, mắt trợn lên, còn chưa nếm ra mùi vị gì thì đã nghe một tiếng bục, máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Con lỗ mặc thứ ba vốn xông đến chỗ ba tang và trương lập, không hiểu bị kinh hãi vì con lỗ mặc thứ hai nổ tung hay vì nguyên nhân gì khác, đột nhiên dừng xứng lại giữa chừng như chắc một cường ba vừa nãy, rồi xoay mình bổ nhào ra chỗ gã khiến trương lập và nhạc dương đang ở phía sau lưng chắc một cường ba cuống quyết kêu toáng lên cường ba thiếu ra con cái đấy con cái đấy Lữ cánh nam tung mình lên trước chắn đường, đoạn xoay người đá tạt một cú làm chạch hướng lao của con lỗ mặc. Chỉ thấy nó loạn choạng mấy bước, rồi lại chạy tót vào rừng. Mẫn mẫn cũng chuẩn bị sông lên, nhưng chậm mất một bước, suýt chút nữa thì bị con lỗ mặc ấy húc ngã. Tiếng rít như còi hơi ấy lại vang lên khắp rừng, cảm tưởng như trong rừng đâu đâu cũng có bọn chúng. Đám người lỗ mặc dường như muốn gây áp lực tâm lý lên con mồi, nghe tiếng kêu ấy, thử hỏi có ai mà không biến sắc cơ chứ. Lại thêm bốn con nữa, tựa như những chiếc xe Việt dã rồ hết ga, sông ngang sông dọc lao ầm ầm trong rừng. Hệ thống thần kinh lạc hậu chưa tiến hóa hết khiến chúng gần như không cảm thấy đau đớn, bị chúng đạn mà vẫn bổ thẳng tới, lựu đạn nổ cũng hoàn toàn coi như không, cả Pháp Sư Á La cũng không dám đối đầu trực diện với chúng, chỉ lợi dụng dây móc đu người né tránh. Những người khác cũng chỉ đành mỗi người một cách, đạn thu hút, khói mù, lựu đạn lóa, lần lượt đều được dùng đến. Nhưng bọn lỗ mặc ở phía trước mỗi lúc một nhiều, rõ ràng là có một nhóm nhỏ người lỗ mặc đang chắn trên đường đào tẩu của họ, một con lỗ mặc hẳn là chỉ huy nấp trên tán cây, quan sát động hướng của đám con mồi phía dưới. Ba tang phát hiện ra cái đầu to như hai cái gáo rửa đó, liền giơ súng, nắm chuẩn, rồi nhả đạn, tất cả những động tác ấy liền mạch một hơi, vậy mà vẫn bị nó tránh được. Con lỗ mặc trên tán cây kêu lên chắt chắt, chỉ huy đám còn lại bùa vây chặn đường bọn trác mộc cường ba, tệ hơn nữa là, nghe lệnh của nó, một số con khác bắt đầu leo lên cây, chuẩn bị tấn công những vật săn đang đu lượn qua những tán cây ấy từ trên cao. Bọn chắc một cường ba thực sự không có thời gian đâu để nhùng nhằng với bọn lỗ mặc này, bọn gã biết, lực lượng thực sự của bọn chúng vẫn còn ở ngoại vi, một khi để chúng hoàn thành được vòng vây, bấy giờ mới gọi là mọc cánh cũng khó thoát. Pháp sư tháp tây tránh khỏi một con lỗ mặc từ trên không lao vù tới, đồng thời chọc thẳng lưỡi dao đi rừng vào bụng dưới nó, mượn đà rạch ra một lỗ lủng lớn, như vậy không ổn. Chúng ta không chạy nhanh bằng chúng, mọi người tụ tập lại một chỗ thế này, rốt cuộc cũng bị bao vây mất thôi. Mấy con lỗ mặc ở dưới đất nhảy bật lên, suýt chút nữa thì đớp trúng gấu quần của mẫn mẫn đu dây khá thấp. Pháp sư Á La vươn tay nhấc cô lên, rồi đáp lại, vòng vây đang thu nhỏ dần, người nhiều cũng khó mà đột phá vòng vây được, chúng ta phải tách nhau ra thôi. Trương Lập và Nhạc Dương vạch trên không chung hai đường cong song song, một con lỗ mặc lúc ấy đang bổ thẳng tới trước mặt họ. Hai người vội vàng co chân đạp về phía đối phương, định nguyện lực né tránh, không ngờ lại kẹp đúng con lỗ mặc ấy vào giữa. Ba cái bóng cùng lúc dừng sướng lại trên không trung, chỉ nghe Trương Lập và Nhạc Dương cùng lúc cất tiếng, chạy sau đây? Con lỗ mặc ngoảnh đầu nhìn sang hai bên, há mồm ra đấp vào bắp chân Nhạc Dương. Nhạc Dương vội rụt chân về, khiến nó rơi thẳng xuống dưới. Pháp sư tháp Tây nằm phục trên lưng chắc một cường ba nói với gã, một nhóm đông đang ở ngay phía sau chúng ta, nếu chúng ta dụ được bọn chúng, khoảng trống phía trước sẽ tương đối lớn, cơ hội thoát được của những người còn lại sẽ nhiều hơn một chút. Trác Mộc Cường Ba nói, biết rồi, kế đó, liền lớn tiếng gọi, tôi và pháp sư Tháp Tây sẽ đánh lạc hướng quân chủ lực của chúng, pháp sư Á La, phiền ngài chỉ đường cho những người còn lại. Nhạc Dương thốt lên, liệu có nguy hiểm quá không? Mẫn Mẫn cũng nói, đừng mà, anh Cường Ba. Pháp sư Tháp Tây nói, không sao đâu, chỉ có làm vậy, mọi người mới có cơ hội trở về tước mẫu. Ba Tang đã bắn hết đạn liền rút thanh đao lưỡi cong của mình ra chém nhầu, liền có mấy con lỗ mặc chúng đao ngã xuống. Nhân một thoáng rảnh tay ấy, anh ta cũng hét lên, được, cứ vậy đi. Lữ cánh nam bắn dây móc đồ tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, nói, tôi cũng đi. Dứt lời, thấy Trác Mộc Cường Ba không nói gì, cô lại nói, thêm một người, thêm một phần đảm bảo. Pháp sư tháp Tây gật đầu tỏ ý tán đồng, Trác Mộc Cường Ba cũng chỉ nói, cẩn thận đấy. Ba người họ liền lao vút đi theo hướng ngược lại, tiến sâu vào trong khu rừng rậm rạp. Mẫn Mẫn cũng muốn đi theo, nhưng liếc thấy bóng lưng lữ cánh nam, đặc biệt là khi cô lướt đi bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, rốt cuộc cũng không đuổi theo nữa, chỉ kêu lên một tiếng, "Anh Cường Ba." Pháp sư Á La dẫn đầu nhóm còn lại, lớn tiếng gọi, "Đi theo tôi." Chắc Mộc Cường Ba nghe thấy tiếng Mẫn Mẫn, quay đầu lại, lữ cánh nam nói, "Yên tâm đi, pháp sư Á La sẽ chăm sóc cô ấy." Trừng 10 phút sau, pháp sư Tháp Tây chợt nói, "Kỳ lạ thật, Bọn thần lằn đuổi theo sau chúng ta càng lúc càng ít hơn. Trác Mộc Cường ba lo lắng nói, "Hả? Không phải có rất nhiều thần lằn đang đuổi theo chúng ta sao?" Lữ Cánh Nam gật đầu nói, "Ừm, um, tôi cũng thấy thế, ban đầu có rất nhiều, nhưng số lượng bọn chúng đang giảm dần, dường như chúng không hề dốc hết sức truy kích chúng ta." Pháp sư Tháp Tây suy đoán, "Có lẽ chúng đang dùng một phương thức nào đó mà chúng ta không thể phát giác để trao đổi thông tin với nhau, đã dồn sang phía có nhiều người hơn." hay là chất kích thích tố trên người chúng ta ít hơn những người còn lại. Thấy chắc Mộc Cường ba nôn nóng muốn quay lại, Pháp Sư Tháp Tây vội cảnh cáo, tuyệt đối không được quay đầu, đừng quên, ít nhất chúng ta cũng kiềm chế được một phần bọn chúng, nếu bây giờ quay đầu lại, thật chẳng khác nào tập trung toàn bộ bọn chúng về một chỗ, ngược lại còn hại những người kia. Ở phía bên kia khu rừng, là một cuộc thi đấu đuổi bắt gian khổ và kinh hoàng, song phương thi xem ai nhanh hơn, nhảy cao hơn, bay xa hơn, kẻ thắng sẽ được một bữa ngon lành còn người thua đương nhiên sẽ trở thành món ngon cho đối phương nhấm nháp. Quy tắc của cuộc thi đã được định sẵn, ngay từ ban đầu đã không có chuyện công bằng hay không công bằng gì hết. Bọn Trương Lập, Nhạc Dương không ngừng bắn dây móc ra, nhảy nhót giữa các tán cây với tốc độ nhanh nhất có thể. Còn bọn thằn lằn kia thì cứ như quán quân chạy cự ly ngắn uống doping, con nào con nấy lao đi hùng hục, cặp chân guồng liên tục như bánh xe. Trương Lập và Nhạc Dương đều bị thương, một người thì mất thăng bằng trên không, một người lúc đạp lên cành cây lại thiếu sức, Pháp Sư Á La thì phải lo cho người có thực lực yếu nhất bọn là mẫn mẫn, còn ba tang dường như chúng phải nhiều chất kích thích tố sinh vật nhất, tự lo cho mình còn chẳng xong, vậy là hai anh chàng đành phải dựa dẫm lẫn nhau, dần dần rơi lại phía sau đội ngũ. Một đám lỗ mặc thậm chí còn chạy vượt lên trước hai người, theo lệnh của con chỉ huy, chọn lấy điểm thấp nhất trong hành trình đu dây của họ, ở bên dưới ngửa cổ lên chờ sẵn. Mỗi lần Trương Lập và Nhạc Dương lướt qua, liền có vô số con lỗ mặc nhảy vọt lên, há miệng đớp liên liệ. Hai anh chàng đành phải hóp bụng nhấc tay, cố gắng giơ hai chân lên cao quá đỉnh đầu. Tình cảnh ấy, thoạt trông như thể đang biểu diễn bản đu qua hồ cá xấu vậy. Trong mắt trương lập, những cây cối phía trước đã biến thành một mảng mơ hồ, cơn gió lạnh lùa thẳng vào mặt khiến anh buộc lòng phải nhắm một mắt lại, chỉ dùng bên mắt đeo kính quan sát mọi sự xung quanh, đồng thời cứ chốc chốc lại cảm thấy phía sau mông mình phải tới một luồng hơi nóng bỏng. Chỉ nghe trương lập tức tối gắt lên sao bọn chúng thích thú với cái mông của tôi thế không biết nhạc dương ở bên cạnh cười khi khi mông ngon chứ vừa mềm vừa nhiều mỡ cắn vào một cái là béo ngậy cả miệng chẳng lẽ anh không thích phao câu gà à trong lúc mải nói đùa anh chàng đã bị một con lỗ mặc đớp cho rách cả quần trương lập diễu lại cậu cẩn thận một chút đấy giờ mới chỉ bị đạn sượt qua đùi nhưng đừng biến thành tướng quân một chân đấy nhé ba ba tô không thích người cụt chân đâu nhạc dương tức tối gắt lên cụt cái đầu anh ấy đu qua hai chỗ tập trung đầy bọn lỗ mặc bên dưới, nhạc dương giàu dĩ nói, không ổn rồi, đằng trước còn có nhiều hơn nữa đấy. Trương lập ngước nhìn, đám lỗ mặc không đấp được pháp sư á la và mẫn mẫn đằng trước liền trồm hỗn chờ ba tang, không sực được ba tang lại hao háu chờ trương lập và nhạc dương. Bọn thằn lằn mỗi lúc một nhiều, có con còn bắt đầu leo lên mình đồng bọn, hình thành một khối như xếp tháp. Chỉ thấy, những gương mặt xấu xí tẩm lộng ấy lộ ra vẻ hưng phấn kỳ quặc, con nào con nấy há to miệng, nước dãi nhảy nhụa Ngước lên trời, tựa như một lũ chim non đợi chim mẹ đút cho ăn vậy. Nhạc Dương quả quyết nói, bọn chúng đã đoán được tuyến đường chạy của chúng ta, biết rằng bọn ta sẽ bám theo pháp sư Á La, như vậy không ổn, sớm muộn gì cũng sẽ bị đập trúng mông thôi, chúng ta đi tìm đường khác. Trương Lập hiểu ý Nhạc Dương, chính là muốn bọn họ đánh lạc hướng một nhóm người lỗ mặc khác để pháp sư Á La mẫn mẫn và Ba Tan có thêm cơ hội chạy thoát, anh nhìn sang phía Nhạc Dương nở một nụ cười hiểu ý, gật đầu nói, đi, đổi hướng thôi. Nhạc dương hướng về phía trước hét lớn, Pháp Sư Á La, Mẫn Mẫn, Anh Ba tang chúng tôi không đi cùng đường với mọi người nữa đâu. Gặp nhau ở tước mẫu nhé, kế đó anh cùng trương lập đảo người, tránh khỏi mấy con lỗ mặc đứng chồng chất lên nhau, vung tay bắn dây móc ra một hướng khác. Không biết Pháp Sư Á La hay Mẫn Mẫn hét lên một tiếng gì đó, trương lập không nghe thấy, bên tai chỉ còn tiếng rít như còi hơi và tiếng chất chất cục cục, trước mắt toàn là những bóng cây lướt qua vù vù. Vung tay, bắn dây, xoay mình, thu dây, đạp lên thân cây, rồi lại vung tay, những động tác máy móc ấy không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Trương Lập thầm nghĩ có khi mình đã đu bay được mấy chục cây số rồi cũng nên, nhưng cánh rừng này chạy mãi cũng không hết, bọn lỗ mặc thì lại càng đuổi giết chẳng tha. Anh và Nhạc Dương không thể đu quá thấp, cũng không thể văng lên quá cao, ở những chỗ cảnh cây giao nhau trên kia còn có vô số con lỗ mặc đứng gác, đang thỏ đầu xuống nhỏ ngó kia kia. Vết thương trên cánh tay mới đầu chỉ rát lên như bị bỏng, giờ đã như toát cả thịt ra rồi anh cũng không biết tình trạng của nhạc dương thế nào rồi nữa. Mỗi lần dậm chân lên cành cây, vẻ mặt cậu ta đều nhăn nhó đau đớn, e rằng cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng lẽ hai người họ phải trở thành món ăn trong bụng lũ quái vật này hay sao? Trương Lập thầm nhủ, kết thúc như vậy thì vớ vẩn quá, còn chẳng vinh quang bằng hy sinh ở sông U Minh nữa. Yêu, yêu, nhạc dương ở bên cạnh hét lên, Trương Lập định thần lại, thân thể nghiêng đi rồi đạp mạnh, suýt nữa thì đập thẳng vào một thân cây lớn ở phía trước chỉ nghe nhạc dương hỏi anh làm gì vậy muốn tự sát chắc mã cát tính sao bây giờ phải rồi mã cát trương lập giật mình tinh thần lại dâng lên ngùn ngụt trong mơ hồ dường như lại nhìn thấy mã cát bóng dáng thức thai hiểu điệu đó đang vẫy tay với mình ở vạt rừng phía xa xa đồng thời trong óc cũng thấp thoáng hiện ra cảnh tượng hai người cùng nhau bay lượn cảm giác đau đớn lập tức biến mất vì mã cát nhất định phải thoát khỏi khu rừng quái quỷ này trương lập kiên định tin tưởng nhằm thẳng hướng mã cát trong tâm trí đang vẫy tay phóng đi nhạc dương thấy anh tăng tốc liền nói thật không ngờ anh vẫn còn giữ sức đấy trương lập ngoảnh đầu lại theo kịp không nhạc dương phì cười không phải chứ với cái tốc độ ấy của anh nếu không phải tôi đi trước dẫn đường thì đã bị chúng sơi tái từ lâu rồi vậy thì thử xem coi ai ra khỏi khu rừng này trước được đấy trương lập cảm thấy thân thể mình nhẹ bấng tựa hồ như đạp trên mây cảm giác bay lượn cùng mã cát đã trở lại cây cối mịt mùng phía trước cũng từ từ lùi lại tựa như mây mù tan đi dần dần lộ ra vách núi màu đỏ như gạch. Trương Lập Hưng phấn hét lên với Nhạc Dương, chúng ta ra khỏi đây rồi, cậu có thấy không? Nhạc Dương ủ rũ, anh thử nói xem, chạy trên đất bằng, liệu chúng có đuổi kịp ta không? Tinh thần Trương lập tức thì xìu xuống, đúng vậy, phía trước là vùng đất trống rộng lớn, cũng còn cách tước mẫu một chặng đường khá dài, nếu không có điểm bắn dây móc lên, thì họ chỉ còn cách đua tốc độ với bọn lỗ mặc ấy mà thôi. Nhạc Dương lại hỏi, anh còn bao nhiêu vũ khí? những thứ ném được đều đã ném hết cả rồi trương lập sờ vào chỗ bên hông còn hai quả đạn thu hút một quả lựu đạn còn cậu nhạc dương đáp một quả lựu đạn loa, một quả nổ ra màn khói cầu cứu đều không dùng được dựa vào anh hết thôi chính xác lựu đạn loa biết đâu có thể làm bọn lỗ mặc bị trói mắt nhưng trong tình trạng không có gì yểm hộ họ cũng không thể thoát chết được màn khói cầu cứu có lẽ ngăn được tầm nhìn của một nhóm nhỏ lỗ mặc nhưng nói không chừng sẽ lại thu hút bọn cường ba thiếu gia và pháp sư á la chạy đến thế há chẳng phải sẽ dụ họ vào bẫy hay sao? Trương Lập nói, cậu áng chừng xem vách đá kia còn cách chúng ta bao xa nữa nhỉ? Nhạc Dương nói, khoảng 500 mét gì đấy. Sau khi đu qua thêm hai tán cây nữa, anh liền sửa lại, không, khoảng 700 mét, tốc độ chạy nước rút 100 mét của anh được bao nhiêu? Trương Lập nghiến răng, nói, cầu chúa phù hộ chúng con. Nhạc Dương nói, đồ ngốc, phải nói là Phật tổ phù hộ chứ. Hai người đồng thời đưa mắt nhìn thân cây cuối cùng, rồi lại ngước nhìn vách đá cách chỗ mình khoảng 700m, trong lòng đều thầm nghĩ, phải nhảy xuống bên dưới vách đá trước khi bọn người lũ mặc đuổi kịp mình, sau đó sử dụng dây móc bám vách đá leo dần lên, bằng không, vùng đất trống mênh mông ấy sẽ là mồ chôn bọn họ. Trương Lập hít sâu một hơi, nói, chuẩn bị xong chưa? Xong ra nhé, dứt lời, hai người liền như hai con chim yến, cùng lúc hạ thấp góc độ bắn dây móc, phóng lướt qua hai bên gốc cây đại thụ cuối cùng, khi đến điểm thăng bằng trên không trung liền thu dây lại vừa chạm đất đã lộn nhào một vòng, đứng bật dậy guồng chân chạy luôn. trương lập thậm chí không cả quan sát, vung tay ném quả lựu đạn ra phía sau. lần này họ đã thực sự phải chạy đua với thần chết rồi. chạy trên làn danh sinh tử, âm một tiếng, bụi mù bay tung tóe, mấy con lỗ mặc sông lên đầu tiên đã bị nổ bung bét, nhưng máu tươi và thịt vụn kích thích giá tính của bọn phía sau, cả một quân đoàn đông đảo tràn qua thi thể đồng bọn, chỉ có vài con dừng lại, trên mặt đất trong chốc lát đã chỉ còn mấy khúc xương trắng những cỗ máy săn đuổi còn lại ùa lên truy kích hai sinh vật yếu ớt ở phía trước. 200 mét đầu tiên, tốc độ của Nhạc Dương và Trương Lập tương đương nhau, nhưng rồi rất nhanh sau đó, bước chạy của anh bắt đầu trở nên tập tính. Trương Lập nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của anh, trong lòng giấy lên mối đồng cảm sâu sắc, chợt nhớ lại tình cảnh mình và Cường Ba Thiếu ra bị treo lơ lửng trong động băng ở khả khả Tây Lý, vẻ mặt ấy, chứng tỏ Nhạc Dương đã đến cực hạn của sức chịu đựng đau đớn. Trương Lập không nói một lời, lấy một quả đạn thu hút ném ngược ra phía sau quả đạn nảy tâng tâng rơi vào giữa đám lỗ mặc cùng lúc ấy anh áp sát bên cạnh nhạc dương nắm lấy cánh tay bạn nhạc dương giật mạnh định đẩy trương lập ra lớn tiếng nói mặc kệ tôi trương lập giữ chặt cánh tay nhạc dương bình tĩnh nói muốn đào ngũ hả nhạc dương hai mắt đỏ lựng nấc lên một tiếng hai người không nói năng gì nữa cứ thế dìu đỡ nhau tấp tỉnh chạy về phía có tia hy vọng cuối cùng trên vùng đất trống trải cằn cỗi quả đạn thu hút đầu tiên ném quá thấp, chưa kịp phát huy hiệu quả gì đã bị đàn lỗ mặc dẫm nát bét. Trương Lập và Nhạc Dương nhanh chóng nghe thấy âm thanh sầm sập như thể có thiên quân vạn mã ở ngay sát sau lưng mình. Lúc này, bọn họ vẫn chưa chạy được một nửa quãng đường. Trương Lập rút quả đạn thu hút thứ hai, hôn lên một cái, rồi nói, nhờ cả vào mày đấy, ngoan ngoãn một chút cho tao nhờ. Nhạc Dương nhắc nhở, ném lên trời ấy. Trương Lập vừa chạy vừa điều chỉnh nhịp thở, tự nhắn nhủ mình phải bình tĩnh, đợi quả đạn thu hút sắp sửa phát ra ánh sáng mới vung tay ném mạnh. Quả cầu kim loại ấy vạch nên một đường cong hoàn mỹ. Lần này, bọn lỗ mặc chưa kịp nuốt nó vào bụng, quả cầu đã phát ra những tiếng rít rít rít, đồng thời sáng lóa lên. Đám lỗ mặc không con nào là không bị quả cầu phát sáng ấy thu hút, toàn bộ nhóm đi đầu đều dừng sững lại, ngoảnh lại phía sau nhìn theo đốm sáng chói lòa. Tuy bọn lỗ mặc ở giữa bị dồn cục, đổ nghiêng đổ ngả, nhưng chỉ trong một thoáng đội hình của chúng đã ổn định trở lại, bọn chúng tò mò nhìn đường cong màu vàng kim ấy tạm thời quên đi sự tồn tại của trương lập và nhạc dương quả cầu kim loại nhanh chóng rơi xuống giữa đám lỗ mặc làm náo loạn một trận lớn bọn chúng chen chúc nhau lao về phía quả cầu nhỏ rơi xuống một con lỗ mặc phản ứng nhanh nhẹn đã nhảy bật lên đón lấy nhưng lại va vào một con khác cũng nhanh nhẹn chẳng kém quả cầu nhỏ rơi xuống giữa bọn chúng một con khác may mắn hơn dơ chi trước ra chụp lấy nhưng mới cầm vào chưa được nửa giây đồng hồ đã bị một con đồng loại khác cường tráng hơn cướp lấy một con khác cũng chẳng thèm phân biệt địch hay bạn, há hiệng đấp luôn cả cánh tay đang cầm quả cầu của con lỗ mặc cường tráng đó rồi bỏ chạy, nhưng cả đám chen chúc như vậy làm sao nó chạy nổi, bị một con khác tông ngang. Cánh tay gãy đó liền văng ra ngoài. Nhân cơ hội ấy, Trương Lập và Nhạc Dương chạy một mạch được 400 mét, tưởng chừng đã sắp đến đích. Nhưng lúc này, hiệu ứng của quả đạn thu hút ấy đã mất, quả cầu phát sáng rực rỡ trở thành một cục kim loại chẳng kêu được cũng chẳng phát sáng được, không còn sức hấp dẫn gì với bọn lỗ mặc kia nữa. Những con ở đằng trước không tranh kịp quả cầu, đã bắt đầu quay lại tiếp tục truy kích hai người. Trương Lập cảm nhận được một cách rõ ràng, cánh tay đỡ Nhạc Dương của mình run lên. Nếu không phải bản thân anh đang run rẩy, thì tức là toàn thân Nhạc Dương đang run, có điều, những hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu trên trán Nhạc Dương đã là đáp án rõ ràng dành cho câu hỏi ấy. Trương Lập nói, kiên trì lên, chỉ còn lại 100 mét cuối cùng nữa thôi. Sắc mặt Nhạc Dương trắng bệch như tờ giấy, anh lắc đầu nói: vô dụng thôi, bắn dây móc ra cũng phải mất một khoảng thời gian đu lên, với tốc độ của chúng, chúng ta không kịp đâu. Anh chạy trước, để tôi cản đường chúng cho. Trương Lập đoán ra ý đồ của Nhạc Dương, liền lập tức phản đối, đồ ngốc, khoảng cách 100 mét mà dùng lựu đạn lóa thì làm lóa mắt cả tôi luôn đó. Nhạc Dương nghiến răng nói, hết cách rồi, anh đột nhiên vận lực, định đẩy Trương Lập ra, chẳng ngờ Trương Lập sớm đã có đề phòng trước. Đúng lúc ấy, vết thương ở chân Nhạc Dương liền nhói lên dữ dội, đau thấu xương thấu cốt, vậy nên rốt cuộc cũng không hất Trương Lập ra được, ngược lại còn bị anh kéo lôi đi sỉnh sạch về phía vách đá. Trương Lập đắc ý nói, cậu muốn chạy vòng lại chứ gì, đừng hòng tôi để cậu làm cái chuyện ngu xuẩn ấy nhé. Nhạc Dương gầm lên, để lại một người sống còn hơn chết giáo cả hai. Trương Lập cũng gầm lại, chúng ta đã bỏ cuộc bao giờ chưa hả? Chết thì chết chung, cậu quên mình đã nói gì rồi hả? Nhạc Dương đột nhiên trầm giọng xuống, nói, giờ khác rồi, anh còn có má cát cho dù không phải vì anh. Vừa nói, đột nhiên đẩy mạnh trương lập một cú, rút cánh tay ra, quay người chạy ngược lại. Trương lập liền vươn chân ra gạt cho nhạc dương ngã lăn ra đất, kế đó đưa ngay tay lên ngực. Vừa nãy khi bị nhạc dương xô ngã, anh cảm thấy trước ngực có gì chặn lên, đau tương tức. Anh lấy món đồ ấy ra, nhạc dương vừa khéo cũng ngẩng đầu lên. Hai người cùng ngẩn ra nhìn chăm chú vào thứ đó, đôi mắt sáng bừng. Khoang xương phát ra âm thanh của con thần lần khổng lồ. Nhìn đám lỗ mặc chỉ còn cách mình chưa đầy trăm mét, Trương Lập vội kéo tay Nhạc Dương đứng dậy, đoạn nói, cậu đi trước đi. Thấy Nhạc Dương do dự, rõ ràng là đang băn khoăn không biết thứ này có hiệu quả hay không, Trương Lập lại đẩy anh một cái, mặc kệ, chẳng lo được nhiều thế đâu, chân cậu bị thương, lúc đu lên sẽ chậm hơn, tôi đuổi kịp cậu mà. Chắc cậu không muốn chúng ta cùng chết ở đây thật đấy chứ. Trương Lập hít sâu một hơi, dồn hết hơi thổi mạnh, u u u. Vì dùng hơi không đúng cách, thành thử không thổi ra tiếng. Bọn lỗ mặc phía trước chỉ còn cách anh có năm chục mét nữa, hàm răng sắc nhọn rất rãi nhảy nhụa đã hiện lên rõ mồn một. Trương Lập xoay người, điều hòa lại hơi thở, rồi thổi mạnh. Wow! Tiếng gầm hệt như tiếng con thần lằn khổng lồ chấn động không gian, lá cây rơi xuống lả tả. Cả khu rừng như run lên trước âm thanh ấy. Tiếng gầm quá bất ngờ khiến cả bọn lỗ mặc đờ ra tại chỗ, những con sông lên trước nhất lần lượt dừng lại, hoảng hốt nhìn sinh vật hai chân nhỏ bé trước mặt mình, sao chúng có thể phát ra được âm thanh ấy. Trương lập lại dồn hơi thổi thêm hai tiếng nữa, khiến bọn lỗ mặc rào rào lui lại, bọn phía sau cũng náo loạn cả lên. Nhưng bản thân Trương lập cũng biết, cách này không thể dùng đi dùng lại quá nhiều lần, những con vật tinh danh ấy sẽ nhanh chóng nhận ra sơ hở. Bọn lỗ mặc này muốn săn bắt thần lằn khổng lồ, xưa nay đều phải chuẩn bị rất kỳ công, còn như bất ngờ đụng độ thì bọn chúng vẫn thường là kẻ thất bại. Có điều, với số lượng người lỗ mặc ở đây, áng chừng một hai con thần lằn khổng lồ cũng khó lòng mà chấn áp nổi chúng. Tình huống lý tưởng nhất mà Trương Lập chờ đợi là, mình thổi mấy tiếng, trong rừng sẽ có những con thần lằn khổng lồ khác hưởng ứng, đáng tiếc. Tiếng gầm chỉ có một, nên rốt cuộc cũng chẳng có viện binh gì cả. Trương Lập nhân lúc đám lỗ mặc đang kinh hoàng, lại chạy thêm được 4 năm chục mét nữa, nhưng vẫn không đủ thời gian, lúc này sợ rằng nhạc dương chỉ mới vừa đến chân vách đá. Đột nhiên, Trương Lập sực nhớ đến loại tên có gắn ống sáo để tạo ra tiếng rít gió của người xưa. Anh nắm chặt khoang xương ấy trong tay, vung mạnh hai cái, liền nghe thấy một tiếng hoào. Wow. Hơi yếu ớt, Trương Lập thầm nhủ, anh son, phù hộ cho bọn tôi nhé. Nghĩ đoạn, vừa chạy Trương Lập vừa buộc chặt khoang xương đó lên khẩu súng đã bắn hết sạch đạn của mình, cầm dây đeo súng văng mạnh cái khoang phát âm ấy về phía chỗ bọn lỗ mặc tập trung đông nhất. Vù, một tiếng, rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Wow, khoang xương phát ra tiếng gầm trên không trung tuy âm thanh không lớn lắm nhưng bọn lỗ mặc kia nào đã bao giờ thấy loài thằn lằn khổng lồ tử địch của chúng từ trên trời nhảy xuống đâu lập tức nhốn nháo chạy tản ra từ phía lúc này nhạc dương đã bắn dây móc lên đang giật lùi lấy đà trương lập vừa hét lớn đu lên mau đu lên mau vừa lao về phía nhạc dương anh ôm eo nhạc dương nhấc bổng lên chạy theo hướng ngược lại nhạc dương bắt đầu thu dây trương lập liền buông tay ra chỉ thấy nhạc dương đạp chân lên vách đá Bắt đầu vạch nên một đường cong hình nan quạt, dây móc mỗi lúc một rút ngắn, thân hình càng lúc càng lên cao. Trương Lập cũng bắt đầu đạp chân lên vách đá, bắn dây ra, đu lên. Sau khi khoang xương phát thanh rơi xuống đất, tiếng gầm cũng tắt lịp, bọn lỗ mặc nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là một trò lừa, liền cực kỳ phẫn nộ đuổi theo Trương Lập. Lúc này, Trương Lập còn chưa đu lên đủ độ cao, mỗi lần anh bắn dây đu ngang qua mặt vách đá, liền có mấy con lỗ mặc nhảy lên tranh nhau hút. Có điều càng lúc anh càng lên cao, những con nhảy được lên cũng càng lúc càng ít hơn. Trương Lập nhanh chóng lên đến độ cao tương đương với vị trí của Nhạc Dương. Lúc này, Nhạc Dương đang bám như con thạch sùng trên vách đá, một chân đặt vào khe nứt, chân bị thương buông thóng hứng hờ. Trương Lập nhích lại gần bạn, hỏi, chịu đựng được không? Nhạc Dương gật gật đầu. Bọn lỗ mặc vẫn không ngừng nhảy bật lên, nhưng vách đá cứng rắn không như thân cây, những con nhảy vọt lên bám vào vách đá cào cào được mấy cái, rồi đều rơi bình bịch như bao cát nhưng bọn chúng vẫn quyết không bỏ cuộc, mà nhao nhao tụ lại bên dưới, vây thành một vòng cung chờ Trương Lập và Nhạc Dương rơi xuống. Hai người Trương Lập và Nhạc Dương tạm thời được yên ổn một lúc, liền định liên lạc với Trác Mộc Cường Ba và pháp sư Á La, nhưng không hiểu thiết bị liên lạc đã bị hỏng trong lúc chạy hay bị vách đá làm nhiễu tín hiệu hoặc vì khoảng cách quá xa mà chẳng hề có phản ứng gì. Hai người lấy làm chán ngán, cứ thế đeo mình trên không trung đùa cợt mấy câu, nói toàn những chuyện đâu đâu. Tới khi sắc trời tối dần mà đám lỗ mặc bên dưới vẫn không có ý định tản đi, hai anh chàng mới bắt đầu mất kiên nhẫn. Trương Lập nói, cứ thế này không phải là cách đâu, bọn chúng nó cứ ở mãi đây thế này, dù chúng ta không bị rơi xuống thì cũng chết đói mất. Nhạc Dương bèn hỏi, anh có ý kiến gì hay không? Trương Lập nói, hay là, chúng ta bám vách đá về tước mẫu. Anh đưa mắt nhìn Nhạc Dương, lại nói, chỉ là không biết chân cậu. Nhạc Dương hỏi, chỗ này cách tước mẫu bao xa anh biết không trương lập lắc lắc đầu nhạc dương lại nói nếu vách đá phía trước khó leo bám không vượt qua được thì sao nếu sức cùng lực tận rơi xuống thì sao anh có biện pháp gì cứu vãn không trương lập lại lắc đầu nhạc dương cười cười nói tiếp đừng nói vết thương ở chân tôi cánh tay anh cũng bị thương giờ không đau nữa à trương lập khẽ cử động cánh tay bị thương một chút tuy không kêu thành tiếng nhưng mồ hôi lạnh cũng đã túa ra rồi không chỉ cánh tay bị thương, quan trọng nhất là cơ bắp đã hơi cứng lại, Trương Lập Hiểu, đừng nói là leo vách đá, cho dù chỉ cố định thân thể ở một chỗ này thôi anh cũng không dám chắc mình còn cầm cự được bao nhiêu lâu nữa. Tuy vậy, anh vẫn hỏi vặn lại Nhạc Dương, sao cậu có vẻ không lo lắng gì nữa vậy? Lúc nãy còn muốn làm lính đào ngũ cơ mà. Nhạc Dương nói, bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút là hiểu ngay thôi. Từ nãy tôi vẫn đợi đến lúc này đây. Lúc nào? Nhạc Dương ngước mắt nhìn lên bầu trời giờ ăn tối, chúng ta chỉ cần đánh cuộc một phen, và lại phần thắng cũng rất lớn. Trương Lập hình như đã hơi hiểu ra, cũng ngước lên quan sát, nói, ý cậu là. Nhạc Dương nói, chúng ta chỉ cần đánh cược rằng bọn người lỗ mặc bên dưới là mục tiêu lớn hơn mình, đánh cược rằng lũ chim khổng lồ kia là kẻ thù trời sinh của bọn chúng. Đến rồi kìa, phía chân trời xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, nhưng chỉ dây lát sau, chấm đen đã lớn dần, bọn chúng đang đảo lộn trên bầu không. Đám lỗ mặc ở bên dưới quá đông, tựa như lũ bỏ cạp biển và kỳ nhông ở trên bãi biển vậy. Quả là một bữa ăn hợp miệng và thịnh soạn. Khi lũ chim khổng lồ mang theo luồng gió phần phật lao xuống bãi đất trống, đám lỗ mặc cuối cùng cũng tản đi. Cũng hành động theo bầy đàn, nhưng lũ chim đó rõ ràng to hơn chúng rất nhiều, đám lỗ mặc biết điều đã sớm rút vào trong rừng cây, chỉ còn lại những con ngu ngốc bị trương lập và nhạc dương thu hút đến nỗi quên cả sống chết, không kịp bỏ chạy, hoặc căn bản không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy lũ chim khổng lồ đó không vội vã mổ vào bọn lỗ mặc, mà chỉ bổ nhào xuống, quắp lấy một hai con lên cao thả xuống, sau đó lại nhào xuống, quắp lên một con khác, nhưng bắt mồi giữa đàn lỗ mặc đông đảo như thế cũng rất nguy hiểm. Nhạc Dương và Trương Lập trông thấy một con chim khổng lồ bị đám thần lằn ấy nhìn ra quỹ đạo bay, gặp phải mấy chục con lỗ mặc cùng lúc nhảy lên tấn công, xước sát khắp thân, xem chút nữa thì không bay được liền sau đó, lại có một con chim khác bị lũ lỗ mặc vật xuống đất, nhanh chóng biến thành một đống xương cùng lông vũ bay tá lả nhạc dương và trương lập nhân lúc bọn lỗ mặc đang hoảng loạn chạy vào rừng còn lũ chim thì mải truy kích lẳng lặng trượt xuống vách đá quàng tay qua vai nhau tập tễnh khó nhọc chạy khỏi khu vực đồ sát khủng khiếp ấy chính họ cũng không biết mình đã đi được bao lâu cũng may là dọc đường không có con lỗ mặc nào đuổi theo nhưng như vậy ngược lại càng khiến họ nơm nớp lo âu chốc chốc lại phải ngoảnh đầu lại nhìn ngó chỉ cần gió động cỏ lay một chút cũng giật mình thon thót dây thần kinh can ra như dây đàn trương lập thấy nhạc dương không thể đi được nữa bèn không cho phân bua gì, ép anh phải lên lưng mình, lại còn vui vẻ nói, thằng nhãi này, tôi cõng cậu hai lần rồi đấy nhé. Nhạc Dương nói, vậy để lần sau tôi cõng anh là được chứ gì? Trương Lập vội lắc đầu lia lịa, hai người đồng thanh bật cười khùng khục. Cứ vậy, họ dìu nhau đi một đoạn, Trương Lập lại cõng một đoạn, rồi lại đi bộ một đoạn, cõng một đoạn, không dám dừng lại, cũng không liên lạc được với những người khác. Trong rừng thi thoảng lại có tiếng chim kêu, tiếng dã thú gầm gừ, họ bèn tay nắm chặt tay, nói mấy câu chuyện cười nhạt thích, lấy tiếng cười xua tan nỗi sợ. Đến khi họ về tới tước mẫu thì trời đã tối đen như mực, nhìn ánh lửa lập lòe trên vách đá, cả hai cùng lúc dâng trào lên cảm giác như thể được về nhà. Nơi nào có người vẫn tốt hơn, nghĩ đoạn, hai anh chàng liền rảo nhanh bước chân chạy đến bên dưới vách đá, lớn tiếng kêu gọi. Hai người không hề hay biết, lúc này trong thành tước mẫu cũng đang hết sức rộn dịp. Các binh sĩ cầm vũ khí chạy đi chạy lại rầm rầm, dân chúng đều trốn trong nhà, trong thành ngập tràn mùi khét lẹt và máu tanh. Trong vương cung, không ngừng có các binh sĩ xách thùng nước, ào ào hất lên vách đá, rửa sạch những vết máu đầm đìa. Bên trong nữa, trên chỗ ngồi của tước mẫu vương bày một bàn cờ đá, bên trên vẽ những đường ngang dọc giao nhau, quân cờ là những viên đá có hình thù kỳ dị. Có hai người đang chơi cờ, một chính là quách nhật niệm thanh thấp lùn, còn người kia là khước ba ca nhiệt trùm mình bên trong bộ hắc bảo kín mít. Quách nhật niệm thanh đặt một quân cờ xuống, nói người nói xem bọn nào sẽ chiếm ưu thế nhỉ khước ba cũng đi một nước cờ rồi nói người cao lớn tóc vàng ấy có thực lực rất khủng khiếp còn kẻ bịt mặt kia thì có lẽ còn đáng sợ hơn hắn ta nữa trên cơ thể y ta cảm nhận được hơi thở của loài mãnh thú tin rằng hắn cũng đã nhận ra điệu ngâm của côn trùng trên người ta rồi bàn tay cầm quân cờ của quách nhật niệm thanh dừng lại trên không trung nói năng lực của người bộ tộc qua ba trong truyền thuyết khước ba gật đầu Đúng thế, trong truyền thuyết, người qua ba đã dạy tổ tiên chúng ta cách khống chế mãnh thú, trùng kiến và cổ độc. Nhưng chúng ta đã sống trong các thôn làng cách xa nhau quá lâu rồi, rất nhiều phương pháp khống chế mãnh thú đều đã thất truyền. Tên bịt mặt ấy dường như nắm bắt được kỹ pháp này. Và lại, theo tin tức của binh sĩ báo về, nơi bọn chúng đi, chính là xào huyệt của người lỗ mặc. Quách nhật niệm thanh đặt quân cờ xuống, nghiêm mặt nói, ý ngươi là, hắn muốn khống chế người lỗ mặc vậy chẳng phải bọn Trác Mộc Cường Ba sẽ bị tiêu diệt toàn bộ hay sao? Khước Ba lắc đầu, vậy thì cũng chưa chắc, tên qua ba đại địch ô ấy cực kỳ cao thâm khó dò. Ta vẫn luôn lấy làm kỳ quái, tại sao hắn ta lại thình lình xuất hiện như vậy, giờ xem ra, hắn và bọn Trác Mộc Cường Ba hẳn là đồng bọn rồi. Và lại, bọn Trác Mộc Cường Ba cũng không phải loại tầm thường, theo sự quan sát của ta, ít nhất cũng có một người có thể đấu ngang tay với tên tóc vàng, còn một người nữa sợ rằng còn lợi hại hơn hắn ta, chỉ kém tên qua ba đại địch ô kia một chút thôi. Quách nhật niệm thanh cười cười, nói, vậy thì cũng vẫn phù hợp với tính toán ban đầu của ta. Ừm, khước ba ca nhiệt gật đầu, gã tóc vàng và tên bịt mặt chắc chắn đều thiệt mạng, còn bọn chắc một cường ba e rằng chỉ sống sót từ hai đến ba tên, và lại, tình trạng cũng không lạc quan chút nào. Quách nhật niệm thanh tiếp lời, nơi tránh nạn gần chúng nhất chỉ có thành thước mẫu này, vì vậy, khi bọn chúng mang theo thương tích đầy mình về tới đây, hắc hắc. Người xem, mục tiêu của chúng ta rốt cuộc vẫn thành hiện thực rồi. Khước ba ca nhiệt căng thẳng liếc nhìn quách nhật niệm thanh một cái, thầm nhủ, chỉ có mục tiêu của người thành hiện thực thôi. Nhưng y không dám mở miệng, lúc này, quách nhật niệm thanh là toàn bộ hy vọng của y. Quách nhật niệm thanh dường như đã nhìn thấu tâm tư của khước ba ca nhiệt, mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đã hứa sẽ cho ngươi quyền thế, thì nhất định sẽ cho ngươi. Đã bao giờ ta làm những chuyện trái với mình ước đâu, có phải không? Khước ba gật đầu liên liệm, Quách Nhật Niệm Thanh chợt nói, người cần phải biến đi rồi, mau lên. Lúc này, một binh sĩ chạy vào báo cáo, có hai người cầu cứu bên dưới thành. Cuối cùng cũng trở về rồi, Quách Nhật Niệm Thanh thở dài một hơi, cười cười nói, chiều đãi khách quý của chúng ta cho tốt vào. Tên binh sĩ liền nhận lệnh chạy đi. Suy nghĩ của Quách Nhật Niệm Thanh ánh lửa bập bùng trong nhà lao ẩm ướt tối tăm, nhạc dương và trương lập bị trói gô cổ lên giá gỗ hình chữ đại ích. Hai người bị thương đã sức cùng lực kiệt, lại không hề phòng bị, hầu như chưa kịp phản ứng thì đã bị trói nghiến lại rồi, đến lúc này họ vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỗ lối vào nhà lao vang lên tiếng chân dẫm lên vũng nước, một binh sĩ lớn tiếng thông báo, tước mẫu vương đến. Nhạc dương liền ngoác miệng ra mắng, tước mẫu vương, ông là cái đồ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, ông đối đãi với những khách nhân tôn quý này như thế đấy à. Đừng quên, qua ba đại địch ô vẫn chưa hoàn toàn trị khỏi bệnh mắt cho con gái ông đâu đấy nhé. Nếu để ông ấy biết chuyện ông nhốt chúng tôi trong này. Tiếng mắng chửi của nhạc dương đột nhiên im bặt, anh không thấy tước mẫu vương đâu, mà chỉ thấy quách nhật niệm thanh, cùng với tên vu sư khước ba ca nhiệt từ đầu đến chân trùm kín trong bộ hắc bào. Đám binh sĩ xung quanh đều hành lễ với quách nhật niệm thanh như đối với tước mẫu vương. Bấy giờ, Nhạc Dương mới hiểu đã xảy ra chuyện gì, lập tức có cảm giác như đầu mình muốn vỡ tung ra. Quách Nhật Niệm thanh cười giả lả, ai bảo ta vong ân phụ nghĩa. Ta là người tri ân nhất đấy nhé. Hả, tên này làm sao thế? Làm hắn tỉnh lại đi chứ. Trương Lập ở bên cạnh vì cóng Nhạc Dương về tới đây đã quá mệt mỏi, nên đã ngủ thiếp đi trên cái giá gỗ hình chữ đại. Một thùng nước lạnh thấu xương rội từ đầu xuống chân, Trương Lập giật thoát mình, mở mắt ra, liền trông thấy Quách Nhật Niệm thanh đứng lù lù trước mặt nhìn mình với ánh mắt thù địch vô cùng. Nhạc Dương kinh hãi tột cùng, nhìn chằm chằm vào Quách Nhật Niệm Thanh, có trời mới biết tên lùn này sẽ làm gì với tình địch của mình. Trương Lập thì ngược lại, vẻ mặt hết sức thản nhiên, lẳng lặng đối mặt với Quách Nhật Niệm Thanh, hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy, những người xung quanh đều cảm thấy rất lâu rất lâu rồi, vậy mà cả hai vẫn không hề có ý định chớp mắt dù chỉ một cái. Cuối cùng, Quách Nhật Niệm Thanh cất tiếng, ta thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc ngươi có điểm gì tốt. Luận về thân thủ võ công, người thuộc vào hàng kém cỏi trong chính đội ngũ của mình, luận tướng mạo, người kém xa so với gã đội trưởng kia, luận tài trí, thậm chí người còn không bằng tên nhãi bên cạnh đây. Rốt cuộc nàng thấy được điểm gì tốt ở ngươi chứ? Rốt cuộc ngươi có gì hay ho chứ? Quách Nhật Niệm Thanh càng nói càng tức, đột nhiên co chân đạp mạnh lên đùi Trương Lập. Nhưng Trương Lập chẳng hề nhíu mày lấy một cái, vẫn cứ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào y như trước. Trong lòng Nhạc Dương thì lại đang cuồn cuộn nổi sóng, Quách Nhật Niệm Thanh đã biết đây mới chính là Trương Lập, hắn biết từ lúc nào vậy. Sau khi đội trưởng Hồ Dương chết hắn mới biết, hay ngay từ đầu đã biết rồi. Nếu ngay từ đầu hắn đã biết, tại sao lại ra tay với đội trưởng Hồ Dương? Câu nói của hắn với đội trưởng Hồ Dương rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào, đó chỉ là điểm khởi đầu của một kế hoạch đã được tính toán chi ly? Trời đất ơi, tên lùn này đang định làm gì vậy? Quách Nhật Niệm Thanh dồn sức nhấn vào mũi chân, giờ cánh tay lên cao hết mức, tát mạnh vào mặt Trương Lập, mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy, phải để ngươi chịu hết nỗi khổ của nhân gian rồi mới chết đi được. Ta sẽ khiến ngươi quên mất mình là ai, quên mất mình đã làm gì, chỉ còn nhớ được nỗi đau đớn và thống khổ như ở chốn địa ngục A Tỳ. Khóc đi, nhân lúc ngươi vẫn còn nước mắt, thì hãy khóc đi. Trương Lập lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt quách nhật niệm thanh, bình tĩnh đáp, từ khi ta biết ngươi chính là vị vương tử ấy, ta vẫn luôn nghĩ rằng, Mã Cát không yêu ngươi, chỉ vì tướng mạo ngươi quá tầm thường, giờ đây ta mới hiểu, Mã Cát không thích ngươi, là bởi ngươi có một trái tim tà ác. Ngươi căn bản không để tính mạng con người vào trong mắt, ngươi không xứng đáng làm người, ngươi là ma quỷ, và lại còn là một con ác quỷ trời sinh tàn khuyết, tâm trí không được kiện toàn nữa. Quách Nhật Niệm Thanh chỉ hiểu mỗi câu Mã Cát không yêu ngươi, y dừng dưng như không nói, chẳng hề chi, Mã Cát sẽ trở lại bên ta thôi, nàng sẽ quên ngươi, à không, có lẽ nàng sẽ hận ngươi cả đời, đặc biệt là sau khi nàng biết ngươi đã làm những gì. Trương Lập nói, ta đã làm những gì, ta đã làm những gì. Kha kha, quách nhật niệm thanh hít vào một hơi, cười gần nói, bây giờ ngươi vẫn chưa làm, nhưng rồi ngươi sẽ nhanh chóng làm thôi. Y liếc mắt sang phía nhạc dương, chậm chậm nói tiếp, ngươi sẽ giết bạn mình, hoặc là cắn chết hắn, hoặc xé nát bụng hắn, hoặc là ngươi sẽ bị hắn giết chết. Có điều, khả năng ấy rất nhỏ, sau đó ta sẽ thả ngươi ra, ngươi sẽ sát hại bất cứ ai mà ngươi gặp trên đường, ăn tươi nuốt sống họ, cưỡng hiếp thiếu nữ, tàn bạo còn hơn cả loài súc sinh. Tất cả những gì khiến người ta sục sôi phẫn nộ, người đều sẽ làm đầy đủ. Những dân làng đáng thương, không thể không nhờ quân đội giết chết ngươi. Ngươi nói xem, Mã Cát Liệu có hận một tên ác ma như vậy hay không? Trương Lập nói, ta sẽ không làm những chuyện đó. Cha cha cha, quách nhật niệm thanh cười khẩy, điều này đâu phải do ngươi quyết định, ngươi sẽ quên mất mình là ai, cũng không biết mình đang làm gì cả đâu, người sẽ biến thành một con dã thú. Và trong cả quá trình ấy, thân thể ngươi sẽ như bị ngàn vạn con trùng kiến gặm nhấm từ bên trong, còn cả một vạn cái cưa không ngừng cưa kéo não bộ ngươi nữa. Nhưng trước khi người chịu đựng đủ mọi nỗi đau đớn nhất trần đời ấy, chúng sẽ không để cho ngươi chết. Chúng cần máu tươi, thèm khát máu tươi, vì vậy chúng sẽ điều khiển ngươi không ngừng giết chóc, giết chóc không ngừng, thấy có hay không hả? Có điều, đến lúc ấy rốt cuộc ngươi sẽ có cảm giác gì, trong mắt ngươi, liệu có phải là địa ngục hay không? Ta thực tình rất muốn được ngươi trả lời câu hỏi này, nếu như đến lúc đó, ngươi vẫn còn có thể nói chuyện. Dứt lời, y lạnh lùng nhìn thẳng vào Trương Lập, chỉ nhìn một cái, rồi dứt khoát hạ lệnh, đừng để hắn cắn lưỡi tự vẫn. Hai tên binh sĩ bên cạnh liền nhanh chóng bóp chặt xương cầm Trương Lập, khiến anh không thể ngậm miệng lại được, kế đó, liền nhét vào một cái gọng kìm sắt dỉ hoét, cố định chặt hai hàm răng anh lại, đồng thời, một tên vặn cái ốc bên cạnh gọng kìm đó. Miệng Trương Lập, liền càng lúc càng bị banh to ra. Khước ba ca nhiệt nhấc bổng quách nhật niệm thanh lên cao ngang với trương lập, mặt đối mặt. Chỉ nghe quách nhật niệm thanh cười âm hiểm, chuẩn bị xong chưa? Cửa địa ngục sẽ mở ra cho người ngay bây giờ đây. Nhạc dương không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng bản năng mách bảo anh rằng đó là một chuyện vô cùng đáng sợ, liền lớn tiếng hét lên, đừng, người muốn làm gì thì cứ làm với ta đây này. Ta sẽ thay anh ấy gánh chịu nỗi đau đó, người biến ta thành dã thú đi, Quách Nhật Niệm thanh ngoảnh đầu lại nói, "Hi hi, đúng là huynh đệ tình thâm, không biết khi hắn cắn vào cổ họng ngươi, ngươi có còn nghĩ như vậy không nhỉ? Hay là, trước khi điều đó xảy ra, ngươi đã giết hắn rồi?" Ha ha, cứ ở đó mà nhìn đi, đây là bí thuật cổ xưa đã thất truyền mấy trăm năm rồi, hiếm có lắm đấy." Y vừa dứt lời, Khước Ba đã nhấc y lại gần hơn nữa, để y lại gần sát Trương Lập. Quách Nhật Niệm thanh há miệng, lè lưỡi ra. Trương Lập thầm nhắc nhở mình không được sợ hãi nhưng rốt cuộc vẫn phải run lên trước những tà thuật sử dụng cổ độc kỳ quái ghê giận này. Hướng đầu lưới của quách nhật niệm thanh chia tới, chính là cái miệng đang không thể nào khép lại của anh. Hai mắt trương lập trợn tròn lên, nhìn chằm chằm xuống dưới. Dù tầm nhìn hạn hẹp, anh vẫn phát hiện ra màu sắc bựa lưới của quách nhật niệm thanh không giống người thường, mà là màu xanh đen, yết hầu y không ngừng nhấp nhô lên xuống, đầu lưới hơi run run, không ngừng phát ra những âm thanh giống như thể đang nôn mửa, tựa hồ có gì đó đang chui ra từ sâu bên trong cổ họng y vậy. Ra rồi, một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của Nhạc Dương và Trương Lập, và cũng không biết phải hình dung như thế nào bò ra từ sâu bên trong cuống họng của Quách Nhật Niệm Thanh. Chỉ thấy nó to như đầu ngón tay, nhìn bộ dạng ngọ nguậy ấy, không ngờ lại là một vật sống. Nhất thời, Trương Lập quên cả sợ hãi, hoặc cũng có thể nói là đã sợ đến ngây ngốc cả người ra thì chính xác hơn. Thứ đó, phần mà Trương Lập trông thấy, thì giống như một con run sán, màu xanh lục, thân thể nhung nhúc thịt. Nó cũng nhích động theo cách của loài run sán, nửa thân sau co lại, nửa thân trước rỗi ra, nhúc nhích từng chút từng chút một, nhưng chính diện phía trước, lại là cái miệng trông như bông hoa hướng dương, vô số cái răng trông như những móc câu ngược xếp theo hình xoắn trôn ốc, trên lưng nó tựa như mưng đầy chất ngủ, màu sắc lốm đốm. Khi nó di chuyển, bên trong những cái bọc mủ ấy dường như còn có thứ gì trao qua trao lại, con vật như là run sán ấy bỏ ra khỏi khoang miệng quách nhật niệm thanh, ngẩng đầu lên cảm nhận gì đó, rồi lập tức nhằm thẳng vào miệng trương lập. Trương lập nín thở, hy vọng có thể tránh được sự chú ý của con quái vật ấy, nhưng chẳng có tác dụng gì, dường như nó đã nhận được lời triệu gọi nào đấy, cứ thế ngọ nguệ thân thể, không hề khách khí hướng về phía miệng trương lập và nhúc nhích từng đốt từng đốt một. Còn trong mắt nhạc dương, đó rõ ràng là một loài sinh vật phần đầu giống quả mướp đắng bao tử, nửa thân sau thì giống như con rết anh thấy cái thứ ghê khiếp ấy bỏ vào miệng Trương Lập, sau đoạn thân giống thân rết còn đeo theo một cái dây dài như thể cuống rốn. Giờ đây, miệng của Trương Lập và Quách Nhật Niệm Thanh được nối liền với nhau bằng cái cuống rốn ấy, bên trong đầy những vật thể dạng hạt, hình như quả trứng, thậm chí còn có thể trông thấy những hạt nhỏ đó đang cuồn cuộn dịch chuyển bên trong cuống rốn nữa. Nhạc dương lòng nóng như có lửa đốt, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Anh chỉ hy vọng Trương Lập có thể cắn vỡ gọng kìm thép, nghiến chết con sâu tẩm lợm đó cho rồi, nhưng rõ ràng khả năng ấy là không thể. Trương Lập đang vùng vẫy một lần cuối với con sâu quái dị. Anh cảm thấy thân thể nần nẫn thịt của nó chui vào sâu bên trong khoang miệng mình, đang chuẩn bị bỏ xuống theo lối cổ họng. Điều duy nhất anh có thể làm là cố gắng khiến cổ họng mình nghẹn chặt, hy vọng có thể ghim con sâu đó lại. Nhưng cũng vô dụng, anh nhanh chóng cảm thấy con sâu đó há miệng ra, để lộ hàm răng sắc nhọn rồi chui mạnh xuống như một mũi khoan. Á, khặc, quẹ, quẹ, trương lập định lợi dụng luồng khí lưu để phun con sâu ra ngoài không ngờ chỉ khạc ra một đống nước bọt pha lẫn với máu con sâu đó lại càng chui xuống sâu hơn liền ngay sau đó trương lập cảm nhận được một cách rõ rệt cổ họng mình trống không như thể vừa nuốt một sợi mì vừa dài vừa to vậy xoạt xoạt một chuỗi dài đeo sau đuôi con sâu ấy cũng biến mất toàn bộ trong miệng trương lập anh ho lên sặc sụa nhưng chỉ huệ ra được một đống nước bọt máu mà thôi tim nhạc dương thắt lại chỉ nghe anh thất thanh kêu lên trương lập nhưng Trương Lập thì chờ thấy nhẹ cả người, chuyện cũng đã xảy ra rồi, ngược lại thành ra chẳng còn gì để mà sợ nữa. Sau khi con sâu gớm guốc ấy hoàn toàn rời khỏi miệng mình, Quách Nhật Niệm Thanh lập tức giật lấy cái túi ra trên tay một tên binh sĩ đứng cạnh, mở nắp ra uống từng ngụm từng ngụm lớn. Là rượu, rượu mạnh, nhạc dương ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong không khí. Khước ba ca nhiệt đặt Quách Nhật Niệm Thanh xuống, y vừa tu rượu ừng ực từng ngụm lớn, vừa ra lệnh, lúc ta quay lại, ta muốn hắn quên chuyện này đi. Khước ba ca nhiệt gật đầu tỏ vẻ y đã biết phải làm gì rồi. Ngay sau đó, một tên binh sĩ bước lên đánh mạnh vào đầu làm Trương Lập hôn mê ngất đi. Khước ba bỏ gọng kìm sắt trên miệng cho Trương Lập, đoạn ra hiệu cho các binh sĩ đặt anh nằm ngang ra, bắt đầu thi triển các thuật cổ độc khác. Còn quách nhật niệm thanh thì đã đi đâu không rõ, nhưng rất nhanh sau đó, gần đấy đã vang lên tiếng nôn ẹ và tiếng đổ nước uống ứng ực. Nhạc dương thẫn người ra, anh nhìn khước ba ca nhiệt động thủ trên thân thể Trương Lập, các dòng suy nghĩ trong đầu rối loạn bời bời, trương lập chúng cổ độc rồi, còn sâu đó đã chui vào bên trong. Cái thứ ấy đã chui vào bên trong, không, may ra còn cứu được, nhưng lúc này, bảo anh ấy nôn nó ra. Nghĩ tới đây, nhạc dương lập tức hét lớn, trương lập. Trương lập, mới gọi được hai tiếng, khước ba đã trừng mắt nhìn anh nói, câm miệng. Người muốn bị móc lưỡi ra hay bị đánh ngất xỉu như hắn hả? Nhạc dương lập tức có phản ứng, tình thế lúc này anh không thể làm gì được, cũng không có cách nào giúp Trương Lập. Điều duy nhất anh có thể làm chính là nhìn cho kỹ, quan sát từng động tác của Khước Ba Ca Nhiệt, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Biết đâu, biết đâu pháp sư Tháp Tây lại có cách gì đó, nếu họ còn có thể sống sót rời khỏi đây. Vì vậy, Nhạc Dương Tức thì ngậm miệng lại, mở to mắt ra. Quách Nhật Niệm Thanh mau chóng quay trở lại, y quệt quệt vết rượu còn dính trên mép, cất tiếng hỏi, "Sao rồi?" Khước Ba gật đầu, "Xong rồi." Quách Nhật Niệm Thanh nói, "Tốt lắm." Ánh mắt y lướt qua, nhìn Nhạc Dương nói, nhốt hai bọn chúng vào với nhau. Kế đó lại bước đến bên cạnh Nhạc Dương, như cười mà không phải cười, cú đập vừa nãy rất có kỹ xảo, cộng với một số loại thuốc đặc biệt, sau khi hắn tỉnh lại sẽ không nhớ chuyện mình trúng cổ độc nữa. "Sao hả, có muốn nói với hắn không? Các ngươi là anh em tốt cơ mà, hay là, nhân lúc hắn còn đang hôn mê, giết chết hắn đi. Để hắn chết một cách nhẹ nhàng không đau khổ, tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào?" ta cũng không biết đâu đấy, quyền quyết định nằm cả trong tay ngươi. Khục khục, ha ha ha. Quách nhật niệm thanh ngửa mặt cười lớn bước ra cửa, trong gian mục thất tối tăm chỉ còn vẳng lại tiếng cười cạch cớm của y. Bịch, bịch, trương lập, nhạc dương lại bị ném vào phòng giam tối tăm hôi thối ngập ngộ như hai bao cát. Nhạc dương không để ý gì đến vết thương đang đau đớn của mình, vừa rơi xuống đất liền gượng dậy bò lại gần trương lập, hét lên, trương lập. Trương lập, mới kêu được hai tiếng, anh sực nhớ lại lời quách nhật niệm thanh vừa nói, tình cảnh sau khi hắn tỉnh lại sẽ như thế nào, ta cũng không biết đâu đấy. Nhạc dương sờ thấy chân trương lập, mượn ánh đuốc vàng vọt bên ngoài phòng giam nhìn rõ gương mặt anh. Trương lập vẫn nằm yên tĩnh ở đó, chẳng khác nào một người bình thường đang say ngủ, nhưng sau khi anh tỉnh lại thì sao? Nhạc dương nhớ lại những đôi mắt đỏ rực, những cái miệng nhỏ dãi đầm đìa trong phim, khó nhọc nuốt ực một miếng nước bọt. Chắc là không đến nỗi hiệu quả nhanh như vậy chứ. Anh thầm nhủ trong lòng, rồi lại vỗ vỗ lên người Trương Lập, tiếp tục gọi, Trương Lập. Trương Lập, Trương Lập từ từ tỉnh lại, há miệng ngáp một cái rõ dài, để lộ ra hàm răng bị máu nhuộm đỏ. Nhạc Dương bất giác thẳng người dậy, hơi nhích ra sau một chút. Trương Lập đã tỉnh hẳn, đưa mắt nhìn quanh một vòng, sau đó thấy Nhạc Dương, liền hỏi, sao chúng ta lại ở đây? Thấy thần chí Trương Lập vẫn còn tỉnh táo, Nhạc Dương thở vào một hơi, vội hỏi, chúng ta bị bắt, đây là nhà lao, anh còn nhớ không? Trương Lập ngọ nguậy bò dậy, nhạc dương bèn nhích lại kéo anh dựa vào vách tường. Trương Lập nói, tôi nhớ, chúng ta bị trói trên giá gỗ, hình như có người nào đó bước tới, sau đó. Sau đó thì không nhớ gì nữa. Thật sự không nhớ được gì hả? Nhạc dương khẽ thở nhẹ một hơi, kế đó lại lập tức nói, đừng nói nhiều nữa, bọn chúng đã cho anh ăn cái gì đó, mau lên, quẹ nó ra đi. Cái gì thế? Mặc kệ là cái gì, nôn ra trước đã, nôn ra rồi tính sau. Nhạc Dương giúp Trương Lập dùng cách lấy ngón tay móc họng, Trương Lập chống tay vào tường nôn huệ một lúc lâu, nhưng ngoài nước ra thì chẳng có gì hết. Nhạc Dương thấy vậy, liền ủ rũ dựa vào tường, thầm nhủ, tiêu rồi, tiêu rồi, không nôn ra được rồi. Lúc này, Trương Lập đột nhiên nói, hình như tôi nhớ ra rồi, quách nhật niệm thanh. Quách nhật niệm thanh, dường như đó không phải là ảo giác, có đúng là hắn không? Nhạc Dương gật đầu, Trương Lập lại nói, bọn chúng cho tôi ăn gì vậy? Nhạc Dương lắc đầu, tôi cũng không biết, tóm lại không phải là thứ tốt lành gì đâu. Trương Lập nhíu mày nói, bọn chúng dùng cổ độc với tôi rồi. Cậu thì sao? Nhạc Dương đáp, tôi không sao, anh cũng chớ nên lo lắng quá, thế nào cũng có cách mà. Trương Lập đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, vội hỏi, sao quách nhật niệm thanh lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào, tước mẫu vương đang bao che cho hắn? Không, chuyện này không thể. Lẽ nào, hắn đã chiếm được thành tước mẫu rồi? Vậy thì, bọn cường ba thiếu ra còn cả Pháp Sư Á La nữa. Nhạc Dương nói, có vẻ như tôi với anh là hai người duy nhất bị hắn bắt được, có lẽ những người khác không ngu như chúng ta. Trương Lập ảo não nói, đều tại tôi cả, dẫn cậu đến bên dưới gào hét ẩm ý. À, Nhạc Dương nói, anh cũng không cần phải tự trách mình, nếu có trách, thì chỉ trách tôi không nghĩ đến mà thôi. Anh đấm mạnh một cú lên cái cột gỗ, làm bụi rơi xuống là tả trong phòng giam, thật đáng chết, không ngờ lại liên tiếp không nghĩ ra mấy bước trong âm mưu của hắn. Trương Lập nói năng lực phân tích của cậu rất tốt cơ mà, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng phải cậu bảo rằng Quách Nhật Niệm Thanh đã nhầm lẫn tôi với đội trưởng Hồ Dương hay sao? Nhạc Dương lắc đầu, tên Quách Nhật Niệm Thanh này ngay từ đầu đã không định nhắm vào một người xác định trong nhóm chúng ta rồi. Hắn nhìn ra được chúng ta là một nhóm, cũng nhìn ra quan hệ giữa chúng ta. Hắn biết nếu đối phó với một ai đó trong nhóm, những người còn lại nhất định sẽ phản kích, vì vậy hắn mới bày ra một độc kế liên hoàn ngay từ đầu hắn đã có ý định giết chết toàn bộ chúng ta rồi trương lập kinh hoàng thốt lên cậu nói gì hả nhạc dương nói giờ thì tôi có thể sâu chuỗi toàn bộ sự kiện này lại rồi quách nhật niệm thanh sớm đã muốn xoán ngôi của tước mẫu vương trong thành tước mẫu này đại khái hắn chỉ e ngại có đại địch ô thứ kiệt và đội vệ binh thân tín của quốc vương mà thôi vì vậy khi phát hiện ra một tên trong đội nhảy dù tiên phong của mơ Kim, hắn liền bí mật sắp xếp một hành động ám sát nhằm vào đại địch ô thứ kiệt chỉ tiếc là đã ám sát thất bại tên thủ hạ của Merkin cũng chạy mất. Lúc đó, hắn chắc đã nghe được chuyện của anh và Mã Cát, vì vậy, trước khi chúng ta đến tước mẫu, hắn liền quyết định phải triệt hạ anh, thế nên hắn mới vu vả tội ám sát đại địch ô thứ kiệt lên đầu chúng ta. Có điều, lúc đó, hắn vẫn chưa nắm toàn bộ đại quyền sinh sát trong tay, nên chỉ có thể nhốt chúng ta lại mà thôi, may thay lại có pháp sư Á la thoát được, tước mẫu vương mới không bị lời nói một phía của quách nhật niệm thanh làm cho mê hoặc hoàn toàn. Tên quách nhật niệm thanh thấy một kế không thành, lại bày ra kế khác, lợi dụng việc trị liệu bệnh mắt cho công chúa và giải độc cho cường ba thiếu gia để đâm bị thóc chọc bị gạo, gây ra mâu thuẫn. Nhưng cũng thật đáng tiếc cho hắn, chúng ta không trúng kế, đồng thời lúc đó pháp sư Á La cũng đã đoán được, qua ba đại địch ô chính là pháp sư Tháp Tây, chúng ta chấp nhận điều kiện của hắn đưa ra. Ngay khi ấy, Quách Nhật Niệm Thanh liền lập tức có sự chuẩn bị cho hai khả năng, một là chúng ta mời được qua ba đại địch ô đến tước mẫu, hai là chúng ta không thể mời ông ấy. Một mặt Hắn phái người ngấm ngầm ngăn trở hành trình của chúng ta, mặt khác lại báo tin cho nội ứng của mình ở Yaka để chúng ta không thể tiếp xúc với qua ba đại địch ô, sau khi một loạt hành động này thất bại, hắn bèn quyết định hạ độc thủ với đội trưởng Hồ Dương hoặc mẫn mẫn. "Đợi chút đã." Trương Lập nói, "Ý cậu là, ngay từ đầu hắn đã không có ý định để con tin sống rồi à?" Nhạc Dương gật gật đầu, nói, "Không thể không thừa nhận, tên quách Nhật Niệm Thanh này, tâm tính quá độc địa, tính toán sâu xa, ứng biến nhanh nhẹn." tuyệt đối nằm ngoài sự tưởng tượng của mỗi chúng ta. Rất có thể, ngay từ lần đầu gặp mặt, hoặc khi chúng ta tranh nhau làm con tin, hắn đã phát hiện quan hệ của mỗi người trong nhóm chúng ta đều hết sức chặt chẽ, không thể chia tách, đồng thời cũng ý thức được rằng, nếu hắn giết chết bất cứ người nào trong nhóm, đều sẽ khiến tất cả những người còn lại phản kích. Mà khi một nhóm người có vũ khí ưu việt cùng thân thủ đáng sợ như chúng ta cùng lúc hành động, hắn cho rằng binh lực của tước mẫu cũng khó bề ngăn cản nổi, hoặc giả sẽ phải chịu tổn thất cực lớn, vì vậy mới bày ra một kế hoạch như vậy. Hắn chỉ cần giết chết một người trong nhóm, sau đó giả bộ chạy trốn, vừa khiến chúng ta phẫn nộ sụp sôi, lại không thể phát tiết vào đâu được, đồng thời khiến chúng ta nghĩ rằng hắn đã bỏ trốn đi thật xa mà lơ là cảnh giác. Hiển nhiên, hắn muốn lợi dụng nhược điểm tâm lý dễ xúc động, dễ phạm phải sai lầm của người đang trong tâm trạng phẫn hận. Có thể hắn đã gặp phải Merkin trước chúng ta, thông qua cách ăn nói và cử chỉ của Merkin mà biết được quan hệ của kẻ này với nhóm chúng ta, vì vậy liền lợi dụng luôn. Những tên lính dẫn đường cho chúng ta, và cả bọn đã mất tích nữa, xem ra đều là người của quách nhật niệm thanh. Vậy nên, chúng mới dẫn chúng ta truy theo hướng đi của bọn Merkin. Vì cả hai bên đều không phải người của hắn, kết quả tốt nhất đối với quách nhật niệm thanh, dĩ nhiên chính là lưỡng bại câu thương. Trong kế hoạch này, Hắn vĩnh viễn nắm chắc phần thắng trong tay, dù ai thắng ai thua, thì hắn cũng là người được lợi nhiều nhất. Đồng thời, khi chúng ta ác đấu với Merton, hắn lại dẫn theo binh sĩ trung thành với mình, công chiếm vương cung tước mẫu. Bao năm nay hắn vẫn là thống soái của quân đội tước mẫu, nắm giữ thực quyền trong tay. Vì vậy, kết quả của trận chiến này sớm đã được xác định từ lâu rồi. Trương lập thắc mắc, vậy trước đây hắn cần gì phải làm cho công chúa mù mắt, lại còn mất công làm bao nhiêu chuyện nữa? Nhạc Dương nói trước đây hắn nghĩ cách khiến công chúa mù mắt, giả vờ hòa đàm với Yaka, tất cả đều là vì để toàn bộ sự việc này diễn ra một cách tự nhiên, bình ổn. giờ mắt công chúa đã từ từ hồi phục, âm mưu của hắn cũng đã bại lộ, hắn cần gì phải che giấu nữa. chọn lúc này để hành động là rất chính xác. một là vì tước mẫu vương vẫn còn chưa kịp bố trí lại phòng ngự, hai là bởi chúng ta đang phẫn nộ đuổi theo Mertzkin, nếu thắng thì cũng tổn thất nặng nề. lúc ấy chỉ có thể trở lại nơi an toàn gần nhất, cũng chính là tước mẫu, vừa khéo hợp với ý hắn. Trương Lập nói, sao hắn biết Merkin sẽ đến? Nhạc Dương lắc đầu, hắn không thể biết được, có lẽ là một sự trùng hợp, vì vậy tôi mới nói tên Quách Nhật Niệm Thanh đáng sợ, chỉ tình cờ gặp một lần, mà hắn đã nghĩ ra được kế hoạch ác độc chu toàn đến thế rồi. Khả năng quan sát và phân tích của hắn, đặc biệt là khả năng phán đoán lòng dạ con người, đều ở trên tôi một bậc. Nếu Merkin không đến, tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị cho chúng ta một kế hoạch hoàn thiện không kém. Tóm lại, từ đầu chí cuối hắn vẫn luôn nắm bắt toàn cục, bầy mưu tính kế khiến chúng ta không thể nghĩ ra rốt cuộc hắn muốn gì, đợi khi nghĩ đến điểm đó thì tất cả đều đã quá muộn. Trương Lập thở dài nói, tên lùn này, thật sự quá đáng sợ. Tôi thấy lo cho cường ba thiếu ra quá. Nhạc Dương cũng nghi hoặc nói, theo lý thì chúng ta phải là những người quay lại muộn nhất mới phải chứ nhỉ, nhóm của cường ba thiếu ra và Pháp Sư Á La, rốt cuộc đã đi đâu. Tốt cho đa số. Chắc một cường ba vẫn đang chạy, nhờ có Pháp Sư Tháp Tây chỉ hướng, bọn họ đã mấy lần tránh khỏi cảnh khốn cùng, mấy lần bị rơi vào vòng vây của bọn người lỗ mặc rồi lại mấy lần xông ra ngoài. Hai bàn tay lữ cánh nam đầy vết máu, cô cũng không đếm được rốt cuộc mình giết chết bao nhiêu con lỗ mặc nữa rồi. Đám truy binh bám đuổi sau lưng dần dần bớt đi, nhưng họ hiểu rất rõ, giờ đây mình cách tước mẫu một quãng đường rất xa rồi. Đến khi không còn nghe thấy tiếng kêu của người lỗ mặc thì trời đã tờ mờ sáng, ba người bọn trác mộc cường ba bám trên một thân cây lớn thở hổn hển lấy sức. Song vẫn chưa thể hoàn toàn thả lỏng, nơi này vẫn là rừng rậm. Khác với bọn Trương Lập và Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba, Pháp sư Tháp Tây và Lữ Cánh Nam chạy suốt một đêm, cuối cùng đã bỏ rơi được bọn lỗ mặc ấy. Trác Mộc Cường Ba điều chỉnh nút vặn trên kính đeo mắt, nhưng khoảng cách quá xa, họ đã ra khỏi phạm vi liên lạc của thiết bị này từ lâu. Gã quay sang hỏi Lữ Cánh Nam, "Chúng ta giờ đang ở đâu vậy?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, nói, "Không rõ, có khi đã đến di tích trên vách đá rồi cũng nên di tích của người mục trên lưng chừng vách đá chính là nơi họ giao thủ với đám người Tây Mễ lần thứ hai. Nơi này nằm ở giữa tước mẫu và thôn công Nhật Lạp, đồng thời cũng là sào huyệt của lũ chim khổng lồ. Pháp sư tháp Tây nhìn bộ dạng mệt mỏi của hai người, nói, hai người nghỉ ngơi dây lát đi, để ta canh chừng cho. Không được, Trác Mộc Cường Ba nói, nơi này vẫn là địa bàn của người lũ mặc, làm vậy quá nguy hiểm. Pháp sư tháp Tây nói, vậy ý cậu là? Lữ cánh nam hiểu ý, đáp thay Trác Mộc Cường Ba, anh muốn đến di tích. Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu, đúng thế, bọn lỗ mặc không thể lên được, mà vách đá cũng bị bom nổ nát rồi, lũ chim khổng lồ sẽ không tới đâu, đến đó rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Gã ngưng lại dây lát, rồi nói tiếp, không biết mấy người Pháp Sư Á là thế nào rồi. Lữ cánh nam mỉm cười, yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu, giờ chắc là đã bình yên đến được tước mẫu rồi. Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người lên, nhìn về phía tước mẫu hy vọng là vậy lữ cánh nam cũng đứng lên theo gã nói đi thôi nhân lúc này cơ thể chúng ta vẫn còn cầm cự được cô biết một khi dừng lại tinh thần và thể lực con người sẽ tiêu hao cực nhanh pháp sư tháp tây khen ngợi hiếm khi tôi gặp được người trẻ tuổi nào tinh thần tốt vậy đấy trác mộc cường ba cõng ông lên mỉm cười cũng đã lâu lắm rồi không ai gọi gã là người trẻ tuổi nữa lữ cánh nam cũng mỉm cười hai người bắn dây móc tiếp tục tìm đường trong rừng rậm chưa được bao xa lữ cánh nam chậm lại quan sát hoàn cảnh xung quanh trác mộc cường ba tưởng rằng thể lực cô đã không cầm cự nổi bèn hỏi còn cố gắng được nữa không lữ cánh nam hỏi ngược lại gã anh có thấy xung quanh cảm giác rất quen không vậy à trác mộc cường ba đảo mắt một vòng quan sát cây vẫn là cây đất vẫn là đất làm gì có cảm giác quen thuộc chứ gã lắc đầu đáp không nhận ra lữ cánh nam dường như đã phát hiện ra điều gì đó nói theo tôi được chừng 200 mét nữa, cô chỉ tay về phía trước nói, nếu tôi nhớ không lầm, đi lên con dốc nhỏ này, phía dưới sẽ có một dòng sông. Tới khi leo lên đỉnh dốc, quả nhiên phía dưới là một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy, còn phía bên kia sông, quả núi hình như một cái đỉnh khổng lồ sừng sướng hiện ra trước mắt. Trương Lập Kinh ngạc thốt lên, công nhật lạp, chúng ta đã chạy về đến công nhật lạp rồi. Vào trong làng, không thấy mã cắt đâu, chắc là đã đi chăm sóc cho các bệnh nhân rồi, có người làng nhiệt tình bèn chạy đi báo tin cho cô. Địch Oan Cát mẫu cũng đến thăm họ. Pháp sư Tháp Tây nói: Hai người bọn Trác Mộc Cường ba đều đã rất mệt mỏi. Ông sẽ trả lời các câu hỏi của dân làng để bọn họ nghỉ ngơi. Trở lại căn nhà nhỏ quen thuộc, cảm giác dã rời cuối cùng cũng bùng lên không thể khống chế nổi nữa. Trác Mộc Cường ba chỉ muốn nằm xuống ngủ luôn. Đột nhiên sực nhớ ra một chuyện, lại bò dậy. Hy vọng thôn Công Nhật Lạp có thể phái người đến tước mẫu xem thế nào. Nếu tìm được những người còn lại trong nhóm thì nhắn với họ, mình đã bình yên đến Công Nhật Lạp đừng lo lắng. Sau đó, gã đưa mắt nhìn lữ cánh nam đã thiêm thiếp ngủ một cái, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc nồng. Khu vực gần thác nhật. Merkin, Sauce, mắc lần lượt chạy ra, người nào người nấy quần áo rách bươm, máu bẩn dính đầy mặt. Chỉ nghe Merkin cằn nhằn, sau này chưa chắc chắn chuyện gì thì tuyệt đối đừng làm trò thí nghiệm nguy hiểm này nữa. Suýt chút nữa cả bọn đã bị thí nghiệm của anh hại chết rồi đấy. Sauce cười khùng khục, mắc đảo mắt một vòng, ghi nhớ trong lòng, lúc này, chợt nghe thấy tiếng sóng rào rạt như tiếng hát. Hắn vội nói, ông chủ, xem ra sắp đến chỗ thắt nút đó rồi, đây là nơi duy nhất để sang bờ hồ bên kia, chỉ có điều. Chỉ có điều gì? Chúng ta cứ vậy bỏ qua cho cái tên đã bày kế hãm hại mình sao? Có phải quay lại trả thù hắn không? Mắc lại lộ ra bộ dạng há hốc miệng, lưỡi hơi lè lè ra, mắt trợn tròn lên, gật đầu lia lịa. Mắc kiên hừ khẽ một tiếng, nói, mày là cái thằng ngu, quay lại trả thù hắn thì được cái gì chứ? hắn có thể cho chúng ta cái gì? Đây là một cơ hội, mày có hiểu hay không hả? Tên lùn đó sẽ giữ chân bọn Trác Mộc Cường Ba, còn cái chúng ta muốn tìm là Bạc Ba La Thần Miếu. Bạc Ba La Thần Miếu, hiểu không hả? Trong phòng giam, Nhạc Dương và Trương Lập đã nói chuyện suốt một đêm, Trương Lập nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhạc Dương đếm mạch đập của mình, không nhớ được đến hai vạn sáu nghìn hay bảy nghìn, rồi cũng ngủ mất. Khi tỉnh lại lần nữa, anh chỉ thấy trong nhà lao không một bóng người, đèn đuốc đều đã tắt cả, mấy cột sáng chiếu qua những lỗ nhỏ trên tường luồn vào, khung cảnh xung quanh lờ mờ hư ảo, mặt đất bẩn thỉu vô cùng. Nhạc Dương vỗ vỗ lên cái đầu nặng như đeo đá của mình, loạn trọn đứng lên. Cậu tỉnh rồi, anh bạn trẻ, ở phòng giam bên cạnh cất lên một giọng nói giả nua. Nhạc Dương giật thoát mình, ai thế? Em mờ thanh giả nua ấy lại nói, cậu là, người đi cùng với Trác Mộc Cường ba phải không? Nhạc Dương chạy đến bên cạnh trấn xong nhìn sang, chỉ thấy một ông già tóc trắng bù xù che kín mặt, toàn thân đầm đìa máu bị đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập, mười ngón tay xòe ra, móng tay vừa đen vừa dài, một đôi móc sắt như cái móc thịt lợn đâm xuyên qua xương bả vai ông ta. Một cột ánh sáng chầm chậm nhích đến mờ u bàn tay ông già, bấy giờ nhạc dương mới nhìn rõ, cái thứ vừa đen vừa dài ấy đâu phải móng tay, mà là 10 cái đinh sắn đóng từ đầu ngón tay vào trong xương. Nhìn ông già còn thê thảm hơn bọn họ ấy, nhạc dương ngẩn người, nhất thời cũng không nghĩ ra đó là ai. Ông già ấy khe khẽ ngoảnh đầu lại, nói chỉ có mình cậu thôi à trác mộc cường ba đâu đã chạy thoát rồi à nhạc dương giật bắn mình thì ra hai hốc mắt ông già ấy đã sâu hõm bên trong dỉ máu lúc nói chuyện trong miệng cũng ngập đầy máu tươi ông ta đã bị móc hai mắt cả hàm răng cũng bị nhổ đi từng chiếc từng chiếc một lúc này hình xăm trên mặt ông già đã nhắc nhở nhạc dương anh thất thanh thốt lên đại địch ô ông là đại địch ô thứ kiệt đại địch ô thứ kiệt nở ra một nụ cười an ủi tỏ ý khẳng định với chàng trai trẻ này mới gặp một lần đã nhận ra được mình. Nhạc Dương lạnh gai cả người, vội truy vấn, kẻ nào làm vậy? Quách Nhật Niệm Thanh, hắn, hắn là đệ tử của ông cơ mà, sao hắn có thể làm vậy? Đại địch ô Thứ Kiệt trầm chậm, chậm nói, đứa trẻ ấy là một nhà chính trị cực kỳ xuất sắc. Nó hiểu rất rõ đạo lý, không phải bạn bè thì chính là kẻ địch. Đối với kẻ địch phải dứt khoát, vì vậy, xưa nay nó chưa bao giờ mềm lòng. Nhạc Dương nói, nếu là kẻ địch, thì cứ giết đi là xong, tại sao hắn còn đối xử với ông thế này? Hắn muốn đoạt được thứ gì đấy của ông à? Đại địch ô thứ kiệt nói, cậu thông minh lắm, tư duy cũng rất mẫn tiệp, làm ta không khỏi nhớ đến quách nhật niệm thanh hồi nhỏ. Đúng vậy, hắn sử dụng cực hình với ta, là muốn biết ca mã cơ bạch đang đang ở đâu. Và lại, dùng cực hình tàn khốc với kẻ địch lớn nhất là ta đây, chắc hẳn cũng là điều nó muốn làm từ lâu rồi. Ca mã cơ bạch đăng, nhạc dương nghi hoặc hỏi, Đại địch Ô Thứ Kiệt giải thích, ca mã cơ bạch đăng là tên của tước mẫu vương, ông ấy đã dẫn theo công chúa An Cát Mẫu bỏ trốn rồi. Nhạc Dương cũng thấy được an ủi phần nào, phàm là chuyện gì có uy hiếp đối với quách nhật niệm thanh, anh đều cảm thấy thống khoái. Kế đó, anh lại hỏi, tại sao hắn lại coi ông là kẻ địch lớn nhất chứ? Đại địch Ô Thứ Kiệt nói, ta là người duy nhất ở tước mẫu có thể nói chuyện với thần minh, lời của ta, có thể quyết định hành vi của tước mẫu vương, ngoài ra, ta còn nắm giữ rất nhiều bí pháp có thể khiến con người sống, hoặc chết đi, cậu nói xem, vậy đã có thể coi là kẻ địch lớn nhất chưa? Ông già hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ nhớ lại chuyện gì đó khiến mình rất tự hào, chậm chậm nói, đứa trẻ quách nhật niệm thanh này, ta biết là nó rất có tiền đồ mà. Từ nhỏ nó đã theo bạch đang học cách điều khiển người khác, học cách thống lĩnh trăm quan. Rồi nó trưởng thành trong chiến tranh, là một thiên tài quân sự bẩm sinh, chỉ huy thiên quân vạn mã, chưa từng thất bại một lần. Sau khi trưởng thành, nó lại theo ta học tập các bí thuật của thần minh, trưởng quản sinh tử, nếu chẳng phải thể hình nó hơi nhỏ một chút, thì thật đúng là một người hoàn mỹ, dân chúng cũng sớm đã sủng bái nó như là thần thánh rồi. Nhạc dương trợn tròn mắt lên, gần như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, thậm chí còn ngờ vực không hiểu có phải tiếng tạng cổ của mình rốt quá nên nghe lầm hay không. Hay là ông già này bị dày vò tàn độc quá, tinh thần rối loạn. Bị hành hạ đến vậy mà còn khen ngợi quách nhật niệm thanh nữa. Nhạc dương lắp bắp hỏi, địch ô đại nhân tôi tôi có nghe lầm không vậy vừa nãy dường như ông đang nói tên quách nhật niệm thanh rất khá hắn ta xấu xa như vậy cơ mà đã khiến ông ra nông nỗi này lẽ nào ông vẫn còn khen ngợi hắn đại địch ô thứ kiệt không ngờ lại đáp rằng cái gì là chính nghĩa cái gì là tà ác hàng ngày chúng ta đều ăn các loại thịt đối với những loài động vật cung cấp thịt cho chúng ta ấy hành vi của chúng ta có thể coi là chính nghĩa hay không dã thú trong rừng sâu bắt trộm gia súc của chúng ta hoặc ăn thịt người, vậy thì gọi là tà ác xấu xa, con người ăn thịt dã thú, lẽ nào lại là chuyện dĩ nhiên, là đạo lý tất yếu. Cậu trai trẻ, cậu phải nhớ kỹ, chính nghĩa chỉ là một từ tương đối, ý nghĩa của nó, chỉ là tốt cho đa số mà thôi. Hai nước giao chiến, bên thất bại gọi những kẻ giết nhiều người của phe địch là ác ma, còn bên thắng lợi lại gọi đấy là anh hùng, cái gì mới là chính nghĩa. Và lại, chính nghĩa chỉ là sự đánh giá của nhân loại chúng ta dành cho chính mình mà thôi, Ngoài con người ra, còn loài động vật nào công nhận chính nghĩa của chúng ta nữa hay không? Nhạc Dương bực tức nói, hắn mà tốt cho đa số à. Đại địch ô Thứ Kiệt không ngờ lại gật đầu nói, đứa trẻ quách nhật niệm thanh là do chúng ta nuôi lớn, nó rất có năng lực, ở các mặt quân sự, sản xuất, kỹ thuật đều có kiến giải độc đáo của riêng mình, vượt trên hẳn các đời tước mẫu vương trước. Ta tin rằng, dưới sự lãnh đạo của nó, lang Bu sẽ vượt sai Eka, trở thành vương quốc cường thịnh nhất. Nhạc Dương phản bác hắn dùng thủ đoạn bị ổi để đoạt lấy ngôi vua, dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế đối phó với chính thầy dạy mình, ông cho rằng hắn sẽ tốt với dân chúng hay sao? Cho dù hắn rất có năng lực, thì sợ rằng cũng chỉ suốt ngày gây chiến, không ngừng chiến tranh mà thôi. Tôi tin rằng, chẳng có ai hy vọng phải sống những ngày tháng như vậy cả. Và lại, cho dù hắn có thể hoàn toàn chinh phục Yaka, sau đó thì sao? Sau đó thì hắn sẽ làm gì? Với sự tàn bạo ấy, sợ rằng hắn sẽ trở nên hoang dâm vô đạo, biến thành một bạo chúa gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng mà thôi. Đại địch ô thứ kiệt lắc đầu nói, không, ta hiểu rất rõ đứa trẻ này, tâm địa nó rất lương thiện. Hôm nay có thể nó bị ổi với các cậu, tàn bạo với ta, nhưng đó là vì, chúng ta đối địch với nó, nếu nó coi cậu như bạn hiếu, cậu sẽ phát hiện, cho dù cậu làm gì, cũng đều hết sức thuận lợi, bởi vì trước khi cậu còn chưa bắt đầu, nó đã nghĩ thay hết tất cả mọi thứ cho cậu rồi. Nó sẽ tốt với dân chúng tước mẫu, về điểm này thì cậu phải tin ở ta." Nhạc Dương sắp phát điên lên đến nỗi, anh giẫm chân nói, "Nếu đã là vậy, tại sao các người không trực tiếp giao luôn thần quyền và vương quyền cho hắn đi, sao phải để hắn gây ra bao nhiêu chuyện như thế?" Đại địch Ô Thứ Kiệt nghiêm nghị nói, "Các cậu không hiểu đâu, muốn đào tạo một người, đặc biệt là một vị vương giả, không chỉ phải đào tạo cho y có lòng nhân từ và trí tuệ, mà còn phải đào tạo y có thủ đoạn và quyết tâm nữa." Trong lịch sử tước mẫu, xưa nay chỉ có vị vương nhu nhược kém cỏi nhất mới kế vị sau khi người đi trước giả lão qua đời. Vị vương giả có năng lực thực sự, mỗi lần đều sử dụng vũ lực để giành lấy vương vị. Chỉ có điều, bọn họ đều không làm được tốt, được hoàn thiện như quách nhật niệm thanh. Với số người tốt nhất, nó đã hoàn thành việc thay đổi vương quyền trong thời gian ngắn nhất. Vốn dĩ, nó còn dự định làm tốt hơn nữa cơ, nhưng các cậu đến đây, đã làm kế hoạch ấy bị nhiễu loạn, những chuyện này, chúng ta đều biết hết. Trong vương cung tước mẫu, quách nhật niệm thanh và khước ba ca nhiệt ngồi bên một bức tường câu chuyện của nhạc dương và đại địch ô thứ kiệt trong nhà lao vẳng ra rõ mồn một khước ba ca nhiệt ngạc nhiên thốt lão già này cũng biết ăn nói thật đấy hay là cố ý để cho ngươi nghe lẽ nào lão ta vẫn chưa muốn chết còn muốn kéo dài thêm mấy ngày nữa chẳng lẽ lão không biết làm vậy chỉ khiến lão càng thêm đau khổ thôi à thật không hiểu lão ta nghĩ gì nữa quách nhật niệm thanh sầm mặt xuống không nói gì khước ba ca nhiệt thấy có vẻ không ổn vội vàng ngậm miệng nghe đại địch ô thứ kiệt giải thích nhạc dương rốt cuộc cũng không còn gì để nói những điều quách nhật niệm thanh làm là vì tốt cho đa số hay sao đối với nhạc dương chuyện này thật chẳng khác nào một trò đùa anh trầm mặc hồi lâu đột nhiên sực nhớ ra một việc vội vàng hỏi địch ô đại nhân tôi không nói chuyện quách nhật niệm thanh với ông nữa hắn đúng cũng được sai cũng được chúng tôi chỉ là khách qua đường cũng chẳng có gì để nói cả nhưng lúc này bạn tôi đã trúng phải cổ độc của quách nhật niệm thanh. Anh cảnh giác liếc sang phía Trương Lập, thấy Trương Lập vẫn đang ngủ, mới hạ thấp giọng xuống thì thào, không biết ông có cách nào cứu anh ấy không. Hả, đại địch ô thứ kiệt nói, kể lại tình huống lúc cậu ấy trúng cổ độc cho ta nghe xem nào. Nhạc Dương liền kể lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình Trương Lập trúng độc. Mới kể được một nửa, đại địch ô thứ kiệt đã nôn nóng tiếp lời, và lại còn nói không sai một chút nào những gì Nhạc Dương nhìn thấy. Thấy vậy, Nhạc Dương cảm mừng, tưởng rằng phe này trương lập được cứu rồi, không ngờ, đại địch ô thứ kiệt cuối cùng chỉ cảm khái thốt lên, không ngờ. Thật không ngờ, lại là tăng ân cập oa, đây là thuật cổ độc đã thất truyền, đứa nhỏ quách nhật niệm thanh, không ngờ nó lại tìm được cổ trùng, còn học được cách nuôi dưỡng nữa, rốt cuộc nó làm như thế nào nhỉ? Nhạc dương chẳng còn tâm tư đâu để ý đến lời cảm khái ấy của đại địch ô thứ kiệt, nôn nóng thúc giục, đại địch ô, đại địch ô, thế nào? Loại cổ độc này có cách gì giải trừ được không? Đại địch ô thứ kiệt chậm chậm lắc đầu, tàng ân cập hoa, cổ độc cắn tim, quên đi bản tính, tay mọc vuốt sắt, vừa dài vừa nhọn, sắc bén vô cùng, đầu óc mê loạn, bị đâm bị chém, tưởng là đã chết, gió lạnh thổi vào, thịt mới lại sinh, tuần hoàn sống lại. Thứ này cũng giống như đại thanh liên cổ, chưa nói đến chuyện nó đã thất truyền nhiều năm, ta chỉ nghe nói đến chứ chưa từng thấy bao giờ, mà trong truyền thuyết, nó cũng là thứ cổ độc không thể phá giải được rồi. Nhạc Dương cuốn cuồng nói, ông, ông nghĩ lại xem, có phải nhớ lầm không? Sao lại không có cách phá giải chứ? Nhất định là có cách mà. Con sâu ấy cũng không to lắm, giết chết nó là được chứ gì. Đại địch ô thứ kiệt lại lắc đầu, con sâu mà cậu nhìn thấy đó, bản thân không thể gây tổn thương gì lớn cho cơ thể người cả, kỳ thực nó cũng chỉ là một loại ký sinh trùng sống trong dạ dày, chỉ giỏi đục lỗ trên nội tạng người rồi bám vào đó mà thôi. Cổ trùng thực sự là những bào tử dính trên mình con sâu ấy, chúng sẽ men theo lối con sâu đã mở để chạy vào mạch máu một khi bào tử đã nhiễm vào máu thì không thể xoay chuyển được nữa. Nhạc dương ngồi phịch xuống đất, lẩm bẩm nói, sao lại như vậy? Còn tàm Diên thì sao? Cổ độc của cường ba thiếu gia chẳng phải cũng đã vào máu rồi đấy thôi. Anh ấy cũng chữa được cơ mà. Đại địch ô thứ kiệt lại nói, vạn vật đều có tương sinh tương khắc, tàm Diên chỉ có thể rửa sạch đại thanh liên cổ, chứ hoàn toàn không hiệu quả gì với bào tử tang ân cập oa. Sau khi xâm nhập vào mạch máu, chúng sẽ nhanh chóng tập trung ở một khu vực sau hốc mắt chúng ta. Tương truyền rằng, tất cả những gì người chúng phải cổ độc nhìn thấy, nghe thấy, trông thấy, đều là ảo ảnh do những bào tử ấy tạo ra, khiến người đó như thể sống trong địa ngục, hành sự hoàn toàn trái với lẽ thường, mất đi tự ngã, chẳng khác gì loài dã thú cả. Nhạc dương lớn tiếng kêu lên, không thể nào, không thể nào như vậy được. Hôm qua tôi nói chuyện với Trương Lập, anh ấy vẫn còn rất bình thường, rất tỉnh táo cơ mà. Đại địch ô Thư Kiệt nói, Đúng vậy, theo các ghi chép trong sách cổ, một khoảng thời gian sau khi chúng độc thì vẫn hoàn toàn bình thường, đó là vì bào tử vẫn đang di chuyển trong máu, chưa tìm được điểm tập trung thích hợp, khoảng thời gian này kéo dài từ 12 đến 36 canh giờ. Sau đó, ý thức của người chúng cổ độc sẽ bắt đầu mơ hồ, chán nóng ran. Cậu xem, cậu nói chuyện lớn tiếng như vậy mà cậu ta có tỉnh lại đâu. Nhạc Dương không kịp đứng lên, quay người bổ nhào về phía Trương Lập, vừa chạm vào chán Trương Lập, tức thì đã rụt tay lại vì nóng nhạc dương lại run run đặt tay lên trán trương lập lần nữa nhiệt độ nóng bỏng lan qua cánh tay thiêu đốt trái tim anh không hoạn nạn có nhau nhạc dương không biết nên phải làm sao ra sức lay lắc người trương lập nói trương lập mau tỉnh lại đi đừng ngủ nữa trương lập lẩm bẩm nói mớ mặc kệ tôi nhạc dương lay mạnh quá tựa hồ trong mơ anh bị thứ gì đó làm cho giật mình hoảng sợ đột nhiên lớn tiếng hét đừng lại đây nhạc dương giật mình vội vàng buông tay Trương Lập lại làm nhảm nói trong cơn mộng mị, đi. Nhạc Dương đặt tay lên chán Trương Lập, rồi lại giờ giờ lên chán mình, lo lắng hỏi đại địch ô Thứ Kiệt, anh. Anh ấy bị sao vậy? Đại địch ô Thứ Kiệt đáp, quá trình phát nhiệt của người chúng cổ độc sẽ kéo dài từ 2 đến 3 ngày, cũng có ghi chép nói rằng phải hơn 5 ngày. Trên thực tế, đây chính là quá trình cậu ta tranh đấu với lũ sâu độc bên trong cơ thể mình, cổ độc bắt đầu ảnh hưởng đến tư duy của cậu ta, thay đổi hoàn cảnh bên trong cơ thể cậu ta, sao cho thích hợp nhất với sự sinh tồn của mình. Bây giờ, cậu ta sẽ như đang nằm mộng, bắt đầu không ngừng nảy sinh ra ảo giác, sau đó sẽ dần dần không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là giấc mộng, cho tới khi hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mộng mị. Sau đó sẽ thế nào? Thế nào? Đương nhiên là mất đi bản tính, hoàn toàn biến thành một sinh vật bị những bào tử ấy khống chế, chỉ còn lại bản năng sinh vật, ăn uống, sinh sản nhưng đó thực ra cũng chỉ là thủ đoạn để lũ bào tử trong cơ thể cậu ấy sinh tồn khi đó cậu ta đã chết rồi chỉ còn là một con rối bằng xác thịt mà thôi tương truyền rằng khi đó bề mặt da của người chúng cổ độc sẽ mọc ra một lớp che phủ giống như móng tay cứng rắn dị thường đó chính là tay mọc vuốt sắt trong thư tịch cổ ghi chép động vật chỉ cần bị cậu ta móc nhẹ một cái sẽ lập tức rách ra toác thịt vậy 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 anh ấy có thể chiến thắng bào tử không để ý thức của mình tự hồi phục lại Nhạc Dương vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Không thể nào, đại địch ô thứ kiệt lạnh lùng nghiến nát suy nghĩ ấy của anh, nói, phải biết rằng, những bào tử ấy không chỉ tụ tập ở khu vực phía sau mắt người chúng độc, thay đổi cảm quan của kẻ ấy, mà chúng còn lấy phần não tủy ở phía sau làm thức ăn, vừa gặm nhấm, vừa thải ra chất độc. Cậu nói xem, chỉ dựa vào ý chí, liệu có thể thắng được chúng không? Ý chí kiên cường đến mấy rồi cũng bị mài mòn cùng kiệt, cuối cùng chỉ còn kết cục bị chúng xâm thực rồi chết đi mà thôi. Nhạc Dương vẫn như nắm chặt lấy một cọng cỏ khô mong manh cuối cùng ấy, vậy phải làm sao? Phải làm sao, vừa như đang hỏi đại địch ô thứ kiệt, vừa như đang hỏi chính mình, đang hỏi trương lập. Đại địch ô thứ kiệt lắc đầu, thư tịch mà ta đã xem qua chỉ ghi chép các triệu chứng của người chúng cổ độc, chứ không ghi chép phương pháp giải trừ. Tăng ân cập hoa, thứ này chắc rằng thuộc vào loại cổ độc đáng sợ, không có cách gì hóa giải giảm nhiệt độ nhạc dương đột nhiên nghĩ đến những bệnh nhân sốt cao vội vàng nói giảm nhiệt độ trên chán anh ấy xuống liệu có làm bệnh tình thuyên giảm đi phần nào không đại địch ô thứ kiệt lắc đầu ta không biết cậu có thể thử nếu những bào tử ấy tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho mình sinh tồn mới khiến chán người bệnh nóng bừng lên như vậy nói không chừng cách của cậu lại có hiệu quả cũng nên nhạc dương kích động đứng bật dậy miệng lẩm bẩm giảm nhiệt độ giảm nhiệt độ anh xoay vòng tại chỗ hai vòng bỗng nhiên nhận ra nơi này không có thứ gì để giảm nhiệt độ cả trong phòng giam lót đầy cỏ khô này ngay một giọt nước cũng không có lại càng không thể hy vọng đám binh sĩ tước mẫu kia sẽ đến giúp mình được nhạc dương càng nghĩ càng cuống cứ đi đi lại lại xung quanh căn phòng giam chật hẹp mà mãi vẫn chưa nghĩ ra được cách gì anh tức tối ôm lấy cột gỗ trong phòng giam đập mạnh đầu vào đó trong lòng trào dâng lên một niềm hối hận vô bờ nếu mình nghĩ đến âm mưu của tên quách nhật niệm thanh sớm một chút thì đâu đến nỗi này đâu đến nỗi này mày nghĩ đi nào chẳng phải bình thường mày nhạy bén mày nhanh trí lắm hay sao chẳng phải mày có rất nhiều cách hay sao mau nghĩ ra cách gì đó đi nào nhạc dương nhạc dương liên tiếp đập đầu mấy cái phát ra những tiếng bốp 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 nhạc dương đột nhiên dừng sững lại vết máu anh giờ lên chán mình thấy trơn trơn ươn ướt cảm thấy hơi lành lạnh vội vàng chia tay cho đại địch ô thứ kiệt xem ông xem ông xem này cái này có được không người thấy mùi máu đại địch ô thứ kiệt lắc đầu đáp máu khi vừa chảy ra vốn nóng, lúc lạnh rồi thì sẽ đông lại, rất sánh, không có tác dụng giảm nhiệt độ. Và lại, hình như những bào tử ấy cũng rất thích máu tanh. Quả tim nhạc dương như trùng xuống, nhưng anh lại đột nhiên hỏi, vậy, nước tiểu thì sao? Đại địch ô thứ kiệt vẫn lắc đầu, không được, trong nước tiểu người có chứa một số độc tố, nói không chừng còn gây hậu quả tệ hại hơn nữa. Nhạc dương thấy tim mình như lạnh buốt, đúng vào khoảnh khắc thất vọng tột cùng ấy, anh đột nhiên sực nhớ ra, ngoài máu và nước tiểu, con người chẳng phải vẫn còn một loại dịch thể nữa hay sao? Trác Mộc Cường ba ngủ một giấc cho đến tận hoàng hôn, lúc tỉnh lại biết chuyện trong làng đã có người đến tước mẫu, cũng hơi yên tâm phần nào. Lúc ăn tối, gã lại kể cho má cắt nghe tại sao mấy người mình lại trở về đây, dù gã đã cố gắng kể một cách ngắn gọn nhất, xong vẫn khiến cô bé sợ đến tái cả mặt lại. Người đi tước mẫu sớm nhất cũng phải đến ngày mai mới quay lại. Trác Mộc Cường ba ăn cơm xong lại cùng Lữ Cánh Nam ra ngoài đi dạo một vòng, leo lên chỗ cao nhìn về nơi xa tít tắp. Trác Mộc Cường ba cứ cảm thấy ban ngày lúc mình ngủ say, dường như đã ôm mẫn mẫn vào lòng; lúc tỉnh lại thấy hai tay trống không, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Lữ Cánh Nam nhận ra vẻ lo lắng bất an của gã, bèn an ủi, mẫn mẫn không yếu ớt như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu, và lại còn có pháp sư Á La. Trác Mộc Cường ba nói: Tôi biết, chỉ là nói thế nào nhỉ? cảm giác ấy rất kỳ quái, khi một người ngày nào cũng ở bên cạnh cô, có lẽ cô không cảm thấy gì, tựa như đã quen với sự tồn tại của cô ấy rồi vậy, hơi thở của cô ấy, giọng nói của cô ấy, tất cả đều thật quá đối tự nhiên, thế nhưng, nếu có một ngày người đó biến mất, cô sẽ cảm thấy mất đi thứ gì đó, trong lòng trống trải vô cùng. Lữ cánh nam thở dài nói, tôi biết, đó chính là cảm giác của người đang yêu. Hả, cô cũng có cảm giác này à? Lữ cánh nam u uất liếc nhìn chắc Mộc Cường ba một cái. Trác Mộc Cường ba vội hướng ánh mắt ra phía xa xăm, trong lòng lại đang nghĩ, không chỉ có vậy, lần trước mẫn mẫn bỏ đi, và cả lần này nữa, mình có cảm giác như thực sự mất đi gì đó. Mẫn mẫn à, lẽ nào em đã trộm mất trái tim anh rồi? Thấy Trác Mộc Cường ba trầm ngâm không nói, Lư Cánh Nam cũng bắt đầu một mình suy ngẫm, lần này kẻ cùng đến với McKin không phải Kha Phu, rõ ràng chính là tên thao thú sư Sos mà giáo sư Phương Tân đã có lần nhắc tới. Chỉ với hai người mà bọn hắn dám đi tìm bạc Ba La Thần Miếu, Thoạt trông có vẻ hết sức mạo hiểm, nhưng nhất định là đã chuẩn bị hết sức kỹ càng rồi. Trong môi trường này, thao thú sư là một thực thể cực kỳ đáng sợ, chúng ta cần phải có cách đối phó mới được. Tư liệu về tên source này thực quá ít, người của 13 kỵ sĩ bàn tròn đều thần bí như vậy hay sao? Bẹt, một giọt nước rơi xuống chán Trương Lập, một ngón tay cẩn thận và đều đặn dàn đều nó ra, rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể Trương Lập làm cho bốc hơi mất. Nhạc Dương lại cúi thấp đầu, khó nhọc làm động tác nuốt xuống, nhưng anh không nuốt thật, mà chỉ tích tụ nước bọt lại. Hai môi Nhạc Dương đã khô như mảnh ruộng nứt nẻ vì hạn hán, nhưng anh vẫn cẩn thận giữ lại từng giọt từng giọt nước bọt, tích tụ, nhổ xuống, dàn đều trên trán Trương Lập, đã suốt một ngày, từ sau khi đại địch Ô Thứ Kiệt nói rằng cách này hỏa may có thể thực hiện được, anh đã lặp đi lặp lại những động tác ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Ngay từ đầu, đại địch Ô Thứ Kiệt đã cảnh cáo Nhạc Dương, anh bạn trẻ, vô dụng thôi, cậu có được bao nhiêu nước bọt chứ? Và lại, đừng tưởng nước bọt là thứ không quan trọng, nó cũng có hệ thống tuần hoàn riêng, một người không thể mất đi quá nhiều nước bọt, cũng như không thể mất máu quá nhiều vậy. Câu trả lời của nhạc dương lại hết sức đơn giản, tôi còn sống, anh ấy còn. Sau đó, anh không mở miệng nói thêm một câu nào nữa, bởi vì anh biết, nói chuyện sẽ làm mất đi rất nhiều thành phần nước trong cơ thể. Đến trưa, có người đưa cơm đến, điều này thì nhạc dương không thể ngờ được, anh liền hướng ra phía ngoài trấn xong gỗ hét lớn nước ta cần nước xong hét mãi cũng chẳng thấy ai để ý anh mau chóng hiểu ra quách nhật niệm thanh chẳng hề có lòng tốt mang cơm đến mà là nơi này vẫn luôn bị đối phương giám thị có lẽ quách nhật niệm thanh đang ở đâu đó quan sát giống như quan sát lũ động vật của đoàn siếc biểu diễn trong lồng sắt vậy y chỉ muốn xem thử rốt cuộc anh và trương lập có thể cầm cự được bao lâu mà thôi nghĩ thông suốt điểm này nhạc dương liền bỏ cuộc không hò hét một cách vô vị nữa trước mắt cố gắng kéo dài thời gian, để ý chí của Trương Lập không bị xâm chiếm mới là quan trọng nhất. Cơm buổi trưa, rồi cơm buổi tối, anh đều ăn rất ít, vì thức ăn sẽ tạo thành cặn bá, khi bài tiết các chất cặn bá, cơ thể đồng thời cũng sẽ mất đi một lượng nước lớn. Nhưng ngược lại, khi con người ta đói, sẽ sinh ra rất nhiều nước bọt. Nhạc Dương đem hết những tri thức mình nhớ được ra vận dụng, một giọt nước bọt nhỏ cũng có thể khiến nhiệt độ Trương Lập giảm xuống một chút. Dù là một chút chút thôi cũng được, một chút chút thôi cũng được. Nhạc Dương nhủ thầm. Trương Lập vẫn đắm chìm trong trạng thái nửa hôn mê, ngoài nói mớ ra, thi thoảng anh còn có những động tác hết sức kích động, Nhạc Dương thường bị đẩy mạnh một cú làm ngã nhào, hay bị đạp cho một cước thật mạnh. Đôi khi hơi hơi tỉnh táo lại, Trương Lập lại đòi nước, 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 Nhạc Dương nghĩ hết mọi cách có thể, cố gắng để Trương Lập có thể kiên trì được lâu hơn trong cuộc vật lộn với đám bảo tử quái ác. Một ngày trôi qua như thế, khi màn đêm buông xuống, Nhạc Dương cảm thấy đau đớn tột cùng. Kỳ thực, kể từ sau khi bắt đầu dùng nước bọt giảm nhiệt cho Trương Lập khoảng 2 tiếng đồng hồ, mắt anh đã hoa lên, mỗi lần ăn một chút, hoặc nghỉ ngơi dây lát, hiện tượng ấy sẽ bớt đi phần nào. Có điều, sau bữa tối, Quách Nhật Niệm Thanh dường như không còn hứng thú quan sát họ nữa, cũng không còn ai mang thức ăn vào. Cảm giác mệt mỏi cực độ cùng cơn đói khát ập tới dồn dập tấn công, Nhạc Dương đã mấy lần không nhịn được, buộc phải nuốt nước bọt trở lại, nhưng vẫn thấy cổ họng bỏng rát như có hòn than nóng đỏ bên trong, khóe miệng đau đớn như bị ai xé rách, trước mắt chỉ thấy sao bay tá lả, mấy lần suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Nhưng nhạc dương vẫn kiên trì, anh biết, mình kiên trì được lâu chừng nào, Trương Lập sẽ cầm cự được lâu chừng ấy, nếu mình không thể chịu đựng nổi nữa, thì Trương Lập cũng toi đời. Đồ ngốc, đây hình như là lần đầu tiên tôi dốc hết sức lực ra cứu anh thì phải. Chắc anh không để tôi phải mất mặt đấy chứ, cố gắng qua đêm nay đi, nói không chừng, sáng sớm ngày mai, mấy người cường ba thiếu gia sẽ đến cứu chúng ta rồi. Đại địch ô ở đây không hiểu chất độc trên người anh, nhưng Pháp Sư Tháp Tây. Pháp Sư Tháp Tây, chắc chắn có thể giải độc được. Anh cứu tôi mấy lần rồi nhỉ? Chẳng cần biết mấy lần, dù sao thì tôi vẫn còn sống. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội cứu anh một lần, chắc anh không làm tôi phải mất mặt chứ. Nhạc Dương thầm nhủ, bất giác nhoèn miệng cười, máu tươi rỉ ra từ những vết nứt nẻ trên môi. Xong rốt cuộc, anh cũng không cầm cự được tới lúc bọn Trác Mộc Cường ba tới, trước khi trời sáng, những vì sao lấp lóa trước mắt anh đột nhiên sáng bừng lên. Nhạc Dương chỉ thấy hai mắt mình tối sầm lại, rồi ngất đi. Sáng sớm hôm sau, Trác Mộc Cường ba đề nghị trở lại tước mẫu, gã nói, tôi cứ cảm thấy bất an thế nào đó, chúng ta đã tách nhau ra một ngày hai đêm rồi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, giờ quay lại đó may ra vẫn còn kịp. Lữ cánh nam nói, nếu để vuột mất nhau trên đường thì sao? Trác Mộc Cường ba hỏi địch ô an cắt mẫu, từ đây đi tước mẫu, chỉ có một con đường ấy thôi phải không? Địch ô an cắt mẫu đáp, ừm, đúng vậy, chỉ có con đường đó là an toàn nhất, tất cả mọi người ở tước mẫu đều đi con đường đó. Nhưng mà, nếu họ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, thì có thể cũng giống như các vị, trực tiếp xông thẳng qua rừng rậm đến đây. Trác Mộc Cường Ba nói, nếu khoảng cách không xa lắm thì thiết bị liên lạc của chúng ta có thể tiếp nhận được tín hiệu, nếu thật sự vượt mất nhau, thì ít nhất chúng ta cũng biết nơi này an toàn, hy vọng địch ô đại nhân chuyển lời lại với họ, nhất định phải ở lại đây, đợi chúng tôi trở về ngược lại nếu họ gặp chuyện gì ở tước mẫu chúng ta cứ đợi mãi ở đây thì cũng không có được tin tức gì đâu lữ cánh nam nói được rồi chúng ta sẽ đến tước mẫu với tốc độ nhanh nhất có thể pháp sư tháp tây lên tiếng vậy tôi sẽ ở lại đây để chuyển lời với những người khác tiện thể đi xem những người bệnh mà mã cát đang chăm sóc kia coi sao bàn bạc ổn thỏa mọi sự xong xuôi trác mộc cường ba và lữ cánh nam liền tiến về tước mẫu trên đường lữ cánh nam hỏi anh phát giác ra chuyện gì hả trác mộc cường ba không ngoảnh đầu lại vẫn giữ tốc độ bắn dây móc đu mình qua các cành cây lúc dừng chân lại trên một cành cây lấy đà mới đáp quách nhật niệm thanh lữ cánh nam nói quách nhật niệm thanh chuyện này hình như không có quan hệ gì với hắn thì phải trác mộc cường ba lắc đầu tôi không biết chỉ là cảm giác thôi từ sau khi chúng ta đến tước mẫu mỗi một sự kiện đằng sau dường như đều có cái bóng của tên quách nhật niệm thanh ấy sau đó chúng ta chưa có ngày nào được yên ổn cả lần này đụng độ với bọn mắc Kinh thực sự cũng quá bất ngờ, bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy những dấu vết đó quá rõ rệt, dường như cố ý dẫn dụ chúng ta đến gần bọn hắn vậy. Lữ cánh nam nói, nhưng hắn đã bị tước mẫu vương đuổi đi rồi, đâu còn gây được sóng gió gì nữa chứ. Trác Mộc Cường ba lật cổ tay, lắc đầu nói, sự việc không đơn giản như vậy đâu, cô đừng quên, quách nhật niệm thanh trước nay vẫn luôn là thống lĩnh của quân đội tước mẫu, hắn ta sẽ không lẳng lặng biến mất như thế đâu. Tôi luôn có cảm giác, sự mất tích của hắn giống như một cái bẫy vậy. Lữ cánh nam ngạc nhiên liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, thầm nhủ, anh ta ngủ suốt một ngày một đêm, tư duy dường như nhanh nhạy rõ ràng hơn bình thường nhiều. Nhạc Dương đã quá mệt mỏi, khi anh gắng ngượng bò dậy, toàn thân đều đau đớn kịch liệt, cánh tay và bắp đùi đều không tự chủ được mà run rẩy co rút, một lúc sau, anh mới chắc chắn được rốt cuộc mình còn sống hay là đã chết. Việc đầu tiên Nhạc Dương làm sau khi tỉnh táo, đó là kiểm tra tình trạng của Trương Lập. Anh kinh ngạc phát hiện ra, nhiệt độ trên chán Trương Lập không còn nóng bỏng tay như lúc trước nữa. Nhạc Dương kiểm tra đi kiểm tra lại chán mình và chán Trương Lập, nhưng giây lát sau, anh lại không thể nào phân biệt được là tay với chán mình đang nóng, hay nhiệt độ của Trương Lập đã giảm xuống nữa rồi. Nhạc Dương đưa ngón tay dò hơi thở Trương Lập, rồi bắt mạch, áp tai lắng nghe tiếng tim đập, đoạn lấy một cọng cỏ khô ngoáy ngoáy vào lòng bàn tay mình, cảm giác đau đau khiến anh nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhạc Dương quỳ một chân, chuẩn bị lặp lại công việc ngày hôm qua. Nhưng lần này, sau một hồi khó khăn nuốt khan, từ cổ họng đến đầu lưỡi chỉ cảm thấy đau rát như có lửa đốt, không có lấy một chút nước bọt nào. Nhạc Dương ngồi yên bất động, khó nhọc tập trung từng chút từng chút nước trong khoang miệng, 10 phút sau, anh cảm thấy Trương Lập dường như hơi nhúc nhích, bèn cúi đầu xem kỹ, coi có phải chân mình bị tê hay không. Anh đổi một tư thế khác. Nửa tiếng đồng hồ sau, trong mắt Trương Lập bắt đầu chuyển động, cánh tay hơi nhúc nhích. Nhạc Dương giật mình mừng rỡ, rồi lập tức lại thấy kinh hãi vội vàng sờ soạng trên da trương lập, dường như không trở nên thô giáp, cứng rắn, móng tay cũng không mọc dài ra, bấy giờ nhạc dương mới thực sự mừng rỡ. 40 phút sau, trương lập mở mắt, chấp chấp, nhìn tư thế ngồi của nhạc dương, cất tiếng hỏi, cậu đang làm gì thế? Trương lập tỉnh rồi, trương lập mở miệng nói chuyện được rồi. Một niềm vui to lớn trào dâng lên trong tâm khảm, nhạc dương thật không biết nên mừng rỡ rơi nước mắt, hay là đau đớn đến mức phải bật cười nữa, nhưng đích thực là anh đang cười, khóe mắt cũng ươn ướt. Anh vươn tay chụp lấy cổ áo Trương Lập, tựa hồ định nhấc bổng bạn mình lên, nhưng cuối cùng lại chỉ nắm chặt hai cổ áo ấy, vừa cười vừa mắng, khốn kiếp. Tôi biết mà, tôi biết là anh không dễ chết thế mà. Y nước rãi, nước rãi của cậu chảy vào miệng tôi rồi. Tẩm quá, phi, 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 Trương Lập kêu lên, tránh ra, tránh ra, để tôi dậy nào. Nhạc Dương buông tay ra, kích động đến nỗi không biết để tay vào đâu nữa trương lập vùng vẫy mấy lượt nhưng không sao ngồi dậy nổi chỉ nói toàn thân tôi dường như chẳng có chút sức lực nào hết nhạc dương vội nói anh nằm đấy đừng cử động anh đã hôn mê hai ngày hai đêm liên tục sốt cao và lại còn chẳng ăn gì cả vừa nói nhạc dương vừa đưa mắt nhìn quanh quất đột nhiên kêu lên ông già kia lại dám gạt tôi hả anh hướng về phía phòng giam của đại địch ô thứ kiệt gào lên đại địch ô thứ kiệt đại địch ô thứ kiệt anh ấy tỉnh rồi chuyện này là thế nào có phải là khỏi bệnh rồi không, không sao nữa à? Đại địch ô thứ kiệt không có tinh lực dồi dào của người trẻ tuổi như Nhạc Dương, lúc này ông chỉ còn thoi thóp một chút hơi tàn, Nhạc Dương gọi mãi, ông mới mơ mơ hồ hồ khôi phục lại chút ý thức. Trong vương cung tước mẫu, quách nhật niệm thanh trừng mắt nhìn khước ba ca nhiệt, phương pháp của người có hiệu quả không đấy? Khước ba ca nhiệt cười khan hai tiếng, giải thích, ừm, phương pháp cổ xưa này, khi ta sử dụng, cũng có lần xuất hiện tình trạng tương tự như vậy. Theo ta đoán, có lẽ là do chất độc của bào tử không tác dụng với hắn, vì vậy cơ thể kẻ đó không thể trở thành môi trường thích hợp với chúng. Quách nhật niệm thanh bực tức hỏi, kết quả như thế nào? Khước ba ca nhiệt đáp, kẻ đó không thể cùng sinh tồn với bào tử, vì vậy khi bào tử gặm nhấm não bộ của hắn, hắn sẽ rất tỉnh táo, rất đau đớn, rất sợ hãi, chẳng bao lâu sau thì chết. Quách nhật niệm thanh nói, ý ngươi là, hắn sẽ chết. Khước ba ca nhiệt khẳng định, không sống nổi quá ngày hôm nay. Quách nhật niệm thanh nghĩ ngợi dây lát, hắn học phất tay áo một cái, thật là dễ dàng cho hắn quá. Lúc này, bên ngoài cung chợt vang lên những âm thanh hỗn loạn. Audio điện tử võ tấn bền Con không cha không mẹ, trên cõi đời này chỉ còn lại một thân một mình, có gì mà không buông bỏ được chứ? Sư phụ, xin người dạy con thuật quyền ngưu, đợi khi thống nhất được Yaka và Lang Bu, con nhất định sẽ dẫn theo đại quân, đạp bằng nơi này, mở ra một con đường thông với thế giới bên ngoài kia. Thoát khỏi lao ngục, quách nhật niệm thanh không buồn để ý đến âm thanh bên ngoài cung biệt, lại hỏi tiếp, lão giả ấy có nói gì không? Khước ba ca nhiệt lắc đầu đáp, tinh thần lão không ổn lắm, dường như sắp không cầm cự được nữa rồi. Chỉ thấy quách nhật niệm thanh nghiêng đầu nghĩ ngợi dây lát, đoạn nói, đổ cho lão ít nước, duy trì sự sống. Khi khước ba ca nhiệt ngỡ rằng quách nhật niệm thanh đang định tha cho sư phụ của mình, thì lại nghe đối phương cất tiếng hỏi, người nói xem, có cách gì khác, khiến lão càng đau đớn hơn không? Lúc quách nhật niệm thanh hỏi câu này, giọng y hứng hờ như thể đang hỏi làm cách nào để cưa khúc gỗ được nhỏ hơn vậy. Khước ba ca nhiệt bị sự bình tĩnh đến độ bất bình thường này của y làm cho giận cả người. Lão cũng tự cho rằng mình đã coi mạng người như cỏ rác rồi, nhưng mà, coi sư phụ hay người thân của mình như một khúc gỗ, thì lão chỉ còn nước thừa nhận mình chưa làm được đến mức ấy. Lão cẩn trọng đưa mắt nhìn cái đầu tròn ủng của quách nhật niệm thanh, thực sự không thể đoán biết bên trong cái đầu ấy chứa đựng cái gì, lẽ nào quách nhật niệm thanh đã hoàn toàn từ bỏ hết thảy mọi tình cảm của con người rồi sao? Lúc này, tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài càng lớn hơn. Quách nhật niệm thanh tức giận quát lên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên binh sĩ chạy vào báo cáo, có một đám phản loạn đang tấn công người của chúng ta. Phản loạn, có bao nhiêu tên, quách nhật niệm thanh nheo nheo mắt, tuy đã tiến hành một cuộc thanh lọc lớn, nhưng dù sao cũng vẫn còn một phần thế lực trung thành với tước mẫu vương tiền nhiệm đã ẩn náu đi mất mặt mày tên binh sĩ ấy ướt đẫm mồ hôi lạnh giả dạ. khắp nơi đều có bọn chúng chỉ ám sát các đội trưởng đội tuần tra của chúng ta có rất nhiều đội rối loạn hết cả lên trước mắt các đội phó đang cố gắng chỉ huy đám thuộc hạ quách nhật niệm thanh tựa hồ nghĩ ra điều gì đó hỏi kỹ hơn các ngươi nhìn rõ chứ những tên đội trưởng ấy rốt cuộc bị giết hay chỉ bị đánh ngất thôi tên binh sĩ đáp bị giết, vì vậy các đội mới rối loạn như vậy. Quách nhật niệm thanh trầm ngâm, lẽ nào lão già kia đã ngấm ngầm che giấu một lực lược, định lật ngược thế cờ lần nữa? Hay là, lão ta không định dễ dàng hoàn thành việc trao nhận quyền lực như vậy, còn muốn khảo nghiệm ta nữa? Tên binh sĩ kia nói, đám phản quân ấy hình như nắm rất rõ tuyến đường tuần tra của chúng ta, và lại, đợt tấn công đầu tiên đều dùng cung tên tập kích. Quách nhật niệm thanh không còn nghi hoặc gì nữa, cười khùng khục đứng lên, xem ra trong chúng ta cũng có vấn đề lão già ẩn mình sâu lắm đi theo ta ta phải đích thân bố trí lại phòng ngự sau khi quách nhật niệm thanh đi khỏi một lúc trong nhà lao nhạc dương vẫn đang kiên nhẫn tả lại tình trạng của trương lập cho đại địch ô thứ kiệt nghe anh không ngừng hỏi đi hỏi lại có phải trương lập vậy là không sao rồi không nhưng rốt cuộc sau một hồi lâu đại địch ô thứ kiệt chỉ mệt mỏi đáp lại không thể nào nhạc dương tức đến bùn rùn cả người giận dữ gắt lên ông già lừa đảo này tôi không thèm tin ông nữa đâu, chẳng phải ông đã nói anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa à? Sao lại tỉnh rồi đây này? Ông đọc sách vừa vừa thôi, nhiều khi sách cũng sai bét ra đấy. Đột nhiên, anh nghe thấy có vật nặng rơi xuống đất, vội dịch đến chỗ cửa phòng giam nhìn ngó, chỉ thấy một bóng người nhẹ nhàng tung mình lộn vào trong nhà lao, chính là Mẫn Mẫn. Nhạc Dương vội vàng gọi cuống quýt, Mẫn Mẫn, chúng tôi ở đây này. Mẫn Mẫn thấy Nhạc Dương, cũng mừng rỡ reo lên, tốt quá, quả nhiên là ở đây, tôi còn sợ các anh bị nhốt ở chỗ nào khác nữa cơ nhạc dương ngó ra phía sau cô lại hỏi cường ba thiếu ra đâu mẫn mẫn đáp họ ở thôn công nhật lạp giờ không phải lúc nói chuyện này thời gian không có nhiều tôi phải nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi đây mới được dứt lời mẫn mẫn lấy thuốc nổ dẻo trong túi ra nhai nát rồi xe thành sợi dài cẩn thận quấn vào xích sắt trên cửa nhạc dương lẩm bẩm nói mấy người cường ba thiếu ra đã đến thôn công nhật lạp chạy xa vậy sao chẳng trách Mẫn mẫn vừa gài thuốc nổ, vừa liếc nhìn xuống đất, Trương Lập liền vẫy vẫy tay chào. Cô lo lắng hỏi, Trương Lập sao vậy? Nhạc Dương nghiến răng, tên quách nhật niệm thanh đáng chết ấy. Trương Lập hôn mê hai ngày rồi, có điều giờ đã đỡ một chút, Pháp Sư Tháp Tây có đến không? Mẫn mẫn lắc đầu, Pháp Sư Tháp Tây cũng ở thôn công Nhật Lạp, chỉ có tôi, Pháp Sư Á la với anh ba Tan thôi, lùi lại đi. Thì ra, sau khi Trương Lập và Nhạc Dương về đến tước mẫu và bị bắt, nhóm của Mẫn Mẫn cũng trở về đây. Vì đi đường xa hơn, họ đến sau Trương Lập và Nhạc Dương, nhưng không giống với hai anh chàng ngốc, từ xa Ba Tang đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Sau khi dặn dò Mẫn Mẫn đợi ở khu vực an toàn, Pháp Sư Á la liền một mình đi trước thăm dò tình hình, biết được tin tức mẫu có binh biến, đồng thời, họ cũng đoán trong nhóm đã có người lọt vào tay quách nhật niệm thanh. Pháp Sư Á La đã mấy lần đến thăm dò nhà Lao, nhưng vì trong thành tuần tra quá nghiêm mật, thực không có cách nào vào bên trong mà không làm kinh động bất cứ ai. Ba tang cũng đi theo một lần, suýt chút nữa thì bị phát hiện. Mẫn mẫn lo lắng cho Trác Mộc Cường ba, nôn nóng muốn vào nhà lao xem xét, ba người bàn bạc đối sách, rồi quyết định để Pháp Sư Á la thăm dò tuyến đường tuần tra của binh lính thước mẫu, sau đó ông và ba tang sẽ cùng lúc động thủ, tạo ra hiện tượng như thể trong thành có binh sĩ muốn tạo phản, lật đồ quách nhật niệm thanh, hy vọng có thể làm rối loạn bố trí phòng ngừa của bọn họ, rồi mẫn mẫn sẽ lẳng lặng xâm nhập tìm hiểu tình hình nếu điều kiện cho phép thì cứu người ra luôn còn nếu không tìm được người vậy thì quay lại tiếp tục bàn bạc thêm pháp sư á là vốn chỉ định đánh ngất nhưng ba tang kiên quyết không đồng ý nói không giết người thì không thể gây ra hỗn loạn được pháp sư á là nhìn lửa giận hừng hực trong mắt ba tang cũng không thể áp chế được đành để anh ta làm theo cách của mình quách nhật niệm thanh đích thực rất có tài hành quân bố trận bố trí tuần phòng đâu ra đấy Pháp Sư Á La ngấm ngầm nấp trong bóng tối quan sát cả một ngày, trở về lại nghĩ ngợi suốt đêm, sử dụng một số thiết bị hiện đại mới tìm ra được một điểm sơ hở, nghĩ ra sách lược làm rối loạn toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương chỉ trong một hành động. Cũng trong lúc đó, người ở thôn công Nhật Lạp đến báo tin bị ba tang bắt được, vì vậy họ mới biết tình hình của đám người bọn Trác Mộc Cường Ba. Như vậy, người bị bắt trong nhà lao chỉ có thể là Trương Lập và Nhạc Dương. Họ bàn bạc ổn thỏa, liền quyết định hành động càng sớm càng tốt, muộn một phút, những người bị bắt sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nghe Mẫn Mẫn kể xong, Nhạc Dương mới biết giờ không phải sáng sớm mà đã gần trưa. Được tin bọn Trác Mộc Cường ba đều an toàn, anh cũng thấy yên tâm phần nào. Sau tiếng xoẹt xoẹt, ánh lửa lóe lên, dây xích bị đứt ra hai mắt, con rết lốm đốm từ trong lỗ khóa chui ra bò ngoằn ngoèo dưới đất, bị Mẫn Mẫn lấy hết dũng khí dẫm cho nát bét. Cửa phòng giam mở ra, Mẫn Mẫn bước vào đỡ Trương Lập dậy, đi được không? Nhạc Dương nói, để tôi cõng anh ấy. Vừa quỳ xuống, khóe mắt anh liền liếc thấy đại địch ô thứ kiệt ở phòng giam bên cạnh. Nhạc Dương nhớ lại những lời ông ta biện hộ thay cho quách nhật niệm thanh, nhưng rốt cuộc vẫn không cương quyết được, bèn hỏi Mẫn Mẫn, có cứu ông ấy không? Ai vậy? Mẫn Mẫn bấy giờ mới biết, trong phòng giam tối tăm bên cạnh còn một người nữa. Nhạc Dương nói, ông ấy là đại địch ô thứ kiệt, cũng bị quách nhật niệm thanh bắt giam. Đại địch ô thứ kiệt yếu ớt nói, ta không xong đến nơi rồi. Mọi người mau chạy đi, chậm là không kịp đâu. Lúc này, lại có một cái bóng xám nữa lách vào trong nhà giam, lướt đến bên cạnh họ như một trận gió. Nhạc Dương và Mẫn Mẫn không hề kinh hãi, vì trận gió này khiến họ có cảm giác thân thuộc, khiến họ cảm thấy yên lòng. Pháp Sư Á La, Nhạc Dương vừa thấy Pháp Sư, liền cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Pháp Sư Á La mặc trang phục của binh sĩ tước mẫu, nôn nóng thúc giục, còn không đi mau. Hắn ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra mưu kế của chúng ta đó. Mẫn Mẫn nói, đại địch ô thứ kiệt vẫn ở trong đó. Pháp sư Á La thấy Mẫn Mẫn về về miếng thuốc nổ dẻo, lắc đầu nói, chậm quá. Ông khẽ đẩy cô ra, rút khẩu súng lục duy nhất còn lại của họ, nhằm vào xích sắt bắn liền ba phát keng keng keng, rồi đưa chân đạp đứt cả dây xích, xông vào bên trong. Trông thấy thân thể đại địch ô thứ kiệt, Pháp sư Á La không nói một lời, lập tức rút đao chém đứt dây sắt xuyên qua gót chân ông, vung tay đánh ngất vị địch ô già, nhanh chóng ấn mấy cái lên vai và cánh tay đối phương, kê đó vận sức nhấc lên, đưa đại địch ô thứ kiệt ra khỏi hai cái móc sắt, cây đó xé vạt áo mình, hai tay nhanh thoăn thoát, chớp mắt sau đã buộc chặt vết thương của đại địch ô thứ kiệt lại. Xong xuôi, Pháp Sư liền vòng tay, đặt ông ta lên lưng mình. Khi Pháp Sư Á La làm xong mọi việc ấy, Nhạc Dương cũng mới vừa đặt được Trương Lập lên lưng. Mẫn mẫn đứng bên cạnh chỉ biết chố mắt há hốc miệng ngây người ra nhìn, Pháp Sư Á La xông ra ngoài đầu tiên, buông lại một câu đi theo tôi, sau đó biến mất bên ngoài cửa nhà lao như một cơn gió. Nhạc Dương và Mẫn Mẫn đưa mắt nhìn nhau, rồi cũng vội vàng theo ra ngoài. Quách Nhật Niệm Thanh thay đổi lại việc bố phòng, sai thủ hạ đi tìm hai ba lượt, xong chẳng hề thấy một bóng quân phiến loạn nào cả. Khước ba ca nhiệt không kìm được, bực tức hỏi, chẳng phải nói là khắp nơi toàn bọn phản loạn sao. Người đâu cả rồi. Tên lính thủ hạ của Quách Nhật Niệm Thanh nhăn nhó mặt mày, ủ rũ nói, vừa nãy đích thực là kẻ địch ở khắp nơi, có rất nhiều đội trưởng chúng tên thương vong. Quách Nhật Niệm Thanh vẫn ung dung hoàn thành nốt việc bố trí lại phòng ngự, rồi mới chậm rãi cất tiếng, không cần phải tìm nữa, làm gì có nhiều kẻ địch như vậy chứ. Lẽ nào các người vẫn chưa nhìn ra, bọn chúng đã lợi dụng khả năng tấn công từ xa của cung tên, gây ra hiện tượng giả tạo, khiến chúng ta tưởng rằng khắp nơi đều có địch, kỳ thực, phạm vi hoạt động của chúng chỉ trong khoảng 100 bước chân thôi. Khước Ba Ca Nhiệt nói, trong vòng 100 bước chân, không thể nào cùng lúc bắn hạ nhiều đội trưởng như vậy được. Quách Nhật Niệm Thanh lắc đầu, có người làm được, cùng lắm chúng chỉ cần 2 đến 3 người là đủ rồi. Khước ba ca nhiệt ngạc nhiên thốt, hai ba người, vậy không phải quân phản loạn, mà là. Quách Nhật Niệm Thanh mỉm cười, gật đầu, đúng thế, khách quý mà chúng ta đợi suốt hai ngày nay, cuối cùng cũng đến rồi. Đi thôi, cũng nên quay lại rồi. Thực ra, bọn chúng giúp ta tìm được sơ hở trong hệ thống tuần phòng, Chúng ta cũng nên cảm ơn chúng mới phải, đúng không nhỉ?" Khước Ba Ca Nhiệt hạ giọng nói, "Giờ đã quay lại luôn, liệu có hơi sớm quá không?" Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩy, "Sớm? Không sớm đâu, ta đã cho chúng đủ thời gian rồi, nếu như vậy mà vẫn không cứu được người thì chúng cũng chẳng đáng cho ta phải động não nữa." Trên đường, có binh sĩ chạy tới dâng lên một cuộn giấy. Về đến vương cung, Quách Nhật Niệm Thanh mới mở ra xem, rồi lại có người chạy vào báo cáo, mấy tên lính cai ngục đều bị đánh ngất dựa vào vết chân để lại phát hiện ra có hai người xông vào cứu thoát ba người đang bị giam trong nhà lao quách nhật niệm thanh lại mở cuộn giấy ra vẻ mặt xem chừng như lấy làm hứng thú hai người vậy tức là toàn bộ bọn chúng đều không sao cả khước ba cai nhiệt ở phía sau liếc trộm một cái thắc mắc ở thôn công nhật lạp có ba tên chúng ta bắt được hai tên hai tên đến cứu còn một tên nữa đâu quách nhật niệm thanh tỏ vẻ không vui sự việc không thể chỉ nhìn bề ngoài được hai tên đi cứu người ít nhất cũng phải để lại một tên tiếp tục quấy nhiễu chúng ta khi chúng bận rộn trong nhà lao. Ta nghĩ bọn chúng sẽ để lại tên nhạy cảm nhất với nguy hiểm, cũng chính là tên Diorio đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã cảm nhận được sát khí tỏa ra hừng hực rồi. Đó là một thứ sát khí được mài rũa trên chiến trường, đặt giữa sự sống và cái chết. Trong đám người ấy, nếu nói về giết người, thì tên đó phải xếp vào hàng thứ nhất. Chúng muốn về đến thôn công Nhật Lạp cũng phải mất thêm một ngày đường nữa. Khước ba ca nhiệt lại thắc mắc, sao ngươi chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại công nhật lạp? Quách nhật nghiệm thanh nói, hôm nay, đám người ấy bất ngờ tấn công, rõ ràng là đã nắm rõ được tuyến đường tuần phòng của chúng ta, nhưng không phải là thông tin từ bên trong tiết lộ, mà chỉ có thể là kết quả do chúng tự quan sát. Muốn nhìn ra được khuyết điểm trong hệ thống bố phòng này, ít nhất phải quan sát trong một ngày, cũng có nghĩa là, những kẻ đến đây hôm nay sớm đã quanh quẩn ở gần tước mẫu này từ hôm trước rồi. Thậm chí ta còn dám khẳng định, địa điểm chúng ước định sẽ gặp nhau ban đầu, chắc chắn là tước mẫu, chỉ là thời gian chúng quay lại đây hơi muộn hơn so với dự tính của ta thôi. Khước ba ca nhiệt lại hỏi, thế thì liên quan gì đến công nhật lạc? Quách nhật niệm thanh kéo sợi dây mảnh, một tấm bản đồ địa hình liền hiện ra trước mắt. Hai vương quốc Yaka, Lang Bu được phân định rõ ràng, núi non sông suối thảy đều hết sức tinh xảo rành mạch. Y chỉ vào bản đồ ấy nói, tại sao chúng lại trở lại muộn hơn ta dự tính? tại sao hôm nay chúng mới hành động, mà không phải hôm qua. Ngươi nhìn xem, đây là chỗ bọn chúng gặp nhau, khu vực quần cư của bọn người lỗ mặc trải dài quanh hồ sinh mệnh, phía tây vươn đến thác nhật, phía nam đến tận mép vách đá, phía bắc là chân núi. Sau khi chúng thất bại, nơi tránh nạn gần nhất chính là tước mẫu, nếu không ở tước mẫu, thì thác nhật đã bị hủy, còn giang tu thì có núi cao, đông mã cũng bị sông lớn ngăn trở, phương hướng đảo vong duy nhất của chúng cũng chỉ còn có công nhật lạp thôi. Vì vậy, bọn chúng chọn hôm nay hành động, chỉ có hai nguyên do, thứ nhất, từ công nhật lạp đến đây, vừa khéo mất một ngày đường, thứ hai, bọn chúng tách ra làm hai nhóm, một ở gần tước mẫu, một nhóm đã chạy đến công nhật lạp. Những tên ở gần tước mẫu không biết có bao nhiêu tên đồng bọn bị chúng ta bắt giữ, vậy nên phải lên kế hoạch kỹ càng, từ đó mà chậm trễ không dám động thủ, đến khi đồng bọn ở công nhật lạp truyền tin, bọn chúng xác định số người bị chúng ta bắt được không nhiều, mới lựa chọn ra tay. Sau đó, tự nhiên là sẽ hẹn gặp nhau ở công nhật lạp rồi, hừ, khả năng này rất lớn. Khước ba ca nhiệt nói, tại sao khả năng thứ hai lại rất lớn? Quách nhật niệm thanh hừ khẽ một tiếng, con người, không phải máy móc, ta không tin tinh thần của chúng cứng rắn hơn sắt thép. Khước ba ca nhiệt nghe vậy liền vuốt đuôi lấy lòng, tước mẫu vương quả nhiên tính toán như thần. Quách nhật niệm thanh lại nói, tất cả những thứ này, ta đã nghĩ đến từ trước khi bọn chúng đụng độ với tên tóc vàng ấy rồi nếu bây giờ mới nghĩ thì đã quá muộn, nhìn sự việc cần phải nhìn xa một chút. Khước ba ca nhiệt vừa nghe nhắc đến gã đàn ông tóc vàng, lập tức lại lo lắng, người nói xem liệu bọn chúng có quay lại tìm chúng ta gây phiền phức không. Có điều, toàn bộ bọn trác mộc cường ba đều còn sống, lẽ nào tên tóc vàng ấy đã bị tiêu diệt. Quách nhật niệm thanh nhức móc, thật không hiểu tại sao ngươi lại làm được đại địch ô của Yaka nữa. Bọn trác mộc cường ba đều sống nhăn ra đấy, vậy thì đám còn lại chắc chắn cũng không sao, tuy hơi sai lệch một chút so với dự kiến của ta, nhưng vậy cũng đủ khiến tên Trác Mộc Cường ba đó và đồng bọn tổn thương nguyên khí rồi. Còn việc quay lại tìm chúng ta gây phiền phức, người đừng quên đích đến của bọn chúng là bạc ba la thần miếu trên tầng bình đài thứ ba, chúng ta đã thay hắn giữ chân Trác Mộc Cường ba, hắn cảm ơn còn chẳng hết nữa là. Hừ, tầng thứ ba, cấm địa của bộ tộc qua ba, bạc ba la thần miếu, bọn chúng tự tìm đường chết đấy mà. Khước ba cai nhiệt thử thăm dò, phải rồi, ta từng nghe nói, trước khi hòa đàm đình chiến với Yaka chúng ta, người từng một mình đi lên tầng thứ ba. Lời còn chưa dứt, lão đã bị Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt cho một cái, liền giật mình không dám hỏi thêm nữa. Quách Nhật Niệm Thanh dường như không nghe thấy câu hỏi này, lẩm bẩm tự nói một mình, được rồi, chứng ngại cuối cùng cũng sắp bị dẹp bỏ, để xem xem, lão giả ấy có lợi hại như ngươi nói hay không. Dưới chân vách đá thành tước mẫu, Pháp Sư Á là cùng bọn Nhạc Dương hội hợp với Ba tang. Pháp Sư giới thiệu với Nhạc Dương, đây là người đưa tin từ thôn công nhật lập đi theo anh ta cường ba thiếu gia và pháp sư á la đang ở đó đợi chúng ta nhạc dương giỏng tai lên nghe ngóng một hồi lấy làm thắc mắc lạ thật bên trên sao yên tĩnh vậy nhỉ pháp sư á la nói mặc kệ bọn họ hội hợp với cường ba thiếu gia trước rồi tính sau mẫn mẫn sờ thử lên chán trương lập hỏi trương lập có thấy đỡ hơn chút nào không trương lập lẩm nhẩm ừm um, chẳng cảm thấy gì cả chỉ thấy buồn ngủ thôi a à anh ngáp một cái rõ to, chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa thôi. Tinh thần Trương Lập có vẻ vô cùng ủ rũ, người đưa tin ở thôn công Nhật Lập, vốn trước đây từng đánh nhau với anh một trận, vậy mà anh cũng chẳng chú ý. Đừng ngủ, Trương Lập, giọng nhạc dương khản đặc, không được ngủ, lời nói của đại địch ô thứ kiệt vẫn luôn văng vẳng bên tai anh, và lại, anh cũng cảm nhận được, Trương Lập trên lưng mình, dường như nhẹ hẳn đi. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đi một mạch không dừng đến vùng phụ cận khu di tích của người mục trên lưng chừng vách đá, dọc đường thi thoảng cũng gặp phải những nhóm nhỏ người lỗ mặc, nhưng họ đều tránh được. Có điều, lúc bắn dây móc đu lượt, cần phải tập trung tinh thần cao độ, chỉ hơi không chú ý một chút là sẽ va chạm ngay tức khắc. Tâm tư Trác Mộc Cường Ba rất hỗn loạn, đến chỗ di tích, Lữ Cánh Nam thấy gã có vẻ không chịu nổi nữa, bèn đề nghị dừng lại nghỉ ngơi dây lát. Trác Mộc Cường Ba đành gật đầu đồng ý, lúc leo lên con dốc thẳng đứng, Lữ Cánh Nam thấy hơi thở chắc Mộc Cường Ba nặng nề, bèn hỏi, sao anh hô hấp nặng nề vậy? Ở chỗ đó vẫn không có cảm giác gì à? Chắc Mộc Cường Ba biết Lữ Cánh Nam đang nói đến hải để luân của gã, bèn lắc lắc đầu, nhắc lại lời của Pháp Sư Tháp Tây với cô. Lữ Cánh Nam nhìn gã với ánh mắt đầy tiếc nuối, cũng không biết nên nói sao cho phải, hai người cứ thế lẳng lặng lên đến cái hang di tích của người mục. Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, liền nghe tiếng Lữ Cánh Nam quát hỏi, ai? bên trong vẳng ra một âm thanh kinh hoàng qua qua đường thôi trác mộc cường ba nghe tiếng chợt cảm thấy âm thanh này dường như rất quen thuộc bèn cùng lữ cánh nam tiến vào góc hang cả hai cùng giật mình kinh ngạc thốt lên tước mẫu vương ông già cuộn mình trong ngách tối ấy tuy đã dùng quần áo cố rách nát che đậy thân mình nhưng trác mộc cường ba và lữ cánh nam vẫn lập tức nhận ra huống hồ bên cạnh ông ta còn có công chúa lạp mẫu vẫn đang quấn băng che mắt tước mẫu vương vừa thấy trác mộc cường ba liền nước mắt ròng ròng bi thương gào lên, a à, gặp được các vị ở đây, thật, thật tốt quá rồi. Trác Mộc Cường ba dảo chân bước nhanh lên trước, đỡ lấy ông già cơ hồ sắp ngất xỉu, nôn nóng hỏi, sao ông lại ở đây? Tước mẫu xảy ra chuyện gì rồi? Lữ cánh nam cũng nắm lấy tay công chúa, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Ca mã cơ bạch đang nói, ta đã không còn là tước mẫu vương nữa rồi, giờ đây đại vương của Lang Bu là quách nhật niệm thanh. Trác Mộc Cường ba tựa như xét đánh ngang tai, hai tay bất giác vận sức gồng lên lớn tiếng quát ông nói cái gì ca mã cơ bạch đăng mặt như đưa đám ủ dũ nói trong mấy năm nắm giữ quân đội tước mẫu quách nhật niệm thanh sớm đã bố trí mọi thứ tướng lĩnh trong quân đội đều bị nó thay thế bằng người của mình trong đội thân binh của ta cũng có người của hắn những kẻ thực sự trung thành với ta chỉ còn có mấy người ít ỏi chỉ có mấy người mà thôi hôm đó hắn cố ý đào tẩu đoạn phía sau trác mộc cường ba đã không còn nghe rõ nữa trong đầu gã chỉ văng vẳng vang lên câu nói giờ đây đại vương của lang bu là quách nhật niệm thanh không ngừng lặp đi lặp lại gã đột nhiên cảm thấy lo lắng khôn tả mấy người nhóm của mẫn mẫn mãi vẫn không thấy về công nhật lặp liệu có phải họ đã đến tước mẫu rồi không ban đầu cả bọn đã hẹn sẽ tập trung ở tước mẫu mà bọn gã lại chính là những kẻ vạch trần âm mưu của quách nhật niệm thanh chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho họ mẫn mẫn giờ sao rồi còn trương lập nhạc dương pháp sư á la và ba tang phải tính sao đây, giờ phải tính sao đây. Trương Lập gửi mẹ, nghe tước mẫu vương kể lại, lư Cánh Nam không khỏi giật mình kinh hãi, vội hỏi, quách nhật Niệm thanh ở ngay bên cạnh ông tự tiện điều động tướng lĩnh, sắp đặt thân tính của mình, vậy mà ông không hề hoài nghi hắn sao. Tước mẫu vương bi thương lắc đầu, mấy năm nay, toàn bộ tinh lực của ta đều dồn cả vào con gái, trong lòng luôn nghĩ. Mùi báu này sớm muộn gì cũng là của quách nhật niệm thanh rồi, đương nhiên là không chú ý nhiều đến nó. Lữ cánh nam bấy giờ mới sực nghĩ đến, quách nhật niệm thanh bày kế làm mù mắt công chúa, không đơn giản chỉ vì y không muốn lấy nàng làm vợ, kẻ này dùng kế cực kỳ sâu xa, tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn nắm chắc nhược điểm của từng người. Lữ cánh nam nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của tước mẫu vương, rồi lại nhìn công chúa lạp mẫu đáng thương bên cạnh ông ta, thật đúng là, phượng hoàng ướt súng không bằng gà, không khỏi lấy làm thương xót, các vị có dự tính gì không? Dự tính, tước mẫu vương cười khổ một tiếng, chạy trốn, chạy càng xa càng tốt tìm một sơn thôn nào không có ai biết đến chúng ta sống nốt cuộc đời bình lặng chỉ hy vọng quách nhật niệm thanh đừng quá tuyệt tình tha cho tính mạng của hai cha con chúng tôi lữ cánh nam nói lẽ nào dân chúng lang bu không đi theo ông chống lại quách nhật niệm thanh tước mẫu vương cúi gằm mặt xuống nói bản vương luôn ở trong cung ít khi ra ngoài cũng chẳng có mấy người dân được nhìn thấy mặt lần gần đây nhất cũng là mười mấy năm trước bọn họ đa số đều là những người già đức cao vọng trọng giờ hầu như đã thành người thiên cổ cả rồi. Và lại, mười mấy năm nay, bản vương thay đổi rất nhiều, các vị cũng biết đấy, các thôn làng ở Lang Bu chúng ta đa phần đều tự cấp tự túc, hơn chục năm không qua lại là chuyện rất bình thường. Giờ có thể nói, ngoài dân chúng thành thước mẫu, không còn ai nhận ra bản vương nữa. Đáng tiếc nhất là, lần này bỏ trốn quá vội vàng, thậm chí còn không kịp mang theo tín vật nào có thể chứng minh được thân phận của bản vương. Chẳng những thế, bao năm nay quách nhật niệm thanh luôn bôn ba bên ngoài, những người biết và ủng hộ nó ngược lại rất nhiều, chỉ cần nó khống chế được thế cục ở Tước Mẫu, thử hỏi còn ai có thể phản đối nữa đây. Lúc này, Trác Mộc Cường Ba đã nôn nóng đứng dậy, nói với Lữ Cánh Nam, đi thôi, chúng ta mau đi. Gã thực sự không dám tưởng tượng, nếu bọn mẫn mẫn rơi vào tay Quách Nhật Niệm Thanh hậu quả sẽ như thế nào. Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn lần cuối hai cha con bị Quách Nhật Niệm Thanh đuổi xuống khỏi vương tọa, có điều, giờ đây bản thân bọn cô cũng đang phải vùng vẫy trong vòng xoáy âm mưu của Quách Nhật Niệm Thanh thực sự không có khả năng giúp đỡ, chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho họ. Đi thôi, Trác Mộc Cường Ba đứng bên ngoài cửa hang thúc dục, gã vốn chẳng có hảo cảm gì với vị tước mẫu vương. Có thể nói, tất cả kết cục này đều do lão quốc vương U mê tự chuốc lấy, gieo gió gặt báo. Chính tay ông ta đã vun đắp sức mạnh cho quách nhật niệm thanh, giờ đây, quách nhật niệm thanh dùng chính sức mạnh ấy lật đổ ông ta, lại còn tiến thêm một bước, uy hiếp những khách qua đường như bọn gã. Gã đột nhiên lại nhớ đến mẫn mẫn, trong lòng dối như tơ vò. Vậy là, họ không nghỉ ngơi được chút nào ở chỗ di tích. Lữ cánh nam nhìn chắc một cường ba loạn choạng bắn dây móc, vội liên tiếp tung mình mấy lượt, lao lên phía trước gã, lên tiếng an ủi, sự việc không tệ hại như anh nghĩ đâu. Tước mẫu xảy ra biến cố lớn như vậy, họ không thể nào không phát giác ra điều gì, đặc biệt là ba tang, anh ấy rất mẫn cảm với máu và chiến tranh. Chắc một cường ba lớn tiếng chất vấn, vậy tại sao họ vẫn chưa trở về công nhật lạp, còn lưu lại đó làm gì lữ cánh nam lại nhẫn nại giải thích đó là nơi chúng ta hẹn gặp dù họ phát hiện nguy hiểm thì cũng phải ở lại để cảnh báo cho chúng ta một khả năng khác nữa là trong nhóm chúng ta có người không may bị bắt họ ở lại để nghĩ cách cứu người vậy mà cô còn bảo tôi là không có chuyện đúng lúc ấy hai người cùng lúc phát giác phía trước có người vừa nấp vào một tán cây liền nghe thấy giọng nhạc dương cất lên cố gắng lên anh sẽ không sao đâu mà chỉ thấy pháp sư á la Ba Tang, Nhạc Dương, Mẫn Mẫn lần lượt xuất hiện, chắc Mộc Cường Ba hân hoan khôn tả, kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống. Nhạc Dương, Trương Lập, liếc thấy Mẫn Mẫn không sao, chắc Mộc Cường Ba cũng yên tâm phần nào, lập tức dồn sự chú ý vào Trương Lập đang nằm phục trên lưng Ba Tang. Bọn Nhạc Dương thấy Cường Ba thiếu gia và giáo quan từ trên trời nhảy xuống, cũng vô cùng hoan hỉ, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Chắc Mộc Cường Ba còn chưa chạm đất, đã nghe Nhạc Dương hỏi, "Cường Ba thiếu gia, pháp sư Tháp Tây đâu?" Trác Mộc Cường ba chạm đất, lộn một vòng cho hết đà rồi đứng dậy, vẫn ở thôn công Nhật Lạp. Trương Lập sao vậy? Nhạc Dương giẫm chân nói, mau lên, vừa đi tôi vừa kể, rồi tấp tỉnh lê bước tiến lên. Lữ cánh nam thì trực tiếp đưa tay bắt mạch Trương Lập, chỉ thấy Pháp Sư Á la lắc đầu nói, là một loại cổ độc không biết tên đã thất truyền, giờ chỉ còn xem Pháp Sư Tháp Tây có cách gì hay không thôi. Sau khi chạy khỏi tước mẫu được một quãng không xa, Nhạc Dương tinh thần mệt mỏi, Cộng với vết thương ở chân vẫn chưa hồi phục nên hành động chậm chạp hẳn, ba tan thấy vậy liền không nói một lời, rằng lấy Trương Lập, đặt lên lưng mình. Mới đầu, thần chí Trương Lập vẫn còn tỉnh táo, trên đường trốn chạy vẫn không quên trêu đùa cợt nhả với nhạc dương, nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại rơi vào trạng thái đờ đẫn buồn ngủ. Pháp Sư Á là kiểm tra trạng thái của Trương Lập, rồi lại nghe nhạc dương tả lại quá trình, xong cũng thúc thủ không biết làm sao còn việc pháp sư tháp tây có biện pháp gì chữa trị loại cổ độc này hay không pháp sư á là cũng không dám chắc nhưng dù sao cũng cần phải nhanh chóng đến chỗ pháp sư tháp tây có lẽ lúc này ông chính là hy vọng duy nhất của trương lập sau cả một quãng đường dài bôn ba mệt mỏi dù ba tăng thể lực kinh người cũng phải thở phì phò như trâu trác mộc cường ba đi phía sau khẽ vỗ nhẹ lên vai anh ta một cái ba tăng liền hơi vặn người lưng lệch sang bên phải trác mộc cường ba lập tức vươn tay gánh lấy trương lập khẽ nhún vai, buông tay, rồi sốc mạnh để trương lập bám lên lưng mình. thôn công nhật lạc pháp sư tháp tây sau khi biết tin vội vàng quay lại. ông ở trong phòng trương lập kiểm tra suốt nửa ngày trời. trác mộc cường ba trông chừng bên cạnh. nhạc dương vốn định vào làm trợ thủ cho pháp sư, nhưng ông chỉ liếc anh một cái, bảo ngay là thể lực không đủ. trong phòng công việc của trác mộc cường ba rất đơn giản, chỉ là dịch chuyển cái ghế mỗi khi pháp sư có yêu cầu. thời gian còn lại. Pháp sư Tháp Tây hy vọng gã đừng lên tiếng, đừng đi lại, cũng đừng ngồi lên ghế ngủ thiếp đi, tốt nhất là đứng sau lưng ông, để khi nào cần là có thể lập tức di động cái ghế đến vị trí cần thiết. Theo Trác Mộc Cường ba quan sát, Pháp sư Tháp Tây dường như chẳng làm việc gì cụ thể, chỉ sờ sờ chỗ này, nắn nắn chỗ kia, nhưng chỉ một lúc sau, đã thấy chán ông lấm tấm mồ hôi nhỏ xuống, vậy là, lau mồ hôi cho Pháp sư cũng thành một công việc của gã. Trác Mộc Cường ba thấy Trương Lập lặng lẽ nằm đó, tựa như đang ngủ say, nhưng hai mắt pháp sư á la lại mở to chân mày nhíu chặt răng nghiến kèn kẹt tựa như một vị chỉ huy quan sát hai quân đối mặt trên chiến địa chiến cuộc đang hồi kịch liệt thậm chí không dám thở mạnh lại thêm một lúc nữa trác mộc cường ba cuối cùng đã hiểu ra tại sao pháp sư tháp tây lại nói nhạc dương không đủ thể lực cứ đứng yên tại chỗ bất động không nói không cười chẳng ngờ lại cũng tốn sức đến vậy mới đầu gã vẫn chưa thấy gì nhưng càng lâu về sau hai chân từ đầu gối trở xuống đến gót chân dần dần tê trồn Càng khó chịu hơn nữa là, cả người cứ như con vụ sắp sửa ngừng xoay, nửa thân trên và nửa thân dưới không thể giữ trên một đoạn thẳng, chỉ cần hơi lơ là một chút, lập tức muốn nghiêng ngả sang hai bên ngay. Nhưng chỉ có vậy thì không đủ khiến Trác Mộc Cường ba chịu không thấu, điều thực sự khiến gã cảm thấy khó chịu là, Pháp Sư Tháp Tây yêu cầu gã phải như một cỗ máy luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh 24 trên 24. Ông đánh tay ra hiệu một cái, là Trác Mộc Cường ba tức khắc phải phản ứng với tốc độ nhanh nhất, dịch chuyển cái ghế sang một vị trí khác. Cũng bởi vậy, chắc một cường ba luôn phải tập trung tinh thần cao độ, chờ đợi cánh tay ông ra hiệu. Nhưng Pháp Sư Tháp Tây mãi không thấy có động tính gì, gã phải nhìn chầm chầm vào ông chờ đợi, cảm giác ấy như thể đang trong một trận đối kháng thuần túy tinh thần thôi vậy. Thần kinh, cơ bắp gã đều căng ra như dây đàn. Nhìn dáng ngồi bất động như núi của Pháp Sư Tháp Tây, chắc một cường ba dần dần ngộ ra, chỉ một động tác đứng đơn giản thế này thôi, con người ta cũng có cực hạn chịu đựng muốn đột phá cực hạn này nhất thiết phải trải qua huấn luyện chuyên biệt mật tu trác mộc cường ba áng chừng đã qua khoảng hai bữa cơm khi gã bắt đầu cảm thấy mình gần như không chịu nổi nữa chợt thấy thân thể pháp sư tháp tây đung đưa như sắp ngã khỏi ghế trác mộc cường ba vội vàng bước lên đỡ ông nhưng chính gã cũng suýt ngã lăn ra đất pháp sư tháp tây dùng đầu ngón tay ấn mấy cái lên chán mình nói chúng ta ra ngoài thôi giọng ông đột nhiên nghe già nua đi rõ rệt trác mộc cường ba không thể tưởng tượng nổi một vị cao nhân trong hàng ngũ mật tu giả có thể mấy ngày mấy đêm liền không ăn không uống lại mắt hoa đầu váng chỉ vì nhìn chằm chằm vào một người mấy tiếng đồng hồ gã vội hỏi trương lập cậu ấy có sao không ạ? À? câu trả lời của pháp sư tháp tây là thật đáng sợ khi trác mộc cường ba cóng pháp sư tháp tây loạn trọn bước ra khỏi gian phòng ấy mấy người nhạc dương mẫn mẫn lập tức ùa tới vây quanh pháp sư á là đỡ pháp sư tháp tây mẫn mẫn cầm bát đưa cho trác mộc cường ba nói anh ăn chút gì đi Nhạc Dương thì luôn miệng hỏi, Pháp Sư, Trương Lập sao rồi ạ? À? Giờ anh ấy sao rồi? Địch ô an cát mẫu và một đám dân làng cũng ở bên ngoài, tiếng người ồn ào náo động. Lữ cánh nam phải lên tiếng duy trì trật tự, mọi người yên tĩnh một chút, lùi lại hết đi. Trác Mộc Cường ba nhẹ nhàng đón lấy bát thức ăn, đang định bảo giờ mình chỉ muốn nghỉ ngơi một lát, đột nhiên cảm thấy những người xung quanh đều nín lặng như tờ, gã cũng bất giác im bặt, ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thấy Pháp Sư Tháp Tây đang nhìn chầm chầm vào Nhạc Dương, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, kế đó ánh mắt ông quét một vòng, lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lữ Cánh Nam. Tiếp theo, ánh mắt Pháp Sư Tháp Tây lần lượt lướt qua trên người Pháp Sư Á La, Ba Tang, Mẫn Mẫn, Địch Ô An Cát Mẫu, Mã Cát và những dân làng. Chính ánh mắt sắc bén, pha chút giận dữ, mang lại cho người ta cảm giác dần dận đáng sợ ấy của ông đã khiến tất cả mọi người tức thì nín thinh không phát ra tiếng động gì nữa pháp sư tháp tây cũng chăm chú quan sát chắc mộc cường ba khoảng một phút sau đó ông giơ bàn tay mình lên nhìn thật kỹ một lúc lâu tựa như lòng bàn tay mình có huyền cơ gì đó vậy cuối cùng pháp sư nhắm mắt lại thở ra một hơi dài nhạc dương căng thẳng hỏi xảy ra chuyện gì vậy pháp sư pháp sư tháp tây điềm đạm nói cậu chúng cổ độc rồi cánh nam cũng vậy á la cũng vậy an cát mẫu cũng vậy tất cả chúng ta đều đã trúng cổ độc một câu nói này của Pháp Sư Tháp Tây lập tức khiến toàn bộ mọi người có mặt chấn động. Thế, thế là sao? Lẽ nào loại cổ độc này còn truyền nhiễm được? Nhạc Dương lắp bắp hỏi. Pháp Sư Tháp Tây cũng đang thầm suy đoán trong lòng, tự nhủ, không đúng, loại cổ độc trương lập chúng phải dường như không có khả năng truyền nhiễm, mà mọi người bị nhiễm độc theo con đường khác. Trong nước ư, không, theo ghi chép trong thư tịch xưa, loại cổ độc này rất khó lây lan theo đường nước, và lại cổ độc mỗi người chúng phải đều không giống nhau, Bị truyền nhiễm từ đâu vậy nhỉ? Triệu chứng của Trác Mộc Cường ba nặng hơn ta, hẳn là cậu ấy đã truyền nhiễm cho ta. Cậu ấy bị nhiễm lúc đi tiếp ứng bọn Nhạc Dương, trong đám người ấy, tình trạng của Nhạc Dương là nghiêm trọng nhất, nhưng dường như cậu ấy không phải người trực tiếp mang mầm bệnh, lẽ nào? Pháp sư Tháp Tây đột nhiên thốt lên, đưa tôi đến chỗ Đại Địch Ô Thứ Kiệt. Sau khi xem xét tình hình của Đại Địch Ô Thứ Kiệt, pháp sư Tháp Tây ảo não lắc đầu, quả nhiên là vậy. Pháp sư Á La khẽ hỏi, chuyện gì thế? pháp sư tháp tây nói đại địch ô thứ kiệt rõ ràng đã thử nghiệm rất nhiều loại cổ độc trên cơ thể mình giống như các loài động vật thường xuyên ăn độc trùng vậy độc tố bên trong cơ thể ông ấy tự trung hòa lẫn nhau đạt đến một trạng thái cân bằng nhất định bình thường thì không có gì dị thường cả nhưng lần này khi quách nhật nhiễm thanh tra khảo ông ấy để kéo dài sinh mạng giữ cho thứ kiệt được tỉnh táo hắn đã sử dụng một loại cổ độc khác mặt khác sức sống của thứ kiệt giờ đây cực kỳ yếu ớt cân bằng của môi trường bên trong cơ thể đã hoàn toàn bị phá vỡ bởi thế, các loại cổ độc bắt đầu cắn ngược trở lại, làm ông ấy biến thành một nguồn bệnh lớn, phàm người nào tiếp cận ông ấy, hoặc ít hoặc nhiều đều bị nhiễm phải một số cổ độc, sau đó lại lây lan truyền nhiễm cho những người khác, thành thử, người trong làng này đều đã bị nhiễm bệnh rồi. Pháp sư Á La lại hỏi, còn cứu được ông ấy không? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu, sinh mệnh ông ấy đã đi đến điểm tận cùng, giờ đây cơ thể này đã biến thành chiến trường cho các loại cổ độc cắn xé lẫn nhau, ta cũng không thể làm gì được nữa vậy người trong thôn làng phải tính sao? Ta sẽ gắng hết sức, ta thấy tình trạng của họ không hề rõ rệt, nhưng có nặng có nhẹ, dường như không có loại nào là cổ độc chí mạng cả. Còn Trương Lập? Trương Lập, còn cứu được không? Ừm, ta chưa từng gặp loại cổ độc nào như thế, trong thư tịch cũng không có ghi chép gì về nó. Pháp Sư Tháp Tây nói ra sự thực, kinh mạch trong cơ thể cậu ta dường như đã bị cải tạo, giờ đây đã hoàn toàn lệch lạc, nhiệt độ cơ thể cũng khác với người thường. Rõ ràng, đây là một loại cổ độc ảnh hưởng đến đại não, cũng là loại phức tạp nhất, khó đối phó nhất. Pháp sư Á La thắc mắc, tại sao không thể trực tiếp dùng biện pháp phẫu thuật? Giống như chữa trị cho công chúa Lạp Mẫu vậy. Không giống nhau, pháp sư Tháp Tây lắc đầu nói, công chúa Lạp Mẫu chỉ cần phẫu thuật loại bỏ u nang đè lên dây thần kinh thị giác, chỉ là dạng phẫu thuật mở hộp sọ đơn giản, còn tình huống của Trương Lập, rõ ràng là các phần trung tâm của đại não bị tổn thương, mở hộp sọ can thiệp sâu, phục hồi tổ chức não cho dù bệnh viện hiện đại nhất thế giới cũng chưa chắc đã làm được. Giờ thảo luận chuyện này cũng vô dụng, tôi chỉ có thể cứu những người còn cứu được thôi. Pháp sư Á la lẳng lặng cúi đầu, trầm giọng nói, vậy thì, buộc phải bỏ rơi trương lập sao? Sau một hồi lâu trầm mặc, Pháp sư Tháp Tây mới chậm rãi cất tiếng, để ta thử dùng kim châm, cố định các kinh mạch của cậu ấy lại, còn những thứ khác. Chỉ còn biết nghe theo ý trời thôi vậy. Ừm, Pháp sư Á la thở dài một hơi, bấy giờ mới cõng Pháp Sư tháp Tây lên, nặng nề bước ra. Hai vị Pháp Sư vừa bước ra bên ngoài, liền bị một đám người quay lại hỏi han. Pháp Sư tháp Tây nói với mọi người phát hiện của mình, đồng thời tỏ ý mình sẽ tận hết sức lực chữa trị, dân làng mới yên tâm phần nào. Trong suy nghĩ của bọn họ, cổ độc của đại địch Olangbu, do đại địch Oyaka giải trừ chắc là không vấn đề gì, và lại, trước đó, qua địch Oan cắt mẫu, mọi người cũng biết Pháp Sư Tháp Tây chữa trị cho các bệnh nhân của mã cắt như thế nào, nên ai nấy đều rất có lòng tin với ông. Tối hôm ấy, đại địch ô thứ kiệt ngừng thở. Pháp sư tháp Tây yêu cầu mọi người đào xung quanh gian phòng của vị địch ô ra một cái rãnh tròn, rồi hỏa thiêu cả gian nhà bằng đá với di thể của ông bên trong. Ngày hôm sau, trong vương cung tước mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh nói với Khước Ba Ca Nhiệt, hắn vẫn chưa chết. Khước Ba Ca Nhiệt cau mày, không thể nào, chẳng lẽ bọn chúng thực sự có khả năng cứu người? Không, Quách Nhật Niệm Thanh tự tin dơ mảnh giấy trong tay lên, nói, qua ba đại địch ô đã dùng kim châm, chắc là một bí thuật đặc biệt, khiến máu tạm thời ngưng lưu thông, nên các phản ứng bên trong cơ thể đều chậm lại, từ đó kéo dài thời gian sinh tồn cho tên trương lập ấy. Lão ta thật sự rất lợi hại, khước ba ca nhiệt dường như vẫn rất e ngại pháp sư tháp Tây. Vậy thì cũng chưa chắc, cho dù dùng kim châm, ta thấy tên trương lập đó sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Tạm thời cho bọn chúng mấy ngày nghỉ ngơi, để xem lão địch ô từ bên ngoài đến ấy có thủ đoạn gì, nói không chừng chỉ là một tên giỏi nói mà không biết làm thôi. Nói đoạn, ánh mắt quách nhật niệm thanh lại hướng về phía tấm bản đồ. Tiếp sau đây, y sẽ rất bận rộn, cần phải tiếp tục tiến hành thanh lọc để đảm bảo chắc chắn địa vị của mình, ngoài ra còn cần phải đặt ra một loạt kế hoạch nhằm vào Yaka nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, đợi y rảnh tay ra, thì ngày tàn của bọn Trác Mộc Cường ba cũng sẽ đến. Đợi đấy, hãy đợi đấy, sắp thành hiện thực, sắp thành hiện thực rồi. Quách nhật niệm thanh thầm nhủ, khóe miệng nở một nụ cười. Nhạc Dương để ý thấy, mấy ngày sau đó, Mã Cát không hề nước mắt lã trã, cả ngày thúc thiết như mẫn mẫn. Cô không khóc, mà chỉ ở bên cạnh Trương Lập, ánh mắt từ ái như của một người mẹ chăm chú ngắm nhìn đứa con đang say ngủ. Từ khi Pháp sư Tháp Tây dùng kim châm định mạch cho Trương Lập, Mã Cát luôn ở bên cạnh anh, cầu thần Phật phù hộ, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Mấy ngày hôm nay, người mệt mỏi nhất là Pháp sư Tháp Tây, tuy địch Oan Cát mấu cũng giúp được một số việc nhưng hiệu quả không cao, những người khác thì lại càng không cần nhắc đến. Từ thử thuốc, thử kim châm, thử các phương pháp trị liệu, tất cả mọi sự pháp sư tháp Tây đều phải từ tay thực hiện. Cổ độc trên người đại địch ô thứ kiệt truyền nhiễm ra cực kỳ phức tạp, chủng loại vô số, lại pha trộn hỗn độn, mỗi loại đều khiến pháp sư tháp Tây phải vắt óc suy nghĩ, hao tổn không ít tâm lực mới tìm được cách hóa giải. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mái tóc ông đã từ màu đen nhánh chuyển sang lấm tấm hoa dâm, rồi từ hoa dâm chuyển sang bạc trắng như cước, gương mặt cũng giả nuôi đi đáng kể. Còn Trương Lập, mấy ngày nay lại rất an tính, dẫu có triệu chứng phát cuồng thì cũng đã bị kim châm phong tỏa, không nhúc nhích gì được. Mỗi lần thấy cơ bắp anh co giật liên hồi, hai hàm răng nghiến chặt lại, mã cắt đều nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, áp vào má mình, lẩm bẩm thủ thì gì đó. Nhạc Dương thường hay ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, anh biết, Trương Lập nhất định đang cực kỳ đau đớn, đang có vô vàn con sâu độc gặm nhấm trong não bộ của anh. Mỗi lần như thế, Nhạc Dương lại cảm thấy mình thật vô dụng. Cổ độc của quách nhật niệm thanh rốt của cũng bắt đầu có tác dụng, lớp da trương lập dần dần chuyển sang màu nâu xỉn, giờ lên thấy có một lớp cưng cứng, có hiện tượng chuyển hóa thành chất sừng Lật mí mắt của anh lên, liền phát hiện trên tròng trắng những sợi tơ máu tựa như xúc tu động vật đang tập trung về phía mống mắt. Còn ở xung quanh mống mắt, lại có những đốm máu lấm chấm, khiến con mắt anh thoạt trông như một viên hồng bảo thạch. Có lúc, trương lập còn chảy nước mắt màu đỏ nhạt. Pháp sư Tháp Tây nói, đó là kết quả khi áp lực trong hộp sọ thay đổi, khiến Trương Lập bị chảy máu dưới mắt. Mặc dù Pháp Sư Tháp Tây đã nỗ lực hết sức, nhưng cơ thể Trương Lập vẫn không ngừng biến đổi hàng ngày. Họ không có hệ thống duy trì sinh mạng, mỗi ngày, Trương Lập chỉ có thể uống một chút xíu nước sạch, thân thể được rèn từ sắt thép ấy, đang mỗi lúc một khô héo tàn lụi. Tất cả mọi người đều biết, cứ tiếp tục thế này, Trương Lập kiệt quệ mà chết chỉ là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng họ lại không nghĩ ra được bất cứ cách nào, Pháp Sư Tháp Tây có thể cứu trị cho tất cả mọi người ở thôn công Nhật Lạp, duy chỉ mình Trương Lập là không. Còn bọn Trác Mộc Cường Ba, những người đã cùng đồng cam cộng khổ tìm kiếm bạc ba la thần miếu, lại chỉ có thể ngày ngày nhìn Trương Lập gầy mòn, đau đớn, dẫy dụa, toàn bộ cái quá trình chậm chạp ấy đồng thời cũng dày vò hành hạ hệ thần kinh của mỗi người bọn họ. Ba tang càng lúc càng trầm mặt ít nói, mẫn mẫn thì cả ngày thút thít, vẻ bất lực và bi thương hẳn sâu lên gương mặt Pháp Sư Á La. Còn lữ cánh nam tuy rằng sắc mặt vẫn luôn lạnh tựa băng xương, nhưng trong ánh mắt cũng thường thấp thoáng lộ ra vẻ đau đớn xót xa. Cuối cùng, khi Pháp Sư Tháp Tây phát hiện lượng nước rãi của Trương Lập bắt đầu nhiều lên, đồng thời dính kết thành dạng tơ, ông nói với mọi người, Trương Lập đang tiết ra các bào tử thông qua đường nước rãi, nếu bất cần bị cắn phải thì cũng sẽ trúng độc. Ba Tang cho rằng không nên tiếp tục kéo dài như vậy nữa, bèn đề nghị để cho Trương Lập được chết một cách yên bình. Đối với anh, để Trương Lập sống mà chỉ biết có đau đớn, ngoài ra không còn bất cứ cảm giác gì khác thế này, thì có lẽ cái chết mới là một sự giải thoát. Nhưng Nhạc Dương kiên quyết không đồng ý, anh không đưa ra bất cứ nguyên nhân và lý do nào, chỉ nói với Trác Mộc Cường Ba một câu, Cường Ba thiếu ra, đừng bỏ rơi trương lập mà. Câu nói ấy, đã đâm sâu vào tâm khảm của Trác Mộc Cường Ba, gã nhắm mắt lại, liền trông thấy cảnh tượng 20 năm về trước, trong khe núi xanh ngắt đó, tiếng cười cất lên trong veo như chuông bạc, anh à, anh à, câu nói em gái gã chưa nói ra, rõ ràng là anh à, đừng bỏ rơi em mà. Cái bóng màu xám, cú bổ nhào cuối cùng của Lang Vương. Bụi khói để lại sau đuôi xe, tiếng gầm rú của đàn sói. Trác Mộc Cường ba tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ ai. Cường ba thiếu ra, nếu thực sự có một ngày như vậy, tôi hy vọng người ra tay sẽ là anh. Nhớ kỹ, người nhà chính là không có ai bị bỏ rơi, không có ai bị quên lãng. Nếu có một ngày người ấy đổi lại là em, anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ làm thế nào? Trác Mộc Cường Ba đau đớn nhắm nghiền mắt lại, cảnh tượng lần đầu gặp mặt Trương Lập khi trở về Cao Nguyên, rồi khoảnh khắc hai người trở nên hiểu nhau trong động băng ở Khả Khả Tây Lý, dáng vẻ không phục, kinh ngạc hay tò mò của anh, hay bộ mặt khi anh lo lắng, sợ hãi, lúc vui đùa. Từng hình ảnh đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí gã. Trác Mộc Cường Ba quay sang hỏi pháp sư Tháp Tây, liệu Trương Lập có biến thành quái vật như trong truyền thuyết nói hay không? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu phủ định khả năng này, ông nói, cơ thể trương lập rất yếu ớt, không được cung cấp dinh dưỡng, dĩ nhiên cũng không lấy đâu ra năng lượng hoạt động, cho dù anh có hoàn toàn trở thành con rối của bào tử thì cũng không thể vùng bật dậy gây tổn thương cho người khác được. Pháp sư thở dài tiếc núi bảo với gã, đây chính là phương thức sinh tồn của bào tử cổ độc, bọn chúng rất giống với virus, ký sinh lên vật chủ, chiếm dụng vật chủ, mỗi tế bào, mỗi phần dinh dưỡng vật chủ hấp thu được đều trở thành thức ăn của chúng thân thể vật chủ biến thành chiến trường của chúng, để chúng mặc tình xâm chiếm từng chút, từng chút một, để rồi khi chúng giành được thắng lợi hoàn toàn, thì cũng cùng với vật chủ nghênh đón cái chết. Trác Mộc Cường ba nhìn gương mặt gầy guộc xanh sao của Trương Lập, rồi lại nhìn làn da đã trở nên thô ráp sần sùi, bảo gã phải rút đao ra với gương mặt thân thuộc ấy, gã không thể làm được, huống hồ, bên cạnh còn một gương mặt còn gầy gò hơn, một đôi mắt trong veo đến độ khiến con tim người ta phải run rẩy đang nhìn chằm chằm nữa. Thêm ba ngày nữa trôi qua, vào một buổi chiều khi hoàng hôn gần buông xuống, Trương Lập đột nhiên tỉnh dậy, không có bất cứ triệu chứng gì báo trước. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là, không ngờ anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, không hề mất đi bản ngã con người. Kỳ tích thình lình xuất hiện ấy khiến nhạc dương đờ người ra, quên cả đi báo với mọi người. Anh và Mã cắt cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Trương Lập, chỉ sợ mình vừa quay người đi, Trương Lập sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Trương Lập nhìn nhạc dương ngồi bên trái mình, rồi lại nhìn Mã cắt phía bên phải, khẽ mỉm cười, giọng nói của anh hết sức yếu ớt, một người là bạn tốt nhất của tôi, một người là cô gái tôi yêu thương nhất, vừa mở mắt ra đã có thể trông thấy hai người, thật tốt quá. Anh đỡ chút nào chưa? Có đói không? Cảm thấy thế nào? Đau không? Có muốn ăn gì không? Anh, một loạt câu hỏi dồn nén trong lòng Nhạc Dương được thể ùa ra, nhưng lời ra đến miệng lại tắc nghẽn lại, không sao cất lên thành tiếng. Trương Lập tỉnh rồi, Trương Lập mở mắt rồi, Trương Lập nói được rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn nữa đây? ngón tay trương lập khẽ nhúc nhích, mã cát dịu dàng quỳ một chân, nâng bàn tay trương lập lên, áp vào má mình, giống như mọi ngày trước. Trương lập tiếp tục nói với giọng yếu ớt hư nhược, tôi mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ, tôi đã trở về mái nhà xưa ở quê, giải đá xanh, lợp ngói xanh, cơn mưa lâm thâm rơi mãi không ngừng. Tôi mơ thấy mình nằm trong cái nôi đan bằng thân tre, mẹ vừa đưa nôi, vừa cầm tay tôi, miệng gọi con ơi, con ơi. Mẹ nói với tôi rất nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì cả, một cảm giác chua sót đớn đau dâng trào ngập tràn tâm trí nhạc dương, anh đột nhiên nghẹn ngào, khó nhọc lắm mới cất được lời, đừng nói nữa. Trường lập tựa hồ như không nghe thấy, âm thanh lơ lửng nhẹ bấng, được được mất mất đó vẫn vang lên, tôi mơ thấy mẹ già rồi, nếp nhăn trên mắt cũng nhiều hơn, lưng còng rồi, tóc bạc trắng như cước, tôi mơ thấy mình gọi điện về nhà, báo tôi đã xuất ngũ, sắp chuyển ngành, sắp về nhà rồi, mẹ tôi mừng lắm. Mẹ muốn ra ga xe lửa đón tôi, cậu chưa đến quê tôi đúng không? nơi ấy cách ga xe lửa mấy chục dặm đường phải băng qua hai triển núi rồi qua ba con suối cơ trời chưa sáng mẹ đã thức dậy đi đôi giày vải cầm ngọn đèn dầu bước thấp bước cao trên con đường núi dọc đường không gặp một ai trên trời cũng chỉ có mấy ngôi sao thoát ẩn thoát hiện tôi dường như ở ngay phía sau mẹ ngóng nhìn theo bóng lưng của bà ánh đèn vàng vọt chiếu hắt lên gương mặt mẹ nhạc dương không sao kìm được dòng nước mắt nói như đang khẩn cầu anh đừng nói nữa hai mắt trương lập ngước nhìn lên trần nhà cơ hồ đang hồi tưởng lại chuyện gì đó tiếp tục lẩm bẩm từ nhỏ tới lớn tôi tự vấn lương tâm thấy mình không nợ bất cứ ai ngoài mẹ tôi ra cả đời này tôi đều nợ mẹ từ ngày sinh ra trên đời đã làm mẹ cảm thấy đau đớn hồi nhỏ lại lắm bệnh khiến mẹ chẳng ngủ được một giấc yên hồi đi học lại không cố gắng hay đánh nhau trốn học suốt thời ấu thơ tôi chưa từng làm điều gì khiến mẹ có thể tự hào cho tới khi tôi nhập ngũ mẹ lại may lót giày cho tôi từng đường kim mũi chỉ đều thật chặt, thật khít. Nhạc Dương bật dậy nắm chặt cánh tay đã cứng như cành củi khô của Trương Lập, tưởng như gào lên, cầu xin anh đấy, đừng nói nữa. Trương Lập chậm chậm quay đầu lại, dùng đôi mắt hõm sâu, đỏ như hồng bảo thạch ấy, chăm chú nhìn Nhạc Dương, thở dài, tôi nghĩ, chắc mình không thể đến bạc ba la thần miếu nữa rồi, nếu mọi người tìm được, nếu có thể ra khỏi đây, cậu. Nhạc Dương vừa rơi lệ, vừa nghiến răng nói, anh nói bậy gì đó. Anh không sao cả, chỉ là, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là khỏe lại ngay thôi, chúng tôi đều đang đợi anh, đợi anh khỏe lại, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường. Trương Lập nở một nụ cười đau đớn, lắc đầu nói, cậu đâu có biết diễn kịch, suy luận còn được, chứ nói dối thì thực không ổn lắm đâu, làm gì có ai vừa khóc vừa báo tin mừng cho người ta như thế chứ. Nhạc Dương còn đang định nói gì, Trương Lập đã tiếp lời, được rồi, tôi nhớ lại cả rồi, quách nhật niệm thanh hạ cổ độc lên người tôi, con sâu tẩm lợm ấy đang ở trong bụng tôi rồi, hình như tôi sẽ biến thành quái vật đúng không? Không đâu, cơ mặt căng ra, nhạc dương gượng cười nói, anh xem, bây giờ chẳng phải anh vẫn đang rất ổn đó sao, sao lại biến thành quái vật được? Trương Lập khép hờ đôi mắt, nói, thực ra, tôi luôn cảm nhận được, bọn chúng đang ở trong đầu mình, cậu không thể nào hiểu được cảm giác ấy đâu, giống như. Trong não cậu có một ổ rán, bọn chúng bò khắp người, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng chúng ăn rột 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 nữa cơ, tôi cũng muốn dũng cảm một chút, nhưng mà, thật sự, thật sự, rất đau đớn. Không có chuyện đó đâu, nhạc dương gắng giữ nụ cười cứng nhắc ấy trên môi, kiềm chế không cho nước mắt chảy ra nữa, lại nói, Pháp Sư Tháp Tây đã nghĩ ra cách rồi, nói cho anh biết nhé, ông ấy đã trị bệnh cho tất cả mọi người trong thôn công Nhật Lạp đấy. Đôi mắt màu đỏ sậm của Trương Lập phảng phất như đã nhìn thấu tâm can nhạc dương, anh ngước về phía xa xăm, giọng nói đượm đầy vẻ mệt mỏi và hụt hẫng. xem ra tôi chỉ có thể mang theo tiếc nuối. Lời còn chưa dứt, Bàn tay nhạc dương đang nắm lấy cánh tay anh đã bóc mạnh, dứt khoát ngắt lời, anh nghe tôi nói. Ánh mắt trương lập dường như thu lại, chăm chú nhìn nhạc dương. Nhạc dương cũng nhìn thẳng vào mắt anh, mặt đối mặt hồi lâu, mới nghe nhạc dương chậm chậm nói từng chữ một, mẹ của anh, chính là mẹ của tôi. Nước mắt đỏ tươi nhuộm thắm cả gò má trương lập, anh lật tay lại, nắm chặt bàn tay nhạc dương. Nhạc dương đặt bàn tay kia lên mu bàn tay trương lập. Trương lập cũng rút tay phải ra khỏi tay mã cát, khó nhọc đặt lên mờ u bàn tay nhạc dương, anh em tốt, người anh em tốt của tôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bốn bàn tay nắm chặt, không nói một lời nào, bốn hàng nước mắt chậm chậm chảy xuống theo gò má. Số mệnh của Pháp Sư Tháp Tây Trong vương cung tước mẫu Lão ta thật chẳng ra sao, ngài si nói đúng, lão chỉ giỏi nói mồm, khi bắt tay vào làm thì giống như đứa trẻ mới học dùng cổ độc vậy. Hừ, một chút cổ độc của thứ kiệt lây lan ra trước khi chết đã khiến lão phải bưu đầu mẻ chán rồi, kiểu truyền nhiễm đó, ta chẳng cần đến nửa ngày là có thể hoàn toàn hóa giải toàn bộ, tạm không nói đến việc lão tốn mấy ngày vẫn chưa giải quyết xong, sao lại còn phải nghĩ đến bạc cả đầu ra như thế chứ? Trình độ này, cũng xứng làm đại địch ô hay sao? Khước ba ca nhiệt phẫn nộ nói, nước bọt bay tung tóe sớm biết trình độ sử dụng và phá giải cổ độc của lão kém cỏi như vậy, ta chỉ cần nhích ngón tay một chút là bóp chết lão rồi. Để ta đi cho, tước mẫu vương. Liếc mắt về phía khước ba ca nhiệt đang nhìn chăm chăm vào mình, quách nhật niệm thanh khẽ nhếch mép khinh bỉ. Mấy hôm nay, khược Ba ca nhiệt đã nhao nhao đòi suốt trận mấy lần rồi, xem ra lão rất muốn báo mối thủ bị Pháp Sư Tháp Tây đánh bại ở Yaka. Cầm miệng, quách nhật niệm thanh mắng, trước khi chết, cổ độc trong người đại địch ô sẽ cắn ngược trở lại, lại còn có thể truyền nhiễm cho những người xung quanh, tại sao ngươi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này. Không ngờ đã lây nhiễm cho tất cả dân làng công nhật lạp của ta, ta còn chưa chỉ ngươi cái tội đó đấy. Khước ba ca nhiệt kinh hoàng nói, ta, ta cũng chỉ nghe sư phụ nhắc tới một lần, nhưng khi sư phụ ta chết đâu có bị như vậy chứ. Và lại, ta nghĩ, cổ độc của Lang Bu và cổ độc của Yaka chúng ta, ít nhiều cũng có điểm khác nhau mà. Thật sự ta không cố ý đâu, chúng ta cũng đâu có ngờ bọn chúng sẽ cứu luôn cả đại địch ô thứ kiệt đi chứ. Vốn từ đầu chẳng phải ngài cũng chỉ định dùng tên trương lập để thử lão già cục chân kia thôi sao. Thấy sắc mặt quách nhật niệm thanh đã dịu xuống, khước ba ca nhiệt lại nói, giờ đây lão già cục chân ấy đã sức cùng lực kiệt, tinh thần kiệt quệ yếu ớt nhất, ta nghe nói lão ta vì nghĩ cách giải độc mà suốt hai ngày hai đêm không chập mắt, chỉ có lúc này hạ cổ độc lên người thì lão mới không thể phòng bị. Tuy nói kỹ thuật sử dụng cổ độc của lão ta rất kém cỏi, nhưng bình thường, muốn tiếp cận lão giả ấy thực là một chuyện khó hơn lên trời đó. Đợi thêm nữa đi, quách nhật niệm thanh rứt khoát nói, ta đã bảo rồi, không nhất định phải dùng cổ độc đối phó lão ta, ta chỉ muốn xem thử coi lão giả ấy có hiểu biết nhiều về cổ độc hay không, có thể gây tổn thất cho chúng ta lớn đến mức nào mà thôi, giờ xem ra, sức phá hoại của lão cũng không lớn lắm. Nhưng mà, Khước Ba Ca Nhiệt bị Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt một cái, liền câm ngay miệng lại, song ngọn lửa thù hận trong mắt lão vẫn cháy lên hừng hực. Nhìn bộ dạng phẫn nộ bỏ đi của Khước Ba Ca Nhiệt, Quách Nhật Niệm Thanh gọi một tên thân binh đến, theo dõi hắn kỹ vào. Hôm đó, Trương Lập đột nhiên tỉnh lại, nói chuyện với Nhạc Dương được vài câu. Sau đó, nhạc dương thấy dường như anh còn lời muốn nói với mã cát bèn ra ngoài trước rồi tức thì mang tin tức này báo với bọn trác mộc cường ba nhưng khi trác mộc cường ba và những người khác chạy đến trương lập đã lại chìm vào giấc ngủ sâu họ chỉ trông thấy mã cát đang đắm đuối nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương không ai biết họ đã nói với nhau những gì mã cát vẫn không rơi nước mắt vì trương lập nhưng vẻ mặt điềm tĩnh ấy ánh mắt nhìn chăm chú cùng nụ cười mỉm trên môi ấy lại càng khiến trái tim người ta tan nát mã cát bảo với mọi người Trương Lập nói anh muốn ở lại đây, rồi đưa cho Nhạc Dương một ít tóc, móng tay và một tổ hợp 6 chữ số. Cuối cùng Mã Cát nói, Trương Lập hy vọng mọi người có thể nhanh chóng rời khỏi đây. Sau đó Mã Cát và địch ô an cát mẫu nói chuyện một lúc rất lâu, dường như đã xảy ra tranh cãi gì đó, rồi Mã Cát rời khỏi phòng của địch ô an cát mẫu, thái độ rất kiên quyết. Sau khi sự việc xảy ra, bọn chắc Mộc Cường ba mới biết, Mã Cát có ý muốn được chung vạc với Trương Lập. Địch ô an cát mẫu giải thích, đó là tập tục bồi táng của làng này, người chồng chết vợ hay người vợ chết chồng, mà không có con nối dõi thì đều có thể đưa ra đề nghị được bồi táng cho người kia. Nhạc Dương hỏi đi hỏi lại mấy lượt, họ mới hiểu, chung và có nghĩa là dùng cái nồi sắt lớn ở cổng thôn đun một nồi nước sôi, bỏ hai người vào đấy luộc chín. Đối với người dân ở thôn công Nhật Lạp, đó là cảnh giới cao nhất của sự dung hợp linh hồn và thể xác, sau khi chết, linh hồn hai người sẽ hợp nhất, vĩnh viễn chẳng bao giờ phân ly. Nghe có tập tục như thế, Bọn Trác Mộc Cường Ba đều vừa kinh hãi vừa giận hết cả người, xem ra Mã Cát đã chấp nhận sự thực và chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, còn họ thì sao, đến giờ phút này, họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thực rằng Trương Lập sắp sửa phải rời khỏi đội ngũ. Đặc biệt là Nhạc Dương, anh liên tục bày tỏ với Trác Mộc Cường Ba, chỉ cần Trương Lập còn một hơi thở, tim anh còn đập thì anh vẫn còn là một thành viên trong đội, không thể bỏ rơi anh được. Trác Mộc Cường Ba cũng nhìn ra được, mọi người đều rất đau xót, ai nấy đều ôm một tia hy vọng mong manh và chờ đợi. Có điều, thêm một hai ngày nữa, Pháp Sư Tháp Tây sẽ giải trừ được hết cổ độc nhiễm lên dân làng công Nhật Lạp, đến lúc ấy, họ sẽ phải lựa chọn thế nào đây? Trong lòng chắc Mộc Cường ba tuột cùng mâu thuẫn. Chẳng những vậy, từ khi Trương Lập tỉnh lại, Pháp Sư Tháp Tây phát hiện tốc độ suy kiệt của anh nhanh hơn trước rất nhiều, tựa hồ đã không còn chút ý niệm cầu sinh nào nữa. Có lẽ, trước khi tôi chữa xong bệnh cho dân làng, cậu ấy đã... Pháp Sư Tháp Tây hết sức lo lắng. Cuối cùng, Pháp Sư Tháp Tây cũng đã chữa khỏi cho người dân cuối cùng. Khi ra khỏi gian nhà nhỏ, sắc mặt tái nhật như thể vừa ốm nặng một trận, ông ngồi trên ghế mà đung đưa như muốn ngã. Trác Mộc Cường Ba và những người khác muốn để ông nghỉ ngơi dây lát, song Pháp Sư Kiên chỉ đòi đến kiểm tra lại cho Trương Lập một lần nữa. Lúc này, hơi thở của Trương Lập đã mong manh như đường tơ, tim đập chậm chạp yếu ớt, lớp da đã hoàn toàn chuyển sang dạng sừng, Pháp Sư Tháp Tây căn bản không thể bắt được mạch cho anh. Kiểm tra xong xuôi, Pháp Sư Tháp Tây đau xót nói với mọi người, theo tính toán lạc quan nhất, người đồng đội trương lập của họ sẽ rời khỏi đội ngũ vào khoảng sáng sớm hôm sau. Pháp Sư Tháp Tây khó nhọc lắm mới nói được hết câu, rồi được Pháp Sư Á là đưa đi nghỉ, những người còn lại đều hoang mang không biết phải làm sao, chỉ còn biết chờ đợi mà chẳng thể kháng cự vòng quay của bánh xe vận mệnh. Trong vương cung tước mẫu, Quách Nhật Niệm Thanh đang nghe một tên binh sĩ báo cáo, nét mặt xa sầm. Khước ba ca nhiệt đã biến mất, có lẽ lão ta lén lút bỏ đi từ tối hôm qua quách nhật niệm thanh biết khước ba ca nhiệt định làm gì đồng thời cũng biết lão ta sẽ làm như thế nào lão ta sẽ chết thôi quách nhật niệm thanh nói với tên binh sĩ ấy ở yaka lão đã không đối phó nổi tháp tây ở lang bu này lão cũng không thể làm được tuy cái chết của lão không ảnh hưởng gì xấu đến việc thống nhất yaka của ta nhưng chết lúc này thì vô giá trị quá vẫn còn rất nhiều việc ta yêu cầu mà lão chưa hoàn thành được vậy chúng ta có cần đuổi theo lão không ạ? À? lão đi được một đêm rồi, giờ có đuổi theo cũng quá muộn. quách nhật niệm thanh đưa tay chống lên đầu, trầm ngâm suy nghĩ, phải nghĩ cách gì đó để cái chết của lão ta giá trị hơn mới được. pháp sư tháp tây thực sự đã quá mệt mỏi, dù là người trải qua huấn luyện mật tu nghiêm khắc, rốt cuộc ông cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nửa đêm, không gian tĩnh lặng, dân làng đều đang say rất nồng, pháp sư á la vẫn luôn canh chừng bên ngoài gian phòng pháp sư tháp tây nghỉ ngơi đột nhiên bật dậy thấp giọng hỏi, "Ai?" Nhạc Dương khẽ nói, "Cháu đây, pháp sư Tháp Tây tỉnh dậy chưa ạ?" À? Pháp sư Á La lắc đầu, ông ấy vẫn đang ngủ, "Có gì không?" Nhạc Dương nói, "Trương Lập hình như lại có biến đổi, cháu muốn nhờ pháp sư." Pháp sư Á La nói, "Tôi đi xem thử, để pháp sư Tháp Tây ngủ thêm một lúc nữa. Cậu đi gọi người nào đến đây trông chừng đi, giờ ông ấy đang ngủ say lắm." Pháp sư Á La hiểu rõ, các mật tu giả sau khi mệt mỏi cực độ sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với thế giới xung quanh, dù có súng nổ bên tai cũng không giật mình, bên ngoài sấm sét đùng đùng cũng không tỉnh. Để cháu gọi anh Ba Tang đến. Ba Tang ở phòng ngoài canh gác chừng gần 10 phút, đột nhiên nắm chặt thanh đao trong tay, xông vào phòng pháp sư tháp Tây, đảo mắt quét một vòng, thầm kinh hãi tự nhủ, kỳ lạ thật, cảm giác vừa nãy, hình như là nhắm vào mình. Anh gión rén nhẹ nhàng đi một vòng xung quanh, không phát hiện ra điều gì lạ, bèn quay trở ra phòng ngoài toàn thân khước ba ca nhiệt núp trong chiếc áo choàng đen kịt lão đang tức tối thầm nhủ khó khăn lắm mới đẩy được lão già kia đi chỗ khác không ngờ tên khốn này cũng cảnh giác cao như vậy cả thứ vô hình vô sắc này cũng tránh được đang nghĩ ngợi lại nghe thấy tiếng ba tang trở về chỗ lúc nãy nằm khước ba ca nhiệt không khỏi cả mừng thì ra không phải hắn phát hiện ra điều gì mà chỉ nhờ vào trực giác tránh khỏi thôi lần này có cơ hội rồi tháp tây người đã cướp vị trí của ta lại phá hoại âm mưu của ta khiến ta không trốn dung thân ở yaka nữa thù cú hận mới lần này chúng ta tính hết một lượt đi vậy. Trong phòng Trương Lập, hơi thở gấp gáp hơn à, Pháp Sư Á La vừa bước vào phòng đã phát hiện Trương Lập có điều bất ổn. Thế nào à, có phải là dấu hiệu hồi phục không? Nhạc Dương vẫn tràn trề hy vọng. Không, Pháp Sư Á La lắc đầu, đúng như Pháp Sư Tháp Tây đã nói, đây là dấu hiệu sinh mạng cậu ấy đã đến hồi kết. Nói đoạn, ông nhớ lại lời dặn của Pháp Sư Tháp Tây trước lúc chìm vào giấc ngủ, nếu ta không lầm, trước khi Trương Lập chết, Hơi thở sẽ trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn, vượt quá mức độ của người bình thường có thể chịu đựng. Trạng thái từ cực chậm chuyển sang cực nhanh này là do bào tử sinh sôi quá độ, một lượng lớn độc tố xâm nhập cơ thể gây nên. Hô hấp quá nhanh, quá dồn dập sẽ khiến cơ thể không đủ oxy, môi trường đầy axit trong cơ thể sẽ làm cho cơ bắp bị co rút, sau đó, toàn bộ năng lượng sống sẽ tiêu hao, tất cả đều dừng lại. Mã Cát đứng dậy, bình tĩnh bước tới bên cạnh pháp sư Á La nói, anh ấy sắp chết rồi phải không ạ? Ừm, Pháp Sư Á La chỉ ậm ừ một tiếng, coi như đã trả lời. Anh ấy có còn tỉnh lại nữa không? Mã Cát lại hỏi. Ờ, Pháp Sư Á La trao mày, rồi lại nhớ đến lời Pháp Sư Tháp Tây, một khi nhịp thở tăng nhanh, dưỡng khí không đủ, chúng độc axit, ý thức cậu ấy sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ, muốn tỉnh táo lại gần như là không thể. Nhìn ra được câu trả lời trên nét mặt Pháp Sư Á La, Mã Cát gật đầu cảm tạ, cháu biết rồi, cảm ơn cảm ơn mọi người nói đoạn cô bước ra khỏi gian phòng ấy mẫn mẫn nói để em đi xem chỉ lát sau cô đã tái mặt quay lại nói với mọi người mã cát mã cát cô ấy đốt lửa dưới cái nồi lớn ngoài cổng thôn rồi ai nấy đều cúi đầu trầm mặc pháp sư tháp tây đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu tức khắc phát hiện trong phòng lan tỏa một thứ mùi vị bất an ông thử nhúc nhích ngón tay thấy hơi cưng cứng hơi tê tê ông lại thử điều chỉnh lại nội thức liền sực hiểu vội kéo một mảnh chăn lên che kín mũi miệng. Kha kha kha, tiếng cười của khước ba ca nhiệt cất lên trong một góc tối tăm của gian phòng, vô dụng thôi. Ta nghĩ chắc người cũng hiểu rõ, độc tố đã xâm nhập vào cốt tủy rồi, dù người có tài mấy cũng chẳng thể làm gì được nữa đâu. Pháp sư tháp tây cảm giác mắt mình hoa lên, chỉ thấy một cái bóng mơ hồ lấp loáng, rồi nghe khước ba ca nhiệt bước lại gần hơn, nói, giờ hẳn là ngươi không nhìn rõ được nữa rồi, đúng không? Ngươi nói xem, cổ độc, dùng để giết người, hay là để cứu người. Kiểm tra lại một lượt các triệu chứng khắp toàn thân, pháp sư Tháp Tây ngược lại còn bình tĩnh hơn, ông nhắm mắt lại, Khước Ba Ca Nhiệt, ta thừa nhận, kỹ thuật dùng cổ độc của ta không bằng ngươi, loại cổ độc mà Quách Nhật Niệm thanh hạ vào người Trương Lập, cũng là do ngươi truyền cho phải không? Khước Ba Ca Nhiệt đắc ý cười khùng khục, kha kha kha. Đúng thế, ngươi cũng không thể không thừa nhận, ngươi hoàn toàn bó tay với loại cổ độc đó rồi chứ? Pháp sư Tháp Tây nói, loại cổ độc ấy vốn không thể nào hóa giải, người cũng chỉ biết nuôi dưỡng và cấy nó lên người kẻ khác, chứ căn bản không thể giải trừ, đúng không? Khước ba ca nhiệt lại đáp, hừ, người tưởng ta không nhận ra người đang khích tướng chắc. Ta cũng không ngại nói cho người biết, tương truyền rằng, loại cổ độc này chỉ cần trải qua nghi thức phượng hoàng tắm lửa, hồi sinh trong cho bụi là có thể trị khỏi. Tức là, bỏ tên đó lên giàn lửa thiêu đốt, nói không chừng sẽ tự khỏi đó, có muốn thử hay không? Ha, đáng tiếc, người không còn cơ hội nữa rồi lão nhớ lại những thí nghiệm mình làm trước đây lớp da của người chúng cổ độc trở nên thô giáp cứng rắn thoạt nhìn hình như không sợ nhiệt độ cao có thể trực tiếp dùng lửa đốt nhưng khi vật thí nghiệm sắc hồi phục sự tỉnh táo lúc đó thì tài thánh cũng chẳng cứu nổi nếu đối phương thực sự đem tên đó đi nướng trên lửa nói không chừng còn chết nhanh hơn cũng nên nghĩ tới đây lão lại càng đắc ý lẽ nào ngươi không nhìn ra ta cố ý nói chuyện với ngươi để cổ độc tiến vào sâu hơn đầu lưỡi ngươi phải chăng bắt đầu có cảm giác tê liệt rồi Pháp Sư Tháp Tây nói, ngươi cho rằng, mình thắng rồi ư. Ngươi có ý gì, khước ba ca nhiệt căng thẳng lui lại một bước, rồi lập tức cười khẩy nói, chết đến nơi rồi vẫn còn muốn dọa người. Ngươi bây giờ, tay chân đã tê cứng không nhúc nhích được nữa, ngươi lấy gì ra đối phó với ta chứ? Dùng ánh mắt chắc, lão vừa dứt lời, bỗng chợt thấy phía trước như có một tia sáng trắng lóe lên, đang nghi hoặc, vừa nãy ta nhìn thấy gì vậy? Đột nhiên toàn thân đã như bị điện giật, sau cơn co rút, lập tức cứng nở. Cước ba ca nhiệt điên cuồng gào lên trong tâm thức, không thể hô hấp, không thể nhúc nhích. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Lão ta làm thế nào vậy? Sau đó, lão cảm thấy dường như có thứ gì cưa đứt xương chân, xương ngón tay, xương ngực mình. Cảm giác đau đớn khủng khiếp khiến lão phải rú lên thê thảm, tiếng hét kinh hoàng vừa thốt ra, liền như bị người ta ấn đầu xuống nước, biến thành những âm thanh ủng ục. Pháp sư tháp tây cuộn đầu lưỡi, trên mặt lưỡi liền xuất hiện một mũi kim châm, phụt, mũi kim đâm vào chỗ khuỷu tay ông, ngón tay vốn đã không còn chi giác khẽ nhúc nhích một cái. Kế đó Pháp Sư lại cửa quậy tay trái, rút ra mấy mũi kim châm đâm vào các huyệt đạo khác nhau, chậm chậm vịn vào mép giường ngồi dậy. Pháp Sư đưa tay day day lên huyệt Thái Dương, mở mắt nhìn khước ba ca nhiệt dưới đất, điềm đạm nói, có biết tại sao ngươi thua ta không? Lẽ ra ngươi không nên xuất hiện trong khoảng 50 bước xung quanh ta mới phải. Tiếng giết ngắn ngủi của khước ba ca nhiệt bị một nhóm người khác nghe thấy, ở chỗ Pháp Sư tháp Tây pháp sư á la xoay người chạy đi luôn lữ cánh nam vội bám sát theo sau nhạc dương đưa mắt nhìn trương lập một cái rồi nói anh ba tang ở đó anh ngước nhìn trác mộc cường ba trác mộc cường ba quyết định chúng ta qua đó xem sao mẫn mẫn trông chừng trương lập có chuyện gì lập tức kêu lên nhé mẫn mẫn ngoan ngoãn gật gật đầu lúc pháp sư á la chạy đến pháp sư tháp tây vừa rút mấy mũi kim châm ra khỏi người ba tang gương mặt nở ra một nụ cười hiền hòa gián tiếp chúng phải một loại thuốc mê gì đó cậu ấy không sao đâu lữ cánh nam vừa bước vào phòng liền trông thấy khước ba ca nhiệt co quắp nơi góc phòng miệng sùi bọt mép trắng xóa cô nói khước ba ca nhiệt pháp sư tháp tây nói đừng chạm vào hắn tôi đã dùng thuốc cách ly hắn với gian phòng này rồi pháp sư á là bước lên hỏi ngài không sao chứ pháp sư tháp tây vừa nói ông vừa định đỡ pháp sư tháp tây lên pháp sư tháp tây vội ngăn lại cũng đừng chạm vào tôi nói chuyện ở khoảng cách quá gần, cũng có khả năng chúng phải cổ độc. Khiêng cậu ấy ra ngoài, nói đoạn, ông chỉ vào ba tang. Pháp sư Á La liền y lời kéo ba tang ra đến cửa, chợt thấy khóe mắt Pháp sư Tháp Tây dỉ ra một tiêm máu, nhưng khác với thứ nước mắt màu đỏ của Trương Lập, đôi mắt Pháp sư Tháp Tây đang chảy ra máu tươi. Lữ cánh nam kinh hãi thốt lên, Pháp sư Tháp Tây, ngài. Pháp sư Tháp Tây miễn cưỡng nở một nụ cười, nói, xem ra, không kiềm chế nổi nữa rồi. Ông vừa dứt lời, lỗ mũi, khóe miệng cũng có máu chảy, giống như một đàn sâu màu đỏ ngoằn ngoèo chui ra ngoài vậy. Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba vừa bước vào cửa phòng, liền trông thấy Pháp Sư Tháp Tây thất khiếu chảy máu, cái đó lại phát hiện ra khước ba ca nhiệt nằm lăn dưới đất. Đột nhiên, Nhạc Dương như nắm bắt được gì đó, bộ óc đang chìm đắm trong nỗi đau tức thì xoay chuyển cực nhanh. Từ khi Trương Lập chúng phải cổ độc, đại địch ô thứ kiệt bị giam giữ, rồi họ được giải cứu, không có truy binh. Tất cả những sự việc ấy, anh đã nắm được sợi dây vô hình sâu chuỗi chúng lại với nhau hiểu cả rồi rốt cuộc đã hiểu rồi anh lẩm bẩm pháp sư tháp tây là pháp sư tháp tây pháp sư tháp tây thoáng động lòng lập tức hiểu ý nhạc dương muốn nói gì ông chắp hai tay trước ngực khẽ cúi đầu điềm đạm nhẹ nhàng nói cường ba thiếu ra trong chiếc áo ở đầu giường tôi có một tấm bản đồ là bản đồ yaka tôi vẽ lại theo ký ức sau khi tôi đi mọi người hãy xử lý giống như với đại địch ô thứ kiệt đốt cả căn nhà này rồi mang theo bản đồ lập tức rời khỏi tước mẫu. Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm vào vị Pháp Sư già, không trả lời ông. Ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ, Nhạc Dương lại lẩm bẩm nói một mình, không, không thể đi như vậy được. Pháp Sư Tháp Tây chậm rãi khuyên giải, mục đích của chúng ta là tìm được bạc ba la thần miếu, lỡ làng ở đây đã quá lâu, không thể để bọn mất kinh đến đó trước được. Sau khi rời khỏi đây, mọi người phải cố gắng ít tiếp xúc với các bộ lạc ở Yaka, đội ngũ của chúng ta không thể nào chịu được thêm tổn thất nữa đâu. Lữ cánh nam không kìm được, buồn miệng hỏi, còn quách nhật. Pháp sư tháp tây thở dài nói, đây cũng chính là nguyên nhân mọi người phải lập tức rời khỏi thước mẫu. Mọi người không đấu lại quách nhật niệm thanh đâu, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã từ bỏ lương tâm của một con người, hắn sẽ lợi dụng nhược điểm của nhân tính, lần lượt đánh bại từng người trong chúng ta. Đó là một tên ác ma, một tên ác ma có trí tuệ của loài ma quỷ tất cả mọi người đều nằm trong tính toán của hắn cả. Nói tới đây, ông đưa mắt nhìn về phía Nhạc Dương. Lữ cánh nam quay đầu lại hỏi, thế là thế nào? Nhạc Dương cúi đầu nói, người quách nhật niệm thanh thực sự muốn đối phó, là Pháp Sư Tháp Tây, chứ không phải Trương Lập, cũng không phải là đội trưởng Hồ Dương. Trương Lập chúng cổ độc và cái chết của đội trưởng Hồ Dương đều là quân cờ do quách nhật niệm thanh sắp đặt. Kỳ thực, hắn ta lập kế làm mù mắt công chúa lạp mẫu, rồi ngấm ngầm bắt tay với khước ba ca nhiệt, mục đích không chỉ là muốn chiếm lấy vương quyền ở tước mẫu, mà dã tâm của hắn là thống nhất toàn bộ thánh vực. Với thân phận đại địch ô mới của Yaka, Pháp Sư Tháp Tây mới là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thống nhất ấy. Có thể mới ban đầu, Quách Nhật Niệm Thanh chỉ muốn giết chết Trương Lập, nhưng vì hắn nhìn ra được chúng ta là một thể thống nhất, và lại khi ấy, hắn cũng chưa lên kế hoạch công chiếm vương cung tước mẫu, thực lực vẫn đang bị tước mẫu vương và đại địch ô thứ kiệt kiềm chế, Thế nên mới dùng kế khiến chúng ta tách nhau ra, rồi sau khi giết chết đội trưởng Hồ Dương, lại giả bộ đào tẩu. Ngay sau đấy, hắn lại lợi dụng lúc chúng ta đang phẫn nộ, đầu óc hồ đồ mà sắp đặt một cảm bẫy Nhân lúc chúng ta lơ là để phòng tấn công chiếm lấy tước mẫu, bắt tôi và Trương Lập. Lúc đó hắn nhất định đã biết quan hệ giữa chúng ta và pháp sư Tháp Tây, vì vậy mới không giết Trương Lập luôn, mà hạ cổ độc lên người anh ấy, đồng thời nhốt chúng tôi chung với Đại Địch Ô Thứ Kiệt. Ngay từ khi ấy hắn đã tính toán đến khả năng chúng tôi được giải cứu rồi, nhưng mục đích thực sự của hắn, chính là muốn xem vị tân nhiệm đại địch ô của Yaka rốt cuộc hiểu biết về cổ độc như thế nào. Vì mục đích này, hắn cũng bất chấp dùng tính mạng của toàn bộ dân làng ra thử nghiệm. Nhất định là hắn có mạng lưới tình báo rất hoàn chỉnh, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm khống chế, thế nên khi Pháp Sư Tháp Tây cạn kiệt tinh lực vì giải độc cho dân làng, hắn liền phái ngay khước ba ca nhiệt đến hạ thủ. Trong cuộc chiến giữa hai người này, bất kể là ai chết ai bị thương, đối với hắn cũng đều chỉ có lợi mà không có hại. Đây chính là đặc điểm mưu kế của Quách Nhật Niệm Thanh, lúc ra tay với đội trưởng Hồ Dương đã như vậy, lúc lợi dụng mất kinh cũng vậy, lúc nhốt tôi và Trương Lập cũng vậy nốt, cho dù xuất hiện tình huống gì, kết quả như thế nào, đối với hắn cũng chỉ luôn luôn có lợi, mà không có hại. Và lại, tất cả những mưu kế này, đều được hắn nghĩ ra chỉ trong trước mắt, dựa trên sự biến hóa của toàn cục mà không ngừng biến hóa. Quách Nhật Niệm Thanh, tên Quách Nhật Niệm Thanh, thực sự quá đáng sợ, Tôi không thể tính toán được như hắn, không thể đoán biết hắn đang nghĩ gì, xong hắn lại nắm rõ suy nghĩ của chúng ta như lòng bàn tay vậy. Những gì chúng ta có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể nghĩ đến, thậm chí cả những gì chúng ta không nghĩ đến, hắn cũng đã tính toán đâu đó xong xuôi rồi. Hắn muốn chúng ta thương tâm, chúng ta liền phải thương tâm. Hắn muốn chúng ta bi phẫn, chúng ta liền trở nên bi phẫn. Hoàn toàn từ đầu chí cuối, chúng ta đều bị hắn dắt mũi kéo đi. Quách nhật niệm thanh, hắn là ma quỷ chứ không phải con người nữa. Gặp lại nhé, Trương Lập. Giọng nhạc dương nhỏ dần nhỏ dần, lúc này anh mới nhớ lại lời địch Oan an cát mẫu từng nói, đối với kẻ địch, ông ta chính là ma quỷ, nhưng đối với dân chúng lang bu chúng tôi, ông ấy lại như thiên thần hộ mệnh vậy. Trong lòng anh đang bi phẫn gào lên, tại sao, tại sao chúng ta lại gặp phải một kẻ đáng sợ như tên quách nhật niệm thanh đó? Lẽ nào số phận đã định sẵn rồi, nếu Trương Lập không gặp mã cát, nếu Pháp Sư Tháp Tây không phải đại địch ô của Yaka. Lúc này, lại nghe Pháp Sư Tháp Tây nói tiếp, nghĩ kỹ lại đi, dù chúng ta giết chết quách nhật niệm thanh, thử hỏi có chứng minh được điều gì chứ? Chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác sao? Giải phóng cho dân chúng tước mẫu sao? Họ đã sinh sống ở đây hơn một nghìn năm, nếu không có sự xâm nhập của văn minh ngoại lai, họ sẽ vẫn tiếp tục sống như vậy, rồi họ sẽ có tước mẫu vương mới. Chúng ta chẳng thể thay đổi được gì cả, ngược lại, sẽ chỉ càng mất mát và tổn thất nhiều hơn. Đi đi, đến tầng bình đài thứ ba, nơi ấy mới là mục tiêu và hy vọng của chúng ta. Mau lên, khước ba ca nhiệt đã đến rồi, có người sẽ mang tình hình ở đây báo với quách nhật niệm thanh, chậm một bước là không kịp nữa đâu. Nhìn ánh mắt hừng hực của Pháp Sư Tháp Tây, Trác Mộc Cường ba suy đi tính lại, cuối cùng cũng gật đầu nói, tôi biết rồi, Pháp Sư. Pháp Sư Tháp Tây hài lòng gật nhẹ đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm niệm một bài kệ, mọi thứ ở trên đời, như bọt bóng mộng mơ, như xương rơi điện chấp, hãy suy ngẫm lại coi, si. Em mờ thanh trầm thấp khó nghe, đột nhiên mỗi người trong phòng đều dâng lên một cảm giác kỳ dị, tựa hồ như có mối liên hệ nào đó vừa bị cắt đứt từ đây. Pháp sư Á La chắp tay trước ngực, cúi mình thật sâu vái một vái, đoạn nói, đắm mình trong giấc tử sinh, kiếp này chẳng biết bao giờ mới ra, si. Pháp sư Tháp Tây đã tự đoạn tâm mạch, lìa xa chúng ta rồi. Ai nấy thảy đều kinh hãi nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy dáng ngồi bình thản của pháp sư tháp tây cơn sóng trong lòng dần dần lắng xuống đột nhiên phía sau có người cất tiếng mọi người a à, trác mộc cường ba quay đầu trông thấy mẫn mẫn hai mắt đỏ lựng liền hỏi sao vậy em mẫn mẫn nói mau đến xem trương lập đi cậu ấy hình như không ổn rồi không nhạc dương lao vút ra như một cơn gió trác mộc cường ba thu dọn lại y áo của pháp sư tháp tây rồi bước ra khỏi gian phòng ấy sau cùng chợt thấy một cơn gió lạnh ùa về, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm tăm tối không trăng không sao, bốn bề tĩnh mịch như tờ, vạn vật không cất tiếng, chỉ có một đốm lửa bùng lên ở phía xa xa. Phải rồi, mã Cát đã đốt lửa ở cái vạc lớn đó lên, ngọn lửa bập bùng, tựa một tinh linh của đêm tối đang nhảy một vũ điệu bi thương mà đơn độc. Sau khi dặn dò mẫn mẫn trông chừng ba tang, gã cùng lữ cánh nam, Pháp Sư Á la đến gian phòng trương lập đang nằm, chỉ thấy nhạc dương đang đứng bên cạnh anh, miệng lẩm nhầm, 14, 15. Phu, rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, hai tay chồng lên nhau đặt trên ngực Trương Lập, bắt đầu đếm, 1, 2, 3. Thì ra từ nãy giờ, anh vẫn xoa bóp ngoài lồng ngực cho Trương Lập. Thấy bọn Trác Mộc Cường ba bước vào, Nhạc Dương ngước mắt nhìn lên đầy kỳ vọng, miệng nhoẻn cười nói, Cường ba thiếu gia, giáo quan, Trương Lập vẫn chưa chết, anh ấy vẫn còn thở. Miệng nói, nhưng tay anh vẫn không hề ngừng lại. Cánh tay Trác Mộc Cường ba run lên, một cảm giác đau bốt từ ngón vô danh chạy thẳng đến tận sâu trong tim gã lữ cánh nam và pháp sư á là tách ra